Chap 451, lúc này mọi người đều nhìn thấy rõ nàng, trên đời này còn có mỹ nhân như thế sao? Dung mạo như tiên, đường cong ma quỷ. Còn ai muốn giết thẩm lãng? Nữ nhân lại hỏi, ngươi sao? Tên hải tặc đầu lĩnh đứng gần hải võng vẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị ngọc thủ của nàng đánh nát đầu, ngươi sao? Tiếp đó, lại thêm một người bị đánh nát đầu. Sau đó nàng lao đến đau gờ lát, lên tiếng hỏi, đau gờ lát. Đau gờ lát cười khổ nói, Helen điện hạ, Mặc dù trong người cả hai đều chảy dòng máu của hoàng tộc Solen, nhưng địa vị của Douglas và Helen cách nhau như trời và đất. Phụ thân của Douglas chỉ là một thân vương mà thôi, nếu sắp xếp danh sách người thừa kế hoàng vị, gã ít nhất phải đứng thứ mấy chục, mà Helen công chúa tuyệt đối xếp hạng ba. Thẩm Lãng nhìn bóng lưng uyển chuyển tuyệt đỉnh của nàng, ánh mắt không dám tin, trong lòng lại mừng như điên, "Tỷ, tỷ tỷ của ta sao?" Công chúa Helen nói, "Ngươi nói lời thật cho mọi người biết, kế hoạch của ngươi thất bại liên quan đến Thẩm Lãng không?" Nhớ kỹ phải nói thật, chớ bôi nhọ vương tộc Solen. Douglas nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên muốn nói đây hết thảy đều do âm mưu của Thẩm Lãng, thế nhưng thật không cam tâm, bởi vì sự thật không phải vậy, nếu nói dối tiếp nữa, nhất định bị công chúa Helen giết chết. Võ công của Douglas rất mạnh, sa luân chiến đánh thắng đám hải tặc, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua Helen, liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Douglas nói, kế hoạch của ta thất bại không liên quan đến Thẩm Lãng. Helen nói, vậy ngươi nói láo vu oan hãm hại trầm lãng đúng không đau ngưng tụ hết thảy đấu khí nhưng không nói lời nào riêng chuyện đó sẽ không thừa nhận đúng hay không công chúa helen tiếp tục hỏi lời vừa dứt đau gờ lát chợt cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng cường đại khiến cho cái chán đổ đầy mồ hôi đúng không công chúa helen hỏi thêm lần nữa đồng thời vương ngọc thủ lên đúng ta nói láo ta vu oan hãm hại thầm lãng đau gờ lát cắn răng nói phốc ánh đao lóe lên máu tươi bắn ra Douglas chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình hơi lạnh, sau đó máu tươi tuôn ra, trên mặt bị cắt một vết thật dài. Douglas, ngươi nói láo vu oan người khác, trước tiên ta phạt nhẹ ngươi, tiếp theo sẽ dẫn ngươi về đế quốc lần. Helen công chúa chậm rãi nói, hy vọng hoàng tộc sẽ cho ngươi một phán quyết công chính. Máu me đầy mặt Douglas, hai mắt nhìn chầm chầm Helen, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng không cách nào rời khỏi miệng, chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn hận. Dựa vào cái gì? Dù thẩm lãng có là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi, nhưng người kế thừa huyết thống hoàng tộc ta mới là đường huynh anh họ của ngươi, sao ngươi lại bất công thiên vị thẩm lãng gà nhà bôi mặt đá nhau đệ đệ của ta cuối cùng tìm thấy đệ rồi thẩm lãng chợt ngửi được một mùi thơm dịu nhẹ công chúa helen tiến lên ôm lấy hắn thân mật hôn lên khuôn mặt của hắn tỷ tỷ là tiên hạ trần sao thẩm lãng cố ý giả vờ ánh mắt ly nhìn helen hỏi không phải đệ mới đúng helen ôn nhu nói. Mà lúc này, Hila giang hai tay, muốn ôm công chúa Helen. Helen hơi nhíu mày, do dự một lúc, nàng có ký ức về Hila, hơn nữa còn là ký ức không vui. Hila từng quấy rối nàng theo một nghĩa nào đó. Helen muội muội, lúc trước ta có lỗi, bởi vì ta chưa từng gặp ai xinh đẹp như muội cả. Hơn nữa lúc đó ta không biết, hai chúng ta là tỷ muội. Hila nói, sau đó nàng tiến lên ôm ấp Helen, tham lam ngửi mùi thơm trên người nàng. Cảm giác thật tốt, đây mới là cảm giác người một nhà ta nghiện mất. Helen nghe vậy, chớp chớp mắt nhìn thầm lãng, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song đầy kinh ngạc. người sáng lập đảng Scotland không phải tên Loki sao? Helen hỏi. Thẩm lãng nói, lúc phụ thân ở nữ vương thành tên là gì? Helen công chúa nói, phụ thân tên Leon. Thẩm lãng nói, để thấy gì Aquila mắng không sai, phụ thân chỉ biết nói dối lừa người khác. Loki, Leon, Khương Ly. bây giờ phụ thân có đến ba cái tên. phụ thân đại nhân, người chơi thật vui à? chẳng qua thẩm lãng không khác lắm hắn còn một cái tên sở trung thiên hiện tại hắn có chút tin mình là con của bệ hạ khương ly rồi từ bộ dáng to lớn uy nghiêm của phụ thân thẩm lãng mơ hồ ngửi được mùi cặn bã hai cha con mình thật sự cùng một loại sao thật sao helen hô nhỏ một tiếng sau đó ôm chặt lấy hila chẳng qua kế tiếp nàng liền đẩy hila ra bởi vì hila nói một câu đệ đệ yêu dấu tỷ thấy hổ thẹn đệ thật thuần khiết helen mềm mại quá làm cho trái tim của tỷ đập rộn lên trong đầu hiện lên suy nghĩ không đúng đắn thẩm lãng im lặng không nói hắn tức thì cảm thấy mùi vị cận bã nồng nặc từ hila helen không quan tâm đến hila nữa nhìn thẩm lãng cười hỏi ta muốn cho đệ biết một tin tức tốt đệ đoán xem trong đầu thẩm lãng chợt lóe sáng run rẩy nói tỉ chẳng lẽ mới rời khỏi tam giác quỷ sao helen nói đệ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh đúng như mọi người nói trong nháy mắt thẩm lãng cảm thấy hít thở không thông cuối cùng biết tin tức của mộc lan rồi cuối cùng biết tin tức của các con rồi lúc mộc lan đến tam giác quỷ tinh thần lực tiêu hao quá độ, mãi đến khi ta rời khỏi, nàng vẫn còn hôn mê. Để yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nàng cần thời gian dài để bình phục. Hôn mê chỉ là chức năng tự bảo vệ mình của cơ thể, thậm chí lúc nàng tỉnh lai, tinh thần và tu vi sẽ tăng lên một bậc. Mấy bé con đều rất tốt, thẩm lực vốn yếu ớt, nhưng khi vào tam giác quỷ, ngược lại càng thêm khỏe mạnh. Còn tiểu công chúa thẩm mật đáng yêu nhất, thẩm mật thay một cây răng rồi, ta còn ôm nó lên mái nhà, để nó tự đặt cây răng lên nó tiểu thẩm dã thì quá quấn quýt để quan tâm nó đủ không đó cứ mỗi lần ta ôm thẩm lực và thẩm mật nó liền chạy đến ôm chân của ta đáng tiếc ta không có ba cánh tay không cách nào ôm một lượt ba đứa bé người nhà của đệ không đúng người nhà của chúng ta hết thảy đều tốt helen nói tiếp xin lỗi đệ ta không thể đưa bọn họ rời khỏi tam giác quỷ lúc ta rời đi vẫn không cách nào làm được thử vô số lần đều bị ném trở lại bên trong các nàng rất lo lắng cho đệ chờ đợi mấy tháng mà vẫn không thấy đệ đâu ta cũng rất lo cho đệ, cho nên ta mạo hiểm thử con đường dưới đáy biển, không ngờ đến đây lại gặp đệ, thật sự quá tốt rồi. Helen còn chưa nói hết, chợt bị thẩm lãng ôm lấy. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ lo cho mọi người. Thẩm lãng run giọng nói, lệ rơi đầy mặt. Hắn biết mọi chuyện không đơn giản như Helen nói, bên trong tam giác quỷ nguy hiểm bực nào, Helen vì bảo vệ người nhà của hắn, khẳng định làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Không cần cảm ơn ta, bởi vì lúc ta làm những chuyện đó, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Helen nói, nhưng ta đã nghĩ hết biện pháp, đều không thể đưa các nàng rời khỏi nơi đó. Thẩm lãng lên tiếng an ủi, không sao, đệ sẽ có cách. Hai người cứ thế ôm nhau, cảm xúc chập trùng. Một lúc lâu sau, ngươi giết đệ đệ của ta. Hải mộng ngồi xổm trên đất, ôm lấy thi thể không đầu của hải võng, tức giận nhìn Helen, hét lên. Hắn muốn giết thẩm lãng, hắn đang chết. Helen lạnh lùng nói. Douglas nói, công chúa Helen, ngài rất mạnh, võ công vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng ta muốn hỏi ngài một câu, ngài mạnh như thế, vậy có thể rời khỏi đây được không? Helen lắc đầu nói, ta không thể. Douglas nói, mời ngài nói lại lần nữa. Helen nói, ta không cách nào rời khỏi chỗ này, mười mấy ngày qua ta tìm kiếm khắp nơi, nhiều lần vượt biển. Nhưng lần nào cũng thất bại, trở lại vị trí ban đầu. Helen nói thật, phế tích nước Lost rất lớn, chọn mấy vạn km, nàng nào biết thẩm lãng ở đây đâu, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đi tìm trầm lãng, Kết quả nỗ lực vô số lần đều thất bại. Douglas nói, "Mọi người nghe không, ngay cả công chúa Helen còn thất bại, không cách nào rời khỏi chỗ bị nguyền rủa này." Thẩm Lãng các hạ, ngươi dựa vào cái gì nói mình cứu được mọi người? Helen điện hạ, ta bị ngài nghiêm phạt vì nói dối, vậy thẩm lãng lừa gạt mọi người thì sao? Hắn phải bị nghiêm phạt, nên bị chém một đao lên mặt đúng không?" Khuôn mặt anh tuấn của Douglas đầy máu, đang chảy như chút nước còn chưa ngừng, tràn ngập phẫn hận nói, "Không được." Helen công chúa nói, ta trừng phạt ngươi, bởi trong cơ thể của ngươi chảy dòng máu của hoàng tộc, ta có trách nhiệm giáo huấn ngươi, khi ngươi làm mất mặt hoàng tộc Zolun. Nhưng mà Thẩm Lãng thì khác, hắn không phải thành viên của đế quốc Zolun. Hơn nữa ta tin Thẩm Lãng không nói dối, nếu hắn thật nói dối, ta không nghiêm phạt hắn, thế nhưng ta là tỷ tỷ của hắn, ta sẽ tự phạt mình, rạch một vết lên mặt của mình." Helen tiếp tục nói. Nàng vừa dứt lời, Thẩm Lãng cả kinh, tỷ tỷ yêu dấu của đệ, tỷ, tỷ cổ hủ như thế sao? Quy tắc của quý tộc quy tắc của hoàng tộc nói nghe chơi thôi sao lại xem như thật thẩm lãng đưa mắt nhìn hải mộng nhìn đám hải tặc đảng sketterton trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập tuyệt vọng tràn ngập mê man còn có hận thù hận thù không hoàn toàn nhắm vào hắn mà được tích lũy qua nhiều năm mệt mỏi thẩm lãng hít sâu một hơi tỉ tỉ helen đến cho hắn biết tin tức tốt nhất người nhà của hắn bình an cho nên hắn càng thêm nóng lòng muốn về thế nhưng muốn giết về phương đông cần phải có hạm đội đảng sketterton cần vực dậy sự tự tin và dục vọng chiến đấu của bọn họ, đó mới là hạm đội hải tặc mạnh nhất thế giới. hắn chậm rãi đi lên bục cao được chuẩn bị sẵn, nhìn vô số hải tặc Skeletor. Ngay lúc này, hải mộng bỗng nhiên nói: mọi người không nên nghe hắn lừa gạt, hắn làm nhục chúng ta, hắn coi thường chúng ta, đến bây giờ vẫn còn coi thường chúng ta. Thẩm lãng cười to, không sai, ta coi thường các người, bởi vì các ngươi đánh mất lòng kiêu ngạo, đánh mất tôn nghiêm, các ngươi bị vây lâu lắm rồi, các ngươi mạnh mẽ nhưng ý chí chiến đấu hoàn toàn không còn thủ lĩnh aquila vì cứu các ngươi dũng cảm chọn hải táng các ngươi không ngăn cản ta vì vực dậy ý chí chiến đấu của các ngươi dũng cảm chọn hải táng các ngươi vẫn thờ ơ như cũ vẫn chọn đi theo đau gờ lát hải mộng cười lạnh nói chúng ta chọn hắn thì sai sao lẽ nào chọn người mới đúng trầm lãng lớn tiếng nói hải mộng thủ lĩnh ngươi nói thật hay dựa vào cái gì chọn ta vì ta hải táng như nữ hoàng aquila sao vì ta làm cho hải quái hoàng sợ bỏ chạy sao như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tại sao ta coi thường các ngươi, vì các ngươi chọn đau gờ lát, vì các ngươi chờ một tên ngốc cứu mình, đó chính là sỉ nhục lớn nhất. Hạm đội Skeleton từng bá chủ biển cả, mạnh nhất thiên hạ, từ khi nào lại cần người khác đến cứu rồi. Chỉ những kẻ hèn nhát mới cần người khác cứu, đàn ông đỉnh thiên lập địa mãi mãi tự cứu lấy mình. Do đó ta coi thường các ngươi, ta nói muốn các ngươi thuần phục, thế nhưng ta không muốn một hạm đội hèn nhát, chỉ biết đợi người khác cứu mình, một đám vô dụng thì làm được cái gì? Douglas luôn mồm hỏi ta, có cách cứu các ngươi hay không? Có thể đưa các ngươi rời khỏi chỗ này không? Có, ta có cách. Thẩm lãng hết lớn, thế nhưng người phương đông bọn ta có một câu, muốn sống thì tự cứu lấy mình, mà không phải hy vọng người khác cứu. Cái gì vây khốn các ngươi, là chúa tể của đế quốc Lost, nó là chúa tể tối cao của mấy triệu hải quái, nó là kẻ thống trị tối cao của hải vực bị nguyên rủa này. Bất kỳ người nào xuống biển, đều bị nó thống trị, vĩnh viễn không biết đông tây nam bắc nó mạnh đến mức dùng tinh thần lực của mình bao phủ toàn bộ hải vực làm cho chúng ta sinh ra ảo giác tiếng kêu của nó như ma âm như tiếng quỷ khóc bao phủ cả hải vực lỗ tay không nghe được thế nhưng lại vang lên trong đầu của chúng ta khiến cho chúng ta hận thù tuyệt vọng thậm chí tan vỡ biển cả mà các ngươi nhìn thấy không phải chân thật đó chỉ là thứ mà nó muốn các ngươi thấy các ngươi nghĩ mình đang đi về phía bắc thực tế thì các ngươi chỉ đang đi vòng quanh mà thôi nếu ông trời có mắt nhất định sẽ cảm thấy nực cười vì sao các ngươi lại đi lòng vòng như vậy đó là chân tướng của quỷ đà tường mẫu thân của hy la thủ lĩnh aquila vì cứu các ngươi mà chọn hải táng nhưng phải hải táng sao không phải sự thật là người dũng cảm quyết chiến y chúa tể của vùng biển này thế nhưng người thất bại bởi vì chỉ có một mình người chiến đấu cho nên người chết bị vô số hải quái giết chết không sai chính các ngươi từng thấy con bạch tuộc kia nó là chúa tể của vùng biển này nó vô cùng mạnh mẽ thống trị mấy triệu con hải quái muốn rời khỏi chỗ này muốn trở về nhà căn bản không có con đường thứ hai chỉ có đánh bại chúa tể đánh bại trăm vạn hải quái đau gờ lát người thất bại hiện tại đến ta thử một lần ta sẽ đi sáng tạo kỳ tích ngay bây giờ nhưng ta không đưa các ngươi theo chạy trốn mà đưa các ngươi theo để chiến đấu đi tìm chúa tể quyết chiến đi tìm trăm vạn hải quái quyết chiến năm đó thủ lĩnh aquila quyết đấu chúa tể người thất bại chết thảm mà ta còn nhỏ yếu hơn thủ lĩnh aquila không đáng nhắc tới Thế nhưng ta sẽ thử một lần, ta sẽ chiến đấu đến cùng. Ta nói rồi, ta không cần những người hèn nhát, ai là hải tặc chân chính thì đi theo ta. Ngay sau đó, thẩm lãng nói tiếp, giác tang thúc thúc, nhờ thúc lấy di vật của thủ lĩnh Aquila ra. Giác tang lấy ra một cái ốc biển màu đỏ, ốc biển như một đám lửa, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Năm đó trước khi thủ lĩnh Aquila hải táng, nàng từng thổi ốc biển này, mọi người đều nghĩ rằng nàng đang tiến hành nghi thức nào đó, nhưng thật ra nàng đang hướng chúa tể tuyên chiến. Các ngươi không biết, vì cứu các ngươi aquila từng đi lên kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn người trong kim tự tháp cũng nói với thủ lĩnh aquila một câu muốn sống thì tự cứu lấy mình sau đó bọn họ đưa cho thủ lĩnh hai cái ốc biển một cái màu đỏ một cái màu xanh ốc biển màu đỏ có thể tuyên chiến ốc biển màu xanh có thể xua đuổi đám hải quái bọn họ hỏi thủ lĩnh aquila chọn cái nào helen nhìn ốc biển quen thuộc kia lúc nàng còn ở trong tam giác quỷ nàng lấy được một cái kèn lệnh thượng cổ đó là ốc biển màu xanh thổi lên sẽ làm cho hải quái hoảng sợ chạy trốn. Nàng đã đưa nó cho tuyết ẩn, không ngờ còn ốc biển màu đỏ nữa. Thẩm lãng nói, đổi thành các ngươi thì chọn thế nào? Ta chắc các ngươi sẽ chọn ốc biển màu xanh. Thế nhưng thủ lĩnh Aquila lại chọn ốc biển màu đỏ bởi vì ý chí chiến đấu của người còn chưa mất. Chính là cái ốc biển màu đỏ này, các ngươi thấy quen mắt lắm đúng không? Thẩm lãng ra ốc biển màu đỏ lên thật cao. Nhìn thấy ốc biển màu đỏ, đám hải tặc chợt hít một hơi khí lạnh, nhớ lại ký ức vô cùng sợ hãi. Năm đó thủ lĩnh Aquila, sau khi thổi cái ốc biển đó lên, vô số hải quái xuất hiện, vô số kể, vô biên vô hạn. Cuối cùng một con bạch tuộc lớn như tòa thành, không chỉ to lớn, nó còn tỏa ra khí tức năng lượng khủng bố như địa ngục, làm cho người ta cảm thấy hồn phi phách tán, cứ đái cùng ra. Ngay thời điểm đại bạch tuộc xuất hiện, bọn họ đều tê liệt ngã xuống đất, hoàn toàn mất dũng khí chống lại. Mà ngay đó thủ lĩnh Aquila rút đại kiếm ra, hô to Skeleton muôn năm, sau đó người nhảy xuống đê đập, xông tới con bạch tuộc lớn như tòa thành kia, nhưng không một ai dám theo sau người. Tiếp đó Aquila bị hải quái giết chết, thịt nát xương tan, chết không chỗ chôn. Bởi vậy bọn họ đều sợ hãi, ý chí chiến đấu không còn nữa. Lúc trước bọn họ còn không ngừng chiến đấu, chém giết hải quái, kể từ ngày đó, bọn họ không dám ra biển, suốt ngày trốn bên trong bến cảng. Nghe Thẩm Lãng nói xong, Hila khóc dòng nói, giác tang thúc thúc, Thẩm Lãng nói thật sao, tại sao ta không biết. Giác tang run rẩy nói, thẩm lãng nói không sai mẫu thân của con luôn ích kỷ như vậy quyết định hy sinh hiến tế về sau muốn ta trông nom con còn để lại cho con một di thư hy la nói di thư ta chưa từng thấy thẩm lãng nói là bức họa phụ thân của chúng ta bên trong cất dấu di thư của thủ lĩnh aquila để lại cho tỷ người muốn để lại cho tỷ nhưng lại không muốn tỷ nhìn thấy thế nhưng để thấy thẩm lãng lấy ra một bức họa trên bức họa vẻ một người là khương ly thủ lĩnh aquila mỗi ngày nhìn bức họa mà thương nhớ khương ly giác tăng nói lúc đầu nhìn thấy con bạch tuộc kia không chỉ bọn họ không chỉ hải mộng hải võng ngay cả ta hoàn toàn bị dọa cho hỏng cho nên ta ký thác hy vọng lên đau gờ lát ta vô cùng nhục nhã thầm lãng hô lớn ta lập lại lần nữa ta không dẫn theo các ngươi chạy trốn ta sẽ các ngươi chiến đấu lúc thủ lĩnh aquila thổi cái ốc biển này lên các ngươi sợ đến mức tê liệt ngã xuống mất đi hết thảy ý chí chiến đấu mặc cho thủ lĩnh aquila đơn độc chết thảm hiện tại ta muốn thổi nó lên thêm lần nữa ta muốn kêu gọi chúa tể của vùng biển này, ta muốn kêu gọi trăm vạn hải quái, các ngươi cũng sẽ để cho một mình ta chiến đấu sao? Đau gờ lát, ta không phải ngươi, ta không trốn trong góc đầu cơ trục lợi như ngươi. Ta chỉ biết dẫn theo đảng Skeleton chiến đấu đến cùng, như vậy mới xứng đáng trở thành thủ lĩnh tối cao. Thẩm lãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tất cả khí lực, thổi ốc biển chiến đấu lên. Ú u, âm thanh già nua vang lên, ùng ùng, đồng thời, trời cao chợt vang lên từng đợt sấm sét ngay sau đó một màn đáng sợ xuất hiện vô số hải quái trồi lên mặt nước mấy ngàn mấy vạn mấy trăm ngàn vạn cuối cùng cả vùng biển đầy kín hải quái ngay cả helen còn không khỏi sợ nổi da gà nàng chưa từng thấy nhiều hải quái như vậy rầm 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 lại thêm một hồi tiếng nổ kinh thiên một đạo lôi điện to lớn điên cuồng đánh xuống chiếu sáng cả bầu trời toàn bộ biển rộng phẳng phất nứt thành hai một con bạch tuộc lớn như tòa thành chợt lao tới nó là chúa tể kẻ thống trị vùng biển này bởi vì nó mà tất cả bọn họ mãi mãi không thể rời khỏi nơi đây. Thẩm lãng xoay người nhìn đám hải tặc, cười nói, ta muốn chém giết chúa tể, các ngươi dám theo ta không? Hay các ngươi sẽ để ta chiến đấu một mình? Các ngươi muốn lấy lại ý chí chiến đấu bị mất đi, lấy lại sự kiêu ngạo của mình. Oanh oanh liệt liệt chiến đấu để tự cứu bản thân, hay quỳ xuống cướp đái cùng ra, khóc ròng ròng. Sau đó hắn đi về phía biển rộng, lái một con thuyền nhỏ, đánh thẳng đến con bạch tuộc to lớn kia. Trên thực tế, hắn luôn bất chợt như thế, Thời điểm cần hắn lười biếng thì hắn liền lười nhác, thời điểm cần hắn nhiệt huyết, hắn liền nhiệt huyết, cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Vào thời khắc mấu chốt, thẩm lãng tuyệt đối cam lòng mạo hiểm, liều mạng chiến đấu. Tỷ như ngày hắn bị vạch trần thân phận, hắn can đảm một mình ngăn cản Ninh Hàn và Cơ Tuyền. Lại tỷ như hắn dám dùng chính mình làm mầm bệnh, truyền nhiễm tử bệnh cho Ninh Hàn và Cơ Tuyền. Cách làm việc của hắn, đôi lúc coi như một tên điên. Thế nhưng bây giờ đáng để hắn mạo hiểm sao? Thứ mà hắn muốn không chỉ thu phục đảng Skeleton, còn do đột phá vòng vây bởi vì hắn cũng bị vây khốn. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nhiệt huyết như biểu hiện của mình. Trước khi đến đế quốc Lost, cách của thẩm lãng tương tự như Douglas, đều bị tình huống của Hila đánh lừa, đều cảm thấy muốn cứu đảng Skeleton, vô cùng đơn giản, chỉ cần làm nổ năng lượng hạch tâm mà thôi. Thế nhưng khi đến nơi đây, thẩm lãng biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhất là sau khi xem di thư của thủ lĩnh Aquila, hắn cẩn thận suy nghĩ, tiếp đó hỏi rất nhiều người, còn phân tích sóng năng lượng như tiếng quỷ khóc kia, cuối cùng hắn đi đến một kết luận, thủ phạm nguyên rủa vùng biển này nằm trên biển mà không phải trên phế tích hay do năng lượng từ trường. Sau đó, Thẩm Lãng còn tìm được một kết quả rất thú vị, hắn yêu cầu giác tang và rất nhiều người vẽ lại con bạch tuộc lớn như tòa thành kia, phát hiện bức vẽ của bọn họ đều có chỗ khác nhau, không phải ký ức xuất hiện sai lệch, rất nhiều người chắc chắn mình vẽ không sai. Đáng tiếc Thẩm Lãng không tìm thấy sách cổ hay ghi chép trên phế tích thế nhưng trong quyển nhật ký của khương ly lại nhắc đến một câu nữ hoàng nguyền rủa các người đứng lên nhặt lại sự kiêu ngạo của mình theo ta chiến đấu thẩm lãng đứng trên thuyền nhỏ hô to con thuyền tiến lên không dừng lại mà hắn quả thực kích thích nhiệt huyết của bọn hải tặc rất nhiều người tê cả ra đầu nhắm hai mắt lại nhặt loan đào lên theo hắn xông lên nói một vạn câu lên cho ta không bằng một câu theo ta nhưng mà một giây kế tiếp con bạch tuộc to như tòa thành há miệng rít gào một tiếng kinh thiên vô số xúc tu vũ động bao phủ cả bầu trời. Cả vùng biển biến thành địa ngục, hầu như toàn bộ hải quái đều đến, vô biên vô hạn, số lượng lên đến hàng trăm nghìn con, rậm rạp kín cả vùng biển. Cái đầu khổng lồ của bạch tuộc có vô số con mắt, thậm chí mỗi cái xúc tu đều có mắt và miệng. Ngay cả nằm mơ thấy ác mộng đều không thấy quái vật như thế, đủ khơi dậy nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng bất luận kẻ nào. Cực độ phát lạnh, gào ngô, tiếng rít gào vang vọng, một đôi mắt lại một đôi mắt lần lượt mở ra, con mắt kinh khủng của nó bắn ra hào quang màu đỏ, chiếu sáng cả vùng biển. Nỗi sợ hãi vô biên bùng nổ như một quả bom, khiến tất cả hải tặc hoàn toàn bị chấn nhiếp. Những hải tặc bị vực dậy, nhiệt huyết sôi trào, xông lên theo thẩm lãng, lập tức lạnh lẽo cả người, ngồi bệt xuống đất. Kết quả tương tự năm xưa, không ai dám xông lên chiến đấu. Đảng Skeetalong không sợ bất kỳ kẻ địch nào, dùng ít địch nhiều, chiến đấu không biết bao nhiêu lần, thậm chí lấy một địch người, nhưng hầu hết kẻ địch đều là con người. Trước mắt là cái gì? Một con quái vật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, bất luận kẻ nào đều sẽ mất dũng khí chiến đấu thảo nào toàn bộ hải tặc trở thành kẻ thảm hại như vậy con thuyền nhỏ của thẩm lãng vẫn lẻ loi một mình lao đến con quái vật kia sau lưng không ai dám theo thật thật đáng chết một màn này như bộ phim nào đó mà thẩm lãng từng xem đúng rồi là phim sát tứ lang ban đầu cả đám cùng nhiệt hết lên mọi người đều hưởng ứng nhưng cuối cùng tiến lên chiến đấu chỉ có vài người đám hải tặc skeleton đều bị dọa đến nằm sấp xuống đất không ngừng run rẩy Douglas run lẩy bẩy, trong lòng mừng như điên, đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Thẩm Lãng, Hila, Helen, ba người quá ngu xuẩn, chịu chết sao, cứ như vậy đảng Skeleton sẽ thuộc về ta. Đương nhiên, chạy khỏi nơi này bằng cách nào? Hiện tại Douglas còn chưa nghĩ đến, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Lãng và Helen tìm chết, đủ thoải mái rồi. Nhìn vô số hải tặc run lẩy bẩy, Douglas cười nhạt, thầm nói, Thẩm Lãng, ngươi quá đề cao bọn chúng rồi. Thẩm Lãng đứng trên con thuyền nhỏ, lẻ loi trôi đến đám hải quái. Hila không chế thuyền nhỏ, còn Helen thì cầm trường kiếm đứng bên cạnh hắn. Năm xưa, thủ lĩnh Aquila một thân một mình khiêu chiến hải quái, mà lần này thẩm lãng tốt hơn chút, có đến hai người theo hắn xuất chiến. Chiếc thuyền nhỏ so sánh với bạch tuộc khổng lồ, tựa như kiến càng lai cây, chỉ cần một va chạm nhỏ, đủ để đập nát bọn hắn. Đệ đệ muội muội yêu dấu, ta mắc tiểu quá, sắp nhịn không nổi rồi, hai người có như ta không. Hila vừa điều khiển thuyền nhỏ, vừa hỏi thẩm lãng và Helen. Hila rất dũng cảm, Thế nhưng đối mặt con quái vật cấp bậc địa ngục kia, trong lòng không khỏi sợ hãi, thậm chí toàn thân mềm nhũn ra. Helen nhíu chặt mày, quái vật siêu cấp như vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua, trong lòng nàng cũng tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi không có gì xấu hổ, mỗi người đều có nỗi sợ trong lòng, nhưng tuyệt đối không thể vì sợ hãi mà đánh mất ý chí chiến đấu. Ta phải bảo vệ người nhà, không quản địch nhân cường đại, khủng bố loại nào. Helen tự nói với mình. Con thuyền của Thẩm Lãng tiến nhập bên trong đại quân hải quái chúng nó tránh ra một con đường theo bản năng thật chỉnh tề nhìn chằm chằm ba người thầm lãng một màn này giống như một con cừu nhỏ lao vào bên trong bầy sói bạch tuộc to lớn như tòa thành nhìn chằm chằm thầm lãng ánh mắt tràn ngập châm chọc chờ hắn đến tìm chết thầm lãng cách bạch tuộc càng ngày càng gần càng ngày càng gần vào nó chậm rãi há miệng thật to bọn họ chưa từng thấy qua con bạch tuộc nào lớn như thế trong sát na áp lực làm cho người ta buồn nôn làm cho người ta hít thở không thông ập xuống bởi vì trong miệng của nó đầy răng nhọn, lên đến hàng triệu cây. Miệng của nó càng ngày càng lớn, cuối cùng lớn hơn cả trăm thước, không còn là cái miệng nữa rồi, mà giống cánh cửa địa ngục hơn. Đừng nói thẩm lãng, ngay cả con thuyền nhỏ này còn không đủ nhét kẽ răng của nó. Vô số xúc tu không ngừng vũ động trên không trung, che kín cả bầu trời. Đám hải tặc thấy vậy, bắt đầu mặc niệm trong lòng, một màn thủ lĩnh Aquila tan xương nát thịt sắp tái diễn. Hai chân của Hila bắt đầu run, nói, đệ đệ, tỷ tỉ. tỉ ta không sợ chết, thế nhưng chúng ta đánh không thắng nổi. Thẩm lãng nhìn sang công chúa Helen. Helen nói, ta sẽ chiến đấu đến cùng, dù ta chưa từng thấy con quái vật nào kinh khủng như vậy, bất kỳ võ lực nào đều nhỏ bé không đáng kể, chỉ một cái xúc tu của nó đã đủ nghiền nát chúng ta. Ngay cả công chúa Helen còn cảm thấy trận chiến này không hề có hy vọng thắng. Ta sẽ vì ngươi mà chiến đấu, đệ đệ của ta. Công chúa Helen chợt rút đại kiếm ra, lạnh lùng nói, ta cũng rất sợ, nhưng không đánh mất ý chí chiến đấu. Hila cắn chặt răng, cũng rút loan đao ra, hét lớn: "Cùng lắm thì chết thôi, ba tỷ đệ chúng ta chết chung, cũng là hạnh phúc to lớn." Thẩm Lãng cũng rút ra, nhưng là hai cây ống chích, tiêm vào trong cơ thể của hai tỷ tỷ. Hila và Helen kinh ngạc nhìn sang Thẩm Lãng, "Đệ chích ta cái gì?" Nhưng hai người biết, Thẩm Lãng sẽ không hại mình. Sau một lát, Hila và Helen dường như mở ra cánh cửa thế giới mới, bước vào một cảnh giới khác. Toàn bộ sợ hãi biến mất, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi, trở nên chân thực cảm giác quen thuộc đó lại hiện lên. Bầu trời không thể cản tầm mắt của ta, mặt đất không thể giữ chân của ta, trăm vạn hải quái không thể làm hại ta, ta vô địch, thông thiên triệt địa. Ninh chính vốn nhất gan tự ti, sau khi dùng còn biết bẫy nghĩa thiên hạ huống chi cường đại như Helen và Hila. Nhưng Helen lại khác, hưng phấn lại hoàn toàn bình tĩnh. Mà Hila thì hoàn toàn điên cuồng. Sau đó ánh mắt của hai người nhìn về phía con bạch tuộc khổng lồ, tức thì chợt kinh ngạc. Cái, cái gì? Sao con quái vật lại thành như thế? tiếp đó hai người không nói một lời chợt nhảy lên thân ảnh như đạn pháo bắn lên không trung nâng loan đao và đại kiếm lên cao hung hăng chém xuống mà thẩm lãng còn điên cuồng hơn hắn chợt rút ra một thanh hắc kiếm lao thẳng về phía cái miệng khổng lồ của con bạch tuộc đám hải tặc các ngươi hèn nhát thành phế vật các ngươi không còn xứng với cái tên đó nữa ta là tân thủ lĩnh của đảng scotland ta sẽ chiến đấu vì danh dự của scotland giết 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 sau đó một màn làm bọn họ kinh hãi xuất hiện ba người thẩm lãng quyết chiến bạch tuộc kinh thiên động địa đất dung núi chuyển sáu vạn hải tặc không dám tin hai mắt của mình bọn họ vốn nghĩ rằng ba người thẩm lãng chắc chắn phải chết dễ dàng bị bạch tuộc nghiền nát không còn cặn bã không ngờ trận chiến lại xuất hiện một màn quỷ dị như thế phốc đại kiếm trong tay helen tỏa sáng hào quang màu vàng kiếm quang dài mấy chục mét nàng điên cuồng chém xuống xúc tu khủng bố của bạch tuộc vậy mà bị nàng chém đứt gào 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 ôi trời ơi xúc tu của nó dài hơn mấy ngàn thước, to lớn như chiến hạm của đảng Long, lại bị đại kiếm của công chúa Helen trực tiếp chặt đứt. Còn Hila thì võ công kém hơn, nàng đứng trên xúc tu của bạch tuộc, con bạch tuộc vũ động xúc tu của mình lung tung, thế nhưng nàng vẫn đứng vững trên đó, loan đao trong tay điên cuồng chạm xuống. Dòng máu xanh đen của bạch tuộc bắn tung tóe, biển khơi đón nhận một trận mưa máu. Cảo. Bạch tuộc hoàn toàn bị làm tức giận, bỗng nhiên duỗi ra một cái xúc tu, há to cái miệng khổng lồ, nuốt chửng Hila. Hila hét to một tiếng, sau đó biến mất. Công chúa Helen thấy vậy, thân thể mềm mại nhảy lên, đại kiếm trong tay đâm vào cái xúc tu đó, rạch thật mạnh. Cái xúc tu bị rạch ra một vết thương thật lớn, chỉ còn dính chút ra là bị cắt thành hai phần. Hila bị nuốt chui ra từ trong vết cắt, nàng ẹo một tiếng nôn mửa. Tiếp đó công chúa Helen bắt đầu biểu diễn, điên cuồng chém giết. Còn thẩm lãng đâu, hắn biến mất rồi, vừa mới xông lên đã bị xúc tu nuốt mất. Gào, gào, gào. Bạch tuộc rít gào liên tục, âm thanh vang vọng cả vùng biển hạ lệnh triệu tập trong nháy mắt vô số hải quái nhận được mệnh lệnh toàn bộ liều chết sung phong đánh tới helen và hila bảo vệ chúa tể thẩm lãng chết thẩm lãng đã chết đau gờ lát hô to tràn ngập hả hê sau đó đám hải tặc skaterlong đều nhìn đau gờ lát bằng ánh mắt băng lãnh lúc này bên ngoài khơi vô số lỗi điện đánh xuống thỉnh thoảng chiếu sáng đêm tối thành ban ngày mọi người đều nhìn thấy rõ ràng biển cả triệt để sôi trào mặc dù đêm tối nhưng trận chiến lại như núi lửa phun trào. Không thể nhìn thấy ba người thầm lãng, Helen, Hila, vô số hải quái như thủy triều triệt để bao trùm bọn họ. Ngoài khơi vang lên tiếng gào kinh thiên, bạch tuộc không ngừng kêu thảm. Vô số hải quái phóng lên không trung, cuối cùng lại như mưa máu rơi xuống biển, chúng nó bị chém thành từng mảnh. Còn có máu xanh đen của quái vật đang bắn tung tóe rơi xuống. Khi công chúa Helen đối mặt vô số hải quái, nàng hóa thành một nữ sát thần siêu cấp, chém giết như thái dưa cắt dao. Trận huyết chiến kinh khủng, làm người xem nhiệt huyết sôi trào. Giác tang từ dưới đất đứng lên, há mồm thở dốc, hung hăng nhắm mắt, dường như muốn để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mở hai mắt trừng trừng. Ta muốn chiến đấu, dù cho sẽ chết, ta không muốn vứt bỏ ý chí chiến đấu, vứt bỏ sự kiêu ngạo của đảng Skeetalong. Con của bệ hạ Loki chiến đấu vì chúng ta, con của thủ lĩnh Aquila chiến đấu vì chúng ta, thậm chí người thừa kế đế quốc Zolan cũng chiến đấu vì chúng ta. Chúng ta còn lý do gì khoanh tay đứng nhìn? Ta chọn chiến đấu, còn các ngươi thì sao? Nói xong, giác tang rút loan đao ra, tiến lên. Hải mộng nhìn thi thể không đầu của hải võng nằm trên đất, sau đó liếc mắt nhìn đau gờ lát. Đệ sai thật rồi, thẩm lãng nói đúng, Skeeterlong vĩnh viễn không cần người khác cứu, chúng ta tự cứu lấy mình. Thủ lĩnh Aquila chọn kèn lệnh màu đỏ, chọn chiến đấu để bảo vệ danh dự của đảng Skeeterlong, chúng ta lại ném bỏ nó. Hải mộng lẩm bẩm một mình, nàng cũng rút ra loan đao, xông đến chiến trường ngoài khơi. Ta chiến đấu, các ngươi thì sao? Ta chiến đấu, các ngươi thì sao? Ta chiến đấu, các ngươi thì sao? Một người lại thêm một người rút đao ra, dù hai chân vẫn còn bùn rùn, liều mạng giết tới. Một con thuyền lại một con thuyền mang theo lá cờ của đảng Skeeterlon, liều chết sung phong, liều chết chém giết hải quái đầy kín vùng biển. Khi rơi xuống, ý chí tương tự như chiều hạ, không ai vãn hồi nổi, mà khi ý chí sục sôi, hóa thành lửa lớn hừng hực, thì không cách nào dập tắt. Hải tặc chọn chiến đấu, càng ngày càng nhiều, như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ có sự hy sinh mới đã động tâm, năm xưa thủ lĩnh Aquila hy sinh, không thể châm lên ngọn lửa trong lòng bọn họ. Hiện tại thẩm lãng, Hila, Helen hy sinh, muốn châm lửa lòng lên thêm lần nữa, ban đầu thất bại. Thế nhưng nhìn thấy cuộc chiến nhiệt huyết ngất trời của ba người, quái vật bạch tuộc liên tục gào thét, xúc tua cực đại bị chém đứt, phảng phất làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng thắng lợi. Ngày càng nhiều hải tặc xông lên chiến đấu, cán cân chợt nghiêng. Thẩm lãng nói đúng, nếu không dám chiến đấu, sao chúng ta xứng đáng với cái tên scatterlong coi như chết chúng ta phải chết một cách oanh oanh liệt liệt thà hơn sống hèn nhát các huynh đệ lẽ nào các ngươi còn tuyệt vọng chưa đủ còn sợ địa ngục nữa sao giết 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 để lấy lại sự kiêu ngạo lấy lại cái tên scatterlong của chúng ta vô số hải tặc hô to điên cuồng xông lên chiến trận mà ai đứng bất động một chỗ sẽ trở thành sỉ nhục của đảng scatterlong không mặt mũi nào sống trên đời con người coi trọng sĩ diện nhất cho nên lúc này dù sợ hãi đến đâu, vẫn đành phải cắn chặt răng, nhắm mắt vò thẳng lên chiến trường. Mấy vạn hải tặc căng bùn ra khơi, chiến đấu với vô số hải quái, trên đê đập chỉ còn lại mấy ngàn người, bọn họ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, không thể nhặt lại được nữa. Thời khắc này, đảng Long đã sống lại. Dù cho toàn bộ bọn họ thịt nát xương tan, nhưng chí ít đảng Long cường đại vô địch đã trở về, bọn họ lại một lần nữa quật khởi. Thời điểm quan trọng như thế, thẩm lãng đâu rồi? Hắn đang trong bụng của đại bạch tuộc, toàn thân hắn đều bao kín, thậm chí còn đeo kính an toàn, chuẩn bị xong cả bình oxy thô sơ. Một số người sẽ thắc mắc, thế giới này chế tạo bình oxy bằng cách nào? Thực tế trên có rất nhiều cách, đun nóng kali permanganat hoặc kali clorua đều được. Vì sao thẩm lãng bị nuốt mà không bị hàm răng của bạch tuộc nghiền nát? Bởi vì căn bản không tồn tại hàm răng, hết thảy đều là ảo giác, bạch tuộc nào có răng? Ảo giác còn không chỉ vậy, hầu như hết thảy những thứ bọn họ nhìn thấy đều là ảo giác. Cái gì con bạch tuộc lớn bằng tòa thành, căn bản là giả. Con bạch tuộc này thật ra rất to, nhưng lớn lắm chỉ có 10.000 cân mà thôi. Thật lớn như tòa thành, xúc tua thật to mấy chục mét, vậy không cần đánh nữa, đợi nó nghiền thành đống cặn bã cho đỡ phí sức. Tinh thần lực của bạch tuộc cực kỳ cường đại, thế mạnh của nó là tạo ra ảo giác, khiến cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu, sợ hãi ngã xuống đất. Trước khi quyết chiến, thân thể Hila mềm nhũn ra, coi như Helen cũng nói không thể đánh thắng. Cho nên thẩm lãng chích cho hai người một mũi, tinh thần của hai người thăng hoa, ảo giác của bạch tuộc biến mất, các nàng nhìn thấy bộ dạng thật của bạch tuộc. Một con bạch tuộc 10.000 cân, coi như vùng loạn tất cả xúc tua, chỉ bao phủ phạm vi trăm mét mà thôi. Chiến thắng ảo giác, Hila và Helen bắt đầu chém giết, chặt đứt xúc tua của nó. Con bạch tuộc rất mạnh, nhưng mạnh không bằng công chúa Helen, cho nên bị nàng đè xuống đánh, không thể không kêu gọi vô số hải quái đến cứu chủ, vây khốn Helen xúc tua rõ ràng dài mấy chục mét, nhưng trong ánh mắt của đám hải tặc lại khổng lồ mấy ngàn mét, công chúa Helen chém đứt xúc tua khủng bố như thế, hoàn toàn trở thành thiên thần trong lòng họ. Nữ hoàng khỏe không, ta rốt cuộc tìm thấy người rồi. Thẩm lãng nói tiếp, ngay từ đầu ta thật không nghĩ đến người, dù sao quá ít ghi chép về người. Cảnh trước mắt thật làm cho người ta rợn tóc gáy, trong bụng của bạch tuộc còn có một người. Một nữ nhân sống ký sinh trong cơ thể bạch tuộc. Nhìn nữ nhân không thấy mặt mũi, bởi vì khuôn mặt của nàng bị mái tóc dài che kín hoàn toàn, thân thể của nàng như lớn lên trong bụng của bạch tuộc, không thể nhúc nhích, giống như được điều khắc ra. Ta nhìn thấy tên của người trong nhật ký của phụ thân, nhưng phụ thân không đi vào Đế quốc Lost, cho nên không nhìn thấy nữ hoàng chân chính, chỉ cảm ứng được sự tồn của người. Thẩm Lãng chậm rãi nói, sau đó phụ thân lật xem rất nhiều điển tịch thượng cổ, thế nhưng rất ít ghi chép, người từng là công chúa của Đế quốc Lost đúng không? Thân thể đã chết, nhưng linh hồn còn sống. Dù sao tinh thần lực của con người quá yếu, nên người chọn ký sinh lên một con bạch tuộc, thế nhưng một con bạch tuộc sống dài nhất đến 4 tuổi mà thôi, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Con bạch tuộc này sống cực kỳ lâu, không thì sao lại lớn như thế, bạch tuộc bình thường chỉ nặng hơn 100 cân đã ghê gớm lắm rồi, còn nó thì nặng đến mấy vạn cân. Loài bạch tuộc vốn thông minh, đại não của nó có hai hệ thống ký ức, nhưng không bằng hệ thống thần kinh của con người, nhưng nó có một điểm nghịch thiên, đại não và thần kinh của nó lại không ngừng tiến hóa. Con bạch tuộc này sống lâu như thế, dáng dấp khổng lồ, đại não của nó đã tiến hóa đến trình độ kinh người. Ngài dùng bạch tuộc để thống trị vô số hải quái, chế tạo ảo giác đáng sợ, chết để thống trị nơi đây. Ta muốn hỏi một chuyện, sao người lại muốn vây khốn chúng ta? Thẩm lãng hỏi. Thẩm lãng suy đoán chính xác, con bạch tuộc này là chúa tể của vùng biển chung quanh đế quốc Lost, nữ hoàng nguyên rủa ký sinh trong cơ thể của nó, hai hợp thành một trở thành bá chủ. Đây là đế quốc của ta, không thể không có con dân, ta quá cô đơn thanh âm của nữ nhân vang lên ai đến đây đều không thể rời khỏi thẩm lãng nói đã vậy sao người tạo ra tiếng quỷ khóc làm cho bọn họ hận thù tự sát nếu hoàng nói đế quốc của ta không còn ta không nên khóc sao con dân của ta không nên bị thương sao thẩm lãng nói công chúa điện hạ hoàn cảnh của người làm cho ta đồng tình nhưng ta phải rời đi đưa bọn họ rời đi các ngươi không được đi nếu hoàng quát ầm lên chỉ cần đi vào đế quốc đều là con dân của ta các ngươi mơ tưởng rời đi ai muốn đi đều phải chết, phải chết. Thẩm lãng nói, vậy xin lỗi công chúa điện hạ, ta sẽ giết người. Ha ha ha, nữ hoàng cười to nói, giết ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy nam nhân nào nhỏ yếu như ngươi. Các người thắng không nổi, hai nữ nhân kia rất mạnh, nhất là nữ nhân tóc vàng kia, nàng chặt đứt hơn phân nửa xúc tua của ta, nhưng nàng đã bị vô số hải quái bao vây, đấu khí của nàng sắp hết rồi. Còn bọn hải tặc kia, bọn họ lấy lại được ý chí chiến đấu, Dũng cảm khó được, nhưng bọn họ chỉ có 5, 6 vạn người, địch nổi đại quân mấy trăm ngàn của ta sao? Các ngươi muốn đi, vậy chết hết đi, chết ở chỗ này đi." Nữ hoàng điên cuồng thét lên. Thẩm Lãng nói, "Công chúa điện hạ, người muốn giết chết chúng ta, chỉ sợ vì chúng ta nhìn thấy bộ dạng thật của người mà thôi." "Ngươi nói đúng." Nữ hoàng nói, "Ai khám phá ra bộ dạng của ta, đều phải chết." Thẩm Lãng nói, "Công chúa điện hạ, thân thể của người rất mạnh, sao không tiến lên giết ta?" ta nghĩ do người đang bận khống chế thân thể của bạch tuộc nếu người di chuyển sẽ không thể khống chế bạch tuộc nữa đúng không nếu hoàng cười lạnh nói ngươi rất thông minh hơn những người ta biết vài thập niên trước nam nhân kia thiếu chút nữa đi vào lĩnh vực của ta thời khắc tối hậu hắn lại rút lui không ngờ vài thập niên sau con của hắn tới đây cái này là số mệnh huyết mạch này phải chết trong tay ta thẩm lãng nói đáng tiếc người không có cơ hội giết ta bởi vì người không thể nhúc nhích hơn nữa ảo giác của người không có tác dụng với ta trong đầu thẩm lãng còn một vật thanh lý mọi dị lực tiến vào trong đại não của hắn ban đầu ảo giác của nữ hoàng hữu dụng chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục lại sau đó không thể ảnh hưởng đến hắn nữa thẩm lãng chậm rãi rút ra một thanh kiếm màu đen đi tới trước mặt nữ hoàng đâm một kiếm vào ngực của nàng à nữ hoàng hét to một tiếng ha 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 sau đó nàng chợt cười to ta bất tử bất diệt ngươi giết không được ta nam nhân xinh đẹp giờ đến phiên ta giết ngươi quả nhiên nàng bình yên vô sự như cũ ngươi phải chết nữ hoàng gầm lên giận dữ một màn quỷ dị xuất hiện rầm 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 con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên tự đoạn ba xúc tua thoát khỏi công chúa helen nhanh chóng chui xuống biển helen và hila vừa chém giết bạch tuộc vừa chém giết vô số hải quái trong lúc đó đại bạch tuộc dĩ nhiên tự đoạn xúc tua bỏ chạy không tốt công chúa helen kinh hô lặng xuống biển đuổi theo nhưng lại bị hải quái ngăn cản xoạt xoạt công chúa helen cầm đại kiếm cuồng chảm trong nháy mắt miểu sát hơn trăm con hải quái tiếp theo mấy ngàn vạn con hải quái kéo đến, hoàn toàn bao vây nàng, không cho nàng đuổi theo. Đại bạch tuộc thoát khỏi Helen đuổi giết, nhanh chóng rời xa chiến trường. Nếu hoàng không tiếp tục dùng thân thể đại bạch tuộc nữa, khôi phục sự khống chế thân thể của mình. Ngay trong nháy mắt, nữ nhân bên trong bụng bạch tuộc động thân, chậm rãi ngẩng đầu, vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tóc dài che khuất khuôn mặt, bộ dạng như nữ trinh quỷ, chậm rãi đi tới thẩm lãng. Trên người nàng tỏa ra sát khí cường đại không gì sánh được, chậm rãi vươn tay ra, móng tay như đao, ngũ chỉ như cầu. Thân thể của nàng võ công rất mạnh, chỉ cần dùng đầu ngón tay út đã đủ giết chết thẩm lãng 100 lần, 1000 lần. Nữ hoàng âm u cười lạnh nói, thật là một cái đầu nhỏ xinh đẹp anh Tuấn, đáng tiếc ta muốn bóp nát nó. Ngươi tên thẩm lãng thật sao, không phải ngươi muốn đám hải tặc kia thuần phục sao? Vậy ta sẽ chôn bọn chúng cùng ngươi được không? Mấy vạn người chết theo ngươi được không? Nữ hoàng như ác quỷ đi tới trước mặt thẩm lãng, bàn tay đặt lên đầu của hắn, chỉ cần bóp nhẹ, đầu của hắn sẽ vỡ nát chết đi tiểu nam nhân sinh đẹp nữ hoàng gầm lên đôi mắt hiện lên lục quang đáng sợ ngay lúc này thẩm lãng ẩn một cái nút ẩm thanh kiếm màu đen còn cấm lên ngực của nàng tỏa sáng tia điện thân thể của nàng chật cứng nở thanh kiếm rất đặc biệt chỗ chui kiếm có một viên đá ác mộng được thẩm lãng cải tạo qua nữ hoàng bắt đầu run rẩy dữ dội phảng phất nhân cách phân liệt thân thế như muốn phân thành hai phần một bên nhân cách liều mạng muốn bóp vỡ đầu của thẩm lãng bên còn lại thì tận sức ngăn cản tay của mình. Thẩm Lãng nâng tay lên, ven mái tóc dài của nàng sang hai bên, để lộ khuôn mặt diễm lệ tuyệt đẹp của nữ hoàng. "A Di, ngươi chịu khổ rồi." Thẩm Lãng xúc động nói. Tức thì nữ hoàng run rẩy càng thêm lợi hại. "Giết hắn, giết hắn, bóp vỡ đầu của hắn. Đi mau, hài tử đi mau." Nữ hoàng nói lên hai thanh âm khác nhau, thanh âm khác chính là Aquila, thủ lĩnh của đảng S-ke-tơ-long mẫu thân của Hila. Lúc Aquila hải táng, trong ánh mắt của mọi người nàng bị đại bạch tuộc nuốt bị vô số răng nhọn nghiền nát nhưng thực tế nàng còn trong bụng của nó trong nhật ký của khương ly ghi lại thân thể của nữ hoàng nguyên rủa không ngừng chết nhưng linh hồn bất tử cách mỗi vài thập niên cần đổi một thân thể thủ lĩnh aquila cường đại đủ để trở thành thân thể mới hơn nữa aquila cũng biết về nữ hoàng nguyên rủa bởi vì nàng là nữ nhân của khương ly sự hiểu biết của nàng về nữ hoàng nguyên rủa không kém hơn khương ly bao nhiêu cho nên khi đó nàng chọn đánh cược được ăn cả ngã về không, muốn quyết chiến nữ hoàng, cuối cùng nàng thất bại, bị linh hồn của nữ hoàng đoạt xác. Sau khi bị đoạt xá, Aquila biến thành người thực vật, thân thể còn sống nhưng linh hồn lại ngủ say, như vậy nữ hoàng nguyên rủa mới tiện khống chế. Vừa rồi Thẩm Lãng dùng đá ác mộng khiến cho linh hồn của Aquila tỉnh lại, hai linh hồn trong một cơ thể đang kịch liệt đấu tranh. Giết hắn, giết hắn, hai tử, đi mau, đi mau. Tinh thần tiếp tục phân liệt, hai thanh âm thay nhau gào thét. Thẩm Lãng tiếp tục nói, a con muốn đưa tỷ tỷ Hila đi, muốn dẫn theo Đảng Skytelon rời khỏi đây, phản hồi thế giới phương Đông, Aji biết chỗ này không?" Thẩm Lãng lấy ra một tấm hải đồ, bên trên có hình kim tự tháp màu đỏ, Thẩm Lãng chỉ vào kim tự tháp. "Đây là một tiểu kim tự tháp, bên trong có năng lượng hạch tâm, hơn nữa đã bắt đầu quá trình tự hủy." Aquila gật đầu nói, "Ta biết nên làm sao, hai tử của ta, giết trở lại thế giới Đông Phương, báo thù cho phụ thân của con. Vì hai tử, vì người nhà, vì Đảng Skytelon." Aquila giống giận, ý chí cường đại không ngừng dâng cao. Đây là cơ thể của ta, ngươi chỉ là khách qua đường, nữ hoàng nguyền rủa, ngươi cường đại thì thế nào? Ngươi chỉ là một người đã chết, ngươi chỉ là một người bi quan đầy đau khổ mà thôi. Linh hồn của Aquila liều mạng chống lại nữ hoàng nguyền rủa, Nhưng linh hồn của công chúa quá cường đại, dần dần nghiền ép linh hồn của Aquila, bàn tay của nàng lần nữa rơi xuống, muốn bóp vỡ đầu của thẩm lãng. Azi, cơ hội sắp đến. Thẩm lãng hô to. 5, 4, 3. 2, 1. Ngoài khơi chợt sáng lên, màn sáng và ảo ảnh lại xuất hiện. Trong nháy mắt vô số hải quái ngây dại, linh hồn của công chúa cũng thế. Nữ hoàng Nguyên Rùa chỉ là công chúa của tân đế quốc Lost, mà ảo ảnh Medusa kia là nữ hoàng của đế quốc Lost thời thượng cổ, mới là người thống trị trí cao vô thượng. Aquila bắt lấy cơ hội, cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Hai tử đi mau. Nàng nắm lấy bả vai của thẩm lãng, ném hắn ra khỏi bụng của bạch tuộc, trở lại trong biển rộng. Sau đó Aquila khống chế đại bạch tuộc, điên cuồng bơi xuống một nơi nào đó dưới đáy biển sâu. Thẩm lãng hô lớn, a Di phải sống, con nhất định đến đón người. Dù người và nữ hoàng xài chung một thân thể cũng phải sống tiếp. Thế nhưng thanh âm của hắn không thể phát thành lời. Tiếng của Aquila vang lên bên tai hắn, hài tử ngoan. Con hãy dẫn Hila và mọi người theo, trở lại thế giới phương đông báo thủ. Từ hôm nay về sau con là thủ lĩnh của đảng Skeetalon. Aquila khống chế đại bạch tuộc, điên cuồng bơi về phía tiểu kim tự tháp. Mà lúc này nữ hoàng nguyên rủa tỉnh lại, bắt đầu liều mạng cướp đoạt quyền khống chế. Mau, mau biến mất. Nữ hoàng phong thích tinh thần lực cường đại, thông quan đại bạch tụ truyền khắp toàn bộ phế tích đế quốc Lost. Rất nhanh, kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn thu được tín hiệu. Bèo, một đạo ánh sáng chói mắt từ kim tự tháp bắn lên không trung. Màn sáng và ảo ảnh tiêu thất, vô số hải quái tỉnh táo lại, tiếp tục lao đến đám hải tặc chém giết. Chết, giết hết cho ta. Nữ hoàng gầm lên, nàng điều khiển vô số hải quái, tàn sát đảng Skeleton đồng thời hạ lệnh mấy vạn con hải quái truy sát thẩm lãng aquila hoàn toàn không quan tâm khống chế thân thể đại bạch tuộc lao thẳng đến tiểu kim tự tháp nữ hoàng nhanh chóng phản ứng kịp quát ầm lên không 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 lại bắt đầu đếm ngược năm bốn ba hai một ầm 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 năng lượng hạch tâm trong tiểu kim tự tháp bạo tạc tiếng nổ kinh thiên động hỏa cầu trồi lên khỏi mặt biển sông thẳng lên trời cao đại bạch tuộc khổng lồ bị tạc thành thịt nát trong nháy mắt trận chiến nhiệt huyết nhưng thảm thiết, kết cục đầy tuyệt vọng, đám hải tặc Skeletor đều biết. Ý chí chiến đấu của bọn họ bị châm lửa, thế nhưng sau khi chân chính khai chiến, hầu như đều đồng quy vu tận. Số lượng hải quái thật sự quá nhiều, sức chiến đấu phi thường mạnh, tốc độ và lực lượng vượt xa võ sĩ bình thường, chỉ tồn tại một thế yếu không hiểu phối hợp tác chiến. Hải tặc Skeletor thiếu nhân số, nhưng hiểu phối hợp, yểm hộ lẫn nhau, ban đầu phòng tuyến còn chống đỡ nổi, nhưng thời gian càng lâu thì càng không ổn, bởi vì hải quái triệt để phát điên, liều mạng không sợ chết. Từ hoàng hôn cho đến đêm khuya, lại kịch chiến đến hừng đông. Hải tặc Skeetalong cảm thấy mình đang trong địa ngục, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng tham gia qua trận chiến nào thảm liệt như vậy. Mặc dù bọn họ chém giết vô số hải quái, nhưng số lượng vẫn không thấy suy giảm, vô cùng vô tận không giới hạn, hải quái cuồn cuộn sông lên như cơn sóng lớn, mãi mãi không dứt. Bọn họ không như công chúa Helen, dù là hải tặc mạnh nhất thế giới, nhưng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Trong trận chiến, Công chúa Helen biểu hiện sức chiến đấu làm cho người ta hít thở không thông, một số cường giả đỉnh cấp như Hải Mộng, thời điểm giết hải quái cũng chỉ giết từng con một, mà công chúa Helen thì vung vẩy đại kiếm, kim quang tỏa sáng, một kiếm chém xuống, thi thể hải quái liền bị chém thành hai đoạn. Soạt, soạt, soạt. Mỗi một kiếm nàng chém ra, nhất định phải lấy mạng của mấy chục con hải quái, nàng dùng đấu khí, nhưng phảng phất cuồn cuộn không dứt. Đáng tiếc nàng sẽ không giúp hải tặc Skeletorlong bởi vì nàng muốn giết ra khỏi trùng vây đi tìm thầm lãng. Bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy thân ảnh của nàng, mỗi thời mỗi khắc nàng đều bị hơn vạn hải quái bao quanh, chỉ nhìn thấy được kiếm khí màu vàng tỏa sáng, lấp lóe chảm xuyên qua các hải quái. Từ khi kháng chiến đến hiện tại, Helen giết bao nhiêu hải quái, không ai biết, một con số kinh người. Hải tặc Skeletal muốn lui lại, rút về phế tích đế quốc Lost đã không được nữa, bởi vì bốn phía xung quanh đều bị hải quái vây quanh, chỉ có tử chiến mà thôi. Ánh mặt trời ló dạng, màn sáng và ảo ảnh xuất hiện, tất cả hải quái ngây ngẩn, chúng nó tạm dừng hành động, ngơ ngác nhìn ảo ảnh nữ hoàng Medusa, đồng thời rơi lệ. Một màn như thế xảy ra mỗi ngày, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ quý giá. Hải tặc Skeletor sống sót sau tai nạn, thở phào một hơi thật dài, nhị không được quay đầu nhìn Douglas đứng trên đê đập, bởi vì thân tích này do một tay người đó tạo ra. Douglas thấy vậy mừng như điên, vung tay hồ lớn, thấy không? Là ta cứu các ngươi, thẩm lãng chỉ đưa các ngươi vào chỗ chết mà thôi. Nhưng mà nhảy mắt tiếp theo, ngoài khơi bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào quỷ dị, sau đó kim tự tháp trên đỉnh Tuyết Sơn tỏa sáng hào quang, màn sáng và ảo ảnh liền biến mất. Vô số hải quái tỉnh táo lại, một lần nữa điên cuồng phát động công kích. Cục diện tuyệt vọng rốt cục đến, vừa rồi liên tục chiến đấu còn không cảm thấy, bởi vì nhiệt huyết dâng cao lên đỉnh điểm. Khi dừng lại chốc lát, hết thảy đều biến mất, cơ đau nhức ập đến, làm cho bọn họ không nhấc chân lên nổi. Hải tặc Skeleton bắt đầu xuất hiện thương vong lớn, càng ngày càng nhiều người chết phòng tuyến triệt để tan vỡ toàn thân rắc tang đẫm máu miễn cưỡng nhấc loan đao lên chống đỡ đám hải tặc tuyến đầu chiến trận cảm nhận được cái chết sắp đến mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bản thân bị vô biên vô hạn hải quái xé xác kỳ tích cuối cùng không xảy ra sao Skeetalong sẽ bị diệt sao kết quả như thế vẫn không tệ thà chiến mà chết còn hơn uất ức tự sát hiện tại dù chết cũng có mặt mũi đi gặp Loki bệ hạ đi gặp thủ lĩnh Aquila coi như toàn quân bị diệt hải tặc Skeetalong mạnh nhất thế giới đã trở về ngay thời điểm bọn họ tuyệt vọng, buông xuôi tất cả, rầm 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 rầm, xa xa ngoài khơi dâng lên một hỏa cầu to lớn, kèm theo từng đợt nổ kinh thiên. Hỏa cầu cự đại lao thẳng lên trời cao, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, một bóng đen to lớn bị ném bay lên không trung, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ, thịt vụn rơi xuống như mưa, nhìn giống như thi thể của chúa tể. Đám hải quái đồng thời dừng lại, xoay đầu nhìn hỏa cầu to lớn kia, ngẩn ngơ một chỗ không nhúc nhích. Ngay sau đó chúng nó rút lui như thủy triều điên cuồng xông đến chỗ hỏa cầu bạo tạc. Bởi vì chúa tể của bọn chúng chết rồi. Vèo vèo vèo. Tốc độ của chúng nó cực nhanh, trong nháy mắt biết mất vô ảnh vô tung. Hải tặc Skaterlong ngơ ngác đứng đó nhìn, không dám tin hai mắt của mình. Kết thúc, bọn họ được cứu rồi. Thần tích cuối cùng xuất hiện. Chẳng qua Helen còn nhanh hơn đám hải quái kia, nàng thậm chí không hề bơi, trực tiếp dùng đấu khí đạp biển cuồng sông. Tốc độ của nàng quá nhanh, để lại một con đường thật dài trên biển. Không lâu sau, Helen nhìn thấy thẩm lãng đang trôi nổi trên biển, cách xa chỗ bạo tạc. Vọt tới bên cạnh thẩm lãng, Helen kéo hắn lên, nhẹ nhàng nắm tay của hắn, đủ để cho hắn đứng trên mặt biển. Azi Aquila chưa chết, người bị nữ hoàng nguyên rủa đoạt xá, ta đánh thức người, sau cùng người vì cứu chúng ta, khống chế đại bạch tuộc đi đến kim tự tháp, nhờ đó kế hoạch của ta thành công. Không phải ta cứu đảng Skeeterlong, mà chính Aquila đã cứu đảng Skeeterlong. Thẩm lãng đau lòng nói. Công chúa Helen không nói một lời, kéo thẩm lãng đi đến chỗ bạo tạc tìm kiếm aquila nhưng mà không tìm thấy chút dấu vết nào thịt của đại bạch tuộc trôi nổi trên mặt biển một số cục còn đang bốc cháy vô số hải quái lao đến nhưng chúng nó không công kích thẩm lãng và helen chỉ ngơ ngác nhìn thi thể của đại bạch tuộc tìm kỹ thêm vài vòng helen và thẩm lãng vẫn không tìm được aquila sống không thấy người chết không thấy xác hila đuổi đến nàng nhìn thẩm lãng hỏi sao vậy không không sao thẩm lãng không nói cho hila biết hiện tại nhất định phải rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này, hải quái đang tiến hành nghi thức thương tiếc, sau khi nghi thức kết thúc, chúng nó sẽ khôi phục lại, điên cuồng thị huyết như cũ, đến lúc đó đảng Long sẽ hoàn toàn bị diệt. Từ chỗ của thẩm lãng nhìn không thấy rõ, nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy hải quái vây quanh thi thể đại bạch tuộc, tạo thành một vòng tròn lớn, sau đó không ngừng bơi quanh. Đi thôi thẩm lãng nói, Hila, sau này chúng ta lại đến. Quay lại chỗ đảng Long đại chiến, nhìn thấy chiến trường mà giật mình vô số thi thể nổi trên biển trận chiến vừa rồi thật sự quá kịch liệt máu nhuộm đỏ cả một khu vực thi thể của hải tặc rất nhiều nhưng thi thể của hải quái còn nhiều hơn một phần ba chiến hạm vỡ vụn chìm nghỉm một phần ba chiến hạm bị hư hại một trận tử chiến mà scatterlong không bao giờ quên nhìn thấy thẩm lãng xuất hiện rác tang ngây người hoàn toàn không dám tin tất cả mọi người đều nghĩ rằng thẩm lãng hy sinh hơn nữa dùng sự hy sinh đó cứu đảng scatterlong hiện tại thẩm lãng dĩ nhiên còn sống kỳ thực thẩm lãng dự định cầm thi thể của đại bạch tuộc theo chứng minh chiến công của hắn nhưng ngẫm lại hắn vẫn không làm bộ dáng thê thảm cứ xuất hiện như vậy há hốc mồm thẩm lãng muốn nói nhưng nói không nên lời giác tang im lặng không nói tay cầm loan đao cắm xuống thuyền quỳ một gối xuống sau đó hải mộng nàng liếc nhìn đau gờ lát trên bờ lại liếc nhìn thi thể của hải võng còn liếc nhìn công chúa helen cuối cùng cấm loan đao xuống quỳ một gối xuống phảng phất như hiệu ứng domino hải tặc scatterlong quỳ xuống từng người một mấy ngàn mấy vạn im lặng quỳ trước thẩm lãng qua một lúc lâu thẩm lãng khàn khàn nói các ngươi theo ta sẽ không được tự do ta muốn giết trở về phương đông địch nhân của ta là cả phương đông nơi đó mạnh hơn đế quốc lost nhiều lắm mấy vạn hải tặc vẫn quỳ xuống như cũ không một ai lên tiếng thẩm lãng nói tiếp hôm nay chết rất nhiều người ta không dám hứa chắc đây là trận chiến khốc liệt nhất cũng không dám hứa chắc các ngươi sẽ chết thêm bao nhiêu các ngươi còn muốn theo ta sao mấy vạn hải tặc cúi đầu không nói lẳng lặng, lặng quỳ xuống bọn họ chết rất nhiều rất nhiều thế nhưng trong lòng rất thoải mái tất cả u ám và uất ức biến mất sạch sẽ cảm giác được sự kiêu ngạo từ trước đến nay chưa từng có linh hồn của bọn họ lại một lần nữa trở về quả nhiên đúng như thẩm lãng nói muốn sống thì tự cứu lấy mình không thể dựa vào kẻ khác thẩm lãng nói đã vậy ta sẽ đưa các ngươi theo tiếp tục chiến đấu tiếp tục cường đại danh sưng hải tặc đệ nhất phương tây còn chưa đủ ta muốn biến các ngươi thành hải quân đệ nhất thế giới, không quản gặp bất cứ địch nhân nào, đều chém tận giết tuyệt toàn bộ bọn chúng. Skeeterlong mua năm, Skeeterlong vĩnh viễn bất diệt, không ai hô thành lời, thanh âm chỉ vang vọng trong lòng đám hải tặc Skeeterlong. Skeeterlong cường đại lại trở về, muốn làm thế giới khiếp sợ thêm lần nữa, muốn quét ngang chinh phục toàn bộ biển cả. Tới đây, kế hoạch chinh phục quân đoàn Skeeterlong của Thẩm Lãng đại công cáo thành. Chúng ta trở về. Thẩm Lãng hạ lệnh, số chiến hạm còn lại căng cao buồm u u u u tiếng kèn già nua vang lên hạm đội skaterlong lên đường rời khỏi phế tích đế quốc Lost. lúc này đây bọn họ chân chính ly khai kỳ hạm skaterlong to lớn thẩm lãng trở thành tân chủ nhân của nó hắn đứng chỗ đuôi thuyền nhìn phế tích đế quốc Lost càng lúc càng xa nhìn kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn kia từ đầu đến cuối thế lực thần bí kia không xuất hiện nhưng lại mang tính then chốt hiện tại xem ra bọn họ đưa kẻ lệnh chiến đấu cho aquila không có lòng tốt không phải vì muốn cứu đảng Skeeterlong mà chỉ vì cấp cho nữ hoàng nguyên rủa một thân thể mới mà thôi. Vô số năm qua, rất ít ai dám đến đây thám hiểm phế tích, nữ hoàng muốn đổi thân thể khác, vậy làm bằng cách nào? Có lẽ nàng và thế lực thần bí trên đỉnh tuyết sơn lập khế ước nào đó không muốn ai biết. Thật muốn xông lên đó, xem rõ ngọn ngành, nhìn kẻ nào đang tác quái trong đó. Hila mở miệng nói. Lời của nàng cũng nói lên suy nghĩ của Helen, đổi thành khi trước. Helen nhất định không chút do dự xông lên, nhưng bây giờ không được, nàng đã có người phải bảo vệ, có trách nhiệm phải làm. Helen, chúng ta chiến đấu thảm thiết như vậy, ngươi lại không bị dính chút máu nào, vẫn thuần khiết như tiên. Hila nhịn không được hỏi. Helen nói, tỷ tỷ thân ái, tỷ nên theo muội học lễ nghi của quý tộc. Quả dối trá, ta chịu không nổi đâu. Hila trả lời. Helen nói, ta cũng không thích, nhưng có thể tiếp thu, đồng thời tuân thủ. Hila nói, quy định của đám quý tộc cho má các ngươi phải đưa glass về đế quốc, giao cho hoàng tộc thẩm lý và phán quyết, không được trực tiếp xử quyết giết chết đổi thành ta sớm đã rút gân lột ra rồi helen kinh ngạc nói nếu muội đoán không sai đau glass không phải ca ca của tỷ sao hila kinh ngạc nói ta ta quên mất dù thế ta vẫn không ngửi được mùi vị của người nhà từ hắn chỉ có hai người ta mới ngửi được mùi vị thân nhân làm cho ta mê luyến không nỡ rời xa nói xong hila tiến lên ôm chặt lấy helen công chúa helen cau mày không cự tuyệt nàng bảo mẫu từng nói cho nàng biết công chúa hoàng thất vừa phải kiêu ngạo và vừa phải khiêm tốn không thể tùy ý làm tổn thương lòng thành của người khác ôm muội thật thoải mái muội quá thơm hila say mê nói thẩm lãng đệ rất thông minh hãy trả lời ta một chuyện được không helen công chúa hỏi thẩm lãng nói tỷ cứ nói helen nói lý tưởng của ngươi là gì ôi trời ta không chịu nổi chuyện nghiêm túc như vậy đâu ta đi uống rượu hila vỗ vỗ đầu rời khỏi để lại không gian cho helen và thẩm lãng thẩm lãng nói để muốn thiên hạ không thủ giết sạch hết cửu nhân thật sao? Helen nói ta đã nghe người nhà của chúng ta nói nhưng trong lòng vẫn không hiểu người không ôm trí lớn như thế cũng trở thành vương giả được sao hiện tại xem ra đó là việc lớn lao đúng như câu nói của người phương đông long sinh cửu tử 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 bất đồng thẩm lãng cười nói trước khi gặp tỷ đệ nghĩ rằng tỷ tương tự như Hila tích cách đều cuồng dã thích mạo hiểm nhưng khi gặp tỷ rồi đệ lại thấy hai người có chỗ khác nhau hửm Helen không hiểu nhìn hắn thẩm lãng nói tỷ tuy cũng cuồng dã và thích mạo hiểm chẳng những không sợ chết còn chủ động tìm đường chết nhưng mỗi lời nói cử chỉ đều ưu nhã cao quý đầy bao dung và trách nhiệm đến mức cổ hủ để muốn nói quy củ của hoàng tộc sao helen nói đúng vậy nhất cử nhất động của tỷ đều không phá hư quy củ thẩm lãng nói tiếp thế nhưng bên trong tỷ lại cuồng dã thích mạo hiểm hai tính chất đặc biệt lại kết hợp hoàn mỹ ta xem đó như một lời khen công chúa helen cười nói tiếp đó công chúa helen nói ta thám hiểm mười mấy năm qua vì tìm ý nghĩa của cuộc sống thẩm lãng nói tỷ tỷ mục đích của tỷ đối với đệ mà nói tương đối xa xỉ đệ từ nhỏ đến lớn lưu lạc trong dân gian sống trong một gia đình nghèo khó chỉ mơ ước ăn bám nho nhỏ sinh hoạt giàu sang nhưng tên nhân hoàng cho má kia bước ta đến đường cùng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn helen công chúa nói ngừng 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 thẩm lãng nói tỷ tỷ thân yêu mỗi lần ở chung với hila đệ lo lắng sẽ bị tỷ ấy làm hư nhưng bây giờ ở chung với tỷ đệ cảm thấy mình bị lão sư lên lớp. Helen ái náy nói, xin lỗi, từ nhỏ đến lớn ta như vậy rồi. Đệ không nên tức giận, thẩm mật đi theo ta, học tập lễ nghi như vậy. Mà băng nhi lại ủng hộ, còn rất vui mừng, nói nhảm, ngay cả nằm mơ băng nhi đều muốn thẩm mật thành công chúa, vì đạt mục đích đó. Nàng thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, tâm tư mong con trở thành phượng hoàng không ai lớn bằng băng nhi. Thẩm lãng nói, tỷ thích thẩm mật không? trong đầu hắn không khỏi hiện lên dáng vẻ của thẩm mật hơn một năm không thấy rồi khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn nghiêm túc như vậy sao đôi mắt to của nó vẫn linh động như thế thích vô cùng trời sinh như một công chúa điềm tĩnh thông minh ưu nhã lại thuần khiết helen nói một số lúc ta thậm chí nghĩ muốn nó làm con của ta vậy được con của đệ đều có thể trở thành con của tỷ thẩm lãng cười nói sau đó hắn chợt hỏi lần này quay lại đế quốc Jolun, tỷ muốn làm gì không helen nói ngươi muốn thiên hạ không thù, đây là mục tiêu, cũng là sứ mệnh. Mà ta không thể trốn tránh trách nhiệm nữa, phía nam đế quốc đang chờ ta, không thể nhìn như không thấy, làm như không nghe được. Thẩm lãng không phải người như thế, thế nhưng hắn kính nể người như thế, lưng gánh trách nhiệm cứu vớt vạn dân. Hắn cũng cảm nhận được mị lực của Long sinh cửu tử, mỗi một đứa con của Khương Ly đều khác nhau, tiểu công chúa cơ ninh đơn thuần đáng yêu, hy la cuồng dã hào phóng, Helen yêu nhã có trách nhiệm. Thẩm lãng nhìn thấy một cỗ khí chất vương giả từ nàng mỗi người đều kế thừa một phần tính cách đặc điểm của Khương Ly, bọn họ đều khả ái như vậy. Thẩm Lãng bỗng nhiên nói, tỷ tỷ biết công tước đi bộ không? Ta biết. Helen nói, nàng cường đại lại thông minh, tầm nhìn rộng. Sao tỷ không nói thẳng? Đi bộ chỉ quan tâm đến lợi ích, một nữ nhân chính trị thuần túy. Thẩm Lãng phát hiện tỷ tỷ Helen của mình thật sự cao quý, hầu như không thể nghe một câu nói xấu người khác từ nàng. Thẩm Lãng nói, vì tiền và vật tư của Di đệ và nàng đã kết hôn, Nàng bây giờ là thê tử hợp pháp của đệ ở thế giới phương Tây, hả? À, Helen nhất thời nói không nên lời. Kinh ngạc một lúc lâu, Helen miễn cưỡng nói, "Vậy ta chúc phúc cho đệ." Vừa nói xong, Helen cảm thấy rất quái lạ, bởi vì thế giới phương Tây phần lớn đều một chồng một vợ. Nam nhân nuôi rất nhiều tình nhân, thế nhưng vợ hợp pháp chỉ có một, muốn cưới người khác phải ly hôn. Mà Thẩm Lãng không chỉ một thê tử, hiện tại cưới thêm Deboss, đi điều này thật sự làm trái quan niệm đạo đức của nàng. Bất quá mọi thứ đều có lý do. Nàng phải chấp nhận chuyện mà mình không hiểu." Thẩm Lãng nói, nàng rất muốn gặp tỷ, nếu tỷ xuất hiện, nàng nhất định sẽ vui mừng. "Ta cũng muốn gặp Boss, nhưng mà lập trường của hai ta trái ngược." Helen nói, Thẩm Lãng nói, đã từng như vậy, nhưng bây giờ nàng đã thay đổi, tỷ cũng nói, tầm nhìn của nàng rất rộng. Hắn không nói dối nửa lời, khi Thẩm Lãng nói mình là đệ đệ của công chúa Helen, Deboss lập tức điều chỉnh tâm tính, cảm giác mình và Thẩm Lãng là do ông trời tác hợp. Mấy ngày sau, hạm đội skaterlong đi đến biên giới hải vực bị nguyền rủa bọn hắn nhìn thấy hải đảo nửa người nửa rắn kia lần trước bọn họ đi qua hải đảo đều nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cuối cùng về vị trí cũ hoàn toàn tuyệt vọng mà lần này nhìn thấy mốc biên giới hải tặc skaterlong chỉ liếc mắt nhìn không ai cầu khẩn hạm đội không hề dừng lại chút nào thật sự kỳ quái lần trước vô số người nói cho bọn họ biết mình đã thoát khốn nhưng trong lòng vẫn bất an cho nên mới quỳ xuống cầu khẩn mà lần này không ai nói cho bọn họ biết mình đã thoát khỏi hải vực bị nguyền rủa trong lòng bọn họ lại biết rõ bọn họ đã thoát có lẽ thời điểm bọn họ lần nữa dơ chiến đao lên lần nữa lấy lại ý chí chiến đấu bọn họ đã thoát khỏi hải vực bị nguyền rủa bởi vì lời nguyền không chỉ bao phủ vùng biển còn chiếm lấy lòng của bọn họ lúc này đây bọn họ thật sự được về nhà danh sách số người sống sót cuối cùng đưa đến tay của hắn vốn dĩ hạng đội scatterlong lên đến 12 vạn người khi thẩm lãng đến phế tích đế quốc lost còn lại 6 vạn người, mà bây giờ chỉ còn 4 vạn. Trận đại chiến vừa qua chết hết 2 vạn, đủ rồi, Thẩm Lãng thầm nói trong lòng. Quả thực đủ, hạm đội Skeletolon rất cường đại, 4 vạn người sao lại không đủ, bọn họ như hạt giống, nhanh thôi sẽ lớn lên thành đại thụ, hắn tin không cần mấy năm, hạm đội sẽ bành trướng đến 10 vạn. Chỉ cần linh hồn còn chiến đấu, Skeletolon chính là hạm đội tối cường, không quan hệ nhân số. Đệ đệ yêu dấu, sao đệ còn nôn nóng hơn cả chúng ta? Hila cười nói, thẩm lãng cắn răng nói tỷ quên lời đệ nói rồi sao đệ muốn tàn sát hạm đội của bladiso monro muốn tận diệt gia tộc monro không còn một ngọn cỏ chảm thảo trừ căn sau khi đến phương tây kỳ thực thẩm lãng rất ít cừu nhân chỉ có hai người làm hắn hận đến nghiến răng một người là Adolf, bởi vì gã có tà tâm với nữ vương edda hơn nữa còn là đồ đệ của khương ly phản bội phụ thân của hắn người còn lại chính là nam tước bladiso monro thẩm lãng hận người này còn nhiều hơn người này trở mặt như lật sách hai lần phong tỏa thành mộc lan mấy lần tiến công hạm thuyền của thẩm lãng đánh chìm trọn sáu chiếc giết chết mấy trăm thủy thủ của hắn khinh rẻ thẩm lãng không có hạm đội cường đại không có quyền làm chủ trên biển thẩm lãng cần số lượng lớn quặng kali nitrat kết quả đường biển bị bloody phong tỏa không thể không co đầu rút cổ bên trong mộc lan thành không dám xuống biển thậm chí bắt cá còn phải cẩn thận từng ly từng tí thật sự quá ốt ức người này ban đầu thuần phục đi boss, về sau lại dùng bỏ nàng đầu nhập Adolf. Để yên tâm, dù Bloody có hạn đội liên quân 10 vạn hải tặc, chỉ cần 4 vạn người của chúng ta vẫn dễ dàng tiêu diệt bọn chúng không tốn nhiều sức lực. Hila nói, Skaterlong sẽ chút giận cho đệ, cam đoan giết hạm đội của bọn chúng sạch sẽ, cam đoan giết mấy ngàn dặm hải vực không còn một địch nhân. Cam đoan đem toàn bộ Tây Luân Nam Bộ hải vực trở thành người nội hải, chúng ta khô lâu đảng là vô địch. Thẩm Lãng nói, đệ tin tỉ, chúng ta còn mấy ngày nữa đến thành Golden Jay. Sở dĩ đến thành Golden Jay mà không phải thành Mộc Lan, bởi vì chiến hạm của đảng Skeetalong quá lớn, bến tàu nhỏ của thành Mộc Lan căn bản không đỗ neo được. Bốn ngày, Hila nói, Thẩm Lãng nói, kiếm của đệ đang dục dịch, sẵn sàng đại khai sát giới, chém giết tên ngốc bức Bloody kia. Trong lâu đài thành Golden Jay trên đỉnh núi, Dibos đang nóng nảy không yên. Hai tháng qua, tin xấu nối tiếp nhau đến, tin sau tệ hơn tin trước. Hạm đội của gia tộc Russo làm phản, vùng biển gần Golden Jay bị phong tỏa. Nam tước Bloody và hạm đội Jeep Russo đánh chìm mấy chục thương thuyền của nàng, hầu như tất cả vật tư của thành Golden Jade mộ dịch nhờ thương thuyền. Chuyện phong tỏa chẳng khác nào đã kích chí mạng. Bây giờ thành thị cuồn cuộn sóng ngầm nằm ngoài khống chế của nàng. Nhưng mà tin xấu như thế còn chưa đủ lớn, tin xấu lớn nhất đến từ quý tộc phương Bắc, đến từ đại đế Solong. Nàng và thẩm lãng kết hôn, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả khi nàng xử tử đám mưu phản kia, vẫn không thể áp chế tâm tư mưu phản của đám chư hầu. Hiện tại thành Golden dây bị triệt để cô lập. Công tước đại nhân, hôm nay hạm đội của chúng ta bị đánh chìm năm chiếc, con đường của chúng ta rất bí mật. Thế nhưng nam tước Bloody nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng những cướp tơ lụa, còn treo cổ mấy trăm thủy thủ, còn dùng máy bắn đá đánh thành Golden Jay. Dibos lạnh giọng nói, nam tước Bloody không dám làm thế, tên đó thật sự rất giả dối, nhưng lá gan không đủ lớn. Chắc chắc nhận lệnh của Adolf, chỉ vì chức phó đô đốc mà liều mạng nịnh bợ Adolf như thế, không tiếc tàn sát thương thuyền của chúng ta. Dibos nói, ta đưa tin cho đại đế Solong. ngài trả lời tin chưa? Ta nói rõ chỗ tốt của đế quốc khi ta kết hôn với Thẩm Lãng rồi mà, Thẩm Lãng là đệ đệ của công chúa Helen. Ba tước bay nói, ta tin chuyện đó, nhưng không ai chứng minh. Các quý tộc nói, Thẩm Lãng là người phương Đông, ngài gả cho Thẩm Lãng là sỉ nhục. Mà Thẩm Lãng tự xưng là đệ đệ của công chúa Helen, các quý tộc đều cho rằng Thẩm Lãng đại nhân nói dối. Hắn không nói dối ta, Dibos nói, công tước Bayen nói, ta tin tưởng Thẩm Lãng đại nhân, nhưng chúng ta không thể thuyết phục những người kia. Quý tộc lần cố chấp bao nhiêu ngày đều biết, trừ phi công chúa Helen xuất hiện. Thẩm lãng về chưa? Đi cả giận nói, tên lừa đảo gạt ta, dám nói công chúa Helen trở về rồi, kết quả bản thân hắn lại biến mất, muốn đi phế tích Lost, đẩy tất cả cục diện dối rắm cho ta. Không thấy tin tức nào. Ba tước Bayen cười khổ nói. Ba tước Bayen không dám nói hết lời, phế tích đế quốc Lost nguy hiểm như vậy, bất kỳ người nào đến đó chỉ sợ hung nhiều cát ít thẩm lãng thông minh tuyệt đỉnh nhưng hạm đội skeeterlon còn biết mất nhiều năm mà tên hỗn đản đáng chết công tước bos đứng lên nữ y đang bắt mạch cho nàng chợt nói công tước đại nhân ngài không nên tức giận không tốt lắm đâu bos run lên hỏi vì sao nữ y nói tiếp ngài mang thai rồi mang thai thật rồi sau khi nghe nữ y nói xong công tước bos vẫn còn ngây người kỳ thực nàng đã chuẩn bị tâm lý dù sao hai tháng qua kinh nguyệt chưa xuất hiện nhưng khi thật sự xác nhận cảm xúc của nàng không khỏi ngổn ngang. Nàng rất cao hứng, lần đầu tiên nàng mang thai, đại biểu cho gia tộc Russo có người thừa kế. Dibos thuộc loại người chính trị, nàng cũng khát vọng có người kế thừa mình, sở dĩ trước giờ nàng không sinh bởi vì chưa tìm thấy đối tượng thích hợp. Hơn nữa do địa vị của nàng nên không thể tùy tiện mang thai, đứa con được sinh ra chính là trưởng tử hoặc trưởng nữ. Nàng mong đợi đứa bé này lâu rồi, huyết thống của đứa bé hầu như hoàn hảo, phụ thân của nó là nhân hoàng của phương Đông, là đệ đệ của công chúa Helen, có cả huyết thống của hoàng tộc phương Đông và Tây. Mấu chốt nhất là không ai chứng minh được huyết thống của đứa bé này. Tên khốn thẩm lãng kia chưa trở lại, hắn nói công chúa Helen về rồi, nhưng không thấy đâu. Bà tước Bayen không người nói, chúc mừng ngài, đứa bé sẽ là thiên tri kiêu tử, có huyết thống cao quý nhất gia tộc Russo. Công tước Dibos không nhịn được mà tưởng tượng đứa bé này sẽ trông như thế nào khi mới sinh ra, thậm chí đưa tay xoa bụng của mình. Đứa bé này có hai dòng máu, vốn phải bị xa lánh và kỳ thị. Thế nhưng huyết thống của nhân hoàng đầy đủ bù đắp tất cả, thân phận của Khương Ly còn được toàn bộ phương Tây thừa nhận. Trong cơ thể của công chúa Helen không phải chảy xuôi hai dòng máu của phương Tây và phương Đông sao? Bọn quý tộc phương Bắc luôn mềm bài xích nàng, nhưng vẫn phải thừa nhận quyền kế thừa của nàng. Toàn bộ phía Nam đều xem nàng như nữ vương tối cao. Lúc đầu hết thảy đều hoàn mỹ, nhưng hiện tại không ai chứng minh thân phận của đứa bé. Cái gì cũng có giá của nó, những khó khăn hiện tại là cái giá phải trả để cho gia tộc Russo niết bàn ta sẵn sàng trả giá hết thảy vì đứa bé này. Công tước Dibos hùng hồn nói, thái độ của các chư hầu thế nào? Ta đã phát mấy lần công văn, tại sao bọn họ còn chưa đến, chúc mừng đại hôn của ta. Bà tước Bayen nói, bọn họ không chấp nhận chuyện đó, dù cho chúng ta giết đám phản nghịch kia. Dibosa nói, bọn họ lại muốn làm phản sao? Bà tước Bayen nói, bọn họ không dám, bởi vì không một quý tộc nào cầm đầu, chỉ cô lập phong tỏa chúng ta. Dibosa nói, còn các tổng đốc hành tỉnh phía Nam thì sao? bà tước bayen nói tổng đốc một số hành tỉnh phía nam có thái độ lãnh đạm, bọn họ vốn là quý tộc bị chúng ta đánh bại bây giờ hà hê nhìn hết thảy trong lòng đầy địch ý di nói toàn bộ quý tộc phía nam đều thuần phục công chúa helen thậm chí còn đầu hàng nữ vương medusa mà thẩm lãng và hai người quan hệ mật thiết vì sao thái độ lại lạnh lùng như vậy bà tước bayen nói bọn họ không tin thẩm lãng đại nhân nghĩ rằng ngài ấy nói dối nhằm nâng cao giá trị của mình bọn họ còn mắng ngài ấy chỉ biết ăn bám một tên tiểu bạch kiểm thừa dịp công chúa helen vắng mặt trắng trợn nhận người thân giả tạo thân phận quý tộc tình hình trong thành thế nào lòng người bàng hoàng tin đồn khắp nơi nói đại đế xô lông tức giận định tội ngài phản nghịch đang chuẩn bị đại quân đến tiêu diệt thế nhưng lần trước chúng ta giết quá nhiều người nên không ai dám công khai mưu phản phần lớn mậu dịch đều ngưng mỗi ngày chúng ta đều tổn thất nặng nề lương thực và vật tư còn đủ dùng không ban đầu chúng ta còn lượng lớn lương thực hết thảy nhờ ngài nhìn xa trông rộng nhưng lần trước chúng ta chinh phạt đế quốc Witch, tiêu hao quá nhiều lương thực. Bây giờ lương thực của chúng ta chỉ đủ ăn hơn nửa năm. Toàn bộ hành tỉnh Jadeway cô lập chúng ta, không chưa hầu nào vận lương thực qua đây. Đường biển bị phong tỏa, dù chúng ta có tiền cũng mua không được đồ. Nam tước Bloody đáng chết, Jeep, Russo chết tiệt. Không chỉ thế, thành dây thai của thẩm lãng đại nhân đều do chúng ta cung cấp lương thực và vật tư, cho nên tiêu hao nhanh hơn. Hai tháng qua, thành dây thai đòi vật tư và bao nhiêu người. 3 vạn người, 30 vạn túi lương thực, 5.000 con bò, 3.000 xe thiết, mấy triệu cân đồng, mấy vạn cân hoàng kim, mấy trăm ngàn cân bạch ngân, mười mấy vạn thót vải, hơn vạn tơ lụa, còn các vật khác, vô số không kể hết. Số lượng khổng lồ làm người ta kinh ngạc run rẩy, thẩm lãng hình như muốn rời trống thành Golden Jay. Phần lớn vật từ đều do thương nhân cung cấp, cần dùng tiền mua mà thẩm lãng không có tiền, toàn bộ lấy từ kho bạc của công tước đi xa. Gia tộc Russo tích góp từng tí một, mấy trăm năm tài phú, lập tức mất vài phần. Đi bô sa cười lạnh nói, bọn chúng nói không sai, thẩm lãng là tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn bám. Vậy chúng ta còn cho không? Ba tước bay en hỏi, thành dây thai đòi vật tư nữa thì làm sao? Tiếp tục cho. Đi bô sa nói, dù sao đã cho nhiều như vậy, không cần để bụng nữa. Nếu đã đặt cược, vậy đặt đến cùng, chỉ cần kết quả thắng, thì chúng ta kiếm lại gấp 10 gấp trăm lần. Coi như ta đầu tư cho thẩm lãng, chỉ cần hắn thành công, con của ta sẽ trở thành thân vương. Để leo lên địa vị thân vương, dù cho tiêu hết kho bạc của gia tộc Russo cũng đáng giá, hơn ngàn năm qua, không gia tộc nào khác họ trở thành vương tộc cả. Vinh dự như thế cực kỳ to lớn, chỉ vì địa vị thân vương mà vương tước, thậm chí gia tộc đều phấn đấu mấy đời, xem như lý tưởng, thành dây thai bên kia phát triển thế nào. Nhờ vật tư và nhân lực của chúng ta, thành dây thai phát triển cực nhanh, nhân khẩu gần 10 vạn, bên kia giữ bí mật nhiều chuyện, không cho chúng ta biết. Nghe nói bọn họ cũng gặp phiền phức bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh, cho nên cho núi lửa và quãng kali nitrat không đủ dùng, còn bị phong tỏa đường biển, làm gián đoạn kế hoạch của bọn họ. Lại bị phong tỏa. Đối mặt liên tiếp tin tức xấu, nhưng Dibos chịu nổi. Nàng thấy mọi chuyện còn trong khống chế, thậm chí trong dự liệu của nàng. Chỉ cần thẩm lãng đưa theo đảng Skaterlong quay về, không chỉ giải quyết chuyện của thành dây Thai, nguy cơ của thành Golden Jade cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bà Tước Bayen nói, công tước đại nhân, Ta tin tưởng thẩm lãng đại nhân, nhưng phế tích đế quốc Lost quá nguy hiểm, ta cảm thấy khả năng ngài ấy thành công rất thấp." Dibosa nói, "Lão sư kính yêu, ta lại nghĩ khác người. Hắn là người xấu, còn hết sức giả dối, người như thế làm được mọi chuyện, dễ dàng tạo ra kỳ tích. Ta từng làm địch nhân của hắn, thật sự hiểu quá rõ." Ngay lúc này, thái giám Taren vội vàng chạy đến, sắc mặt rất tệ. "Chuyện gì? Thương thuyền của chúng ta lại bị đánh chìm rồi?" Dibos hỏi. Thái giám Taren nói vội, "Không tốt, chuyện còn xấu hơn, công tước dắt sổ đến, hơn nữa còn dẫn theo đại quân 10 vạn người. Đi nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Những tin xấu trước kia đều không là cái gì, đây mới thật sự là tin xấu nhất. Trận chiến tại Thành Quyên, công tước dắt sổ bị nữ vương Medusa đánh bại, khiến cho toàn bộ chiến dịch thất bại. Thế nhưng công tước dắt sổ vẫn là công thần lớn nhất của đế quốc Zolan 3 thái độ của người này cực kỳ trọng yếu, bây giờ xuất binh đến đây, quả thực là tin dữ. Tên đó tới đây làm gì? Thành lý môn hộ sao? thời điểm đế quốc Jolan hai còn, nội bộ gia tộc Russo mâu thuẫn gay gắt, bọn họ ủng hộ người khác nhau kế thừa ngai vàng, kết quả tổ tiên của công tước Dibos thắng. Tổ tiên của Russo thua, không thể không rời khỏi gia tộc Russo, bắt đầu lại từ đầu, đổi họ thành Russo. Nhưng theo huyết thống, Russo và Russo chung một nhà. Bên Dibos là chính gia, còn bên Russo là chi nhánh, do công tước Russo quá mạnh, chi nhánh phát triển nhanh, trở nên cực kỳ cường đại. Đặc biệt là trong trận chiến với đế quốc Witch, Công tước Giác sổ đánh xuống một phần ba lãnh thổ. Dù cho Đế quốc Roland III còn chưa chính thức thành lập, nhưng chức quan của Giác sổ đã định trở thành một vị thống soái lục quân đầu tiên của Đế quốc Roland III. Thậm chí tương lai còn trở thành thủ tướng của Đế quốc. Cho nên luận theo chức quan, địa vị của công tước Giác sổ cao hơn. Nhưng Giác sổ xuất thân từ chi nhánh. Bây giờ bên chính gia xảy ra chuyện lớn, công tước Giác sổ cảm thấy danh dự của gia tộc Rassou bị tổn hại. Dibos không xứng trở thành chủ của gia tộc. Những chuyện ta làm còn chưa đủ sao? Debois tức giận nói, ta bất kể hiềm khích năm xưa, trợ giúp số lượng lớn vật tư mới khiến cho quân đội của Russell vững chắc, thế như trẻ tre đánh tới thành quyền. Russell muốn bình định ta, hay muốn đoạt lại gia tộc Russo? Thái giám Taren nói, công tước Russell không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng đại quân đã đến gần hành tỉnh Jadeway, tình hình của chúng ta sẽ trở nên tệ hơn. Vậy thì thế nào? Debois cười lạnh nói, đám chư hầu kia như rắn không đầu, bất mãn mà không dám nói bây giờ công tước rắt sổ thành ngọn núi để bọn chúng dựa lưng chúng nhất định khởi binh đi theo rắt sổ đánh hạ ta lập chủ khác đây là phiền phức của thân nữ nếu ta là nam nhân cưới một cô gái tộc khác bọn chúng dám nhiều lời sao lập tức điều binh phong thành không cho phép ra vào quân đội nô lệ của chúng ta huấn luyện thế nào rồi hiện tại quân số của chúng ta bao nhiêu ba vạn ba tước bay en nói cộng thêm năm nghìn chiến binh amazon tổng ba vạn năm nghìn quân Dibos nói, lão sư, Người đại biểu ta đi gặp công tước sát sổ, hỏi mục đích của tên đó. Được, nhưng ta là tướng quân duy nhất của ngài, nếu ta rời đi thì không ai chỉ huy quân đội. Chuyện đó để ta. Công tước bos nói, lão sư kính yêu, dù ta mang thai, từng bệnh hấp hối. Người không nên quên ta cũng là một chiến binh, võ công của ta không thua công chúa Dora và người. Bá tước Bayen nói, vậy thì tốt. Dibos thật sự không muốn chiến tranh, nhất là gia tộc Russo nội chiến lúc này chỉ một người có thể ngăn cản chiến tranh xảy ra, không đúng, là hai người. Sau khi nhận được vật tư của Dibos, thành Mộc Lan phát triển mạnh. Số lượng thợ rèn từ mấy chục người tăng lên hơn ngàn người, hiện tại không cần luyện sắt từ quãng nữa, trực tiếp luyện gang thành thép, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Qua mấy tháng tìm hiểu, kỹ thuật của đội thợ rèn đúc pháo được cải tiến rất nhiều, số lượng sản xuất đề thăng. Trước đây mỗi tháng chỉ chế tạo được 6 hỏa pháo, bây giờ mỗi tháng chế tạo được hơn trăm hỏa pháo, những khẩu pháo này không cần dùng thuốc nổ đen nguyên thủy nữa đủ khả năng dùng thuốc nổ uy lực cao hơn kỵ sĩ đoàn bắt đầu luyện tập trở thành pháo binh không phải bởi bọn họ thông minh hay mạnh mà do sự trung thành khát vọng giết trở lại phương đông cho nên bọn họ từ bỏ tất cả học tập lại từ đầu học đường đạn tri thức của thuốc nổ học cơ cấu của các loại đạn và pháo do phát triển quá nhanh nên thiếu vật tư cho núi lửa và quặng kali nitrat không đủ dùng cho núi lửa còn đỡ không xi măng thì thôi Dùng gỗ dựng phòng đều như nhau, nhưng quặng kali nitrat lại không thể thiếu, cần dùng để gia tăng kỹ năng chiến đấu. Kỵ sĩ đoàn bí mật luyện tập bắn pháo mỗi ngày, bắn thử mấy trăm khẩu pháo, tiêu hao số lượng lớn thuốc nổ. Hơn nữa hỏa pháo càng ngày càng nhiều, pháo binh càng ngày càng đông, không thể đình chỉ huấn luyện. Pháo binh cần tập bắn, học tập lý thuyết không đủ, bắn mấy trăm lần, dù đầu heo bắn pháo vẫn chuẩn. Thấy thuốc nổ sắp dùng hết, Blackpool bí quá hóa liều, xuất lĩnh một chi hạm đội bí mật lên bắc dọc theo bờ biển đi vòng qua hải vực của đất nước Amazon, vận chuyển quặng Kali Nitrat từ đảo Siding về. Bởi vì hạm đội của Nam Tước Bloody chỉ phong tỏa ngoài biển khơi, cách xa bờ biển. Dù vậy bọn họ vẫn không thể dùng thuyền lớn do đường bờ biển cạn, nước không sâu. Nhưng thuyền nhỏ vận lực nhỏ, đành phải đi nhiều chuyển hơn. Blackburn hầu như không ngủ không nghỉ, lén lúc vận chuyển về ba chuyến, tương đối thuận lợi, miễn cưỡng đủ cung ứng quặng Kali Nitrat. Do ban chuyến đầu thuận lợi, Blackburn quyết định xuất động 50 con thuyền, tổng cộng vận chuyển 700.000 cân quặng kali nitrat, lần này đủ dùng cực kỳ lâu. Nàng xuất lĩnh hạm đội của mình né tránh hạm đội của Nam Tước Bloody thật xa, đi vòng dọc theo bờ biển rất xa, bí mật xuống nam, cẩn thận từng ly từng tí, như bước trên băng mỏng. Còn hơn 500 dặm nữa thì đến đảo Jetai Thai rồi. Không biết chúa quân trở lại chưa, ngài ấy thành công cứu đảng Skeeterlong không, ta quên cả dung mạo của phụ mẫu rồi. Blackpool suy nghĩ miên man, cảm xúc dâng trào, mỗi ngày nàng đều cầu nguyện cho thẩm lãng thành công, bởi vì phụ mẫu của nàng đi theo đảng Long mấy chục năm rồi chưa gặp lại. Mọi người đề cao cảnh giác. Blackburn thu hồi tâm tình, hạ lệnh. Mỗi lần nàng nghĩ đến phụ mẫu thì không còn nhạy cảm nữa, như vậy vô cùng nguy hiểm. Lúc này ở phía nam, cách đội tàu của Blackburn khoảng 200 dặm, hạm đội hải tặc của nam tước Bloody đã bố trí xong thiên la địa võng, chờ Blackburn chui đầu vào lưới. Ngài thật cao minh, ngài vừa như không biết Blackburn lén lúc vận chuyển quãng Kali Nitrat để nàng thả lỏng cảnh giác, quả nhiên lá gan của nàng càng ngày càng lớn. Ban đầu chỉ dùng 5 chiếc thuyền, sau đó thì 8 chiếc, hiện tại lên đến 50 chiếc, 2.000 hải quân của thẩm lãng đã dốc toàn bộ rồi. Jeep, Russo khen khơi, chúng ta tiêu diệt toàn bộ, thẩm lãng không còn hải quân, hắn không thể xuống biển nữa. Người này còn rất trẻ, là đường đệ của Debos, huynh trưởng Dolly của gã bị xử tử, bây giờ sống dựa vào nam tước Bloody. Nam tước Bloody chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Gã bố trí thiên la địa võng, không chỉ muốn diệt toàn bộ hạm đội của thẩm lãng mà còn mục đích sâu hơn bí mật làm nhiệm vụ của adolf lặng yên không một tiếng động diệt toàn bộ hạm đội bắt đám người blackburn làm tù binh sau đó ngụy trang thành đội thuyền của nàng xâm nhập trụ sở của thẩm lãng lấy trộm công thức thuốc nổ kiểu mới và vũ khí bí mật của hắn tốt nhất nên bắt luôn đám thợ đang chế tạo thuốc nổ và vũ khí bí mật kia đó chỉ là bước đầu tiên nam tước bloody biết người của thẩm lãng đang bí mật cải tạo chiến thuyền kiểu mới trong xưởng đóng tàu của thành golden jay chẳng qua xưởng đóng tàu nơi đó, được quân đoàn Amazon bảo vệ, không ai dám đến gần. Nhưng quân đoàn Amazon không thể không rời khỏi xưởng đóng tàu, bởi vì không bao lâu nữa mấy chục vạn đại quân sẽ tiến đánh thành Golden Jay. Khi đó xưởng đóng tàu trống rỗng, Bloody sẽ thừa cơ hội đó xuất lĩnh hải tặc tinh nhuệ xông vào xưởng đóng tàu, cướp tất cả chiến hạm kiểu mới. Dù sao trầm lãng chết rồi, thuốc nổ, vũ khí bí mật và chiến hạm kiểu mới để đó không ai dùng. Bloody cam tâm tình nguyện nhận hết, để cho hạm đội của gã không ngừng mạnh lên, đưa bản thân lên vị trí phó đô đốc. Bloody biết rõ, một khi đế quốc lần ba thành lập, thời đại hoàng kim của hải tặc sẽ kết thúc. Hải Dương khôi phục trật tự, trong thời gian ngắn nhất phải tẩy bạch bản thân, biến hạm đội hải tặc của mình thành hải quân. Nam tước Bloody, gia tộc Monroe của ngài sắp quật khởi, về sau phải xưng ngài một tiếng tử tước rồi, thậm chí bá tước. Jeep nịnh nọt, ngài đạp lên thi thể của thẩm lãng để quật khởi, vươn danh phương Tây chúng ta. Nam tước Bloody nói, jeep các hạ công tước russow cảm thấy công tước di làm bẩn danh dự của gia tộc không xứng danh hiệu công tước russo cơ hội của ngươi tới rồi ánh mắt jeep đầy phức tạp nói công tước russo đức cao vọng trọng gia tộc russo cần một thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ như thế ta sẽ tận lực ủng hộ nam tước Bloody nói người xem nhẹ lòng tự trọng của công tước russo rồi tên đó sẽ không tranh đoạt vị trí công tước russo lần này xuất binh chỉ vì bình định thanh lý môn hộ cần bồi dưỡng công tước russo mới nên ta mới nói đó là cơ hội của ngươi. Jeep nghe vậy, tim đập thình thịch, nói, ta còn thúc thúc Austin, thúc ấy thích hợp trở thành công tước Russo hơn ta. Thế nhưng Austin biến thành tù binh của thẩm lãng, danh dự bị làm bẩn, không đủ tư cách kế thừa vị trí công tước. Cho nên Jeep các hạ, sau khi đi bộ rơi đài, ngươi sẽ trở thành người thừa kế tốt nhất, đến lúc đó ta còn cần ngươi chiếu cố. Ngài nói đùa, sau lưng ngài có đại sư Adolf chống đỡ, tiền đồ vô lượng, ta sao bằng. Nam tước Bloody cười nhạt, không nói gì. Đội thuyền của Blackbone sắp đến, chúng ta chuẩn bị khai chiến. Không đúng, không phải khai chiến, mà là tàn sát. Jeep cười nói, thuyền của bọn họ nhỏ, không thể tác chiến, số lượng chỉ có 2.000 người, mà chúng ta có 300 chiến thuyền, 4 vạn dũng sĩ. Tốt nhất nên bắt làm tù binh. Nam tước Bloody nói. Jeep nói, ngài hưởng thụ mùi vị của hắc nữ nhân chưa? Nghe nói mùi vị đó rất bay bổng, thân hình của nàng cùng bạo như vậy, dù làn da đen, nhưng dung mạo lại xinh đẹp. Ngài không nên bỏ lỡ mỹ vị đặc thù như thế. 50 chiếc thuyền của Blackpool thuận theo bờ biển không ngừng xuống Nam, cách thiên la địa võng của Nam Tước Bloody càng ngày càng gần. Vài tiếng đồng hồ sau, tiếng chuông chói tai vang lên, hạm đội dò đường của Blackpool cảnh báo, phát hiện địch nhân. Có địch, có địch. Xuất hiện hạm đội của kẻ địch, số lượng rất nhiều, cơ hiệu của Nam Tước Bloody và gia tộc Russo. Tức thì, Blackpool lạnh cả người, ba lần trước trộm vẫn không bị phát hiện, nàng cảm thấy may mắn, Hóa ra là âm mưu của Nam Tước Bloody muốn một lưới bắt hết hạm đội của nàng. Làm sao bây giờ? Thuyền nhỏ không thể dùng để tác chiến, phi thường yếu đuối. Bỏ thuyền chạy trốn? Không được. Những nơi khác nhất định có phục binh, bọn họ chọn chỗ này để mai phục sẽ không để cho mình dễ dàng chạy lên đất liền. Bảo vệ người quan trọng hơn. Blackburn quyết định thật nhanh, hạ lệnh thay đổi phương hướng, toàn lực lên bắc, tiến vào hải vực Amazon, ném hết quặng kali nitrat xuống biển. Thuyền của chúng ta nhỏ, tốc độ nhanh hơn. 50 con thuyền lập tức thay đổi phương hướng, nghịch lưu lên bắc. Tủm tủm tủm. Một túi lại một túi quặng kali nitrat bị ném xuống biển. Dừng lại để thay đổi lộ trình, hạm đội của Blackburn mất không ít thời gian, hạm đội khổng lồ của Nam Tước Bloody điên cuồng truy kích. Nhanh, nhanh, nhanh. Dùng tốc độ cao nhất tiến lên bắc. Nhờ Blackburn quyết đoán, hạm đội của nàng thoát khỏi vòng vây của Nam Tước Bloody, phát huy ưu thế của thuyền nhỏ, chạy trốn cực nhanh. Nam Tước Bloody cười lạnh, nói, hắc nữ nhân thật không tầm thường thiên la địa võng như vậy lại để nàng chuồn mất truyền lệnh xuống hết thảy hạm đội chung quanh toàn bộ tập kết bao vây tiêu trừ hạm đội của thẩm lãng tiếp theo cuộc rượt đuổi điên cuồng diễn ra nếu đã bị phát hiện Blackbone không cần bám sát bờ biển nữa hạm đội của nàng lao ra ngoài biển lớn dùng tốc độ cao nhất lên bắc hạm đội của nam tước bloody và jeep russo càng ngày càng nhiều toàn lực đuổi theo vốn chỉ có 3 vạn người nhanh chóng tăng lên 700 chiến hạm và 6 vạn người hạm đội của nam tước bloody kéo dài hơn trăm dặm ngoài khơi nhìn như một con cự thú điên cuồng đuổi theo hạm đội của blackburn nhất định phải đuổi kịp trước khi nàng chạy đến hải vực amazon triệt để tiêu diệt bắt nàng làm tù binh hạm đội của blackburn dùng thuyền nhỏ ưu thế tốc độ rất lớn thời gian càng lâu chạy càng xa thế nhưng hạm đội của nam tước bloody như bầy sói đói đuổi theo con mồi không tha từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách 20 dặm, hạm đội của Blackburn luôn nằm trong tầm mắt của bọn họ nhưng chỉ cần thuận lợi duy trì khoảng cách như thế nàng vẫn còn cơ hội chỉ cần đến hải vực amazon liền an toàn bởi vì nơi đó là minh hữu của chúa quân blackburn mong rằng không gặp bão bởi vì thuyền của nàng nhỏ chịu không nổi cơn bão nhưng mà vận may của nàng dường như đã kết thúc mây đen xuất hiện trên bầu trời hướng bắc hơn nữa càng ngày càng thấp không những thế gió lớn nổi lên càng lúc càng mạnh hướng gió thổi càng bất lợi cho hạm đội của nàng gió biển gào thét sóng lớn nổi lên hạm đội của Blackburn lắc lư dữ dội, càng ngày càng khó khống chế. Mây đen cuồn cuộn, không ngừng lan tràn, che kín bầu trời. Không còn thấy mặt trời, nghìn dặm hải vực đều bị mây đen bao phủ. Hạm đội hải tặc của nàng, mỗi người đều tài nghệ cao siêu, nhưng khó mà ngăn cản thiên tai, thuyền nhỏ dần dần mất khống chế, như bị một bàn tay khổng lồ lôi kéo, lật qua lật lại, tùy ý đùa bỡn. Đừng nói thuyền nhỏ, thuyền chiến của nam tước Bloody đang bắt đầu trao đảo. Hạm đội của Blackburn mất khống chế, tốc độ giảm mạnh. Jeep mừng như điên, nói, mau đuổi theo, chém tận giết tuyệt hải quân của thầm lãng. Bên trong gió mạnh sóng lớn, hạm đội thuyền nhỏ của Blackburn không ngừng lắc lư, gian nan tiến lên, tốc độ thong thả, hầu như không thể khống chế. Hạm đội của Nam Tước Bloody triển khai trận thế hình cung, hung mãnh nhào đến. Nam Tước đứng trên bong tàu, nhìn thấy biển cả như đang giận dữ, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàn. Hạm đội duy nhất của thẩm lãng coi như xong rồi, đám dư nghiệt đảng chôn cùng. Hiện tại số lượng của hạm đội Nam Tước lên đến 700 chiến hạm, quy mô 6 vạn người, nhưng vẫn khó mà bao vây hạm đội của Blackburn. Trận chiến trên lệch thực lực lớn như thế, thắng không vinh dự, nhưng hải tặc lại thích như thế, mấy trăm con sói cắn xé mấy chục con dê, thảm thiết nhất huyết tinh nhất, sảng khoái nhất. Nam Tước Bloody không thích lực lượng ngang nhau, chỉ thích trận chiến nghiêng một bên, trở thành cuộc tàn sát, càng đẫm máu, Adolf càng vui vẻ. Vì khiến cho Adon vui vẻ, Nam Tước Bloody không tiếc công sức, như gã từng làm cho Dibos vui vẻ, lúc đó chỉ hận không thể dùng Mỹ Nam kế. Chỉ bất quá kế hoạch tán tỉnh Dibos thất bại, Dibos cứ nhìn như không thấy. Bây giờ vì lấy lòng Adop, Nam Tước Bloody dốc hết tất cả để biểu diễn. Các huynh đệ, chúng ta mở thịnh yến nho nhỏ, lột ra ăn thịt bọn chúng. Nhưng mà ngay lúc này, keng keng keng, tiếng chuông một lần nữa vang vọng biển khơi, âm thanh cực kỳ chói tai nhức óc. Cảnh báo địch tập còn đạt đến cấp độ nguy hiểm nhất từ hạm đội của Nam Tước Bloody phát ra. Nam Tước Bloody kinh hãi, địch nhân từ đâu ra? Cả vùng biển này, hơn vạn dặm hải vực đều là thiên hạ của gã, căn bản không có địch, chẳng lẽ từ đáy biển chui lên, từ trên trời rơi xuống biển. Nhất định nhầm lẫn, chúng ta tiếp tục đuổi giết, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ của đại sư Adolf. Jeep, Russo nói, ta muốn nhìn thấy hạm đội của thẩm lãng bị tiêu diệt. Keng 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 keng. Nhưng mà tiếng cảnh báo địch tập vẫn không ngừng vang lên từ phía sau, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp. Đối mặt cơn gió lớn đang rít gào, một vũ sĩ leo thật nhanh lên cột bùm cao mấy chục mét, đưa mắt nhìn phía sau. Nhưng vẫn không nhìn thấy, hạm đội của Nam Tước Blood đi quá nhiều, hoàn toàn không thấy điểm cuối, trong tầm mắt chỉ có chiến thuyền của mình. Keng keng keng, tiếng chuông đổi mạng điên cuồng vang lên. Một lần thì xem như nhầm, nhưng nhiều lần như thế thì làm thế nào đây? Hạm đội phía sau nhất định phát hiện địch nhân, trái tim của Nam Tước Blood đi chợt run lên, trong đầu hiện lên một khả năng. Nếu, nếu thẩm lãng dẫn theo đảng Skaterlong trở về thì sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Đại sư Adolf đã nói, thẩm lãng đi phế tích đế quốc Lost, chắc chắn phải chết. Adolf không thể trực tiếp giết thẩm lãng, cho nên gián tiếp giết chết hắn, để hắn tự tìm đường chết. Khả năng thẩm lãng thuần phục đảng Skeeterlon thấp đến đáng thương, sao lại có chuyện hắn dẫn theo đảng Skeeterlon đánh trở lại cơ chứ? Bloody vừa nghĩ, vừa nhảy xuống biển, điên cuồng bơi về phía sau hạm đội. Hơn nửa tiếng sau, nam tước Bloody cực kỳ sợ hãi, chuyện lo lắng nhất thành sự thật, đứng trên cột buồm, tận mắt nhìn thấy lá cờ của đảng Skeetalong, một lá, hai lá, ba lá. Một con thuyền lại một con thuyền dữ tợn to lớn, lần lượt xuất hiện trong tầm mắt. Mấy chục chiến thuyền, mấy trăm chiến thuyền, hạm đội đảng Skeetalong đang đến, vô biên vô hạn, không thấy điểm cuối. Ngoài khơi còn đang bốc cháy, mấy chiếc thuyền đánh chuông cảnh báo đều bị đánh chìm, cháy thành cho tàn. Ác mộng của đại dương, hạm đội mạnh nhất phương Tây đang tới. Nam tước Bloody cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh cóng. Hít một hơi thật sâu, coi như hạm đội của đảng Long thì thế nào. Các ngươi bị vây mấy chục năm, sức chiến đấu sớm uể oải không còn. Hơn nữa chiến thuyền của các ngươi lỗi thời còn bị hư hại, sao bằng chiến thuyền của ta. Người phương Đông có một câu nói rất hay, sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ. Thời hoàng kim của đảng Long đã qua, ta mới là bá chủ của vùng biển này. Rất nhanh, nam tước Bloody nhìn thấy thẩm lãng đứng trên kỳ hạm, quả nhiên là hắn, quả nhiên là tên tiểu bạch kiểm đáng chết. Hắn vì sao còn sống, vì sao còn chưa chết nếu biết sẽ có ngày hôm nay lúc đầu đã hạ thủ giết chết hắn nhưng ngày đó hai bên căn bản không có địch ý lớn như vậy nhắm hai mắt lại nghĩ đến gia tộc monro chiến ý ngất trời lại một lần nữa xông lên đầu nam tước bloody hét lớn địch nhân ít hơn chúng ta chiến hạm còn bị hư hỏng đều là người già kẻ yếu trận chiến này chúng ta tất thắng lời này không sai hạm đội của đảng skeeterlong nhìn hơi thảm buồng và thân thuyền rách rách dưới dưới bọn hải tặc cũng mặc quần áo rách dưới thậm chí còn bị thương, băng đầu bó tay, nhìn chẳng khác nào tàn quân. Nam Tước Bloody hô to, trận chiến này là ý trời, thiên thần đang quan sát chúng ta, Tân Vương giả nhất định phải đạp lên xác của Vương giả cũ để chân chính quật khởi. Số mệnh của chúng ta là vang danh thiên hạ, trở thành bá chủ của Đại Dương lần. Vì vinh dự của bá chủ, vì vinh quang của hải tặc, chuẩn bị chiến đấu. Vô số tiếng kèn vang lên, vô số cờ xí huy vũ. Nam Tước Bloody và hạm đội của Jeep quay đầu lại, đối mặt hạm đội của đảng Skeeterlong, trận hình sẵn sàng đón quân địch. Từ trên trời nhìn xuống, hạm đội của Nam Tước Bloody nhiều hơn gấp đôi hạm đội của đảng Skeeterlong. Gió biển càng lúc càng mạnh, mây đen dày đặc, che kín bầu trời, sắc trời âm u không ánh sáng. Hai hạm đội hóa thành cự thú, không ngừng áp sát, áp sát. Rất nhanh đến khoảng cách chiến đấu, hai bên lao thẳng đến nhau. ầm ầm ầm, trên trời cao vang lên từng đợt tiếng sấm nổ. Nam Tước Bloody rút kiếm, giống to, vì bá chủ hải dương giết 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 hạm đội của đảng scatterlong không hô bất kỳ khẩu hiệu nào cứ như vậy lẳng lặng xông lên sau đó cuộc thảm sát một chiều trận chiến hoàn toàn không sôi nổi không hề nhiệt liệt chiến hạm của đảng scatterlong cứ xông lên tiêu diệt từng chiếc từng chiếc chiến thuyền một phảng phất như một đại quân hổ báo nhảy vào bầy sói cuối cùng biến thành cá mập nhảy vào đàn cá cứ như cuộc chiến giữa người lớn và trẻ con ầm ầm sấm nổ không ngừng lấn át cả tiếng chiến trận quỷ dị kinh người Hạn đội khổng lồ của nam tước Bloody và Zip, Russo, bốc cháy từng chiếc một, chim nghỉm từng chiếc một, không thể phản kháng dù chỉ một lát. Người chết càng ngày càng nhiều, thi thể nổi lềnh bềnh. Không có gì hay để nói, chính là một trận tàn sát hơn nữa còn sắp kết thúc. Trong đầu nam tước Bloody chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, ngày tận thế đến rồi. Mọi thứ diễn ra trước mắt giống như một giấc mơ. Bloody biết đảng Skeletolon rất lợi hại, bởi vì gã nghe vô số truyền thuyết liên quan đến Skeletolon từ khi còn nhỏ nhưng hầu hết các truyền thuyết đều sai sự thật. Hiện tại toàn bộ biển cả đang lưu truyền chiến tích của Bloody, thổi đến vô cùng kỳ diệu. Bloody cuột khởi trong mười mấy năm qua, chưa từng nhìn thấy đảng Skeeterlong chiến đấu, nhưng Blackburn không phải hậu duệ của đảng Skeeterlong sao? Nàng rất lợi hại, nhưng không mạnh hơn hạm đội của mình bao nhiêu. Cho nên từ trước đến nay, Bloody cảm thấy đảng Skeeterlong chỉ thế mà thôi, chiến tích qua nhiều người thổi, dù mạnh hơn hạm đội của mình cũng có hạn. Mà bây giờ, Liên quân cường đại của gã không thể chống đỡ, tình cảnh binh bại như núi đổ chỉ xảy ra trong trận chiến trên đất liền, không ngờ cũng xảy ra trong cuộc chiến trên biển. Vừa khai chiến chưa đến một canh giờ, hạm đội khổng lồ của Bloody bị đánh tan. Mọi cố gắng, mọi mệnh lệnh đều vô dụng, Bloody chỉ biết đứng nhìn từng chiếc hạm thuyền bốc cháy chìm dần. Toàn thân Bloody lạnh lẽo, mất hết khả năng phản ứng, cảm thấy không chân thực, không tin hai mắt của mình, nhìn quân đoàn hải tặc của mình liên tục biến mất, chờ đợi thời điểm hủy diệt cuối cùng không chỉ nam tức Bloody nghĩ như vậy thẩm lãng chẳng khác bao nhiêu hắn chấn động không nhẹ dĩ nhiên lại chiến đấu như thế hắn vốn tưởng rằng khi khai chiến hạm đội của hai bên sẽ dùng cường nỏ khổng lồ bắn lẫn nhau dùng cung tên bắn lẫn nhau mọi thứ đều không như hắn nghĩ hải tặc skaterlong nhảy khỏi thuyền tác chiến bọn họ áp sát chiến hạm của địch nhân sau đó nhảy sang thuyền của địch nhân rồi điên cuồng tàn sát như mãnh hổ sồng chuồng không phải một trận hải chiến nữa hai bên rõ ràng đang dùng vũ khí quyết đấu như trên đất liền Kỹ thuật bắn tên của đám hải tặc Skeleton kỳ thực rất mạnh, cự ly gần xứng danh bách phát bách chúng, nhưng bọn họ không thích cung tiễn, chỉ yêu mến cầm đao nhảy qua chém địch. Giết sạch rồi thì phóng hỏa đốt thuyền. Thẩm Lãng tưởng bọn họ lấy một chọi hai, không ngờ mười mấy người dám vọt lên đại hạm của địch nhân, đuổi giết mấy trăm người, then chốt nhất còn giết đến quỷ khóc sói chu, hoàn toàn không phải nhân loại. Trong đầu đám hải tặc Skeleton đồng thời hiện lên một suy nghĩ. Quá dễ dàng, quá dễ dàng, đánh nhau lại dễ như thế sao? hải tặc bây giờ không biết tiến thủ hả giết bọn chúng lại không cần dùng quá nhiều sức không phải hải tặc của nam tước blood đi quá yếu mà do bọn họ quá mạnh mẽ những năm gần đây bọn họ không ngừng chém giết đại quân hải quái hung tàn vừa hoàn thành phó bản cấp địa ngục lập tức tham gia phó bản loại bình thường thật sự như tiến nhập tân thủ thôn đại khai sát giới bọn hải tặc đi theo nam tước blood đi ban đầu nhìn thấy hạm đội skaterlong tàn tạ trong lòng rất khinh thị bởi vì nhiều người trong số họ đã già hình tượng quá thảm bộ dạng đứng còn không vững, nghiêng nghiêng ngã ngã. Nhưng khi hải tặc Long xông tới, bọn họ như nhìn thấy hải quái, hai chân run lẩy bẩy, bị khí thế kinh khủng của hải tặc Long chấn áp. Mười canh giờ sau, chiến đấu kết thúc. Vào thế kỷ 16 và 17, một trận hải chiến đánh mấy ngày mấy đêm, không một chiếc thuyền nào bị chìm đều bình thường. Thẩm Lãng từng đánh qua hải chiến, lúc hắn tư diệt hạm đội mấy vạn người của Tiết Triệt, nhưng không phải đánh nhau mấy ngày mấy đêm, mà là ngươi đuổi ta trốn, con mèo bị con chuột đủ giỡn hải chiến của phương tây tương tự như trận chiến trên đất liền của đông phương hai bên bày trận thế chiến hạm áp sát nhau sau đó lao qua tàu của đối phương chém giết hạm đội của nam tước bloody rất muốn chạy trốn nhưng chạy không thoát chiến hạm của đảng scatterlong bị hư hại nhiều chỗ tốc độ lại cực nhanh chỉ lác đác mấy chiếc thuyền trốn thoát một trận chiến toàn quân bị diệt cứ như vậy đánh xong rồi thẩm lãng không dám tin hỏi hắn còn chuẩn bị tâm lý đại chiến mấy ngày mấy đêm đâu đúng vậy kết thúc rồi Hila nói, nhưng để ta sửa lại, đây không phải một trận chiến, mà là một trận thảm sát. Đúng vậy, một trận thảm sát mà thôi. Vô số thi thể trôi nổi trên biển, thuyền lớn bốc cháy nghi ngút, máu nhuộm cả vùng biển. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? Thẩm lãng hỏi. Không biết, hình như rất ít. Hila trả lời. Thẩm lãng lại hỏi địch nhân chết bao nhiêu? Không biết, hình như chết rất nhiều. Hila nói, đảng Skeeterlong luôn chiến đấu như thế, vọt thẳng tới giết địch nhân, đến khi không nhìn thấy ai mới thôi. Ngưu bức, các ngươi quá ngưu bức. Keng keng keng, tiếng chuông chói tai vang lên lần nữa, nhưng không phải báo địch tập, mà là cách ăn mừng của hải tặc Skeeterlong sau khi chiến thắng. Hạm đội đảng Skeeterlong bao vây một chiếc thuyền, xoáy hạm của Nam Tước Bloody, hàng trăm tàu chiến lẳng lặng vây xem. Bởi vì trận chiến này quá dễ dàng, đám hải tặc Skeeterlong không tiến đánh xoáy hạm của địch nhân, lưu xoáy hạm lại cuối cùng để trêu chọc. Thậm chí rất nhiều tàu chiến không bị đánh chìm, bị bắt làm tù binh, Tàu chiến loại lớn rất quý, xoái hạm của nam tước Bloody rất lớn, trọng tải lên đến ba 000 tấn, chứa mấy trăm vũ sĩ, nhưng bây giờ đám vũ sĩ đang mờ mịt đứng trên bong tàu, không biết nên làm sao. Mấy vạn hải tặc Scatterlong bao vây bọn họ vẫn không nhúc nhích, nhe răng trợn mắt cười toe toét, thật quá đáng sợ. Xoái hạm của thẩm lãng chậm chậm đến gần xoái hạm của nam tước Bloody, hai chiếc thuyền cách nhau mấy chục mét, rồi dừng lại bất động, kỹ thuật lái thuyền của họ thật đáng kinh ngạc. À. Nam tước Bloody từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? thẩm lãng cười hỏi. bloody monroe ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích, nhìn như chưa tỉnh mộng. hạm đội mấy vạn người cứ như vậy không còn, tâm huyết mấy chục năm cứ như vậy tan tành mây khói, không phải quá nhanh rồi sao? bloody còn muốn dùng hạm đội của mình công lập nghiệp, còn muốn trở thành phó đô đốc hải quân, còn muốn cho cả gia tộc quật khởi, hiện tại tan thành bọt nước, muốn đánh nữa sao? thẩm lãng hỏi. lời này vừa dứt, nam tước bloody không khỏi kinh ngạc hỏi lại, ngươi nói cái gì? Thẩm lãng nói, ta hỏi ngươi muốn đánh nữa sao? Vậy chúng ta tiếp tục. Đám hải tặc trên xoái hạm của nam tước Bloody nghe vậy, dồn dập lắc đầu, vứt bỏ loan đao trong tay. Thẩm lãng nói, muốn sông sao? Bọn chúng liều mạng gật đầu, ai lại muốn chết cơ chứ? Thẩm lãng nói, các ngươi nhảy xuống biển, bơi về nhà thì sống. Ta ba mươi mẹ của ngươi, nơi đây cách đất liền mấy ngàn dặm, ngươi bơi cho ta xem. Thẩm lãng nói, còn muốn ta nói thêm lần thứ hai sao? các ngươi bơi về, hoặc ta giết sạch các người. 5, 4, 3, 2, 1, ẩm, ẩm, ẩm. Tức thì đám hải tặc may mắn còn sống sót, nhanh chóng nhảy xuống biển. Bơi nhanh lên, ai không bơi, chúng ta bắn tên. Hải tặc Skeetalong dương cung cải tên nhắm ngay địch nhân, đám người kia liều mạng bơi, liều mạng bơi, liều mạng gào khóc. Trước đây, bọn họ nhìn cảnh tượng bi thảm của người khác khi bị giết, hiện tại rốt cuộc đến lượt chính mình. Nam tước Bloody đi tới trước mặt thẩm lãng, nhìn hắn một lúc lâu thân sắc vô cùng nghiêm túc làm cho thẩm lãng nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Bloody, cẩn thận tỉ mỉ như một quý tộc thẩm lãng nói lúc ngươi phong tỏa ta đánh chìm thuyền của ta giết người của ta có từng nghĩ đến ngày hôm nay không nam tước Bloody vẫn đứng thẳng bất động như thể đầy kiêu ngạo thẩm lãng lạnh nhạt nói lúc người truy sát blackburn có từng nghĩ đến sẽ trở thành con mồi của người khác không nam tước Bloody vẫn ngẩng cao đầu không nói lời nào thẩm lãng kinh ngạc Nam tước Bloody cứng cỏi như vậy sao? Còn không đầu hàng, cầu xin sự thương xót. Hoàn toàn không phải, Nam tước Bloody mặc dù thích lên mặt, nhưng lại xảo quyệt vô liêm sỉ nhất, kỹ năng nhận giặc làm cha rất mạnh, nhưng mà một giây kế tiếp, Nam tước Bloody chợt quỳ xuống dập đầu nói, "Bề tôi bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thậm chí còn nói tiếng Trung, "Ngươi đang diễn sao? Thật quá giỏi, rất biết nịnh hót." Nam tước Bloody cẩn thận tỉ mỉ nói, "Đời ta sống quá lãng phí." đến bây giờ mới gặp chủ quân như ngài. Từ hôm nay về sau, ta cam lòng làm tôi tớ của ngài, xin ngài thu ta. Dứt lời, nam tước dập đầu chạm đất, giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Thầm lãng thầm mắng, ngươi thật quá vô sỉ rồi. Thời điểm công tước đi Bos thế lớn, ngươi luôn thuần phục nàng, thậm chí còn nhìn trộm, muốn làm trai bao của nàng, chỉ bất quá đi Bos không đáp lại, dù chỉ một cái liếc mắt. Về sau đi Bos không may, ngươi lại quỳ gối bái Adolf, nhe răng nanh cắn hàng hiện tại ngươi quý bái ta, luôn mùng thuần phục, xưng làm tôi tới. Không sao, biết cầu xin tha thứ thì tốt rồi, lúc ta giết ngươi sẽ sảng khoái hơn. Thẩm lãng chán ghét kẻ địch ngoan cố, trước khi chết còn mắng chửi hắn, như vậy quá khó chịu, thắng lợi không hoàn hảo. Địch nhân quỳ xuống khóc ròng ròng, đau khổ cầu xin, sau đó sẽ giết chết, như vậy mới hoàn mỹ, thoải mái. Thẩm lãng nói, nam tước Bloody, ngươi có biết ta ở phương đông có một biệt hiệu không? Bloody nói, xin lắng tai nghe, nhân hoàng bệ hạ tôn kính thẩm lãng nói vô tình thiến người nam tước bloody nghe vậy sắc mặt kịch biến cả người run rẩy một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói có thể trở thành hoạn quan hầu hạ thẩm lãng bệ hạ cũng là vinh dự của ta thẩm lãng nói tốt lắm vậy ngươi tự thiến mình đi thật thật quá đáng còn cần người khác tự động thủ thiến mình sao len kèn thẩm lãng ném một con dao xuống vô cùng sắc bén nam tước bloody khó khăn lựa chọn sau đó cắn răng nhặt con dao lên dùng giọng điệu vinh dự nói. Mỗi lần nhìn thấy thái giám Taren, ta đều cảm thấy hoạn quan cũng có vinh quang, trung thành vô giá. Hiện tại ta sẽ dùng hành động biểu đạt tấm lòng trung thành của mình. Tiếp đó nam tước Bloody cầm dao chém xuống, tự thiến mình. Thẩm lãng lập tức rời ánh mắt, mà Hila lại nhìn đến tràn đầy phấn khởi, thực sự tê cả da đầu, thẩm lãng cảm giác chỗ nào đó của mình hơi mát lạnh. Bloody quá trâu bò, hạ thủ ác như thế, xứng danh lang nhân. Thiên chính mình xong, nam tước bloody run rẩy vẫn quỳ dạp trên đất không nhúc nhích gào thét trong lòng vật tổ truyền từ đời này sang đời khác của ta mục tiêu nhân sinh của ta đến bây giờ còn chưa lập gia đình mặc dù sinh nhiều con thế nhưng chưa có con trai trưởng bởi vì bloody vẫn đang tìm kiếm tiểu thư quý tộc thành hôn nam mộng cũng muốn muốn khôi phục vinh quang cho gia tộc monro mà bây giờ hết thảy đều xong của quý đã không còn nói gì đến chuyện nối dõi tông đường may mà còn con tư sinh kế thừa gia nghiệp chỉ cần giữ được tánh mạng thì mọi chuyện sẽ ổn thậm chí tương lai có cơ hội lật bàn tuy hiện tại mình thua thế nhưng adop còn chưa thua đại đế sô lông càng như mặt trời ban trưa thậm chí tương lai còn có cơ hội báo thủ Thiên thẩm lãng thiên đao vạn quả hắn chỉ cần còn sống sót tất cả mọi chuyện hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần thẩm lãng thở dài nói blood đi ngươi thực sự quá khó khăn ta biết ngươi muốn khôi phục vinh quang cho gia tộc Monroe ngươi làm hết thảy đều vì lý tưởng đó Nam tước Bloody run rẩy, khóc thút thít nói, "Bệ hạ nói không sai, thế nhưng..." Thẩm Lãng nói, "Gia tộc của người vinh quang lắm sao, coi như khôi phục thì thế nào? Đừng giả bộ như hoàng tử vong quốc được không? Gia tộc của ngươi chẳng khác nào đám phân, gia tộc rác rưởi như thế diệt vong không biết bao nhiêu đâu, đừng làm ra vẻ tổ tiên của ta cao thượng lắm, được không? Ngươi cho rằng ngươi là mộ dung phục sao, giả vờ giả vịt, một hải tặc như ngươi, lại xem mình như quý tộc, sao lại thế?" ngươi không có chút phẩm đức nghề nghiệp nào sao? Nam tước Bloody đầy kinh ngạc, ngươi, ngươi có ý gì? Thế nhưng gã vẫn cung kính dập đầu nói, cảm tạ bệ hạ giáo huấn, bề tôi sẽ ghi nhớ trọn đời. Thẩm lãng nói, quỳ thì đã quỳ, thiến cũng đã thiến, ta rất thoải mái, ngươi an tâm chết được rồi. Người đâu, cắt lưỡi của Bloody xuống, rồi treo lên cột buồng, lăng trì xử tử từng đau một. Nhất định phải giữ lại mạng đến khi về thành Golden Jay. Nếu như để Bloody chết sớm, ta sẽ hỏi tội các ngươi thẩm lãng hạ lệnh xong không nói hai lời rời đi để lại nam tức Bloody ngưng ác quỷ chỗ đó con mẹ nó người hèn như vậy sao ta hèn mọn đến như vậy ngươi còn giết ta nếu biết mình không thể sống ta cần gì phải tự làm nhục mình trong nháy mắt Bloody muốn chửi ầm lên nhưng một giây kế tiếp một ông lão chợt xuất hiện trước mặt của gã xoẹt 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 gân mạch tử chi bị cắt đứt sau đó ông lão luồn đao vào trong miệng Bloody khuấy nhẹ đầu lưỡi rơi xuống Bloody đi há miệng chửi ầm lên, thế nhưng không phát ra thanh âm nào. Tháo cầm xuống, vá vết thương lại, không để mất máu quá nhiều mà chết. Sau đó, vài tên hải tặc chạy đến, cẩn thận tỉ mỉ khâu lại vết thương, thậm chí còn xa xỉ dùng dược vật. Treo lên, treo lên. Một đám hải tặc hân hoan hô lên, tiếp đó Bloody bị treo lên cột buồm như một lá cờ. Một tên hải tặc khác cầm đao nhỏ leo lên thật nhanh, thân sắc hơi khẩn trương, thầm nghĩ mình bỏ nghề lăng trì rất nhiều năm rồi. Bây giờ nhặt lên, chẳng biết làm tốt không, làm mất mặt, làm cho thẩm lãng bệ hạ mất vui, nên luyện tay một lát, tìm lại cảm giác. Tên hải tặc này là người Phương Đông, cầm tiểu đạo sắc bén trong tay, cắt lên thân thể của nam tước Bloody, tìm lại cảm giác. A a a, Bloody thét lên từng đợt bi thảm. Con mẹ ngươi thẩm lãng, ta hận không thể giết ngươi, tên cầm thú, không bằng xúc sinh. Phương Đông tiện chủng, ta muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn, ông trời sao không đánh chết ngươi, đại sư Adolf sẽ báo thủ cho ta. Bloody liều mạng gào thét, nhưng một chữ đều mắng không ra, gã thật hối hận, vì sao lúc đầu không mắng hắn. Hay lắm, làm tốt lắm. Đám hải tặc vỗ tay hoan hô, nhìn huynh đệ đao phủ kia biểu diễn tài nghệ lăng trì. Một bên khác, Jeep, Russo đang đứng trước mặt thẩm lãng. Gã thật không biết nên làm sao bây giờ, gã dự định quỳ xuống khóc lóc, nhưng khi nhìn thấy nam tước Bloody khóc dòng cầu xin tha thứ, hạ chàng dĩ nhiên bi thảm như vậy, nên chọn con đường khác để đi không. Thẩm lãng, ta muốn đãi ngộ của quý tộc, Ta là thành viên của gia tộc Russo, còn là đường đệ của công tước Dibos. Jeep ngạo mạn nói, "Ta và Bloody khác nhau, Bloody chỉ là một hải tặc hèn mọn, mà ta là con cháu của quý tộc, ta hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện để cho gia tộc của ngươi hổ thẹn." Thẩm Lãng chỉ nhìn Jeep không nói một lời, lẳng lặng nhìn gã trang bức, "Ngươi cho ta một chỗ để nghỉ ngươi, vài tên nô bộc hầu hạ, chỉ cần báo cho gia tộc của ta, bọn họ sẽ trả những thứ ngươi cần để trục tự do cho ta." Thẩm Lãng, "Ngươi nên làm theo quy tắc của quý tộc." nếu không thì ngươi nửa bước khó đi ở phương tây thẩm lãng rốt cuộc mở miệng nói quỳ xuống được jeep không nói hai lời lật tức quỳ xuống nhắm mắt lại thẩm lãng nói toàn thân jeep run rẩy nhắm mắt lại nước mắt tuôn trào cuối cùng nhịn không nổi gào khóc nói tỷ phu thân ái ta bị ép buộc ta không muốn mưu phản đâu đều do bọn chúng bức ta mưu phản van cầu tỷ phu đừng giết ta đừng giết ta tỷ tỷ đi bô rất thương ta tỷ còn cho ta một thanh kiếm thẩm lãng nói ồ thật sao ta muốn xem thanh kiếm kia jeep lấy bảo kiếm hoa lệ đeo bên hông xuống hai tay dâng lên đưa cho thẩm lãng hảo kiếm hảo kiếm thẩm lãng hít một hơi thật sâu dụng hết toàn lực cầm kiếm chém xuống jeep ngã xuống đất co quắp chết đi trợn to hai mắt chết không nhắm mắt hai tên hải tặc tiến đến kéo thi thể của jeep rút đi thưa bệ hạ một hải tặc bỗng nhiên nói ta phát hiện ngài tuy trói gà không chặt nhưng ngài mới là một hải tặc chân chính không giống như một quý tộc cũng không giống một phương giả thẩm lãng nói như vậy không tốt sao quá tốt như vậy mới là thủ lĩnh mà chúng ta thích nhất một lúc sau công chúa helen đi tới sao vậy tỷ tỷ muốn trách đệ không tuân thủ quy tắc của quý tộc sao thẩm lãng hỏi không phải đệ làm thủ lĩnh lời của đệ chính là quy tắc helen công chúa nói chúng ta là người nhà một số việc cần cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng ta sẽ không trách đệ ta chỉ muốn nói hiện tại ta có điểm hiểu lý tưởng thiên hạ không thù mà đệ nói thẩm lãng nói tỷ tỷ cứ tận hưởng chuyến đi đợi khi đến thành golden Jade, tỷ sẽ được vạn chúng tung hô toàn bộ phía nam luôn mong chờ tỷ trở về nhất là đi bos nàng ấy rất muốn gặp tỷ mà ngay lúc này một mà nhận người thân đang diễn ra hơn một ngàn hải tặc trên thuyền của Blackburn đều là hậu duệ của đảng Skeeterlong năm đó đảng Skeeterlong xuôi thuyền xuống nam thám hiểm đế quốc Lost bọn họ còn là trẻ con hôm nay có vài người rất may mắn tìm được phụ mẫu của mình, nhưng rất nhiều người bất hạnh bởi vì quân đoàn Skaterlong, 12 vạn người chỉ còn lại 4 vạn người. Blackburn như phát điên, nàng đi qua từng con thuyền một, tìm kiếm phụ mẫu của mình. Phụ thân, mụ mụ, phụ thân, mụ mụ. Nàng liều mạng tìm kiếm, không ngừng hô to, thẩm lãng đứng trên bong tàu nhìn thấy hết thảy. Blackburn đã chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy đảng Long còn sót lại hơn 4 vạn người, người da đen chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là người da trắng, người Vinda, còn có cực ít người phương đông. Nhưng mà một giây kế tiếp, Blackburn chợt nhắm ngay một lão hải tặc, vội vàng chạy đến ôm trầm lấy lão. Ngay sau đó một nữ hải tặc cũng xông lại, ba người ôm chặt lấy nhau, một nhà đoàn tụ. Bất quá, phụ thân của Blackburn là người da trắng, còn mẫu thân là người Vinda, làm sao lại sinh ra một người da đen. Không phải ruột thịt, mà là con nuôi. Hila nói, chuyện này rất bình thường, khi đảng Sketalong đi chinh chiến, gặp phải hải tử mồ côi sẽ đem về nuôi, nên phần lớn không phải con ruột. Phụ thân, mụ mụ, con năm mơ đều muốn thấy hai người. Blackburn ôm hai lão hải tặc mừng đến khóc. Đại chiến đánh xong, một phần hạm đội đảng Skaterlong đi vận chuyển quãng Kali Nitrat, một phần còn lại thì đi thẳng đến thành Golden Jay. Bọn họ vốn đang đi đến thành Golden Jay, nhưng nam tước Bloody một mực đuổi theo Blackburn, truy sát hơn ngàn dặm, lọt vào lộ tuyến của thẩm lãng, nên mới có trận chiến vừa rồi. Sau khi hạm đội của thẩm lãng rời đi, trên biển vẫn còn vô số hải tặc đang nghịch nước, thẩm lãng để bọn chúng bơi về đất liền thẩm lãng bệ hạ chúng ta đầu hàng xin hãy cứu chúng ta thẩm lãng mắt điếc tai ngơ hạ lệnh cho hạm đội tiếp tục lên đường bỏ đám hải tặc kia lại sau một lát phía sau hạm đội vang lên tiếng khóc nức nở từng tên hải tặc dần dần chìm nghỉm vô thanh vô tức chết thẩm lãng từng nói không cần tù binh muốn giết sạch hạm đội của bloody không để lại một tên nào một người đàn ông chân chính cần phải giữ lời đi chọn mấy ngày mấy đêm thành golden Jane đã ngay trước mắt Thẩm Lãng cười hỏi, "Tỷ tỷ Helen, nhiều năm như vậy mới về cố thổ, cảm giác thế nào?" Công chúa Helen nói, "Ta nên nói cận hương tình khiếp đúng không?" Thẩm Lãng nói, "Mọi người luôn nhớ thương tỷ, nếu Dibos nhìn thấy tỷ, chắc nàng ấy mừng đến điên mất." Helen nói, "Đệ đệ yêu dấu, đệ không nên nói thê tử của mình như vậy." Sự thật thì lời Thẩm Lãng nói khoa trương nửa điểm, Dibos chẳng khác nào một sinh vật chính trị. Thời thời khác khác đều khát vọng công chúa Helen trở về, thừa nhận thân phận của Thẩm Lãng, trả lại tất cả vinh dự cho nàng. Hạm đội cách thành Golden Jade hoa lệ càng ngày càng gần. Thẩm lãng đứng nhìn từ xa, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Xảy ra chuyện lớn, nhanh lên, hạm đội tăng thêm tốc độ. Thẩm lãng hạ lệnh, tỷ tỷ yêu dấu, chúng ta phải nhanh lên, thành Golden Jade đang đợi tỷ xoay càn khôn. Thành Golden Jade đang gặp phiền toái lớn, công tước rắt sồ là người xem trọng vinh dự, hoàn toàn không thể chịu nổi hành vi của Dibos. Cảm thấy nàng làm bẩn vinh dự của gia tộc, không xứng chấp trưởng gia tộc rút càng thêm không đủ tư cách trở thành người bảo vệ khu vực phía Nam. Làm trưởng bối của nàng, công tước rất sổ cảm thấy mình có nghĩa vụ đến đây giữ gìn lẽ phải. Quả nhiên sau khi mình đến, tất cả cục diện đều thay đổi. Những chư hầu kia giận đi boss mà không dám nói, chỉ dám cô lập và phong tỏa nàng, không dám công khai phản nghịch. Càng không dám khởi binh, bởi vì nàng quá tâm ngoan thủ lạt, đám phản nghịch lần trước đều bị chấn áp, giết đến đầu người lăn long lóc. Nhưng khi công tước rất sổ đến, đám chư hầu hành tỉnh Jadeway phảng phất tìm được trụ cột, dồn dập nghênh tiếp công tước Rát sổ như gặp phải thân nhân đổi thành người phương đông nhất định nói cuối cùng ngài cũng đến rồi công tước đại nhân chúng ta nhìn thấy ngài như nhìn thấy phụ mẫu còn người phương tây thì từ khi công tước đại nhân đến đây hành tỉnh dây quay rốt cuộc một lần nữa nhìn thấy mặt trời không còn bị mây đen che kín sau đó rất nhiều chư hầu dồn dập xuất binh đi theo công tước Rát sổ đại quân của công tước Rát sổ càng ngày càng nhiều cuối cùng lên đến 25 vạn nhất là thế lực bàng chi của gia tộc rút Cực kỳ tích cực chạy đến, liều mạng biểu hiện cho công tước Russell thấy, tranh thủ cạnh tranh vị trí công tước nhà Russell. Từ đó thành Golden Jade hoàn toàn bị cô lập. Mấy ngày trước trận quyết chiến của Thẩm Lãng và Nam tước Bloody diễn ra. Bên trong thành Green Jade, cách thành Golden Jade không đến 300 dặm. Ba tước Bayen đã gặp được công tước Russell, một người cố chấp và xem trọng vinh dự. Công tước Russell, hơn nửa năm không thấy, tình trạng của ngài đã tốt hơn, hiển nhiên đi ra khỏi bóng tối kia. Ba tước Bayen nói bạn già của ta công tước rất sổ tiến lên ôm nói bởi vì ta thấy sự thất bại của mình không phải sỉ nhục thế giới này luôn có một số người mạnh mẽ người bình thường không thể sánh bằng hơn nữa nhờ sự tồn tại của bọn họ thế giới này mới hoàn hảo hơn mỗi một trật tự đều cần lãnh tụ lòng dạ của ngài phóng khoáng như hải dương vậy bà tước bayen nói nữ vương medusa thì sao chiến cuộc bên thành quyên thế nào rồi trăm vạn đại quân đang vây thành chờ đại đế Solong đến nữ vương medusa từ đầu đến cuối không xuất hiện nàng vốn như thế, không muốn gặp những người thường như chúng ta. Công tước rắt số nói, người bình thường không nên nhìn nàng nhiều, nếu không sẽ đánh mất tự tin, thậm chí không còn quan tâm bất kỳ nữ nhân nào khác, có vài người chỉ thuộc về một số người. Bayen bá ba tước nói, vậy ngài sẽ không ngăn cản đại đế Solon và nữ vương Medusa kết hợp. Ông trời tác hợp cho hai người họ. Công tước rắt số nói, tuy ta xuất binh đánh đế quốc Witch, nhưng ta không xem nữ vương bệ hạ như địch nhân, ta rất kính nể nàng. Để nàng thống trị đế quốc Solon thì không được, Roland vĩnh viễn thuộc về người Roland. Nếu nàng và Đại đế Solong kết hợp, chính là kết quả tốt nhất. Toàn bộ thế giới phương Tây chỉ có Nữ vương Medusa mới xứng đáng với Đại đế Solong. Bà tước Bayen nói, Công tước các hạ, tầm nhìn của ngài quả thật rộng, thấy đủ sâu đủ xa. Vậy sao ngài không thấy sự kết hợp của thẩm lãng và Công tước Dibos? Bà tước Bayen rốt cuộc nói đến điểm chính. Solong có thể cưới Nữ vương Medusa, vậy Dibos sao không thể thành hôn cùng thẩm lãng chứ? Công tước rất sổ không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi hỏi ngược lại lão hữu ngươi cảm thấy ta thế nào bà tước bayen nói ngài uy nghiêm và công chính người xem trọng vinh dự như ngài không nhiều lắm ta luôn xem ngài như tấm gương công tước giắt sô nói tuy gia tộc giắt sô rời khỏi gia tộc rút nhưng ta vẫn luôn xem mình là người của gia tộc rút hai nhà như một đó là tình cảm cùng huyết thống còn về chính trị rousseau là rousseau rassô vĩnh viễn là rassô bà tước bayen nói vậy ý của ngài công tước giắt sô nói Hành vi của Dibos quả thực làm bẩn vinh dự của gia tộc Russo, không xứng trở thành công tước Russo. Bà tước Bayen nói, bởi vì nàng gả cho thẩm lãng sao, không sai, công tước Russo nói. Ta vốn không thích thẩm lãng, nhưng ta không có quyền can thiệp chuyện hôn nhân của Dibos, nàng gả cho một nam nhân phương đông là không vinh dự, nhưng đó là tự do của nàng. Quan trọng là nàng bị một người phương đông như thẩm lãng đánh đại, bị hắn mưu hại bệnh nặng, hầu như hấp hối, do đó mới quy hàng, còn chịu nhục làm vợ của hắn. Nói đến đây, Công tước giắt số hết sức tức giận, cố gắng đè nén giọng điệu nói tiếp. Như vậy chẳng phải đi tham sống sợ chết, quy gối cầu xin dị tộc để sống sao. Nàng vì tánh mạng của mình, không tiếc bản gia tộc rút cho thẩm lãng, còn đại khai sát giới, chắp tay giao thành Golden Jade cho dị tộc. Quả thực sỉ nhục lớn lao, nàng không còn xứng thân phận của quý tộc nữa. Bà tước Bayen nghe vậy, khó mà phản bác, bởi vì những chuyện giắt nói đều đúng. Sở dĩ Dibos quyết định kết hợp cùng thẩm lãng, không phải vì tình cảm và hôn nhân, mà vì tạm thời an toàn tính mệnh, quả thật không dũng cảm, mất danh dự. Công tước Giác nói, ta không chấp nhận chuyện đó, cho nên xuất binh đoạt lại thành Golden Jane từ tay dị tộc, để cho công tước đi bộ xuống đài, đổi tộc nhân khác lên làm công tước Russo. Lão hữu thấy ai thích hợp trở thành công tước Russo hơn. Austin, Russo mặc dù có khuyết điểm, nhưng ít nhất còn có một phần tôn nghiêm của quý tộc. Tuy bị bắt làm tù binh, nhưng chưa từng làm chuyện đánh mất danh dự của gia tộc. Bà tước Bayen nghĩ một lát, nói, công tước rất sổ, chúng ta không thể quên một việc, công tước Dibos đã thành hôn với thẩm lãng đại nhân từ trước rồi. Lão hữu của ta, ngươi còn muốn dối lòng sao? Chúng ta đều biết lần hôn nhân kia xấu xí khôi hài thế nào, đó là vì Dibos muốn đánh bại nữ vương Medusa mới tiến hành hiến tế, nàng bị hỏa thần giáo đầu độc. Ba tước Bayen nói, công tước đại nhân, ngài hãy nghe ta nói một lần. Công tước rất sổ câu mày nói, lão hữu, ta rất thưởng thức sự trung thành của ngươi, nguyện ý lắng nghe. Bà Tước Bayen nói, công tước Dibos vì tính mệnh mà đầu hàng thẩm lãng, đồng thời giao thành Golden Jade và bản thân cho ngài ấy, làm vậy thật sự đánh mất danh dự. Nhưng thẩm lãng đại nhân là đệ đệ của công chúa Helen, vậy tất cả khác rồi. Công chúa Helen là người thừa kế của nữ hoàng, được toàn bộ phía nam ủng hộ, công tước Dibos thuần phục công chúa Helen, chẳng lẽ làm sai sao? Russell không khỏi nhíu mày, lý do như thế rất gượng ép, nhưng nói thế thì Dibos không làm sai. Bây giờ nhiều người ủng hộ đại đế Solon, nhưng đế vị còn chưa định, bất kỳ người thừa kế nào đều có tư cách ngồi lên đế vị. Toàn bộ quý tộc phương Bắc không ủng hộ công chúa Helen, nhưng quý tộc phía Nam đều ủng hộ công chúa Helen, lực lượng của bọn họ không thể coi thường, nếu không chấp nhận, đế quốc Zolan sẽ xảy ra nội chiến. Bà tước Bayen nói, công tước các hạ, lẽ nào ngươi cảm thấy công chúa Helen không xứng trở thành người thừa kế hoàng vị sao? Russell nhíu mày trầm tư. Mẫu thân của công chúa Helen dù không công khai cử hành hôn lễ, gả cho Lyon nhưng đã tổ chức hôn lễ trong thành quyên dù rất nhỏ lại có quý tộc, bình dân và giáo đình chứng kiến, cho nên hoàn toàn hợp pháp. Công chúa Helen không phải con tư sinh. Thậm chí trong sử sách của đế quốc Zolyn, công chúa Helen nằm trong số người thừa kế hoàng vị, nhưng trong sử sách rất thiên vị, nghiêng về phía quý tộc phương bắc nhiều hơn. Cho nên công chúa Helen bị xếp đến vị trí thứ năm. Toàn bộ đế quốc đều cho rằng nàng đứng vị trí thứ ba mới đúng, bởi vì nàng mới là người thừa kế duy nhất của nữ hoàng. Vậy thì được. Công tước giắt số nói nhưng không ai chứng minh thân phận của thẩm lãng tất cả chỉ là lời đồn mà thôi bà tước bayen yên lặng chuyện này ngoại trừ công chúa helen quả thực không ai chứng minh được dù ai mở miệng cũng không đủ quyền uy thật không còn cách nào khác sao gia tộc russo nhất định phải nội chiến bà tước bayen khổ sở nói lão hữu của ta chính ta cũng không muốn vậy nhưng ta không thể để cho dị tộc thống trị thành golden jane Dibos phản bội danh dự và sử mệnh của mình. Công tước Russo nói, ngươi có thể truyền một câu thay ta không? ba tước bay en mời nói công tước rắt nói phương đông về phương đông phương tây về phương tây thế giới phương tây không chào đón thẩm lãng các hạ ngươi nên trở về phương đông thì hơn di không có tư cách trở thành công tước russo nàng phải bị lưu vong vừa lúc có thể đi theo thẩm lãng về thế giới đông phương đồng thời mời người của thành jethai lập tức thả austin ra ta có thể nhân từ không đánh thành jethai cho bọn họ 5 ngày để rời khỏi thế giới phương tây nếu không đáp ứng đại quân của ta sẽ đoạt lại thành golden j đồng thời phá hủy thành dây thai đến lúc trở trách ta vô tình bà tước bayen dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành golden jay chuyển cao ý định của công tước Rắt sổ cho di bos ngoan cố đến cổ hủ không chịu thay đổi làm di tức giận không thôi muốn đuổi nàng xuống đài muốn lưu vong nàng để cho austin russo kế thừa vị trí công tước đơn giản mơ mộng hão huyền dù nàng chết cũng không buông tha vị trí công tước thông báo cho thành dây thai chuẩn bị khai chiến Công tước Dibos nói, hiện tại chúng ta có 5.000 quân Amazon và 3 vạn quân nô lệ, ít hơn đại quân của Jasso rất nhiều, nhưng ta không tin đánh không thắng. Ba tước Bayen khổ sở nói, vâng, một khi gia tộc Russo xảy ra nội chiến, khó tránh tử thương vô số, công tước Jasso là người xem trọng danh dự, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Bây giờ các chư hầu đều nguyên tiếp Jasso, một khi khai chiến, chúng ta không chỉ gặp 10 vạn quân của Jasso. Ba tước Bayen nói, thì sao? Boss nói, quân đoàn Amazon cường đại, người còn không biết. Ba tước bay e nói, chúng ta mất quyền làm chủ trên biển, sẽ bị Nam Bắc giáp công, cần phòng thủ tường thành dài hơn 2 vạn mét. Quân đoàn Amazon coi như mạnh hơn nữa, 5.000 người chưa chắc đánh thắng được 10 vạn, chớ nói chi đến 20 vạn quân, không thủ được tường thành dài như thế. Boss nói, còn chưa có tin tức của thẩm lãng sao. Hạm đội của Bloody dồn dập tiến về phía đông, xảy ra chuyện gì? Ba tước bay e nói, thành dây thai một mực trộm vận quạng Kalinitrat, có lẽ đã bị Bundy phát hiện nên xuất quân đi vây diệt hạm đội của thành dây thai. Dibos nhíu mày, khuôn mặt tuyệt đẹp phủ lên một lớp xương lạnh, thẩm lãng còn không về nữa thì cục diện coi như xong. Nhưng ngay lúc này, hạm đội đảng Skaterlong chỉ vừa phát hiện hạm đội của nam tước Bloody đang truy sát Blackburn. Công tước Dibos cự tuyệt tối hậu thư của Jasso, tuyên bố gia tộc Russo nội chiến. Công tước Jasso công khai tuyên cáo mình và Dibos đàm phán thất bại, định dùng quân sự can thiệp hành động làm mất danh dự của Dibos, cần vũ lực trấn áp Dibos, đánh đuổi dị tộc, nâng đỡ tân công tước Russo. Công văn của Russo rất rõ ràng, hơn nữa còn bảo thủ, nhưng xét đến cùng chỉ là lời tuyên chiến. Tức thì toàn bộ hành tỉnh Jadeway sôi trào, rất nhiều chư hầu của gia tộc Russo dồn dập xuất binh theo sau công tước Russo. Còn chưa tới thành Golden Jade, đại quân dưới quyền Russo đã lên đến 25 vạn. 25 vạn quân hoàn thành tập kết, thời điểm cách thành Golden Jade không đến trăm dặm, công tước Russo phải người đến tìm Dibos đàm phán mời nàng xuống đài khu trục quân đội của thẩm lãng công tước đi bos cự tuyệt cánh cửa đàm phán cuối cùng đóng lại công tước rắt sổ xuất lĩnh 25 vạn quân tiến công thành golden jay mà bên trong thành golden jay cuộn trào mãnh liệt như thủy triều những người ẩn núp phản đối dồn dập xuất thủ thành golden jay loạn tới cực điểm không còn vẻ mỹ lệ nữa mà lúc này đây đảng skaterlong đang thảm sát hạm đội của bloody ba ngày sau 25 vạn quân đông nghìn nghỉ suốt cuộc đến thành golden jay chuẩn bị tiến đánh tường thành phía bắc. Công tước Dibos hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, 4.000 chiến binh Amazon và một vạn nô lệ phòng thủ tường thành phía bắc, còn 1.000 chiến binh Amazon, hai vạn nô lệ thì phòng thủ tường thành phía nam giáp biển. Trước khi đại chiến bộc phát, công tước Dibos nghênh đón một vị địch nhân khác, thần bí khó lường. Cố vấn của đại đế Solon, thân phận đại sư thần bí Adop, một thân áo bào trắng như tuyết, dáng vẻ tiên phong đạo cốt như cũ. Công tước Dibos, bệ hạ Solon chưa tỏ thái độ, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Adop chậm rãi nói, công tước rắt sổ rất mạnh, nhưng cuối cùng phải nghe theo lệnh của bệ hạ Solon. Dibos nói, đại sư có ý gì, hiện tại chúng ta không còn chỗ để đàm phán, không phải sao. Adop nói, công tước Dibos, ngươi cảm thấy 5.000 quân Amazon địch nổi 25 vạn quân sao. Địch nổi đại quân của bệ hạ Solon sao, nếu cần thì sẽ xuất động 50 vạn, thậm chí nhiều hơn nữa. Ngươi ngăn cản đến khi nào? Dibos nghe vậy nhíu mày. Adop nói, Ngài không thể thắng, từ khi ngài đầu hàng thẩm lãng, thì đã trở thành địch nhân của toàn bộ phương Tây. Bệ hạ Solong còn chưa tỏ thái độ, đợi bệ hạ quyết định thì không còn kịp nữa, ngài sẽ chế. Ngươi muốn gì cứ nói thẳng, Dibosa nói. Adolf nói, ta muốn quân đoàn Amazon và vũ khí bí mật bên trong thành thai Công tước Dibos nói, chuyện đó sao lại liên quan đến ta. Adolf nói, chẳng phải quân đoàn Amazon rất tin tưởng ngài sao. Chỉ cần cho chút gia vị vào thức ăn của các nàng, để các nàng ngủ một giấc ngọt ngào khoảng thời gian qua quá mệt mỏi, đúng không? Adop lấy ra một bình ngọc, rồi nói tiếp. Thứ trong bình đủ để 5.000 chiến binh Amazon ngủ say, sau đó ngài tuyên bố công khai, hôn nhân của ngài và thẩm lãng là giả, những chuyện ngài làm chỉ vì gia tộc rút xô. Cứ như vậy, không phải công tước rút đến đây thanh lý môn hộ, mà do ngài mời đến đánh đuổi quân đội dị tộc của thẩm lãng, đoạt lại thành Golden Jay. Công tước Dibos bật cười. Adon nói, kể từ đó, ngài giữ lại được danh dự, tước vị không bị mất, thế giới phương Tây sẽ cảm động tinh thần hy sinh của ngài, vì bảo vệ gia tộc mà lấy thân cho hổ, hành động rất vĩ đại. Ngài không nên bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình. Dibos cười nói, Adolf các hạ, trong mắt của ngươi, ta vô liêm sỉ đến thế sao? Không dám, không dám. Adolf nói, ngài thông minh tuyệt đỉnh, ta không dám hoài nghi trí tuệ và dũng khí của ngài. Gã thật sự giỏi ăn nói, rõ ràng đang châm chọc, lại nghe như đang khen ngợi. Nhưng sự thật đúng như Adolf nói, thời điểm đế quốc Witch thế lớn, Dibos cam kết thuần phục. Sau đó âm thần tổ chức quân đội, đánh lại đế quốc Witch, trở thành đại công thần của đế quốc Zolan 3 cuối cùng thua thẩm lãng, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mấy năm qua, công tước Dibos cứ như con tắc kè hoa, biến hóa muôn vạn, một sinh vật chính trị thuần chính xem quyền lợi trên hết. Kể từ đó, Adolf cảm thấy nàng không thể nào cự tuyệt cây cỏ cứu mạng duy duy nhất. Gã là hy vọng cuối cùng của Dibos. Dibosa nói, nói tóm lại, ngươi muốn toàn bộ thành tựu của thẩm lãng đúng không? Đúng thế, Adolf không tiếp tục nhiều lời nữa, gọn gàng hồi đáp. Boss nói, bệ hạ lông muốn thế sao? Adolf nói, nếu ngài muốn thì cứ nghĩ như thế, ta biết ngài thông minh, luôn biết phải lựa chọn thế nào, một bên là thẩm lãng ti tiện, một bên là tính mệnh quý báu và vị trí công tước đắt giá. Công tước Boss im lặng không nói. Adolf nói, có một câu nói rất hay, không có trung thành nào tuyệt đối, chỉ có cân lượng không đủ để phản bội mà thôi. Đúng vậy, câu nói đó chứa đầy chân lý. Vậy Dibos nên lựa chọn thế nào? Tên hỗn đàn thẩm lãng muốn chinh phục đảng Skeeterlong nhưng bây giờ còn không thấy tăm hơi. Hắn còn nói mình là đệ đệ của công chúa Helen nhưng không ai chứng minh được. Mà bên ngoài, 25 vạn quân đang chuẩn bị công thành, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, nàng đang đối mặt tai họa ngập đầu. Một lần nữa phản bội thẩm lãng, hay tin hắn đến cùng, tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng Dibos biết, lúc này đây là lựa chọn chí mạng, không có khả năng cứu vãn. Một khi nàng chọn phản bội Thẩm Lãng, khi Thẩm Lãng trở về thì nên làm thế nào? Nhưng nếu nàng chọn tiếp tục tin tưởng Thẩm Lãng, vậy vạn nhất hắn không trở lại nữa thì làm sao bây giờ? Trong lúc đợi hắn, thành Golden Jade đã rơi vào tay giặc rồi. Debos biết lựa chọn của mình rất quan trọng, liên quan đến vận mệnh và tính mạng. Nàng nhắm mắt lại, hiện tại không thể dùng lý trí, không thể suy nghĩ, cần phải dùng cảm giác. Nàng bắt đầu nhớ lại chuyện của mình và Thẩm Lãng, đương nhiên không phải để nhớ lại tình yêu giữa hai người mà để hiểu hắn sâu sắc hơn. Đến lúc này rồi, ai mà còn để ý đến tình yêu nữa chứ? Nàng nhớ lại thật kỹ từng kỳ tích một do thẩm lãng sáng tạo, trong đầu không khỏi càng ngày càng khắc sâu hơn. Nhưng mà vẫn không cách nào cự tuyệt. Sau đó nàng đưa tay xoa bụng của mình theo bản năng, lạnh nhạt nói, ta từ chối. Adolf kinh ngạc, nhưng sau cười lạnh nói, ngài mang thai. Xem ra một khi nữ nhân mang thai, đầu óc sẽ trở nên ngu xuẩn. Tiếp đó gã đứng lên, nói, đi Bose, ngươi cự tuyệt con đường sống cuối cùng ngươi đóng lại cánh cửa lên thiên đường cho nên cánh cửa địa ngục đang đợi người ngươi không cần lo lắng hài tử của mình sẽ gặp chuyện bi thảm bởi vì nó không nên được sinh ra giống như thẩm lãng hắn cũng không nên được sinh ra trên đời những lời này là lời ác độc nhất chờ đợi rơi xuống địa ngục đi công tước đi bột adolf xoay người bỏ đi sau khi adolf rời đi tình hình trở nên cực kỳ tệ rầm 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 bên trong thành golden Gate bỗng nhiên vang lên tiếng nổ một đám lửa lại một đám lửa xông thẳng lên bầu trời. Ai đó đang phá hoại thành từ bên trong, muốn nội ứng ngoại hợp, đánh hạ thành Golden Gate trong thời gian ngắn nhất. Rầm rầm rầm, một thùng lại tiếp một thùng dầu cá nổ tung. Toàn bộ thành thị, bốn phương tám hướng bốc cháy hừng hực, vô số nô lệ và bình dân kêu thảm chạy tán loạn. Thành Golden Gate triệt để đại loạn, mà quân đội của Dibos đang thủ trên tường thành, căn bản không thể duy trì trật tự trong thành. Cứ đến, cố mà làm lớn thêm nữa. Dibos nghiến răng nói, trong liệt diễm hừng hực ta sẽ niết bàn trọng sinh hoặc triệt để hủy diệt nàng mặc áo giáp hoàng kim lên dẫn theo một ngàn kỵ sĩ xông về hướng tường thành phía bắc công tước rất sồ đến công thành luận về địa vị và danh phận xứng đáng để nàng đích thân ứng chiến tường thành phía bắc Dibos, công chúa Dora và bá tước Bayen xuất lĩnh một vạn năm ngàn quân, phòng thủ tường thành dài mười mấy dặm. Bên dưới tường thành là hai mươi lăm vạn quân vô biên vô hạn. Adop xuất hiện bên cạnh công tước sồ mở miệng nói mấy câu, Công tước sồ rời đầu, nhíu mày, biểu thị không thích Adolf. Tên này luôn giả thần giả quỷ, công tước sồ chẳng có hảo cảm gì, chỉ là một ngoại nhân, còn khoe khoang quyền mưu, nghĩ mình là cái thứ gì. Ngước nhìn công tước bos trên tường thành, sồ thật không muốn đánh trận này, nhưng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì y không cho phép thành trì của gia tộc Russo rơi vào trong tay dị tộc. Đã đàm phán rồi, không cần bàn lại nữa. Hơn nữa đây là trận nội chiến của gia tộc Russo, không có vinh quang gì đáng nói không cần phải phát biểu trước khi khai chiến. Công tước rắt sô chợt rút kiếm, hô lớn, đại quân công thành. Mệnh lệnh được hạ xuống, 25 vạn quân như thủy triều lao đến thành Golden Jay. Đại chiến bạo phát, vùng biển phía nam thành Golden Jay, từ khoảng cách rất xa, thẩm lãng nghe được tiếng chém giết đinh tai nhức óc, còn có khói đặc cuồn cuộn. Hắn cảm thấy không ổn, hạ lệnh cho hàm đội Skaterlong tăng thêm tốc độ, nhanh, nhanh, phải ngăn cản để tình hình không tệ hơn, chí ít không để xảy ra tình huống xấu nhất mà lúc này công chúa helen nhíu mày nhìn thấy hết thảy nàng còn nhanh hơn mang theo thẩm lãng nhảy xuống biển một màn kinh diễm lần nữa xảy ra công chúa helen lướt sóng mà đi chính là bản lĩnh chỉ công chúa cơ tuyền và công chúa ninh hàn mới có công chúa helen mang theo thẩm lãng chạy trên biển chẳng mấy chốc biến mất vô ảnh vô tung lao thẳng đến chiến trường tại thành golden jay giết 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 25 vạn quân điên cuồng xung phong chỉ còn cách tường thành 500 trăm m ba trăm m ầm 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 vô số máy bắn đá trên tường thành phát uy sức mạnh quăng vô số bao hỏa dược xuống từng đợt nổ kinh thiên động vô số thi thể bay tứ tán nhưng rất nhiều người trong số 25 vạn quân từng bảo vệ thành golden Jane, bọn họ biết về bao hỏa dược rất rõ người thì nằm sấp xuống người thì tiếp tục lao lên tấn công xung phong đội quân tinh nhuệ của Zasso, tốc độ rất nhanh xông đến tường thành nhanh như tia chớp Adolf cười nói thẩm lãng cứ như đồ vật xui xẻo bất kỳ ai liên quan đến hắn đều bị diệt vong nữ vương Medusa sẽ sớm bị tiêu diệt. Hiện tại đến boss quân đoàn Amazon dù mạnh, vẫn không thể ngăn cản. Công tước Debos nhìn địch nhân như dòng thủy triều vọt tới, nàng cắn răng rút kiếm ra. Thẩm lãng chó chết, ngươi là con rùa rụt cổ, bây giờ còn không thấy đâu, xem ra lần này ta chọn sai rồi, ta thua, ừ. Thế thì sao chứ, ta tuyệt đối không làm bẩn danh dự của gia tộc Russo, giết. Công chúa Dora rút kiếm ra, 4.000 chiến binh Amazon đồng loạt rút kiếm, đối mặt 25 vạn quân, các nàng không sợ chút nào dù tử vong đang chờ đợi dù quân đoàn amazon bị thương vong thảm trọng những chiến binh amazon vĩnh cửu không lùi bước vĩnh cửu không phản bội giết hết địch nhân của chủ quân giết đến máu chảy thành sông giết 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 trong chốc lát hai đại quân hung mãnh khai chiến huyết khí sông thiên mà ngay lúc này một bóng người màu vàng kim xuất hiện trên đỉnh núi nói đúng ra là hai người nàng còn mang theo một nam nhân công chúa helen vừa để thẩm lãng xuống ánh mặt trời chiếu lên người nàng, làm nàng cứ như phủ lên một tầng thánh quang. Công tước rất công tước đi bồ xa, ta là Helen, ta lệnh cho hai người ngưng chiến. Quân đội gia tộc rút xô, lệnh cho các ngươi lập tức ngưng chiến. Sau đó Helen rút thanh đại kiếm ra, chém xuống một tảng đá lớn ở bên cạnh, ẩm. Trong nháy mắt, đá lớn nặng hơn vạn cân trực tiếp nổ tung, bắn từ phía. Ngay sau đó, công chúa Helen nhảy xuống vách núi cao trăm mét. Khi nàng nhảy xuống, toàn thân bốc lên kim quang, đó là đấu khí của hoàng kim huyết mạch ẩm một tiếng va chạm thật lớn vang lên nàng bình yên vô sự rơi xuống đất mặt đất bị đạp ra một hố lớn quá mạnh mẽ công chúa helen chậm rãi đi ra khỏi hố lớn qua to thẩm lãng là đệ đệ của ta đi bos để cho đệ ấy thống trị thành golden j thì sai chỗ nào chẳng lẽ nàng không thể thuần phục ta sao tư thế của helen cực kỳ tao nhã mỗi một bước đều vô cùng yêu mỹ đấu khí cường liệt trên người đẩy quân lính sang hai bên nàng như một đạo kim quang xông ngược đội quân như thủy triều đi thẳng tới công tước giắt sổ công tước giắt sổ ta lệnh cho ngươi lập tức ngưng chiến công chúa helen chậm rãi nói công tước rút sổ nhảy xuống chiến mã lao thẳng đến công chúa helen quỳ một gối xuống bề tôi giắt sổ bái kiến công chúa điện hạ bề tôi nghe theo ý chí của người ngưng chiến ngưng chiến công tước rất sổ lớn tiếng hô to võ công của y thật quá châu bò thanh âm như lôi đình vang vọng toàn bộ chiến trường đại quân hai bên đang chém giết nhau Nhanh chóng thu tay ngừng chiến, toàn bộ chiến trường như đứng hình, mọi người vẫn không nhúc nhích, vô số ánh mắt nhìn sang công chúa Helen. Rất nhiều binh sĩ đều nghe qua tên của công chúa Helen, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không ngờ nàng mỹ đến kinh người, cường đại đến không hợp thói thường. Công tước Russell lạnh giọng nói, còn đứng ngay ra đó, không mau quỳ xuống. Nói xong, Russell dẫn đầu quỳ hai gối xuống. Ở thế giới phương Tây, rất ít khi dùng lễ quỳ hai gối, nhất là quý tộc, bọn họ chỉ quỳ một gối nhưng công tước rất muốn bày tỏ kính ý của mình nên quỳ hai gối xuống. Ngay sau đó, các quý tộc khác đều dồn dập quỳ xuống, bái kiến công chúa điện hạ. Tiếp đó binh sĩ toàn chiến trường quỳ xuống, hô to, bái kiến công chúa điện hạ. Trận nội chiến của gia tộc Russo vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Hơn mấy vạn người chỉnh tề quỳ xuống, chỉ còn thẩm lãng và Adolf đứng. Thời khắc này, bất kỳ ai đều cảm nhận được lực ảnh hưởng của công chúa Helen tại phía nam, chỉ cần nàng trở về, Nàng chính là nữ hoàng của bọn họ không thể tranh cãi. Bên trên tường thành, Debos mừng như điên, không ngôn từ nào diễn tả nổi tâm trạng của nàng, nàng đánh cược thắng rồi. Nàng từng đánh cược thắng nhiều lần, chỉ lần này nàng dùng cả tánh mạng của mình để làm tiền đặt cược. Bất quá không chỉ có một tin tức tốt. Thái giám Taren thở hồng hộc chạy nhanh đến. Sau khi chạy lên tường thành, Taren kinh ngạc phát hiện mọi người đang quỳ, làm gã không khỏi kinh ngạc, hai đầu gối mềm nhũn cũng quỳ xuống, không biết thế nào nhưng quỳ trước rồi lại nói: tất cả đều quỳ, một thái giám như gã không quỳ là đại tội. Bái kiến công chúa điện hạ, vị công chúa kia đến rồi sao? Gã không khỏi đưa mắt nhìn bên ngoài thành, nhìn thấy công chúa Helen tuyệt mỹ vô luân, còn có thẩm lãng đang đứng trên đỉnh núi. Nàng là Helen sao? Là đại biểu của quý tộc phía nam, là vị quân chủ của tộc Vinda. Trong nháy mắt, thái giám Taren mừng như điên. Chủ nhân Dibos thắng rồi, chủ nhân bỏ bất cứ giá nào để đánh cược, cuối cùng đã thắng. Về sau sẽ kiếm lại gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, gia tộc Russo nghênh đón tân sinh. Chủ nhân tôn kính, bề tôi còn một tin tốt, Taren nói, đảng Skeletalong đã trở về, nam tước Bun đi chết, tên phản đồ Jeep cũng chết, hạm đội của hai người họ đều bị diệt sạch. Công tước Dibosa nói, thật sao, đúng là tin tốt, nhưng ta có thể biết. Nàng không giả vờ, mà biết thật, bởi vì thẩm lãng đang đứng trên đỉnh núi cách đó không xa, hắn đi phế tích đế quốc Lost, cứu vớt đảng Skeletalong, hắn trở về đồng nghĩ với Skeletalong cũng trở lại cảm xúc của nàng dâng trào, dựng cả tóc gáy. Không ngờ thẩm lãng lại thành công, hắn thật cứu vớt đảng Skaterlong, còn nhận được sự thần phục của bọn họ. Đó chính là quân đoàn hải tặc đệ nhất phương Tây, không cách nào tưởng tượng nổi, hắn sao làm được. Cửa thành Golden Gate từ từ mở ra, công tước đi bộ xuyên dáng bước ra ngoài, nắm lấy tay của thẩm lãng. Ngươi thật nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những đổi bộ khôi giáp hoàng kim thành một bộ váy đắt tiền, hơn nữa còn sửa soạn đầu tóc, trang điểm, nhìn diễm lệ như lửa mà thẩm lãng cũng đổi một bộ gấm bào thân thể như ngọc hắn và dibos đứng chung một chỗ phảng phất như một đôi bích nhân vừa rồi hắn vẫn còn đứng trên đỉnh núi sau đó công chúa dora đưa hắn xuống trong ánh mắt của vạn quân dibos đi tới trước công chúa helen quỳ một chân xuống hôn lên chiếc nhẫn của nàng nói bái kiến điện hạ cao quý xinh đẹp mạnh mẽ không biết sợ hãi cẩn thận hành lễ xong dibos đứng dậy tiến lên ôm helen làm lễ công khai trước sau đó làm lễ riêng tỷ tỷ thân ái muội vô cùng vinh quang và vui sướng. Đi thân thiết nói, nàng quả thật sống vì chính trị, một tiếng tỉ tỉ kêu rất tự nhiên, cứ như Helen vốn là tỉ tỉ ruột của nàng, phải biết rằng trước đây Đi Boss là một quý tộc phương Bắc, từng phản đối công chúa Helen. Ta cũng rất vui, em dâu thân yêu. Công chúa Helen nhiệt tình ôm lấy Đi Một đám người nói cười thân mật, xem như trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Đương nhiên chỉ có Helen, Đi Boss và công tước rắt sổ đang nói, những người khác đều im lặng lắng nghe ba người trò chuyện về nữ hoàng Helen. Rất nhiều người nghĩ rằng ta là quý tộc phương Bắc thuần chính, nhưng không phải. Công tước rất nói, những chuyện mà nữ hoàng làm, người dân của đế quốc nên biết ơn, dù việc người làm sẽ gây ra hậu quả lớn đến đế quốc do lần hai, nhưng nhờ đó đế quốc mới càng ngày càng mạnh, nên đón tân sinh. Công tước Dibos nói, ta là quý tộc của phía nam từ lâu rồi. Thẩm lãng nhịn không được liếc nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, Dibos yêu dấu, đứng trước hoàng tộc, nàng dĩ nhiên lộ ra bộ mặt thật rồi sao. Từ khi biết nàng, Dibos luôn biểu hiện lãnh diễm và ngạo mạn, thời điểm nói chuyện còn keo kiệt mỗi một chữ, hiện tại khuôn mặt lãnh diễm kia lại đang nở hoa. Nhiều người hoài nghi nàng sẽ chẳng bao giờ cười, mà bây giờ làm cho người ta nghĩ rằng nàng rất khó để không cười. Công tước rất số nói, trước đây, mỗi lần đến sinh nhật của Điện Hạ, quý tộc phía Nam đều đến chúc mừng, năm nào ta cũng nhìn thấy Điện Hạ, người phương Đông nói không sai. Thời gian trôi nhanh như nước, nhưng những kỷ niệm lại vĩnh viễn không phai mờ, đã qua mười mấy năm rồi, nhưng ta cứ ngỡ ngày hôm qua mà thôi. Helen nói, không sai, nhiều năm qua đi, công tước giắt sổ vẫn oai hùng bất phàm như vậy. Ha ha ha, công tước giắt sổ nói, chỉ qua mười mấy năm, điện hạ trưởng thành nhiều như thế, mà ta lại sống phí thời gian. Helen nói, công hiến của đại nhân to lớn, nhờ đó đế quốc lần mới không tan rã. Cho chuyện hơn nửa canh giờ, công tước giắt sổ nói, công chúa điện hạ, ta cần người chứng thực một chuyện, thẩm lãng là đệ đệ của người thật sao. Chuyện này rất quan trọng, đúng vậy, Helen nói, ngài nhìn đôi mắt của chúng ta thì biết. Công tước rất sổ tỉ mỉ cung kính quan sát đôi mắt của thẩm lãng và Helen, rất nhanh phát hiện. Con người thoạt nhìn không khác thường nhân, nhưng lại quyến rũ mê người nhiều lắm. Khi nhìn kỹ hơn mới phát hiện con người của hai người lại hoàn toàn khác thường nhân. Cấu tạo rất thâm thúy và phức tạp, mắt của hai người có chỗ khác nhau, nhưng bản chất lại như nhau, cứ như vật riêng của hai người họ. Dù thẩm lãng, Hila hay Helen đều kế thừa con người đặc biệt của Khương Ly. Truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc về Hãng Vũ có một đôi trọng đồng, nghe hơi có vẻ đáng sợ. Vậy đôi mắt độc nhất vô nhị của Khương Ly là chuyện gì? Con ngươi của Thẩm Lãng càng thâm thúy, sâu thẳm hơn. Chuyện như thế nhất định cực kỳ hiếm thấy, trong 100 triệu người khó mà tìm thấy một người sở hữu đôi mắt như thế, bây giờ lại đồng thời xuất hiện trên cơ thể của Thẩm Lãng, Helen và Hila. Không biết nó đủ chứng minh quan hệ của chúng ta không? Helen nói, ta còn lễ vật của phụ thân để lại cho ta. Helen lấy ra một mặt dây chuyền cổ xưa mặt trước khắc một chữ mà bọn họ chưa từng thấy qua, mặt sau thì có hình của một vị hoàng đế. Để biết vật này không? Helen hỏi, thẩm lãng nói, đây là tiêu chí đặc thù chỉ phụ thân mới có. Công tước rất số nói, lời nói của điện hạ như vàng ngọc, không ai dám nghi ngờ nửa câu, từ hôm nay về sau, ta sẽ làm chứng cho quan hệ giữa người và thẩm lãng đại nhân. Công tước rất sô thật đúng trời sinh chính trực, chẳng những trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa hai người, còn nguyện ý làm nhân chứng. Helen nói, vậy đi bố gả cho đệ đệ của ta, Chỗ giúp đệ đệ của ta không phải việc làm ti tiện rồi. Công tước rắt sổ nghĩ một lát, hỏi, thẩm lãng các hạ, xin hỏi ngài muốn làm gì ở phương Tây. Thẩm lãng nói, dẫn đại quân giết về phương Đông, ta chỉ mượn tạm đất phương Tây để phát triển mà thôi. Công tước rắt sổ nói, lấy thân phận của ngài thì nên được một chỗ đất phong không nhỏ. Ta muốn biết Deboz chia sẻ quyền thống trị thành Golden Jade với ngài, có phải vì trợ giúp sự nghiệp vĩ đại của ngài không? Đúng thế. Thẩm lãng nói, hai người chúng ta môn đăng hộ đối ông trời tác hợp cho, sự nghiệp của ta chính là sự nghiệp của Dibos, sao lại xem như hành vi ti tiện, xem như bán đứng gia tộc Russo. Thẩm Lãng nói không sai, nếu đại nghiệp của Thẩm Lãng thành công, con của Dibos sẽ trở thành hoàng tử của đế quốc phương Đông. Bởi vì quan hệ giữa Thẩm Lãng và công chúa Helen, dù ở phương Đông hay phương Tây địa vị đều như nhau, kể từ đó gia tộc Russo hoàn toàn đề thăng, đây coi như Dibos đầu tư to lớn, trả giá cao, đồng dạng nhận lại lợi ích to lớn. Helen và Dibos đưa mắt nhìn Russo chờ đợi quyết định cuối cùng. Công tước rắt suy nghĩ một lúc lâu, nói, chuyện Dibos làm là ti tiện hay cao thượng, ta không đáng bình luận. Nhưng những chuyện mà Dibos làm quả thật không làm hao tổn quyền lợi của gia tộc Russo. Hơn nữa, thân phận của thẩm lãng đại nhân đầy đủ trở thành trưởng phu hợp pháp của Dibos, có quyền thống trị thành Golden jade. Nhưng ta phải nói, sự nghiệp của ngài cũng có một phần của gia tộc Russo. Thẩm lãng nói, chuyện đó không cần phải nói, ta sẽ viết vào sách sử của gia tộc. Công tước Russo nói, Vậy ta thừa nhận Dibos vẫn là công tước của gia tộc Russo. Nàng đại biểu quyền lực tối cao nhất của gia tộc Russo. Trận chiến này kết thúc, ta sẽ triệu tập chư hầu tuyên bố quyết định của mình. Ở thế giới phương Tây, chỉ cần có huyết thống cao quý thì sẽ sở hữu tất cả. Công chúa Helen chứng minh thân phận của thẩm lãng, những tội danh mà Dibos phải nhận đều không còn. Một lúc sau, hàng trăm chư hầu của gia tộc Russo tập hợp, quỳ xuống đất. Công tước Russo nói, chư vị nghe đây, ta bác bỏ những lời lên án công tước Dibos thừa nhận địa vị của nàng hợp pháp. Các vị không hiểu chân tướng, nhưng hành động vì quyền lợi của gia tộc xô, nhờ lòng trung thành đó ta sẽ bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra. Từ giờ trở đi, chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ đã tồn tại hàng trăm năm qua. Các vị thấy thế nào? Mấy trăm chư hầu to to nhỏ nhỏ liếc mắt nhìn công tước xô, lại liếc mắt nhìn công chúa Helen. Sau đó chỉnh tề nói, bái kiến công tước, xin ngài giảng tội. Vô tội, vô tội. Đi hô lớn, ta dùng phụ mẫu và tổ tiên phát thệ không giáng tội bất kỳ ai, hãy quên hết thảy, hôm nay không ai phản nghịch cả, ta tự hào vì các vị. Có thể thuần gia tộc phục Russo là vinh quang của chúng ta, mấy trăm chư hầu chỉnh tề nói. Tiếp đó mấy trăm quý tộc lần lượt đi đến trước mặt Dibos, quỳ xuống thực hiện nghi lễ trung thành một lần nữa. Công tước Dibos cầm bảo kiếm hoa lệ nhẹ nhàng gõ xuống đầu mỗi người, biểu thị khế ước tái lập. Đến đây nguy cơ chính thức tan thành mây khói, nữ đại công tước một lần nữa chấp trưởng quyền lực hành tỉnh Jadeway còn việc giữ được chiếc ghế thủ hộ phía nam hay không còn phải xem công chúa Helen, công chúa Helen và công tước Russell tiến hành mật đàm. chuyện đế quốc lần ba thành lập, công chúa điện hạ thấy sao? Russell hỏi. Helen nói, ta ủng hộ, nhưng không thể đi lên con đường cũ. Thành quả cải cách mà phía nam có được không thể bị hủy hoại. Tâm huyết của nữ hoàng không thể ủng phí. phải dập tắt đám cho tàn buôn bán nô lệ, không để nó cháy tiếp. người lần phải tiếp tục kết hôn cùng tộc Vina không thì một ngày nào đó Đế quốc lần sẽ chân chính hủy diệt, không còn hy vọng thành lập nữa. Người rất cơ trí. Công tước Russo nói, nếu Đế quốc lần 3 muốn thành lập thì không thể bỏ qua ý chí của công chúa điện hạ, chỉ cần người tỏ thái độ, phía nam sẽ tán thành và chống đỡ. Ta mạo muội hỏi một câu, người có tranh đoạt hoàng vị không? Helen nói, Russell đại nhân, về chuyện đó ta có hai câu trả lời. Thứ nhất, ta không hứng thú quyền thế, hoàng vị đối với ta mà nói là vô tận khổ sở và trách nhiệm. Ta lưu lạc mười mấy năm qua chỉ vì trốn tránh trách nhiệm. Russell gật đầu. Trong mắt của ông, công chúa Helen chính trực và đầy cao quý. Mặc dù hai người không cùng thế hệ, nhưng hai người đều kính trọng lẫn nhau, coi nhau như trụ cột của đế quốc Roland. Thứ hai, ta có tranh đoạt hoàng vị hay không không phụ thuộc vào bản thân ta hay đệ đệ của ta mà phụ thuộc vào lợi ích của đế quốc Roland. Công tước Russell nghe được điểm mấu chốt, công chúa Helen không hề đề cập đến ý chí của người dân. Đổi thành một chính trị gia nhất định sẽ nói ta có tranh đoạt hoàng vị hay không, hoàn toàn quyết định bởi ý chí của vạn dân. Nhưng ai cũng biết công chúa Helen được đế quốc phía nam chống đỡ, nhất là tộc Vinda, mà đại đế Solon là người lần thuần chính, được quý tộc phương bắc chống đỡ. Nếu nói về ai được nhiều người chống đỡ hơn, chắc chắn là công chúa Helen, bởi vì toàn bộ đế quốc Jolun, tộc Vinda chiếm 8% dân số. Ý của công chúa Helen rất rõ ràng, nàng sẽ không lợi dụng dân ý áp chế đế quốc Jolun 3, không dùng dân tâm làm vũ khí để tranh đoạt hoàng vị ta đã hiểu công chúa điện hạ công tước Russell nói người vẫn cao quý không thay đổi phía nam thật may mắn khi có người lãnh đạo helen nói công tước Russell, nhờ ngài thay ta nói cho Solong một câu vâng Russell đáp helen nói ta mới là chủ nhân của thành quyên nữ vương medusa chỉ là khách qua đường hơn nữa còn là một vị khách qua đường lòng đầy chính nghĩa một chiến binh bị giảng buộc Solong không nên chọn nàng làm đối thủ để quyết đấu ta sẽ đến thành quyên thay nàng quyết chiến công tước rasso nói ta sẽ chuyển lời ta sẽ chờ người đến đó, người mãi mãi là chủ nhân của thành quyên, người vĩnh viễn là một trong những quân chủ của ta. Russell nói rất rõ, bản thân ông trung thành đế quốc Zolan mà không phải trung thành cụ thể một người nào đó, sở dĩ ông chọn Solon vì cảm thấy Solon là người nắm giữ thiên mệnh, phù hợp thống trị đế quốc Zolan. Thời gian cấp bách, hy vọng Solon không kéo dài quá lâu, mau đến thành quyên ứng chiến, Helen nói, công tước Russell nói, thời gian co chờ ai, đó cũng là suy nghĩ của ta, đế quốc du lần ba nên thành lập các sớm càng tốt vậy ta xin rời đi trước chúc ngài thuận lợi helen nói cầu thiên thần phù hộ cho công chúa điện hạ người trở về là may mắn của đế quốc tiếp đó công tước rất sổ muốn mang theo 10 vạn đại quân ly khai ta theo ngài công tước đại nhân adop bỗng nhiên nói dibos lạnh giọng nói ngươi không thể rời đi adop nói ta muốn biết ngài dựa vào cái gì lưu ta lại câu này ngược lại hỏi khó Adolf lệnh cho hạm đội của Bloody bao vây tiêu diệt hạm đội của Thẩm Lãng, muốn đánh cắp thành quả của Thẩm Lãng, bao quát cả thuốc nổ và hỏa pháo. Mà lần này, Adolf lại uy hiếp Boss phản bội Thẩm Lãng, muốn hạ độc quân đoàn Amazon, dùng thủ đoạn hèn hạ bắt 5000 chiến binh Amazon làm tù binh. Thế nhưng những chuyện đó không vi phạm luật pháp của đế quốc, bởi vì thành dây thai của Thẩm Lãng không được luật pháp của đế quốc bảo vệ, quân đoàn Amazon cũng như thế. Coi như Adolf độc chết tất cả nữ chiến binh Amazon, theo lý nào đó cũng là vì đế quốc. Đương nhiên gã còn một tội danh là phản bội bệ hạ Khương Ly, nhưng chuyện đó không thể dùng luật pháp để xử tội, bởi vì Khương Ly cũng không được đế quốc bảo vệ. Công tước Giắt Sồ và công chúa Helen đều coi trọng quy tắc của quý tộc, không thể vì tư bỏ công. Thậm chí không thể nói gã mưu sát thẩm lãng, bởi vì gã chưa từng đích thân động thủ, mặc dù gã muốn thẩm lãng đi đến phế tích đế quốc Lost chịu chết, nhưng chuyện đó do thẩm lãng tự nguyện đi. Adolf không phạm bất kỳ tội danh nào, dù công chúa Helen muốn cũng không thể trị tội. Helen và công tước rót sồ giống nhau, hai người họ tuân thủ quy tắc, chính trực và công bằng. Helen suy nghĩ một hồi, sau đó rút đại kiếm ra, chậm rãi nói, Adolf các hạ, ngươi là đệ tử của cha ta, lại dùng âm mưu đối phó đệ đệ của ta, đây là tội phản bội, ta làm con, làm tỷ tỷ, ta thách đấu ngươi. Không thể dùng thân phận để xử trí Adolf, vậy dùng thân phận người thân, công chúa Helen vẫn chú ý pháp tắc của quý tộc, nhưng muốn bảo vệ đệ đệ của mình. Adolf nhìn công chúa Helen, trong lòng lóe lên sự tham lam và cuồng nhiệt nàng là nữ nhân cao quý nhất phương tây theo một nghĩa nào đó nàng là sư muội của gã nếu có được nàng địa vị của gã trong nháy mắt sẽ đạt tới đỉnh cao ta từ chối adorp lời này vừa nói ra mọi người kinh ngạc adorp vậy mà cự tuyệt quyết đấu nhưng nếu vậy thì không thể ép buộc người khác adorp khom người thi lễ nói ta phải về gặp bệ hạ solon cáo từ chư vị công chúa điện hạ chúng ta sẽ gặp nhau tại thành quyên sau đó gã quay người tất cả mọi người chỉ có thể nhìn gã tiêu sái rời đi. Ngay lúc này, một tiếng nói lạnh lùng của nữ nhân chợt vang lên. Adolf, công chúa không thể lưu người lại, nhưng ta có thể. Thanh âm êm tai lại hoàn mỹ, một nữ nhân cường đại khác mà tất cả đàn ông phương Tây đều tha thiết mơ ước có được nàng. Nữ vương của bộ lạc Amazon, Esda. Hai tháng trước nàng thất bại khi đối mặt Adolf, nàng cảm thấy hình tượng hoàn mỹ của mình, hào quang cường đại bị phá hủy, nàng quyết định bế quan, cho đến khi tìm ra cách đánh bại Adolf không ngờ nàng xuất quan sớm như thế nữ vương edda chậm rãi đi tới nói adorp ngươi nhiều lần nhục nhã ta ta từng phát thệ nhất định phải đánh bại ngươi đồng thời thiến ngươi hiện tại ta tới để thực hiện lời thề của mình công tước giắt số nói nữ vương edda xin hỏi ngài chuyện adorp nhục nhã ngài dính đến tư ẩn nam nữ sao không sai nữ vương edda nói công tước giắt số nói vậy thì adorp ngươi không thể cự tuyệt lời mời quyết đấu của nữ vương edda dù cho đế quốc từng loại trừ bộ lạc amazon khỏi luật pháp nhưng ngươi không thể lăng mạ làm bẩn danh dự của một nữ nhân nữ vương edda đạp lên vách núi đi lên đỉnh cực nhanh Ê đó, chúng ta lên đỉnh núi quyết đấu để mọi người nhìn thấy rõ ràng nếu hôm nay ta không thể đánh bại ngươi không thể thiến ngươi ta sẽ tự sát trên ngọn núi này chiến binh amazon nghe lệnh không ai được xuất thủ tương trợ dù ta chết cũng không được báo thù sau khi ta chết các ngươi dựa theo truyền thống mà định ra nữ vương mới nghe nàng nói xong mọi người không khỏi kinh ngạc, nữ vương Edda vậy mà quyết tuyệt như thế. Hoặc đánh bại rồi thiến Adolf, hoặc chính cô ta chết. Adolf nhìn nữ vương Edda đứng trên đỉnh núi, bộ dáng tràn ngập ma lực và cám dỗ kia, cẩn thận thi lễ, ung dung cười nói, như ngài mong muốn, hai chúng ta tử chiến. Adolf như hóa thành con diều, đạp đất bay lên đỉnh núi. Công tước rất sổ tạm thời lưu lại, chờ trận chiến của Adolf và nữ vương Edda kết thúc. Công tước rất sổ, ngài cảm thấy võ công của phương đông mạnh hơn, hay võ công của phương Tây mạnh hơn? Công tước đi bộ hỏi. Công tước rắt số nói, thẩm lãng đại nhân cảm thấy thế nào? Thẩm lãng nói, ta tay chói gà không chặt, ngài hỏi ta thì không khác hỏi đường người mù. Hơn nữa ta mới đến phương Tây không lâu, chưa có đối tượng để tham chiếu, nhưng ta có một chuyện cần chứng thực. Chuyện gì? Đi bộ hỏi, thẩm lãng nói, ở phương Đông, có sáu thế lực lớn siêu thoát, dù cho Bạch Ngọc Kinh cũng phải phục tùng ý chỉ của Hoàng đế Đại Viêm. Mà ở phương Tây, ta chỉ thấy thế lực siêu thoát còn trong hình thức ban đầu như hỏa thần giáo mới bộc lộ tài năng còn có kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn tại phế tích đế quốc Lost không biết bạch kinh và bạch ngọc kinh có quan hệ với nhau không địa vị của bạch kinh ở phương tây như thế nào Russell nói cao cao tại thượng quan sát chúng sinh thẩm lãng nói còn có rất nhiều đồ vật ở phương đông ta cực ít nhìn thấy hầu như chưa từng thấy qua dù là năng lượng hạch tâm hay đá ác mộng còn có nữ hoàng bị nguyền rủa hay hàng vạn hải quái hết thảy đều tràn đầy xa lạ. Điều đó chứng tỏ phương Tây mạnh mẽ và thần bí. Nhưng sau khi nguy nghĩ cẩn thận hơn, lại không phải vậy, thậm chí hoàn toàn ngược lại, làm cho người ta hoảng sợ. Công tước rất sổ nói, xin lắng nghe. Thẩm lãng nói, những thứ thần bí gì đó đều tới từ văn minh thời thượng cổ, như vậy ở phương Đông cũng sẽ có. Nhưng vì sao phương Đông bây giờ không thấy những thứ đó, toàn bộ đều bị phong tỏa. Những lời hắn nói điểm ngay chỗ quan trọng. Vài thập niên trước, khi Khương Ly còn chưa quật khởi, Phương Đông hầu như không biết đến di tích thượng cổ, trong dân gian cũng không có lưu truyền hay sách sử gì liên quan đến. Nhờ Khương Ly xé ra một vết rách, văn minh thời thượng cổ mới lộ ra một góc. Chuyện đó chứng minh, thế giới phương Đông bị khống chế, di tích thượng cổ bị ẩn giấu. Tương tự như phế tích đế quốc Lost, đều trở thành lãnh địa của sáu thế lực siêu thoát. Sau thế lực phong tỏa mọi chuyện, độc hưởng di tích thượng cổ, dân chúng không nghe không thấy không biết những lực lượng cường đại, kỹ thuật tân tiến. Nhưng sáu thế lực siêu thoát cường đại như thế, sao còn phải nghe ý chỉ của hoàng đế đại viêm điểm ấy thẩm lãng không tài nào hiểu thấu còn một khả năng thẩm lãng nói phương tây đang trong giai đoạn đầu khai thác văn minh thượng cổ lạc hậu hơn phương đông rất nhiều năm qua thêm mấy trăm năm nữa đợi những thế lực thần bí kia thăm dò được kỹ thuật và kiến thức của văn minh thời thượng cổ bọn chúng sẽ quật khởi trở thành thế lực siêu thoát sau đó sẽ lũng đoạn toàn bộ văn minh thời thượng cổ che giấu người dân đổi thành người khác khi nghe những chuyện mà thẩm lãng nói nhất định sẽ không thoải mái hắn dám nói thế giới phương tây lạc hậu hơn thế giới phương đông mấy trăm năm thế nhưng sau khi công tước rót sồ nghe xong lại gật đầu nói thẩm lãng đại nhân nói không sai mây đen kéo đến trời muốn mưa sao công tước đi bỗng nhiên nói quả nhiên mây đen bắt đầu bao phủ bầu trời bên trên đỉnh núi nữ vương edda đứng cách adop khoảng 20 mươi mét hai người lẳng lặng rằng co adop cười lạnh nói nữ vương bệ hạ ngài chọn một chỗ rất tốt nơi đây diện tích nhỏ không đủ 100 thước vuông nhưng vô dụng thôi nhỏ thế nào đi nữa vẫn không thể làm khó ta. Chỉ mới qua hai tháng thì thay đổi được gì, bèo. Well. Adolf vừa dứt lời, thân ảnh chợt biết mất, xuất hiện ngay bên trái Edda, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện ngay sau lưng nàng. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của công tước rắt không khỏi co rụt lại, tốc độ của Adolf lại quỷ dị khó lường như thế. Sao lại làm được? Tốc độ nhanh như thế thì khó mà phòng bị, công tước rắt tự hỏi, nếu đổi lại thành mình, nhất định sẽ bị một chiêu miều sát đó là lực lượng của văn minh thời thượng cổ thẩm lãng nói Adolf trang bị một thiết bị của thời thượng cổ phối hợp công pháp thời thượng cổ thi triển chiêu thức di hình hoán ảnh nữ vương edda chậm rãi rút đao ra một thanh đao của nàng rất nhẹ mềm mại như lá liễu Adolf nói edda nếu nàng tổn thương được một sợi tóc của ta vậy coi như ta thua nàng nên từ bỏ ngoan ngoãn để ta ôm ấp thì hơn edda nhắm hai mắt lại sau đó mở ta ngưng tụ tất cả lực lượng thân ảnh của nàng tựa như tia chớp, nhanh đến cực hạn. Nàng không phải an gian, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân, đạt tới tốc độ cực hạn. Adop nhìn thấy tốc độ của nàng, trong lòng kinh hãi không thôi, thật không hổ nữ nhân làm gã thèm chảy nước miếng, thật không hổ một trong những nữ nhân mạnh nhất phương Tây, ngắn ngủi hai tháng lại tiến bộ như thế. Nhưng vẫn vô nghĩa, tốc độ nhanh hơn nữa thì sao? Sức mạnh của con người có giới hạn, làm sao sánh bằng công pháp và thiết bị của văn minh thượng cổ? Adolf bắt đầu biểu diễn tiết mục di hình hoán ảnh. Nhưng một giây kế tiếp, ông tơ đột nhiên dựng đứng, toàn thân đóp lập tức lạnh buốt, vù, một cơn kình phong thổi qua, làm khuôn mặt của gã đau rát. đóp điên cuồng lui lại, tận lực cách xa Edda, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, không dám tin nhìn vết máu trên tay. Bị thương rồi. đóp chấn kinh nhìn Edda, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nàng thật lợi hại. Tốc độ của Edda tiến bộ khủng bố, nhưng còn kém xa di hình hoán ảnh, nàng chỉ dự đoán được quỹ tích di động của Adolf đánh phủ đầu đối phương mà thôi nói thì nghe rất đơn giản khi làm thì cực kỳ khó chẳng những cần lần theo quỷ tích di động của di hình hoán ảnh hơn nữa còn cần dùng động tác giả để mê hoặc đối phương thế nhưng edda cuối cùng thành công ador chẳng những bị mất tóc khuôn mặt còn bị cắt một vết thương nhưng ador lại không nhắc đến chuyện mình thua cuộc nàng làm cho ta phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa nhưng chỉ thế mà thôi ador cười lạnh nói ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa ador chậm rãi rút kiếm ra gã vẫn luôn chắp hai tay sau lưng biểu hiện trang bức hiện tại lần đầu tiên dùng binh khí nữ vương edda hít một hơi thật sâu chiêu đầu tiên của nàng hiệu quả hạn hẹp chưa đủ để đánh bại adop chỉ làm gã bị đau chút thôi hãy xem ta biểu diễn edda của ta adop cười nói tiếp đó một màn hoa lệ xuất hiện thân ảnh adop lúc ẩn lúc hiện lóe lên xung quanh edda thân ảnh tựa như làn khói như một con chim đang bay di hình hoán ảnh thi triển đến cực hạn vèo 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 Adop cầm kiếm chém xuống như mưa. Nữ vương Edda hoàn toàn bị động phòng thủ, cầm liễu diệp đao đòn đỡ. Keng keng keng, ken, tiếng kim thiết va chạm không ngừng vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Ngắn ngủi chốc lát, đao và kiếm va chạm nhau hơn một ngàn lần. Mắt thường không thể nhìn thấy hai người, chỉ nhìn thấy hai bóng hình liên tục chớp nhoáng. Ba phút sau, hai thân ảnh đồng thời lui lại, cách nhau khoảng mười thước. Liễu diệp đao của Edda bị thủng nhiều lỗ, rắc, chiến đạo trong tay nàng ứng thanh vỡ vụn, rơi xuống đất thân thể của nàng không ngừng chảy máu, hơn 100 vết thương. Ngắn ngủi 3 phút, Adop đã chém nàng hơn 100 kiếm, nhưng vết thương không sâu, chỉ vừa cắt đứt ra thịt mà thôi. Không phải Adop, thủ hạ lưu tình, mà do nữ vương Edda phản ứng quá nhanh, kịp thời chống đỡ, cho nên vết thương không nặng. Adop lại không hề bị thương, trường bào chỉ bị cắt rách một vết. Gã thật sự quá nhanh, di hình hoán ảnh làm cho người ta không cách nào phòng ngự. Nàng rất mạnh, nhưng thực lực của ta cách nàng quá xa. Adolf cười nói. Ta thương hoa tiếc ngọc, không đành lòng để lại sẹo trên cơ thể hoàn mỹ của nàng, nếu không thì vết thương sẽ không nhẹ thế đâu. Tiếp đó, Adolf nhìn thanh kiếm của mình, kiếm còn dính máu của Edda, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm nó. Edda chịu thua đi. Adolf nói, nàng không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn nằm trong tay ta, để ta bảo vệ nàng. Nữ vương Edda ném chuôi đao xuống, không cam lòng nhìn Adolf chằm chằm, chẳng lẽ không cách nào hóa giải di hình hoán ảnh sao, mang lên, Edda hồ lớn. Tiếp đó một bóng đen bất ngờ bay lên đỉnh núi, bị nữ vương Edda bắt lấy. Còn muốn đánh. Adolf nói, vậy ta sẽ viết tên của mình lên thân thể của nàng, để nàng mãi mãi nhớ đến ta. Edda nghe vậy, chợt biến sắc. Dibos đang xem cuộc chiến, không khỏi nắm chặt bàn tay của thẩm lãng, âm thầm đạp lên chân của hắn, nhưng nàng lại đang tựa vào vai hắn, bộ dáng cử chỉ rất chi thân mật. Trầm lãng run lên, đau quá, đau chết ta mất. Nàng không cần như vậy đâu, giả bộ cho ai xem thế, bên trong của nàng sao lại khác xa bên ngoài. Bởi vì trầm lãng từng khắc năm chữ lên cơ thể của Dibos. Nô lệ của thầm lãng, Cận bã nam quả nhiều suy nghĩ như nhau, Adop không hổ danh sư huynh của thầm lãng, muốn chết. Edda cầm cây trường tiên màu đen bằng kim loại, dài chừng hai mươi mấy mét, nặng hai ba trăm cân, giết. Edda điên cuồng quất roi ra, tức thì trường tiên như hóa thành hắc long, uốn lượn bay trên đỉnh núi. Adop hơi biến sắc. Vũ khí của Edda thật sự quá dài, bao phủ hết thảy đỉnh núi chát, chát, chát. Bóng roi càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành cuồng phong, chiếm cứ càng quét đỉnh núi. Vũ khí của nàng nặng nề, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, chiếm hết ưu thế khi không gian chiến trường nhỏ hẹp. Thân ảnh của Adolf càng quỷ dị hơn, chợt ẩn chợt hiện, né tránh bóng roi, cầm kiếm đâm tới nữ vương Edda. Gã muốn khắc tên của mình lên cơ thể của nàng. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại. Bởi vì trường tiên của Edda thật đáng sợ, quỹ tích hoàn toàn khó lường, như một con độc xà chân chính, sơ xuất nháy mắt sẽ bị nó cắn trúng. Dù cho Adolf dùng di hình hoán ảnh đến lô hỏa thuần thanh, vẫn miễn cưỡng né tránh, cây trường tiên đầy gai nhọn sắc bén, một khi bị quất trúng, không trọng thương cũng mất lớp da. Nữ vương Edda, do ngươi bức ta là thủ tồi hoa. Adolf không còn truy cầu chuyện khác chữ nữa, toàn lực ứng chiến, phốc, kiếm đầu tiên đâm trúng vai của nữ vương Edda, nhưng lưng của gã bị roi của Edda đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe kiếm thứ hai đâm lên bụng của nàng chân của gã bị roi quất trúng kiếm thứ ba mục tiêu của gã là ngực của nàng vị trí ngay tim công pháp thượng cổ thiết bị thượng cổ vận chuyển đến mức tận cùng di hình hoán ảnh thi triển đến cực hạn adorp hoàn toàn biến thành quỷ ảnh đoạt mạng chết đi edda thứ ta không có thẩm lãng cũng sẽ không có ta sẽ tặng thi thể của ngươi cho hắn kiếm của adorp như quang ảnh đâm vào ngực của edda phốc máu tươi bắn ra kiếm đâm vào nửa tấc ngay lúc này ầm ầm ầm, trên trời cao, sấm chớp nổ vang, một đạo lôi điện bổ xuống. Trường tiên của Edda như con rắn độc cuốn tới cổ của Eidop, nàng muốn đồng quy vu tận sao? Cao thủ đỉnh cấp chém giết, kết quả chỉ trong nháy mắt, nếu như gã tiếp tục đâm kiếm sâu vào, đương nhiên sẽ đâm xuyên trái tim của nàng, nhưng đầu của gã cũng sẽ bị trường tiên quất đứt. Bịch bịch bịch. Eidop lựa chọn lui lại thật nhanh, nữ vương Edda muốn đồng quy vu tận, nhưng gã không phải kẻ điên. ầm ầm ầm, sấm chớp liên tục đánh xuống lôi quang chiếu sáng bầu trời âm u từng đạo sấm chớp cự cuồng long lôi xà làm cho người ta run sợ hồn phi phách tán đỉnh núi rất cao dễ dàng bị xét đánh trúng nhất nhất là vũ khí của edda vừa dài xét đánh trúng rất lớn nhưng edda càng đánh càng điên bóng roi càng lúc càng nhanh bao phủ hết đỉnh núi mỗi một lần tấn công đều từ trên cao đánh xuống nàng không sợ sấm chớp chút nào nàng sẵn sàng liều mạng chém giết kẻ trước mắt nhưng adob thì khác Sấm chớp làm cho gã tâm phiền ý loạn, nếu bị đạo sấm chớp kinh người kia đánh trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm 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 đùng, một đạo sấm chớp dài 10 ngàn thước phóng xuống, Eidop nhìn thấy rõ ràng, đạo sấm chớp kia dường như xé rách bầu trời muốn đánh nát đỉnh núi, làm trái tim của gã run lên, né tránh theo bản năng. Ẩm, lại thêm một đạo sấm chớp đánh xuống, nhìn từ góc độ của Eidop, nó phẳng phất cách đỉnh đầu Edda không xa. Không thể đánh tiếp, nếu tiếp tục thật sẽ bị sấm sét đánh chết. Adolf lui nhanh, muốn nhảy xuống đỉnh núi, đứng lại. Edda quá to, trường tiên trong tay xoay tròn, ầm. Một tia sét đánh trúng trường tiên của nàng, lôi quang tỏa sáng. Trong nháy mắt, một cỗ hấp lực cường đại bộc phát. Trường tiên cực tốc xoay tròn, tạo thành vòng xoáy từ lực, lôi kéo Adolf lại. Adolf kinh hãi thất sắc, xảy ra chuyện gì? ầm ầm đùng. Sấm sét dày đặc đánh xuống, trường tiên trong tay Edda bút thẳng lên trời cao như một con rắn hổ mang dựng thẳng đầu lại thêm một tia sấm sét đánh trúng trường tiên nhưng edda vẫn bình yên vô sự cũ bởi vì nàng cầm trường tiên cách điện bao tay cách điện đeo giày cách điện chát nữ vương edda cầm trường tiên thô bạo quất xuống a trong trường tiên ẩn chứa lực từ cực mạnh xoẹt 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 toàn thân a lấp lóe lôi điện không ngừng bị điện giật thiết bị đá ác mộng không chịu nổi từ lực mạnh như thế trực tiếp bị trục chặt di hình hoán ảnh bị gián đoạn thân ảnh của gã cứng ngắc khoảng một giây thời gian cực ngắn nhưng đủ rồi Trường tiên của Edda thử cơ hội quấn quanh thân thể Adolf, bịch. Nàng dơ thân thể Adolf lên cao, sau đó đập mạnh xuống đỉnh núi. Áo trắng của Adolf bị xé rách, để lộ thiết bị đặc thù trên ngực, điểm then chốt của di hình hoán ảnh, lúc này đã bị trục chặt. Nữ vương Edda quất roi tới, kéo thiết bị ra khỏi cơ thể Adolf. À, gã kêu thảm một tiếng, bởi vì thiết bị khảm vào trong da thịt của gã, bây giờ bị thô bạo lấy ra, làm máu me chảy đầm đìa. Edda không thèm liếc mắt nhìn thiết bị thời thượng cổ, vung roi ném xuống cho thẩm lãng công chúa dora tiến lên tiếp lấy lau chùi sạch sẽ đưa cho thẩm lãng thẩm lãng không khách khí nhận lấy coi như chân bảo lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiết bị của văn minh thời thượng cổ còn hoàn chỉnh chỉ cần cho thẩm lãng đầy đủ thời gian hắn sẽ nghiên cứu ra rất nhiều thành quả mạnh mẽ mới tinh adolf hiện tại ngươi không còn thiết bị thời thượng cổ nữa chúng ta tiếp tục đánh nữ vương edda nói sau đó nàng ném trường tiên trong tay xuống chỉ để lại đôi bao tay Adolf cúi đầu nhìn lỗ thủng ngay ngực của mình, thiết bị không còn, như thể đánh mất vật quan trọng nhất đời. Bao nhiêu năm rồi, thiết bị kia đã trở thành một phần của gã, không chỉ là nguồn sức mạnh của gã, còn là gốc rễ của sự tự tin, bây giờ lại bị đoạt mất à? à. Nữ vương Edda lạnh giọng nói, ngươi mau đứng lên, ta thật muốn xem, Khương Ly bệ hạ dạy ngươi võ công gì, ngươi học được bao nhiêu, có phải khi không còn thiết bị, ngươi liền phế hay không? Những lời này rõ ràng rất bình thường, lại làm cho thẩm lãng mơ màng. Nếu không có cameras và công nghệ phóng sự, liệu sắc đẹp của một số người có bị phế không? Nếu không có trang bị kỹ thuật khoa học hiện đại tân tiến, quân đội có bị phế không? Adobe chậm rãi đứng lên, ánh mắt hận thù lạnh thấu xương. Ngươi biết vì sao Khương Ly lại thu ta làm đồ? Ta căn bản không cần, Khương Ly cho ta tầm nhìn cực lớn, dạy dỗ ta một số thứ, thế nhưng vì đó mà ta phải chịu đau khổ. Adobe lạnh nhạt nói, còn ta mất thiết bị, có thành phế nhân hay không? Ngươi sẽ biết rõ nhanh thôi, nếu ngươi cho ta cơ hội ta sẽ biểu hiện tốt hơn khi hai ta lên giường. Adop lần nữa cầm thanh kiếm sắc bén của mình lên, chậm rãi nói, kiếm này do chính tay Khương Ly làm ra, đưa cho ta, còn dùng rất tốt. Nữ vương Edda, ta muốn đè ngươi, bởi vì ta từng gặp mẹ của ngươi, năm đó Khương Ly lẻn lên đảo Amazon, ta còn rất trẻ, nhìn thấy mẹ của ngươi, nàng là nữ nhân đẹp nhất thế giới, ta đã thể phải có được nàng. Nhưng đợi đến khi ta cường đại, nàng đã chết rồi, mà răng dấp của ngươi chẳng khác nào mẹ của ngươi, cho nên ta muốn có được ngươi. Đây là chấp niệm của ta, làm nam nhân ai mà không muốn đẻ nữ nhân đẹp nhất. Ta là một thiên tài, kim tự tháp nổ trễ hơn 3 tiếng, là kiệt tác của ta. Ta làm vậy, không phải vì muốn cứu bộ lạc Amazon, mà vì để hủy diệt bộ lạc Amazon càng thêm triệt để hơn. Ta để cho năng lượng trong kim tự tháp tích lũy đến mức nhiều nhất, mới dẫn nổ được uy lực lớn nhất. Kế hoạch của ta chắc chắn sẽ thành công, là thẩm lãng phá hủy tất cả. Hắn vốn không nên được sinh ra trên thế giới này, hắn chính là điểm xấu. Ngươi cướp thiết bị của ta, hiện tại ta sẽ chứng minh thực lực chân chính của mình. ADOF giống to, xông tới nữ vương Edda. Giết, giết, giết. Gã cầm thanh kiếm sắc bén, điên cuồng chém xuống. Không còn di hình hoán ảnh, tốc độ của ADOF chậm hơn rất nhiều, nhưng kiếm chiêu vẫn cực kỳ nhanh. Nữ vương Edda không dùng kiếm, nàng dùng đôi tay như sắt thép của mình để chiến đấu. Keng, keng, keng. Tiếng va chạm vang lên không ngừng. Thân ảnh của hai người đan xen nhau, đỉnh núi cứng rắn bị cày xới ra từng vết nứt một tảng đá lại một tảng đá vỡ nát nữ vương edda nắm chặt tay tung ra một quyền hòn đá lớn bay như đạn pháo bắn nhanh đến adop adop cầm kiếm chém mạnh xuống ẩm hòn đá lớn bị chém làm đôi bay xẹt qua hai bên adop lên nữ vương edda chợt nâng một tảng đá nặng ngàn cân lên quăng tới adop tử lượng bạt thiên cân chiêu này của adop thật sự kinh diễm tới cực điểm chỉ thấy thân thể của gã hơi cong thanh kiếm trong tay mượn lực đỡ lấy tảng đá tảng đá nặng ngàn cân dĩ nhiên đổi hướng bay xuống ngọn núi dù không còn trang bị nhưng võ công của adolf vẫn kinh người tuyệt đỉnh nhưng mà ngay lúc này nữ vương edda từ trên không trung lao xuống vừa rồi khi nàng quăng tảng đá tới bản thân đồng thời nhảy lên tảng đá trong một lúc đánh tới adolf nữ vương edda vung quyền đầm xuống adolf cầm kiếm đón đỡ cờ rắc thanh kiếm không chịu nổi sức mạnh của nữ vương edda ứng thanh gãy đôi Adolf lui lại cực nhanh, nhưng gã không còn thiết bị thời thượng cổ, không còn di hình hoán ảnh, tốc độ sao lại nhanh bằng nữ vương Edda. Bịch! Một quyền tiếp theo của nữ vương Edda, đánh trúng bờ vai của Adolf. Adolf bị đánh bay như đạn pháo, văng xa hơn 10 thước, rơi xuống ngọn núi. À! Nữ vương Edda hét lớn, nàng rậm chân thật mạnh, thân hình nhảy lên cao, bất ngờ đuổi kịp Adolf đang bay lơ lửng trong hư không. Một màn tiếp theo, hung mãnh lại kinh diễm không gì sánh được hai người vậy mà cứ thế chiến đấu trên không trung. Nấm đấm của nàng như cơn bão ập đến, Adolf vung quyền đón đỡ, nhưng sức lực của gã không bằng nữ vương Edda. Bịch, bịch, bịch. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền rơi xuống. Quyền của nữ vương Edda đánh lên thân thể Adolf, mỗi một quyền đều hung mãnh dị thường, ẩn chứa lực đạo kinh người. Thế nhưng khi nện lên thân thể Adolf, cứ như đánh trúng tường đồng vách sắt, âm thanh dù lớn, nhưng không thấy máu, ẩm. Adolf rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng bật người đứng lên. Còn chưa kịp ổn định thân hình, quyền của nữ vương Edda đã đánh tới, ẩm. Adolf đan chéo hai tay đón đỡ, lại bị một quyền đánh bay mấy chục mét, giết. Nữ vương Edda đuổi sát theo, quyền của nàng lần nữa hóa thành cơn bão ập tới. Bịch, bịch, bịch. Adolf quả thực rất mạnh, dù không còn thiết bị, không còn kiếm, chỉ dùng nắm đấm vẫn không rơi xuống hạ phong, hai người chiến thành một đoàn, bất phân cao thấp. Hai người như hóa thành mãnh thú thời tiền sử, dùng nhục thân điên cuồng đánh nhau. Rầm rầm rầm, thân ảnh của hai người đi đến đâu, đất đá, lều lính, cây cối như giấy đồng dạng bị xé rách, đứt gãy văng tung tóe. Trong nháy mắt, hai người đánh xuyên qua chỗ đóng quân của bá tước rắt sổ, nhảy vào bên trong rừng cây rậm rạp ngay bên cạnh. Hiện tại không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ nhìn thấy từng cây đại thụ đang không ngừng ngã xuống, khu rừng đang bị san bằng. Công tước rắt sổ không dám tin nhìn một màn này, không ngờ một người luôn giả thần giả quỷ như Adop, lại mạnh mẽ như thế, coi như không còn trang bị, bản thân vẫn còn lâu mới là đối thủ của gã. Sau khi không còn thiết bị thời thượng cổ, trận chiến của hai người chân chính cao trào. Cuồng chiến nửa canh giờ, tàn pha mấy trăm mẫu rừng, phảng phất như bị xe tăng quân đội càng quét qua. Ba tiếng đồng hồ sau, tình hình rốt cuộc thay đổi. Dòng máu của Edda là hoàng kim huyết mạch, mặc dù không còn đấu khí, nhưng trời sinh lực đạo kinh người. Mà Adolf thì dùng nội lực, điên cuồng kịch chiến ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc phải hao hết. Ẩm, um ẩm ẩm nữ vương edda giơ một cây đại thụ lên hung mãnh đập tới adorp ngắn ngủi trong khoảng khắc adorp bị vô số đại thụ bao phủ sau đó không còn một tiếng động lẽ nào bị đập chết rồi nữ vương edda chợt biến sắc lao thật nhanh đến lên đây nữ vương edda quá to nắm tay đấm xuống đất khảm sâu hai thước túm mạnh kéo lên vừa rồi adorp muốn chạy trốn bởi vì gã phát hiện một cái hang của con tt tê tê, sau đó dùng võ lực cường đại thu nhỏ thân thể để chui qua cái hang thật sự quá trâu bò, bất quá vẫn bị nữ vương Edda phát hiện, rõ ràng bị túm kéo lên. Vèo, vèo, vèo. Khi Idop bị kéo lên khỏi lòng đất, trên thân gã chợt bắn ra vô số độc châm, như bạo vũ lê hoa châm, phóng tới nữ vương Edda. Nhưng nữ vương Edda sớm đã có lòng phòng bị, nàng cầm một cây roi nhỏ trong tay, quất nhanh ngang. Tức thì độc châm bị từ lực hút hết, không cây nào đâm trúng Edda. Chát, Edda vung roi ngược lại, vô số độc châm điên cuồng bắn về phía Idop nội lực trong cơ thể Adolf điên cuồng bộc phát, hết thảy độc châm như đụng phải bức tường không khí, bị chấn bay loạn xạ. Võ công của Adolf thật sự cường đại đến cực hạn, dù nội lực còn rất ít, vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng mà một giây kế tiếp, thiết quyền của nữ vương Edda lại một lần nữa điên cuồng ập đến. Adolf dùng tay ngăn cản, tiếp tục bị đánh bay hơn 10 thước. Bịch, bịch, bịch. Edda đuổi sát theo, vung quyền điên cuồng đánh tới. Adolf chịu không nổi nữa, nội lực cuối cùng hao hết. Phong tuyến tan vỡ, quyền của nữ vương Edda ngược lại càng ngày càng mạnh, dồn dập đánh lên thân thể của Adolf. Adolf bị mưa quyền đánh lúng sâu trong đất, máu tươi bắn tung tóe. bịch, Edda nhấc tay tung một quyền thật mạnh. Adolf không còn nội lực, vô lực ngăn cản, xương sườn bị đánh vỡ mấy cây. Hắc hắc, ta thua, nhưng, à, Adolf còn chưa nói xong, đã bị cơm đau đớn thấu tâm liệt phế chiếm hết đầu óc, thảm thiết thét lên. Bởi vì nữ vương Edda nhắm ngay hạ bộ của Adolf, dậm một cước thật mạnh. Trong nháy mắt, của quý của Adolf biến thành thịt nhão, máu chảy ảo ảo, à, Adolf sống to. Đây không phải bị thiến, mà đang sống sờ sờ bị dẫm nát. Nữ vương Edda lạnh giọng nói, ta nói thiến ngươi, thì ta làm được. Tiếp đó nữ vương Edda vung cây roi nhỏ, quấn lấy cổ của Adolf, kéo gã đi ra khu rừng, bịch. Thân thể của Adolf đẩm máu, bị ném tới trước mặt thầm lãng. Ta đã thiến xong, Adolf là đồ đệ của cha ngươi, vậy giao cho ngươi xử trí. Nữ vương Edda nói, ha ha ha. Adop cười điên cuồng, sau đó không ngừng ho ra máu. Đệ tử của Khương Ly, ta thật sự không dám nhận, ta chỉ là một tùy tùng nho nhỏ mà thôi, ta sao lại xứng đáng trở thành đệ tử cơ chứ, danh vô minh mới là đệ tử của Khương Ly. Adop thê lương cười nói. Adop kéo mạnh mái tóc trắng trên đầu, để lộ mái tóc màu nâu, tiếp đó xé một lớp da trên mặt, để lộ ra thịt màu nâu. Gã quả nhiên không già như vậy, dáng dấp cũng không tiên phong đạo cốt, gã chính là một người Vinda. Adop nói, ta là một thiên tài, nhưng vậy thì sao? Ta là một người Vinda, trời sinh chính là người hạ đẳng. Ta thật vất vả mới trở thành thần tử của đại đế Soloong ta thật vất vả quật khởi, mà bây giờ bị đánh về nguyên hình, thật sự là ông trời châm chọc. Ta hận Khương Ly, ta chỉ là một đạo tặc không có dã tâm, tuy ở dưới đáy xã hội, nhưng cuộc sống tự do tự tại, Khương Ly luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng. Chủng tộc bình đẳng, nói ta là thiên tài, nói thiên hạ có một chỗ của ta, mang theo ta đi khắp nơi, kiến thức thế giới chân chính, hiểu được càng nhiều càng làm ta đau khổ. Thẩm lãng, ngươi có biết mẹ của ngươi là ai không? Ngươi có biết Khương Ly làm thế nào từ một lãng tử biến thành nhân hoàng không? Bởi Khương Ly phát hiện một bí mật kinh thiên, bức bách bản thân không thể tiếp tục sống tự do tự tại, đứng lên gánh lấy trách nhiệm. Ngươi có biết Khương Ly niết bàn bằng cách nào không? Ngay lúc này, công tước Dibos bỗng nhiên nói, nhìn kìa, tuyết rơi. Thẩm lãng nhìn theo hướng Dibos chỉ, chỗ của nữ vương Edda và Adolf chiến đấu, quả nhiên có tuyết đang rơi xuống những chỗ có tuyết là thuộc phạm vi thế lực của bạch ngọc kinh nhưng hắn chưa từng nhìn thấy người của bạch ngọc kinh chỉ nhìn thấy tuyết nghe tiếng của người mà thôi từ lúc từ biệt đến nay ngươi vẫn khỏe chứ cảm ơn tỷ tỷ ta rất khỏe lần này tỷ lại không muốn để ta thấy mặt nữa sao thẩm lãng hỏi lúc cần thiết chúng ta sẽ gặp nhau thẩm lãng nói tỷ tỷ tới đây cứu adolf không ta đến vì ngươi thẩm lãng không trực tiếp đối mặt câu trả lời của nàng mà hỏi tiếp Adop là người của Bạch Kinh sao? Đã từng, năm xưa Khương Ly giới thiệu cho chúng ta. Khương Ly giới thiệu Adop cho Bạch Kinh, nhờ đó Bạch Kinh mới thu gã làm đệ tử. Nghe như quan hệ của Khương Ly và Bạch Kinh rất thân mật, ngoại trừ thân phận thái tử của đế quốc đại càn, Khương Ly còn thân phận gì nữa? Thẩm Lãng tiếp tục hỏi vậy Bạch Kinh kia chính là Bạch Ngọc Kinh sao? Không thể trả lời. Thẩm Lãng nói, thời điểm kim tự tháp nổ, bộ lạc Amazon đối mặt tai họa ngập đầu, khi đó có một chiếc thuyền tuyết bay tới, chuyện đó là ý chí của Bạch Kinh sao? Không phải, chuyện của bộ lạc Amazon không đáng để thuyền của Bạch Kinh xuất hiện. Những lời này ngạo mạn đến vô biên vô hạn. Thẩm Lãng nói, vậy do Adop tự giả tạo thuyền của Bạch Kinh, tạo nên cảm giác ngày tận thế, khiến cho bộ lạc Amazon chấn động, xem gã như chúa cứu thế sao? Nếu đúng thế, xem ra Adop đúng là một thiên tài. Dựa vào sức một mình, điều chỉnh thời gian kim tự tháp nổ chậm hơn 3 tiếng, còn giả tạo thuyền bay của Bạch Kinh, đơn thuần chỉ chuyện đó, quả thực xứng đáng trở thành đệ tử của Khương Ly. Adolf có vai trò gì? Những chuyện mà Adolf làm có liên quan đến Bạch Kinh không? Thẩm Lãng lại hỏi. Tỷ tỷ Bạch Kinh im lặng, không trả lời. Ha ha ha. Adolf cười thê lương, nói, đây là một thế giới chỉ chú ý đến huyết thống. Một người Vinda như ta, dù ở đâu cũng là kẻ hạ đẳng, dù ta có là một thiên tài. Thẩm Lãng nói, tiểu tỷ tỷ muốn ta xử trí Adolf hay để ta giao Adolf cho Bạch Kinh. Tùy ngươi dằn vặt, nhưng giữ lại một hơi giao cho chúng ta. Hiện tại thuyền đã bay tới bờ biển, khi xong việc, ngươi cứ để hắn lên chiếc thuyền đó. Nàng vừa dứt lời, đi bô chợt biến sắc, thuyền tuyết của Bạch Kinh đang đậu trên bờ biển của thành Golden Jay sao. Đây là điểm xấu, mỗi một lần thuyền của Bạch Kinh xuất hiện, một đế quốc cường đại sẽ diệt vong. Thẩm lãng nhìn Adolf nói, ta hiện tại thông cảm ngươi, cha ta giới thiệu ngươi cho Bạch Kinh. Nhưng cha lại không đưa ngươi đi theo, ngươi mất sự che chở, lần nữa trở thành kẻ hạ đẳng, cố gắng thế nào cũng vô ích cho nên ngươi đổi tên thành người của đế quốc lần, còn đeo tóc giả, còn đeo lớp da trắng giả, mặt của ngươi còn trắng hơn cả người lần chân chính. Ngươi cứ cười ta thỏa thích. Adolf chế nhạo nói, cha của ngươi giúp ta, đồng thời cũng phá hủy ta. Tại sao cha của ngươi không đưa ta về phương Đông? Bởi vì ở phương Đông, cha của ngươi còn một đệ tử chân chính, còn là con nuôi của hắn. Doanh vô minh, ta lại thấy không phải nguyên nhân đó. Thẩm lãng nói, không phải thì vì cái gì. Adolf nói, hắn đối xử rất tốt với con nuôi, còn không phải bị phản bội sao? Khương thị của ngươi đối với cha con doanh nghiễm ân trọng như núi, kết quả thì thế nào? Người ta xoay người liền phản bội, chẳng những đầu nhập đế quốc đại viêm, còn giết sạch gia tộc Khương thị, cướp giang sơn của đại càn, đó mới là phản bội thật sự, chuyện ta làm đáng là cái gì? Ha ha ha. Thẩm Lãng, ngươi có bản lãnh thì đi mà dần vặt cha con doanh nghiễm. Thẩm Lãng không nói thêm, hắn hiểu vì sao Adop lại hận Khương Ly như thế, bởi vì Khương Ly đưa gã tới thế giới mới, cho gã hy vọng mới nhưng khi khương ly trở về phương đông lại không đưa gã theo lại giới thiệu gã cho bạch kinh do huyết thống adob có biểu hiện xuất sắc nổi bật như thế nào đều vô dụng chỉ đáng làm nhân vật râu ria gã cảm thấy khương ly bỏ rơi mình thẩm lãng rút đao ra đâm xuống tứ chi của adob khuấy nát gần mạch sau đó dùng dao găm khắc lên khuôn mặt ba chữ kẻ phản bội khuôn mặt của adob đầy máu ha 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 thoải mái thoải mái quá thoải mái adob cười như điên nói thẩm lãng ngươi chỉ biết hành hạ kẻ ti tiện như ta nếu bản lãnh của người lớn sao không đi trả thù cho con doanh nghiễm thẩm lãng nói ấy đó nếu như ta không đoán sai thiết bị để thi triển di hình hoán ảnh chắc do chính tay ngươi cải tạo nếu ngươi đã rời khỏi bạch kinh vậy thiết bị sẽ được thu hồi ngươi còn chế tạo được thuyền bay của bạch kinh đúng là một thiên tài một thiên tài võ đạo bị trễ nãi ta hủy gân mạch của ngươi hủy khuôn mặt của ngươi để ngươi cẩn thận suy nghĩ ngày tháng sau này phải sống như thế nào ta tin ngươi sẽ lựa chọn tốt hơn tạm biệt adolf thẩm lãng hạ lệnh đưa đi một chiến binh amazon bước tới nắm tóc kéo đầu adolf đi về phía bờ biển ở một chỗ vắng vẻ trên bờ biển quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ nhưng không giống chiếc thuyền tận thế trong truyền thuyết chiếc thuyền này màu xanh mà không phải màu trắng đây là ý gì màu xanh đại biểu cho hòa bình sao còn màu trắng đại biểu cho hủy diệt may mà không ai nhìn thấy nếu không bọn họ sẽ không quản là thuyền màu xanh hay thuyền màu trắng chỉ cần thuyền của bạch kinh xuất hiện điều sẽ đại biểu cho ngày tận thế tới nữ chiến binh amazon ném adorp lên thuyền nhỏ rất nhanh sau đó thuyền nhỏ bay về phía bắc sao tiểu tỷ tỷ lại tìm ta thẩm lãng hỏi ta có một đề nghị thẩm lãng nói đề nghị thế nào ngươi đi bạch kinh của phương tây nàng nói rất ít nhưng thẩm lãng nghe hiểu nàng muốn hắn buông tha tất cả ân oán đi bạch ngọc kinh tị nạn như vậy có thể tạm thời bảo vệ tính mạng đế quốc đại viêm không đuổi giết hắn nữa thẩm lãng cười nói ta muốn đi vì nhìn thấy tiểu tỷ tỷ hay đi để kiến thức nhưng không phải hiện tại ta đã nói xong thanh âm của nàng biết mất tuyết ngừng rơi mãi cho tới bây giờ thẩm lãng chưa từng thấy bất cứ người nào của bạch ngọc kinh cáo tử công tước rất số nói công chúa điện hạ thẩm lãng đại nhân ta và đại đế sô lông ở thành quyên đợi mọi người công tước rất số xuất lĩnh 10 vạn đại quân nhanh chóng rời khỏi nơi đây nữ vương edda nhìn thẩm lãng nói thương thế của ta rất nhẹ trong vòng 10 ngày sẽ khỏi hẳn ngươi biết tìm ta ở đâu. Nói xong nàng cũng rời đi. Đi nói, công chúa điện hạ, chúng ta vào thành thôi, để ta tổ chức cho ngài một buổi yến hội long trọng. Chúc mừng ngài về nhà, ta sẽ mời tất cả quý tộc phía nam đến đây tham dự. Các vị chư hầu của gia tộc rút ta hoan nghênh các vị đến tham gia yến hội, hoan nghênh vợ con của các vị cùng tham gia. Đi không mời những chư hầu có mặt tại đây vào thành ngay lúc này, bởi vì bầu không khí giữa hai bên còn lúng túng. Hơn nữa hiện tại mời bọn họ vào trong thành, bọn họ cũng sẽ không yên tâm đó là vinh dự lớn nhất của chúng ta để chuẩn bị đầy đủ và long trọng nhất chúng ta xin trở về gia tộc trước tiếp đó đám chư hầu xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp rời khỏi đi bos nói chị thân ái phu quân thân ái chúng ta về nhà thôi công chúa helen nói em dâu thân ái em đã chuẩn bị thịnh yến cho ta vậy hãy đợi đến ngày đó chị sẽ đến xem phủ công tước của em được không đến lúc đó chị sẽ đến sớm hơn một ngày còn bây giờ thẩm lãng chắc muốn nhanh chóng về thành dây thai, chị cũng muốn nhìn xem thành thị của em ấy trông như thế nào. Công tước bos nói, chị à, chúng ta là người một nhà, sao chị lại khách sáo như thế? Hay là thế này, trời cũng tối rồi, chị cứ ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai em và chị sẽ đến xem thành dây thai, được không? Nàng đã nói đến mức như thế, công chúa Helen còn từ chối được sao? Vậy thì quấy rầy em. Helen mỉm cười nói, không sao, chúng ta là người một nhà mà, Dibos nói, sau đó Dibos dùng lễ nghi cao nhất để nghiên tiếp công chúa Helen tiến vào thành Golden Jane đến phủ công tước trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Thời điểm đi qua cửa thành, công chúa Helen nhìn thấy quân đội nô lệ của Dibos, không khỏi nhíu mày. Tức thì, Boss hô lớn, hết thảy nhân dân nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, hành tỉnh Jade Way của ta không có một nô lệ nào. Bên trong lãnh địa của ta không được phép mua bán nô lệ, nếu vi phạm, lập tức xử tử bất kể ai. Các nô lệ nghe đây, các ngươi đã được tự do. Lời này vừa ra, vô số người kinh ngạc. Chuyện, chuyện này là thật sao? Làm nô lệ lâu vậy rồi, bỗng nhiên được tự do. Tất cả nô lệ đứng đơ một chỗ, không nhúc nhích, thậm chí còn đờ đẫn. Bọn họ làm nô lâu lắm, cả tinh thần đều làm nô luôn rồi. Công tước Diabolus tiến lên, dùng kiếm nhẹ nhàng chém xuống, cắt đứt vòng cổ của một nô lệ. Sự tự do của các ngươi, hết thảy đều nhờ ân đức của công chúa Helen. Quân đội lập tức xuất động, cắt bỏ vòng cổ nô lệ cho bọn họ. Quân đội của Diabolus nhận lệnh. Đội hình chỉnh tề, nhanh chóng hành động cất bỏ vòng cổ nô lệ. Công chúa Điện hạ, chúng ta đi thôi, Boss nói. Công chúa Helen gật đầu, nhảy lên trên mã trắng như tuyết. Sau đó toàn bộ thành Golden Gate vang lên từng đợt hoan hô. Sóng người bắt đầu dâng cao, vô số người Vinda tránh sang hai bên, dồn dập quỳ xuống. Bái kiến Công chúa Điện hạ. Công chúa Helen muôn năm, Nữ hoàng Helen muôn năm. Mấy vạn người Vinda quỳ xuống nghênh tiếp Công chúa Helen. Thẩm Lãng còn nhìn thấy một người quen từng là tình nhân của hắn, Hắc Phụ Hưu. Nàng đứng trong đoàn người, đưa tay vung vẩy, liều mạng hô to tên của Helen. Chỉ cần nàng chịu, hoàn toàn có thể đứng bên cạnh Thẩm Lãng và Helen, được vô số người ngưỡng mộ, nhưng nàng lại không làm vậy, tình nguyện đứng cùng người Vinda khác, trở thành một người bình thường. Công tước Dibos nói, chị thân ái, bọn họ là con dân của chị, toàn bộ phía nam đều là con dân của chị, bọn họ nguyện ý vì chị mà thịt nát xương tan. Công chúa Helen lễ phép cười một tiếng, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy trách nhiệm lớn lao thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ cũng không có hận thù vô duyên vô cớ sở dĩ vô số người vinda ủng hộ helen không phải vì bản thân nàng mà vì lập trường của nàng bọn họ cảm thấy helen đại biểu cho ý chí của bọn họ bảo vệ lợi ích của bọn họ trình độ nào đó mà nói đó là sự giác tỉnh của dân tộc vinda nhưng sự giác tỉnh của bọn họ còn rất ôn hòa bọn họ vẫn nguyện ý đề cử một người zolan làm nữ hoàng của bọn họ như trước đến khi bọn họ bài xích người zolan thậm chí lòng đầy hận thù, sự giác tỉnh đó sẽ biến thành cách mạng. Chị không nên suy nghĩ quá nhiều, không thì sẽ rất mau già, dù muốn gánh vác trách nhiệm, cũng phải hưởng thụ sinh hoạt cho thật tốt. Thẩm lãng cười nói. Công chúa Helen mỉm cười, đưa bàn tay ngọc về phía thẩm lãng. Thẩm lãng kinh ngạc, chúng ta đang cưỡi ngựa mà. Nếu như nắm tay, chị kéo ngã em thì sao? Em cưỡi ngựa không tốt lắm đâu. Công chúa Helen đến gần chiến mã của thẩm lãng, nắm lấy tay của hắn, dơ lên thật cao. Tức thì, mấy vạn người hoan hô ầm ĩ. Công chúa điện hạ muôn năm, công tước thẩm lãng muôn năm. Người dân Vinda liền hiểu tâm tư của công chúa Helen, lập tức hoan hô tên của thẩm lãng, thừa nhận thân phận của hắn, khiến cho thẩm lãng không khỏi nghĩ đến thế giới phương đông khi thân phận của hắn bại lộ, mọi người đều cung kính ủng hộ hắn như thế. Mà Helen ở phía nam đế quốc Jolan cũng được đãi ngộ tương tự. Từ cửa thành đến phủ công tước, vẻn vẹn không tới 20 dặm, nhưng bọn họ đi chọn 3 tiếng đồng hồ, bởi vì người dân thật sự quá nhiệt tình, tràn lên hết đợt này tới đợt khác như cơn thủy triều. Thế nhưng không một ai dám chặn đường, chỉ quỳ xuống hai bên đường, cung kính hoan hô. Sau khi tiến vào phủ công tước, Dibos nói, chị thân ái, em đã chuẩn bị một bồn tắm cho chị, em tự hỏi liệu em có vinh dự được tắm cùng chị không? Em có một tin tốt muốn nói cho chị biết, được. Helen nói, sau đó nàng quay sang hỏi thẩm lãng, Hila không muốn lên bờ sao. Thẩm lãng lắc đầu nói, bọn họ muốn đặt chân lên lục địa đầu tiên là khô lâu đảo. Vào buổi tối, Dibos nhiệt tình chiêu đãi Helen, hai người xì xào bàn tán, cử chỉ thân mật. Phu quân, chú Austin của thiếp còn chưa kết hôn, để chú ấy cưới một nữ nhân tộc Vinda được không? Dibos nói, trong thành Golden Jade có vài tiểu thư Vinda xinh đẹp, thuần khiết và tài hoa hơn người. Nàng thật đúng là một sinh vật chính trị, lúc trước còn luôn mồm nói tộc nhân Vinda là đám gia súc, bây giờ lại muốn cho nhân vật số 2 trong gia tộc cưới một nữ nhân Vinda làm vợ. Chủ yếu chỉ để bày tỏ lập trường cho Helen biết, nàng thật dốc hết toàn lực rồi. Chuyện đó rất tốt, Thẩm Lãng nói, ở thời đại của nữ hoàng Helen, muốn chứng minh mình là quý tộc phương Bắc hoặc là quý tộc phía Nam là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần cưới một nữ nhân Vinda làm vợ là được. Như vậy con cháu đời sau có huyết thống của tộc Vinda, người Vinda cũng sẽ xem họ như người của mình. Ăn xong bữa cơm phong phú, Dibos tràn đầy phấn khởi nói, "Chị thân ái, phu quân thân ái, để thiếp diễn tấu mấy khúc cho hai người nghe nhé." Helen nói, "Được, làm phiền em dâu." Tiếp đó, Dibos nhiệt tình diễn tấu đây không chỉ lấy lòng, mà nàng thật sự vui mừng, tình hình hiện tại quá tốt đẹp, thậm chí còn tốt hơn khi làm ngoại thất của đại đế Solong. Danh tiếng ngoại thất dù sao vẫn khó nghe, không quản thẩm lãng có thê tử ở phương Đông hay không, ở phương Tây này nàng là vợ hợp pháp duy nhất của phu quân. Hơn nữa huyết thống của phu quân cao quý, còn tuấn Mỹ và thông minh tuyệt đỉnh, làm cho nàng quá hạnh phúc. Ngày kế, đi bô sắp xếp xong mọi chuyện trong thành Golden Jade, bồi Helen đi đến thành Jade Thai. Hiện tại thành Jade Thai rất lớn, đã có 10 vạn nhân khẩu, nhưng thành trì vẫn rất không nghệ thuật, trông đơn sơ và gọn gàng. Khi sắp đến thành dây Thai, Dibos nói, tòa thành của phu quân thật sự. Có một phong cách riêng, độc nhất vô nhị tại phương Tây. Nàng thật biết cách để khen à. Helen đi vào trong thành dây Thai, không có nghi thức nghênh đón, không có bất kỳ ai hoan hô, vô cùng thư thái tự nhiên. Vừa bước vào phủ thành chủ, Hila tươi cười nói, em à, hai chúng ta luận võ được không? Boss nói, em có thể tham gia không? Hila nói, không sợ ta làm hư quần áo đắt tiền của em sao? Thẩm lãng nghe vậy, thầm than trong lòng. Chị Hila à, chị thật không hiểu đi rồi, một khi để nàng ấy khoác lên mình bộ chiến phục. Một sinh vật chính trị sẽ lập tức biến thành một con thú cái hung hãn, võ công của hai người, ai hơn ai kém còn chưa biết đâu. Helen nói, thôi được rồi, ta sẽ đánh. Nói xong, Helen liếc nhìn cái bụng của Dibos, cái bụng còn chưa nhô lên. Dibos nhìn thấy bá tước Austin bị cầm tù nhiều tháng, Austin gầy gò hơn nhiều, tinh thần vẫn còn tốt, sắc mặt nghiêm túc và lạnh lùng như cũ. Dibos nói hết mọi chuyện cho Austin nghe. Da mặt của bá tước Austin giật giật, từ khiếp sợ rồi biến thành kinh ngạc, cuối cùng tiếp nhận. "Con muốn bàn với chú một chuyện." Dibosa nói, "Con nghĩ nên để chú cưới một tiểu thư Vinda làm vợ." Austin trầm mặc không nói, không tức giận, khuôn mặt chỉ giật giật mấy lần. "Không còn lựa chọn khác sao?" Bá tước Austin nói, "Một khi ta cưới nữ nhân Vinda, Đồng nghĩa chúng ta và quý tộc phương Bắc triệt để trở mặt, trở thành quý tộc phía Nam. Chúng ta không còn cách nào khác." Dibos nói, "Thiên ngôn vạn ngữ không bằng một hành động nho nhỏ, chúng ta cần thể hiện lập trường của mình." Ba tước Austin nói, "Đã như vậy, cứ làm theo ý của ngươi." Dibos nói, "Cảm tạ chú, chú thật tốt." Ba tước Austin nói, "Dibos, ngươi vui không?" Dibos nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, "Đương nhiên rất vui. Con cho chú biết một tin tốt, con đã có thai." đứa con này sẽ theo cả họ Khương và họ Jolan. Nếu là con trai thì sẽ đặt tên là Leon Khương Jolan, còn nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Helen Khương Jolan. Phương Tây là như thế, động một chút là lấy tên của tổ phụ hoặc lấy tên của người khác trong gia đình. Thẩm Lãng chỉ ở thành dây Thai 4 ngày, sau đó đi thuyền tới đảo Kali Khi hắn bước lên hòn đảo, không khỏi ngây người, bởi vì trên đảo có một tòa thành, hình dạng như kim tự tháp, đây là lễ vật mà bộ lạc Amazon muốn tặng cho hắn sao. Thẩm Lãng đi vào kim tự tháp, nhìn thấy một bể tắm to lớn, trong đó có một nữ nhân tuyệt mỹ đang bơi lội, tựa như tiên cá, nàng là nữ vương Edda. Mấy ngày trước, thân thể của nàng bị cắt hơn 100 vết thương, bây giờ đã biết mất hết, thân thể mềm mại hoàn mỹ không một tỷ vết. Thẩm Lãng không nói một lời, cởi quần áo bước vào trong bể. Cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nàn. Hôm nay là ngày chu kỳ của nàng sao? Thẩm Lãng hỏi. Không phải, ba ngày nữa mới tới. Nữ vương Edda nói, cho nên ba ngày này ngươi sẽ mệt chết thẩm lãng nói vì nàng ta sẽ tận hết sức lực đến chết mới thôi sau đó hắn thật sắp chết nữ vương của amazon quá hoang dã ba ngày sau thẩm lãng mệt mỏi nằm đó thở hồn hển như một con chó tứ chi như bị chuột rút nhấc tay lên không nổi ngươi sắp đi rồi phải không nữ vương edda hỏi ừm thẩm lãng nói mấy ngày nữa ta phải đến thành quyên đón con gái sau đó giải quyết cho xong chuyện của helen và solon đến lúc đó chắc sẽ về phương đông Edda hỏi, ngươi mang về bao nhiêu người? Thẩm Lãng nói, khoảng 5 vạn người. Edda nói, có ít quá không? Ngươi từng nói Đại Viêm Cường đại hơn Đế quốc Zolun nhiều nhiều lắm, còn có 6 thế lực siêu thoát, bọn họ đều thần bí và mạnh mẽ như Bạch Kinh. Thẩm Lãng nói, ta đến phương Tây chỉ để thở dốc một hơi thôi, đại quân của ta đều ở phương Đông. Ta có thể mang theo quân đoàn Amazon và quân đoàn Skeletorong, bởi vì bọn họ hoàn toàn coi ta như chủ quân, ta không thể mang theo một người nào từ quân đội của Đế quốc Zolun ta không thể để cho người dân cảm thấy ta mượn binh của đế quốc do lần đánh đại viêm càng không thể để cho bọn họ cảm thấy ta dẫn người phương tây đến xâm lấn phương đông edda nói hỏa pháo của ngươi đủ dùng không còn chưa đủ thẩm lãng nói nhưng khi ta trở về thì sẽ đủ edda nói hòn đảo này ta tặng cho ngươi ta đã xây một tòa thành mỗi ngày đều có người đến đây bảo vệ thẩm lãng nhịn không được hôn lên đôi môi mềm mại như nước của nàng chờ ta giết trở lại phương đông đoạt lấy một mảnh thổ địa đứng vững gót chân Đồng thời hoàn toàn thu được quyền làm chủ biển cả Ta sẽ phải hạm đội đến đây lấy quạng Kalinitrat Tiếp đó tiến hành mộ dịch cùng phương Tây Quan trọng hơn là Ta sẽ viết thư cho nàng Tặng quà cho nàng Edda nói Ngươi nhớ chọn quà thật tốt cho con của chúng ta Con của chúng ta là nữ vương tương lai của Amazon Thẩm lãng mỉm cười Cúi đầu hôn lên bụng của nàng Bái kiến nữ vương bệ hạ Edda nói Thẩm lãng Mỗi một năm Ta sẽ đến đây 10 ngày Dù ngươi có đến hay không Ta đều sẽ đến đây chờ ngươi ta cũng dẫn con của chúng ta đến đây chờ ngươi. Thành Quyên, thời gian thấm thoát trôi qua 10 tháng, từ khi thẩm lãng rời đi. 10 tháng qua, tiểu bảo bối yêu yêu tỉnh lại càng ngày càng ít, tối đã chỉ tỉnh lại được 15 phút. Tiểu bảo bối thầm tính toán thời gian, bởi vì ba ba đã đáp ứng mình, trong vòng một năm sẽ tới đón mình, hai người sẽ không xa nhau nữa, còn dẫn mình đi gặp các em. Yêu yêu dùng hết tinh thần và lực lượng chống đỡ sinh cơ yếu ớt, dù cho lúc ngủ. Cũng phải đặt bức họa của người nhà bên cạnh, ôm khối lập phương mà ba ba làm cho, như thế khi ngủ sẽ không cô đơn nữa, phảng phất như tất cả người nhà đang làm bạn với mình. Tiểu Bảo Bối ngủ rất sâu, ngẫu nhiên nằm mơ, nhìn thấy bản thân đang chơi đùa cùng cha mẹ và các em. cảm giác hạnh phúc đó làm cho người ta mê say, khiến cho Tiểu Bảo Bối thỉnh thoảng bật cười khi còn đang ngủ. Kỳ thực Đế quốc Witch đã diệt vong, quân đội của Thành Quyên còn không đến hai vạn người, mà bên ngoài Thành Quyên, đại quân của Đế quốc Roland ba đang vây thành, thời điểm nhiều nhất có đến trăm vạn đại quân, vây thành chật như nêm cối nữ vương medusa sau lần xuất hiện kia nàng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa ngay cả thành chủ và mấy thống lĩnh đều không thấy nàng kỳ thực nữ vương medusa từ lần đó đến nay chưa từng tỉnh lại nàng còn rất ít sinh cơ nàng từng nói nếu bản thân ngủ say sẽ chống đỡ được một năm thành quyên không chiến sự mọi người đều đang đợi đại đế solon đến chờ đợi hai cường giả tuyệt thế tiến hành quyết chiến cuối cùng đại đế solon tuyên bố nữ vương medusa muốn sống thì trở thành hoàng hậu của gã không thì phải chết lăng mộ bên dưới vương cung nữ vương medusa vẫn ngủ say như cũ nàng vẫn cực kỳ xinh đẹp khi chất xuất trần không giống phàm nhân làm cho người ta lập tức trầm luân mê đắm ngay lúc này một giọng nói vang lên tuy khoảng cách rất xa nhưng lại vang lên ngay bên tai của nàng nữ vương medusa xô lông cầu kiến thân thể mềm mại của nàng khẽ run mở hai mắt ra đôi mắt của nàng trong sáng như vì sao trên trời cao người phàm tục không thể nào với tới thời khắc đã đến thẩm lãng ta sẽ trả lại cứu yêu nhi hoàn chỉnh cho ngươi. Sô lông tới, thời gian sớm hơn dự tính hai tháng, còn không làm kinh động đến bất luận kẻ nào, nếu không thì bên ngoài đã hô vang vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ vương Medusa, ta ở đỉnh núi cách đây 300 dặm về phía bắc chờ ngươi, nơi đó đang có tuyết, chắc sẽ khiến ngươi thoải mái hơn. Medusa là người rắn, chắc thích nóng ghét lạnh, vì sao ở trên đỉnh núi tuyết lại thoải mái? Có lẽ do sự trao đổi chất chậm, giữ cho sinh cơ càng nhiều càng tốt, hơn nữa lần trước khi nữ vương Medusa xuất hiện, mặt đất đều bị đóng băng. Được, ngày mai gặp. Nữ vương Medusa nói. Một lời đã định. Thanh âm của Solon dần dần biến mất, khí tức của gã cũng biến mất. Nữ vương Medusa rời khỏi lăng mộ, bốn cao thủ cự nhân canh ngoài cửa tức thì mở mắt. Thời điểm đã đến, các ngươi nên đi thôi. Nữ vương Medusa nói. Bốn cao thủ cự nhân quỳ một gối xuống, sau đó xoay người ly khai, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ vương Medusa đi qua đường hầm thật dài, rời khỏi lăng mộ, đi lên vương cung. Nàng đến gặp Yêu Yêu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, gần như trong suốt tiểu bảo bối Yêu Yêu mở mắt. Nữ vương Medusa không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay nhỏ của Yêu Yêu. Khi hai mẹ con giao lưu, không cần nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt cũng biết đối phương đang nói cái gì. Bỗng nhiên, tiểu bảo bối cầm một bức họa đưa cho mẫu thân. Nữ vương Medusa nhận lấy, nhìn một lát, bức họa do Yêu Yêu vẽ, một nhà ba người. Tiểu bảo bối tiến bộ rất nhiều. Dù khuôn mặt của ba người còn mơ hồ, nhưng nhìn ra được thẩm lãng, Medusa, yêu yêu, một nhà ba người, tương thân tương ái. Nữ vương Medusa cười một tiếng. Bảo bối, ba ba rất nhanh sẽ đến đón con, nếu mẹ không về, con biết tìm mẹ ở đâu phải không? Nữ vương Medusa hỏi. Yêu yêu gật đầu, ngoan, nữ vương Medusa ôn nhu nói. Một lát sau, yêu yêu bắt đầu ngáp nhẹ, không phải muốn ngủ, mà do sinh cơ sắp không chịu nổi. Hiện tại thời gian thanh tỉnh không thể duy trì được 15 phút, thế nhưng vẫn liều mạng chống đỡ. Nữ vương Medusa khẽ há miệng nhỏ nhắn, phun ra một viên châu. Đây là một loại vật chất vô cùng kỳ quái, như có như không, như thật như ảo, lấp lóe ánh sáng màu xanh. Bảo bối, mở miệng ra. Nữ vương Medusa nói. Tiểu bảo bối yêu yêu dùng sức lắc đầu, ngậm chặt miệng lại. Bảo bối ngoan, nghe lời. Medusa ôn nhu nói. Yêu yêu lắc đầu thật mạnh. Medusa nhẹ nhàng bóp miệng nhỏ của yêu yêu, sau đó đưa viên châu vào trong miệng. Hai mắt của yêu yêu rưng rưng, Trước khi nước mắt rơi xuống, nữ vương Medusa đã nhẹ nhẹ lau sạch, tiếp đó nàng nhẹ nhàng dùng tay ngọc phất qua đôi mắt của Yêu Yêu. "Bảo bối ngủ đi, khi con thức dậy, ba ba sẽ xuất hiện trước mặt con." Nữ vương Medusa ôn nhu nói. Yêu Yêu liều mạng chống đỡ lại cơn buồn ngủ, muốn mở mắt thật to nhưng vẫn không thể cưỡng lại, nhanh chóng ngủ sâu. Nữ vương Medusa nhẹ nhàng bế cơ thể nhỏ bé của Yêu Yêu lên, nhẹ nhàng đung đưa, vỗ nhẹ rồi hát một bài thiếu nhi. Lần đầu tiên nàng hát khi nữ vương Medusa đưa mắt nhìn, bất kỳ một ai đều sẽ trầm luân, không thể tự kiềm chế. Mà khi nữ vương Medusa hát, tất cả mọi người nhất định say mê. Thanh âm của nàng rất nhỏ, chỉ quanh quẩn trong căn phòng không hạt bụi này, nhưng bài hát lại phảng phất như vang lên trong lỗ tai của bọn nhỏ trong thành quyền. Bên trong thành quân, vô số bảo bảo đều vảnh tai lên nghe, bảo bảo đang khóc đều nín, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, bảo bảo đang bú sữa thì liếc loạn đôi mắt nhỏ, tìm kiếm tiếng hát đến từ đâu. Một lát sau, dù nghịch ngợm đến đâu, các bảo bảo đều ngủ say, mơ một giấc thật đẹp. Mặc dù yêu yêu đã ngủ, nhưng nữ vương Medusa vẫn hát cho mấy vạn bảo bảo nghe. Con gái ngoan, các bạn đều ngủ cùng con, khi con thức dậy, ba bà đã tới. Nàng nhẹ nhàng đặt yêu yêu lên giường ngọc, cúi đầu xuống hôn lên chán nhỏ. Ngắm nhìn tiểu bảo bối thêm một lúc, nàng phiêu nhiên rời đi, vô thanh vô thức ly khai cung điện, tiến đến ngọn núi cách đây 300 dặm, không làm kinh động đến bất luận ai. Thẩm lãng ly khai hòn đảo, vận chuyển vô số quạng kali nitrat trở về thành dây thai hắn không ở lại thành dây thai lâu bởi vì thành trì đã tiến vào vòng tuần hoàn phát triển hắn có mặt hay không không quan trọng không chỉ công tước đi bos thậm chí toàn bộ hành tỉnh dây thai đều toàn lực trợ giúp thẩm lãng từ khi công chúa helen tuyên bố thân phận của thẩm lãng hết thảy đều thay đổi thẩm lãng từ một dị tộc phương đông biến thành một nửa người nhà hơn nữa bọn họ đều biết trợ giúp hắn coi như đầu tư cho nhân hoàng phương đông quý tộc phương tây rất ngạo mạn nhưng biết phương Đông vô cùng cường đại. Đế quốc do lần phát triển chưa đến 1.000 năm, mà phương Đông đã phát triển mấy ngàn năm, nơi đó dân số nhiều hơn, thổ địa lớn hơn, nhiều quốc gia hơn, văn minh cường đại hơn. Một khi đại nghiệp của thẩm lãng thành công, trở thành nhân hoàng của phương Đông, vậy toàn bộ phương Đông sẽ biến thành ngọn núi chống lưng cho công chúa Helen, bọn họ sẽ trở thành bằng hữu của nhân hoàng. Ngắn ngủi mấy ngày, lại có một nghìn thợ rèn tiến đến thành dây thai, một lượng lớn gang cũng đổ về thành dây thai. Nói lại thật rất nực cười, thẩm lãng chọn hòn đảo này để xây thành trì bởi vì nơi này có một mỏ sắt vốn dĩ hắn muốn tự chế tạo ra thép nhưng phát hiện căn bản không dùng đến bởi vì số lượng gang của thành golden jay đưa đến còn chưa dùng hết hỏa pháo hỏa pháo mấy ngàn thợ rèn mỗi ngày làm việc 8 tiếng hiện tại hơn ba chục ngàn nô lệ tham gia chế tạo hỏa pháo khiến cho số lượng tăng nhiều từ 100 khẩu pháo mỗi tháng lên 150 khẩu mỗi tháng vẫn còn đang tăng mấy tháng nữa thẩm lãng sẽ có số lượng hỏa pháo và thuốc nổ kinh người. Không chỉ thành Golden Jade, các xưởng đóng tàu của toàn bộ hành tỉnh Jadeway đều đang bận rộn, nhưng không kịp để đóng thuyền mới, đành phải cải tạo thuyền cũ. Nhờ có thuyền chiến của đảng Long, thuyền của bọn họ rất lớn, những chỗ để lắp đặt cường nỏ khổng lồ, hiện tại chỉ cần sửa lại chút thì đủ để lắp đặt hỏa pháo. Thẩm lãng cần một hạm đội 500 chiếc thuyền chiến, nhưng số lượng thuyền không đủ, hắn phải dùng thuyền vận chuyển và thuyền tiếp tế, số lượng thuyền chiến trang bị hỏa pháo không đến 100 chiếc nhưng tổng số pháo lắp đặt lên đến 1.500, một con số khổng lồ. Thẩm lãng không có tiền, nhưng hành tỉnh Jadeway đang dốc hết toàn lực để chế tạo thuyền chiến kiểu mới cho hắn. Thẩm lãng vốn lo lắng đảng Skaterlong sẽ dậm chân tại chỗ, bởi vì bọn họ đã quen nhảy qua thuyền của địch nhân tác chiến, sợ họ sẽ bài xích dùng hỏa pháo để chiến đấu. Nhưng mà hắn lo nhiều, khi nhìn thấy một cuộc bắn thử nghiệm của pháo binh, đám hải tặc Skaterlong yêu điên cuồng thứ vũ khí hung mãnh vô song này, bọn họ phấn khởi gia nhập huấn luyện và nghiên cứu thậm chí còn xảy ra chuyện cực kỳ tàn ác, một nhóm hải tặc Skeletalong nhét một tù binh vào trong hỏa pháo, thử bắn xem thế nào. Kết quả không cần nói, tên tù binh kia thịt nát xương tan. Giác Tang treo nhóm hải tặc đó lên, quất 100 roi ra, hạ lệnh không được dùng người sống để thử uy lực của hỏa pháo. Cuối cùng Thẩm Lãng hiểu rõ đám hải tặc Skeletalong, chỉ cần vũ khí mạnh thì bọn họ đều dùng, không quan tâm cách chiến đấu như thế nào, bọn họ chỉ muốn giết người một cách sảng khoái nhất. Công tước bộ dùng thời gian ngắn nhất triệu tập tất cả quý tộc phía Nam, tổ chức yến hội to lớn, nghênh tiếp công chúa Helen. Thành Golden Jay đứng đón thời khắc quang vinh, trở thành trung tâm của phía Nam. Hơn 1.000 quý tộc đến Thành Golden Jay, bọn họ còn dẫn theo vợ con và người thừa kế gia tộc. Trong lúc nhất thời trong Thành Golden Jay người người nhốn nháo, rất nhiều quý tộc ăn mặc quần áo đắt tiền, mỗi một chiếc xe ngựa chạy trên đường đều treo ra huy của gia tộc. Mấy trăm năm qua, Thành Golden Jay chưa từng vinh quang như bây giờ, gia tộc rút cũng vậy. Công tước Dibos vui mừng hớn hở, nàng dùng hết vật chân quý để chiêu đãi đám quý tộc, mỗi ngày đều tiêu kim tệ như nước chảy. Mỗi ngày, hàng trăm thương thuyền đến thành Golden Jade, vận chuyển đủ loại vật tư tới, thậm chí về sau còn tăng lên một ngàn chiếc, thành Golden Jade đi đón sự bùng nổ thương mại chưa từng có. Chỉ cần đồ đạc mà thế giới phương Tây có, toàn bộ đều xuất hiện bên trong thành Golden Jade. Một vinh quang to lớn và trách nhiệm nặng nề, Yến hội đại biểu cho công chúa Helen chính thức tiến lên võ đài chính trị, tranh đoạt hoàng vị đế quốc Jolan 3 bao nhiêu quý tộc đến tham gia thì đại biểu bấy nhiêu quý tộc chống đỡ ủng hộ nàng đại biểu cho phe phái có bao nhiêu quyền lực kết quả là vô số kể toàn bộ quý tộc phía nam đều đến thành golden jay chật kín người các thành chủ cũng phải thân xứ tới thậm chí những thành bang bị công tước russo và công tước bos đánh xuống cũng đến đây phía nam là đất của người phía nam chỉ có công chúa helen mới có thể đại biểu cho quyền lợi của quý tộc phía nam quý tộc phương bắc đều cổ hủ và ngoan cố quý tộc phương bắc luôn tìm cách làm cho lực lượng phía nam tan rã nô dịch phía nam thêm lần nữa, bọn họ không đáng để tin tưởng. Đại đế Solon có lẽ rất vĩ đại, còn đưa ra những tuyên bố hùng hồn và cao cả. Nhưng dù sao đại đế Solon do người phương Bắc đề cử lên, Solon vĩnh viễn chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của quý tộc phương Bắc. Tối hôm đó, dạ yến nên đón công chúa Helen trở về chính thức bắt đầu, cung điện của công tước Dibos đông nghịch người. To lớn chưa từng có, thành công chưa từng có. Hơn 3.000 người tham gia dạ yếu. Công chúa Helen và thẩm lãng có mặt trên yến hội, trở thành tiêu điểm. Trước đây, toàn bộ đế quốc lần đều cam thù thẩm lãng, coi hắn như một tên lừa đảo, mắng hắn là tên hề phương đông. Mà bây giờ tất cả mọi người luôn mồm hô gọi công tước thẩm lãng, đều coi hắn thành người cạnh tranh vị trí nhân hoàng của phương đông. Thưa đại nhân, nghe nói ngài cần rất nhiều sắt, thật đúng dịp, gia tộc của ta lại sản xuất sắt, càng thêm đúng dịp hơn nữa. Lần này ta đem đến 10 thuyền, xin hỏi ngài, ta nên vận chuyển lên thành Golden Jade hay đưa đến thành dây Thai? Thưa đại nhân, lần này ta đưa đến ba thuyền lễ vật tặng cho ngài, hy vọng ngài không chê, ta không yêu cầu ngài bất cứ thứ gì, chỉ mong ngài nhớ kỹ tên họ của ta. Thưa đại nhân, toàn bộ phía nam đều ủng hộ ngài, chúng ta cầu mong ngài sớm ngày trở thành nhân hoàng của phương đông, Khương Ly bệ hạ vĩ đại. Chúng ta nhớ rất rõ, nếu Khương Ly bệ hạ lên ngôi làm nhân hoàng, đông tây sớm đã hữu nghị thâm hậu, sẽ không xuất hiện cục diện khó xử như bây giờ. Thưa đại nhân, nghe nói nam tước buôn đi đắc tội ngài, cho nên ta mạo muội Đưa toàn bộ dư nghiệt gia tộc Monroe đến đây, đưa cho ngài xử lý. Gia tộc đê hèn này không nên xuất hiện trên đời, ta không cách nào tưởng tượng nổi. Gia tộc như thế từng là quý tộc của đế quốc Zolan, thật sự làm bẩn danh dự của chúng ta. Thẩm lãng thu lễ vật mỏi cả tay, không tốn một xu, hắn chỉ lo lắng nên để những lễ vật này ở đâu, thành của hắn không xây nhiều nhà kho như vậy. Toàn bộ quý tộc phía nam không trực tiếp đưa lễ vật cho công chúa Helen, mà đưa hết lễ vật cho thẩm lãng, bởi vì bọn họ biết khi mình làm như vậy, công chúa Helen mới vui vẻ. Không chỉ thế, vì lấy lòng thẩm lãng, bọn họ còn thay thẩm lãng làm xong những chuyện hắn muốn làm, gia tộc Monroe xa lưới. Chạy không thoát dù chỉ một người, toàn bộ bị đám quý tộc phía nam chộp tới, bởi vì thẩm lãng nói, hắn muốn chém tận giết tuyệt gia tộc Monroe. Không thể không nói, người thông minh luôn làm người khác ưa thích, những lời nói của các quý tộc đều rất êm tai dễ nghe. Những từ liên quan đến tán thưởng, bọn họ thao thao bất tuyệt, khen thẩm lãng từ đầu đến chân, thậm chí làm thơ ca tụng hắn. Hơn nữa, mỗi một quý tộc đều sẽ không nói quá năm câu để thể hiện sự nhiệt tình cung kính của mình, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy mình không bị quấy rầy. Tước vị càng cao, khi nói chuyện sẽ nói nhiều một ít, tất cả mọi người đều ăn nói theo quy cũ. Ngoại trừ thẩm lãng làm tiêu điểm của bữa tiệc, vẫn còn một tiêu điểm khác là bá tước Austin. Bởi vì Austin quyết định cưới một nữ nhân tộc Vinda làm vợ, nàng là con gái của một sĩ quan cao cấp, xinh đẹp và tài hoa, lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay Austin dẫn theo vị hôn thê của mình đến tham gia yến hội. Không ai mỉa mai hay bất mãn, hầu hết quý tộc đều đến chúc mừng, dùng từ ngữ nhiệt liệt khen ngợi tầm nhìn của bá tước Austin, khen ngợi tiểu thư Vinda xinh đẹp và trí tuệ. Bá tước Austin dùng toàn từ ngữ nở hoa, hoàn toàn không giống người khắc nghiệt và lạnh lùng, bản thân và vị hôn thê biểu hiện dị thường ân ái. Tình yêu, bởi vì tình yêu Ta không bao giờ kết hôn, cho đến khi gặp một nữ nhân làm trái tim của ta loạn nhịp. Vợ yêu dấu, Nàng nên xoay mặt qua chỗ khác một lúc, nếu không thì trái tim của ta sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, ta đều hoài nghi, nàng thật sự là vợ của ta sao? Ta có tài đức gì chứ? Khi ta nhìn thấy nàng, ta biết cuộc đời tự do của mình sắp kết thúc, ta mãi mãi bị nàng nhốt trong lao tù tình yêu. Austin và vị hôn thê đều được cả sảnh ủng hộ, bởi vì nữ hoàng Helen nhân từ, muốn giải phóng nô lệ, muốn hai tộc thông hôn. Phần lớn quý tộc phía nam dòng máu trong người hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch của tộc vinda bởi vì gia tộc của bọn họ đều nhờ chính sách của nữ hoàng helen mà cuột khởi chỉ tiếp tục kéo dài chính sách đó địa vị của bọn họ mới vững chắc mà ba tước austin cưới tiểu thư tộc vinda chính là tín hiệu chính trị mãnh liệt nhất công chúa helen nhất định sẽ giữ gìn quyền lợi cho phía nam bảo vệ địa vị quý tộc của bọn họ toàn bộ yến hội không nói đến bất luận âm mưu nào thậm chí không ai nói đến việc tranh đấu hoàng vị nhưng tất cả mọi người đều biết từ hôm nay trở đi toàn bộ đế quốc phía nam không còn năm bè bảy mảng mà trở thành một tập đoàn cường đại xem công chúa helen như lãnh tụ tối cao mà công tước dibos lập tức nhảy lên trở thành công thần số 1 của tập đoàn bởi vì nàng đánh bạc đại hoạch thành công những cái giá nàng phải trả nàng nhận lại gấp đôi công tước dibos nghe nói ngài mang thai đúng vậy nhưng ta không muốn đánh mất vóc dáng của mình chí ít càng muộn càng tốt không sao không sao vóc dáng của ngài vốn luôn làm cho người khác phải tự tị mặc cảm ông trời ơi trong bụng của ngài có một hoàng tử, ta cũng đang mang thai, ngài có thể cho ta sờ bụng của ngài được không? Ta muốn cảm nhận sự tôn quý của hoàng tử điện hạ tương lai. Bá tước phu nhân, ngài đừng nói vậy, ta rất xấu hổ. Một ngọn núi cao, cách thành quyên 300 dặm về phía bắc. Độ cao khoảng 3.000 mét, tuyết bắt đầu rơi trên đỉnh núi. Nữ vương Medusa nhẹ nhàng bay lên đỉnh núi. Đôi chân trần của nàng dẫm lên tuyết trắng, nhưng không để lại một dấu chân nào. Tuyết như lông ngỗng, bay múa đầy trời, cảnh vật phảng phất làm nền cho nàng thiên địa ảm đạm biến sắc tôn vinh vẻ đẹp của nàng thời điểm sắp đi tới đỉnh núi đôi chân trần của nàng đạp sâu xuống tuyết khi nhấc chân lên đôi chân lại nhiều thêm một đôi giày làm bằng tuyết trắng đi tới đỉnh núi có một người hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ như một người tuyết solon một người diệt cả thành mới trở về từ đại lục ở cực bắc được xưng tụng là nhân vật vĩ đại nhất của đế quốc solon trong một ngàn năm qua tới rồi ừm vậy chúng ta bắt đầu được nữ vương medusa nhấc tay ngọc lên nắm lấy tuyết trắng ngưng tụ thành kiếm vung lên chém xuống trong sát na gió lớn nổi lên tuyết trắng đang bay chợt biến thành màu xanh chốt lát sau toàn bộ đỉnh núi bị tuyết xanh bao phủ sau một lúc đỉnh núi tuyết chấn động đá lớn lăng xuống lại qua thêm một lát toàn bộ đỉnh núi chọc lốc tuyết lớn chảy ngược từ mặt đất bay lên bầu trời che kín không trung cuối cùng ngọn núi tuyết sụp đổ vô số tuyết động trên không trung và núi tuyết cuồn cuộn rơi xuống đại địa chấn động tuyết lở cuốn hết tất cả trận quyết chiến của nữ vương medusa và solon kết thúc trong trận tuyết lở kinh thiên động địa một nhân ảnh chậm rãi bước ra nhìn thấy không rõ khuôn mặt phẳng phất như một băng nhân được làm ra từ tuyết điều duy nhất nhìn thấy rõ ràng là một vóc dáng như tiên nữ nàng chậm rãi bước đi khuôn mặt không ngừng thay đổi thân thể không ngừng thay đổi những nơi nàng đi qua lốc xoáy nhỏ nổi lên cuốn tuyết trên người nàng đi đồng thời còn cuốn đi một thứ gì đó trên người của nàng. Trầm lãng, ta trả nàng lại cho ngươi, hoàn toàn lành lặn. Thành Golden Jay, phủ bá tước Russo. Yến hội đang tiến hành, công chúa rất ít nói chuyện, chủ yếu dành thời gian lắng nghe và làm quen với mọi người. Khi đám quý tộc đến bái kiến nàng, Helen lại chính xác nói lên tên của từng người, đồng thời còn nhớ rõ lần cuối khi gặp nhau, làm cho tất cả quý tộc cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ không thôi. Bởi vì những chuyện đó qua mười mấy năm rồi, một số quý tộc gần đến ngày sinh nhật, được công chúa Helen chúc phúc, càng làm cho đối phương kích động đến rơi nước mắt. Phu quân đến đây, công tước Debos đi đến bên cạnh Thẩm Lãng, thấp giọng nói: "Nàng dẫn Thẩm Lãng đi đến một thư phòng bí mật, có một vị khách thần bí muốn gặp phu quân." Thẩm Lãng nói: "Đại tế sư của Hỏa Thần giáo đúng không?" Debos cười nói: "Phu quân thật thông minh." Nói xong, nàng chật hôn lên khuôn mặt của Thẩm Lãng, không lập tức để cho Thẩm Lãng gặp khách, mà lên tiếng hỏi: Phu quân có biết tại sao thiếp lại tín ngưỡng Hỏa Thần giáo không?" Trầm Lãng nói, "Vì sao? Chẳng lẽ vì dáng người nóng bỏng của nàng sao?" "Đó cũng là một nguyên nhân, không phải phu quân biết rất rõ chuyện đó sao?" Dibos lại nói, "Nguyên nhân quan trọng nhất là thiếp đã nhìn thấy lực lượng thần bí của Hỏa Thần giáo." "Hỏa dược?" Thẩm Lãng hỏi, "Hay địa ngục hỏa trùng?" "Không chỉ như vậy." Dibos nói, "Còn một số thứ khác, như bọn họ nói con của thiếp sẽ trở thành hoàng tử, thiếp còn nằm mơ chứng kiến hết thảy, vô cùng chân thực." Thẩm Lãng nói, chắc không chỉ bấy nhiêu thôi chứ. Dibos là một sinh vật chính trị, nếu không có lực lượng tuyệt đối, nàng sẽ không lựa chọn hợp tác hỏa thần giáo, thậm chí sùng kính. Bọn họ nói cho nàng biết đứa con tương lai của nàng sẽ trở thành hoàng tử, chỉ có chút ít tác dụng mà thôi. Phu quân cũng biết, thế giới phương Tây không có thể lực siêu thoát chân chính. Dibos nói, bạch kinh cao cao tại thượng, chưa từng tiếp xúc với chúng ta. Mà giáo đình được đại đế Zolan nâng đỡ lên, dùng để khống chế tư tưởng của người Vinda, hơn 100 năm trước bị nữ hoàng Helen cho một kích trí mạng, do đó Hỏa Thần giáo không bằng thế lực siêu thoát, chỉ đủ coi như hình thức ban đầu mà thôi. Thẩm Lãng hiểu ý của Dibos, ở Đông Phương, sau thế lực siêu thoát và Đại Viêm Lũng Đoạn Văn Minh thời thượng cổ, thống trị toàn bộ người dân. Dibos nói tiếp, đủ thấy thế lực siêu thoát và vương quyền kết hợp rất sâu, cho nên, Boss nhìn chúng Hỏa Thần giáo, nàng nhìn chúng lực lượng thần bí của đối phương, mà đối phương xem trọng quyền lực thế tục của nàng, hai bên ăn nhịp với nhau. Phu quân thiếp còn một chuyện nghĩ mãi không ra đi bos nói thẩm lãng nói nàng thắc mắc phương đông mạnh như vậy sao lại không xâm lấn phương tây đúng không đi gật đầu trước kia nàng biết đại viêm rất hùng mạnh nhưng trải qua nhiều chuyện gần đây nàng mới biết được thế giới đông phương và đại viêm còn mạnh mẽ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều đã như vậy vì sao phương đông chẳng những không xâm lấn phương tây đại viêm còn triệt để làm gián đoạn giao lưu mậu dịch giữa hai bên chuyện này có chút không hợp lý kỳ thực không chỉ đi bos ngay cả thẩm lãng cũng không hiểu sáu đại thế lực siêu thoát vì tranh đoạt phế tích thượng cổ mà tranh đấu gay gắt mà phương tây rõ ràng có một số phế tích thượng cổ chưa khai quật lên sao bọn họ lại không đến phương tây lẽ nào phế tích thượng cổ cũng có thuộc tính phương tây chỉ thích hợp phương tây phương đông chỉ thích hợp phương đông không có đạo lý này à xem ra thế giới này còn rất nhiều chuyện thần bí không muốn người khác biết được rồi phu quân đại nhân chúng ta gặp đại tế sư được chưa đi hỏi ừm thẩm lãng gật đầu cười nói đi mỉm cười đi ra ngoài một lát sau đại tế sư của hỏa thần giáo đi tới đại tế sư là một nữ nhân mặc áo choàng trùng đầu màu đỏ nàng cởi mũ trùng đầu ra để lộ dung nhan xinh đẹp của một nữ tử trung niên tóc của nàng đỏ như lửa một đôi mắt đặc biệt khác người thường như thể chúng chứa đựng tinh thần lực đặc thù nào đó chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu lòng người chính vị đại tế sư này dùng địa ngục hỏa trùng ám sát thẩm lãng gặp qua công tước thẩm lãng đại tế sư nói ta xin lỗi ngài vì mấy tháng trước làm ngài không vui Thẩm Lãng cao mày nói, "Không vui sao? 39 chiến binh của ta hy sinh, các nàng không chết trên chiến trường mà chết trong âm mưu ám sát của các ngươi, các ngươi chỉ nói đơn giản như thế." Công Tước bớt giận, đại tế sư vỗ vỗ tay, tức thì có người mang mấy dương lớn vào, mở ra xem, bên trong chứa đầy đầu người. Trong dương có 99 thủ cấp, toàn bộ là người của Hỏa Thần giáo. Đại tế sư nói, "Bởi vì mạo phạm ngài, cho nên bọn họ nguyện ý tự sát trục tội, nếu thấy không đủ, ngài cứ nói một con số." thật tàn nhẫn, bọn họ tự sát hay bị các ngươi giết, ta không biết sao. Thẩm Lãng liếc nhìn đại tế sư, lúc đầu Dibos và nàng cầm đầu âm mưu ám sát hắn, hiện tại Dibos đã trở thành vợ của hắn, còn đại tế sư thì trục tội thế nào? Đại tế sư không nói một lời, cởi bỏ áo choàng xuống, để lộ thân thể không một mảnh vải, săn chắc quyến rũ, đường cong phập phồng. Nếu ngài còn cảm thấy vẫn chưa đủ, chỉ cần ngài muốn, ta sẽ làm tất cả cho ngài. Đại tế sư nói. Đại tế sư trước mắt thật sự rất xinh đẹp, nhưng thẩm lãng ngủ đủ mỹ nhân phương tây rồi hơn nữa dù cho hắn muốn cũng hữu tâm vô lực lúc đến đảo kali nitrat bị edda đè thật vất vả được nghỉ ngơi vài ngày trở về lại bị con sư tử di bos đè hắn hận phương tây không có thánh phẩm bổ thận quế phụ địa hoàng hoàn nhưng mà ngắm nhìn mỹ nhân khoe thân cảm giác thật không tệ ngươi thích không mặc đồ vậy chúng ta cứ thế nói chuyện nếu ngài không thích ta còn vật khác đại tế sư nói xong sau đó lấy ra một chiếc hộp bên trong có một quyển sách cổ xin ngài nhận vật này nếu không ta thật khó xử đồ tốt từ khi thẩm lãng đến phương tây hắn lần đầu nhìn thấy sách cổ hỏa thân giao nắm giữ một ít lực lượng thượng cổ cường đại hắn có thể nghiên cứu thêm một số vũ khí thần bí từ trong quyển sách này được thẩm lãng nói ngươi tìm ta có chuyện gì ta nói trước ta đúng là em trai của công chúa helen nhưng ta sẽ không can thiệp nội chính của đế quốc jolen cũng không thay mặt chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì đại tế sư nói chúng ta làm tất cả chỉ vì bù đắp lỗi lầm của mình không có bất kỳ điều kiện gì quả nhiên là người thông minh. Tiếp đó, đại tế sư lấy ra một mảnh lụa đặt lên ghế, hỏi thẩm lãng, có thể chứ? Thẩm lãng nói, mời ngồi. Đại tế sư yêu nhã ngồi xuống, trầm ngâm tìm từ để nói, ta biết, ngài không thích những thế lực siêu thoát kia, nhưng bọn họ rất mạnh. Trong mắt bọn họ, hỏa thần giáo cứ như hài nhi vừa ra đời, bởi vậy hỏa thần giáo dễ uốn nắn hơn, chí ít chúng ta không ngạo mạn và bảo thủ như họ. Thẩm lãng cười hỏi, quy giáo phát triển bao nhiêu năm rồi? Đại tế sư nói, Chắc khoảng 500 năm, nhưng ta chọn thành thật khi ở trước mặt ngài. Chúng ta tìm được thánh đàn, chân chính bắt đầu phát triển, chỉ bất quá 100 năm mà thôi, hơn nữa bước chân còn đang tập tễnh." Thẩm Lãng nói, "Ta lại thấy quý giáo đã rất mạnh." Đại tế sư nói, dùng một câu của người phương Đông để nói, "Chúng ta chỉ làm trò hề cho thiên hạ." Hai người tiếp tục nói chuyện, đại tế sư cho thấy thành ý rất rõ ràng, nàng tới kết giao bằng hữu, tất cả chỉ vì hữu nghị mà không phải vì quyền lợi, cho nên không có đàm phán chuyện gì. Nói chung trong lời nói của nàng chỉ có một ý nghĩa, không nên vì sáu thế lực siêu thoát mà xem bọn họ như kẻ địch, không nên vì chuyện lúc trước mà coi bọn họ như kẻ địch. Thẩm Lãng biết rõ dụng ý của nàng, Hỏa Thần giáo còn phải đi một con đường rất xa mới trở thành bá chủ. Kỳ thực còn một thế lực siêu thoát thần bí khác, bọn họ ở trong kim tự tháp trên đỉnh Tuyết Sơn kia, tạm thời chưa hỏi đến thế tục. Làm phiền ngài đã lâu, cảm tạ ngài dành thời gian quý giá để gặp mặt, ta sẽ không quên ân tình này của ngài. Đại tế sư nói, khi ngài rảnh, Xin mời ngài đến thánh đàn của Hỏa Thần giáo chúng ta." Thẩm Lãng gật đầu nói, "Được, đến lúc đó còn cần đại tế sư giới thiệu." Đại tế sư đứng dậy, nói, "Không dám." Thẩm Lãng nói, "Đa tạ ngài, để cho ta ngắm nhìn cảnh mỹ lệ khi chúng ta nói chuyện. Thật vinh hạnh khi thân thể hèn mọn của ta được nam nhân như ngài thưởng thức." Đại tế sư nói, "Ta xin cáo từ, chúc đại nghiệp của ngài thuận lợi." Thẩm Lãng nói, "Đa tạ, đa tạ, ta cũng chúc quý giáo phát triển thuận lợi." "Có thể chứ?" Đại tế sư hỏi sau đó nàng giang hai cánh tay đương nhiên thẩm lãng cũng giang hai cánh tay hai người nhẹ nhàng ôm nhau đại tế sư thậm chí còn trao cho thẩm lãng một nụ hôn ướt át thời điểm đi ra khỏi cửa đại tế sư nói tiếp theo ngài dự định đến thành quyên đúng không thẩm lãng nói không sai đại tế sư nói cá nhân ta kiến nghị ngài nên đến đó càng sớm càng tốt thẩm lãng nghe vậy ánh mắt khẽ run lên nàng có ý gì rất nhanh thẩm lãng liền nghĩ đến hỏa thân giao nhất định có tổ chức tình báo của riêng mình hơn nữa còn liên kết mật thiết với quý tộc phương bắc cho nên biết được một ít tin tức bí mật đa tạ báo cho biết thẩm lãng không quay lại yến hội mà đi lên sân thượng đưa mắt nhìn phương hướng thành quyên hắn không thấy gì cả nơi đây cách thánh quyên đến một vạn dặm thẩm lãng đáp ứng tiểu bảo bối yêu yêu trong vòng một năm sẽ đến đón dù cho bỏ hắn cũng sẽ bỏ đến trước mặt yêu yêu bây giờ còn cách hai tháng nhưng thẩm lãng quyết định ngày mai sẽ đi thành quyên càng sớm càng tốt chỉ một mình hắn thì không đủ cần phải có Helen đi cùng, nhưng Helen phải thương nghị với quý tộc phía nam thành lập phe phái mới có thể đi đến thành quyên, mới có sức mạnh đàm phán với Solon Phu quân sao vậy? Công tước Dibos ôm lấy Thẩm Lãng từ sau lưng. Thẩm Lãng nói, yến hội còn bao lâu nữa mới kết thúc? Khoảng chừng 2 tiếng, Dibos nói, Thẩm Lãng nói, ta đi thành quyên trước, võ công của Helen cao, để chị ấy đuổi theo sau cũng được. Dibos nói, thành quyên xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lãng nói, còn chưa biết. Di Boss nói: "Phu quân, thiếp đi theo chàng." Thẩm Lãng nói: "Không cần, nàng đang mang thai, không nên bồn ba đường dài. Hơn nữa thành Golden Jade và thành Jade Thai không thể thiếu nàng." đi Boss Ôn nhu nói: "Chúng ta mới gặp lại, bây giờ phải xa nhau nữa sao?" Nàng thật sự xem trọng lợi ích, nhưng không phải không biết thương yêu. Trước khi đầu nhập tình cảm chân thành, nàng dùng lý trí xem xét quyền lợi lớn nhất. Nàng biết nên làm thế nào để cho mình hạnh phúc và cường đại, nữ nhân không biết yêu thì không hoàn chỉnh. Thẩm lãng nhẹ nhàng vỗ eo của nàng, sau đó nói, Dora, chuẩn bị xuất phát, vâng, 15 phút sau. Hàng ngàn chiến binh Amazon bảo vệ thẩm lãng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thuyền chiến của đảng Skeetalong, bọn họ ra khơi rời khỏi. Vùng biển của thành Golden Jay, cần 12 ngày mới đến thành Queen. Đứng ngay đầu thuyền, thẩm lãng nhìn chân trời, bên tai phẳng phất vang lên câu nói của Medusa. Thẩm lãng, ta trả cứu yêu nhi lại cho ngươi, hoàn toàn lành lặn. Hắn thở dài một tiếng, thẩm lãng biết rõ, từ khi nhìn thấy Medusa, tuy hai người là cha mẹ của yêu yêu, nhưng chí ít cho đến bây giờ, hai người không có duyên phận. Tiểu bảo bối, ba ba tới đón con. Cả hành trình im lặng không nói, 12 ngày nhanh chóng trôi qua. Thuyền của thẩm lãng vẫn dùng cờ của đảng Long như cũ, nhưng không bị ai ngăn cản, dọc đường gặp rất nhiều thương thuyền, hạm đội, hải tặc lẻ tẻ, chẳng những không gặp phiền phức, còn được hỗ trợ. Bọn hải tặc hô to đảng Long mua năm, mà hạm thuyền của quý tộc thương thuyền của người Vinda thì hô to công chúa điện hạ muôn năm. Tin tức trong thế giới này lan truyền thật nhanh, như thể nó có miệng, đặc biệt là trên biển, dù là hải tặc hay thương nhân, đều nhận được tin tức mới nhất từ trong các quán rượu và nhà thổ. Còn chuyện tin tức đúng sự thật 100% hay không thì không ai biết, bởi vì hải tặc là nghề khoe khoang khoác lác nhất trong các ngành nghề. Công chúa Helen muôn năm, đảng Sketalong muôn năm, công tước thẩm lãng muôn năm. Ngày thứ 12, chiến hạm đi hơn 12.000 dặm, đến thành Siva, Cách thành quyên hơn 200 dặm về phía đông nam. Chủ nhân của tòa thành thị này là gia tộc Siva, cũng là thần tử trung thành nhất của nữ hoàng Helen, còn là người kiên định ủng hộ chính sách của nữ hoàng. Bởi thế gia tộc Siva mới bị quý tộc phương Bắc chèn ép kịch liệt, hầu như không cách nào sống nổi, cho nên lúc nữ vương Medusa đánh tới, bọn họ mới tuyên bố thuần phục treo cờ của đế quốc Witchland. Về sau công tước Rassol xuất lĩnh 20 vạn quân đánh thành Siva, công tước Siva chiến bại đầu hàng. 10 tháng trước, Thẩm Lãng đi nhờ thương thuyền của hugh cập bến tại thành Siva, khi đó thành Siva là một quân doanh to lớn, hiện tại vẫn vậy, nhưng không còn khói lửa và máu nữa. Chiến hạm của Thẩm Lãng đến gần bến tàu, liền có ba chiếc chiến hạm nghênh đón. Ngay khi cập bến, hắn nhìn thấy quân đội chỉnh tề của Đế quốc Zoln 3, dẫn đầu là công tước Zasso, vị thứ hai là công tước Siva. Một tháng trước, công tước Zasso xuất lĩnh 10 vạn đại quân quay về thành Siva, dù cho đi đường biển, 10 vạn đại quân cũng không thể về tới chỉ trong một tháng. Công tước sổ dẫn theo một nhóm chiến hạm trở về trước, sau đó đi đế đô Jolun một chuyến, rồi quay lại thành Siva, chủ trì cục diện, bởi vì không lâu nữa, công chúa Helen và Solon sẽ quyết chiến, mà trận chiến này quyết định vận mệnh của đế quốc Jolun. "Chào mừng ngài đến đây, thẩm lãng đại nhân tôn kính." Công tước sổ vươn tay chào. Thẩm lãng đưa tay ra nắm lấy, nói: "Rất vui khi gặp lại ngài." Sau đó, hắn dự định đưa tay ra chào công tước Siva, kết quả đối phương tiến lên ôm hắn sắc mặt có vẻ hơi kích động. Thẩm Lãng đại nhân tôn kính, ta không thể tham gia yến hội, nhưng gia tộc Siva vĩnh viễn đứng bên cạnh công chúa Helen. Dù mất tất cả đất đai và quân đội, gia tộc Siva vẫn mãi là thần tử của công chúa điện hạ. Công tước Siva nói ra câu này ngay trước mặt công tước rất sồ, cho dù thành của mình đang bị chiếm lĩnh. Ta thay chị cảm tạ sự trung thành của ngài. Thẩm Lãng nói, hai vị đại nhân, ta rất muốn làm khách, nhưng ta cần đến thành quyên trong thời gian ngắn nhất, hai vị thứ lỗi. Cung tiễn Thẩm Lãng đại nhân, Chúng ta đã chuẩn bị xong vật tư cho ngài. Sau đó Thẩm Lãng dẫn theo 1000 chiến binh Amazon tăng tốc tiến đến thành Quyền. Mấy tiếng sau, Thẩm Lãng đến thành Quyển. Hắn một lần nữa nhìn thấy tòa thành xa hoa lộng lẫy kia, bên ngoài vẫn bị đại quân bao vây, quân số lên đến 30 vạn khoảng đất trống rộng lớn ngoài thành bị quân doanh và phòng tuyến lấp đầy. Chi quân đội của Thẩm Lãng không bị ngăn cản, mấy trăm ngàn quân yên lặng nhường đường, nhưng không một quan quân, không một quý tộc tiến đến nghênh tiếp Thẩm Lãng, bởi vì đây là quân đội của quý tộc phương Bắc hắn tiến vào thành quyên trong thành không còn tiếng vui cười nhưng không hề ảm đạm và tuyệt vọng thành này không còn quá lãng mạn nữa nhưng trong mắt mọi người vẫn có tinh thần bởi vì bọn họ đều biết công chúa helen đã trở về chủ nhân từng rời bỏ bọn họ cuối cùng nhận ra quyền lực và trách nhiệm của mình thành chủ hon đến đây nghênh tiếp thẩm lãng tâm tình rất phức tạp không ai trung thành với nữ hoàng helen bằng ông không một quý tộc nào trung thành với công chúa helen hơn ông công tước hon đặt kỳ vọng vô vạn khi công chúa helen còn nhỏ Kết quả nàng lại chọn lưu lạc. Nỗi đau buồn còn lớn hơn cái chết, công tước Hon cảm thấy mình chỉ là quản gia của Helen mà thôi, không có năng lực bảo vệ tòa thành vĩ đại này, khả năng rất lớn sẽ bị quý tộc phương Bắc chiếm lấy. Thời điểm Hon không biết nên làm sao cho đúng, nữ vương Medusa xuất hiện, đồng thời bảo vệ tòa thành, bảo vệ chứ không phải chiếm lĩnh. Từ đó Hon sùng bái nữ vương Medusa, hoàn toàn xem nàng như một vị thần. "Chúng ta gặp lại, thẩm lãng đại nhân tôn kính." Công tước Hon giang hai tay ra thẩm lãng tiến lên ôm ông nói hon đại nhân thế giới này chính là như vậy mọi chuyện đều không như ý chúng ta nhưng lúc nào cũng có chuyện vui đây là kết quả tốt nhất mặc dù nó hơi tổn thương ta công tước hon nói ta biết ông trời không bao giờ quan tâm cảm xúc của chúng ta thẩm lãng nói phương đông có một câu thiên nhược hữu tình thiên diệt lão hai người vừa nói chuyện vừa đi tới vương cung đi qua đường hầm thật dài thẩm lãng tiến đến lăng mộ nữ vương medusa đi rồi bốn thủ vệ thần bí của nàng cũng không thấy đâu thẩm lãng nhìn cung điện trống rỗng thầm thờ dài dù hắn đã đoán được trước nhưng khi xảy ra trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát nhắm mắt lại còn cảm nhận được sự tồn tại của medusa mùi hương mê người của nàng vẫn còn thấm đậm tận xương tủy dù nàng đã rời đi bao lâu hoặc do hương thơm của nàng đã khắc sâu trong ký ức của thẩm lãng chỉ cần nhớ tới hắn liền ngửi được hắn biết mọi chuyện sẽ như thế chỉ là đáng tiếc không thể nói một câu tạm biệt Thẩm Lãng lập tức vung bỏ suy nghĩ này, không nói tạm biệt càng tốt hơn. Vì khi nói lời tạm biệt, hai người sẽ thật sự vĩnh biệt. Rời khỏi lăng mộ, trở lại vương cung. Nữ vương bệ hạ đi từ khi nào? Thẩm Lãng hỏi. Khoảng 10 ngày trước, đêm đó tất cả hài tử nghe được một bài hát, trở nên rất ngoan. Công tước ho nói. Đêm đó là đêm tổ chức yến hội, các quý tộc phía nam đều tới chúc mừng công chúa Helen trở về. Số phận dường như đã định trước, phía nam chỉ có một nữ chủ nhân, lúc công chúa helen tuyên bố trở về nữ vương medusa liền rời đi nữ vương medusa chưa bao giờ muốn làm chủ nhân của nơi đây nàng chỉ đóng vai trò của người bảo vệ mà thôi thẩm lãng đi đến căn phòng không bụi từ xa đã nhìn thấy chiếc giường ngọc trắng như tuyết còn có một cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ say gần qua một năm tiểu bảo bối của hắn vẫn chưa lớn lên bao nhiêu vẫn còn mỏng manh như vậy vẫn tinh xảo như vậy như một người ngọc trong suốt thẩm lãng đến cạnh giường đứng nhìn yêu yêu chung quanh bảo bối để đầy bức họa có thẩm lãng vẽ cho, còn có chính bảo bối tự vẽ. Bức họa mới nhất vẽ rất tốt, khuôn mặt hơi mơ hồ, nhưng nhìn giống nhất. Một nhà ba người, cha mẹ và yêu yêu. Mười tháng qua, bảo bối dựa vào những bức họa này và lời hứa của thẩm lãng để chống đỡ tiếp. Thẩm lãng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt tóc bảo bối, ôn nhu nói, bảo bối, cha tới rồi. Cơ thể của yêu yêu khẽ run lên, đôi mắt chậm chậm nâng lên, giang hai tay ôm lấy cổ của thẩm lãng. Thẩm lãng ôm bảo bối lên, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia bảo bối chợt thay đổi đôi mắt không còn mệt mỏi dã rời hô hấp có lực một ít hơn nữa tim đập cũng có lực rất nhiều nữ vương medusa từng nói trước khi đi nàng sẽ cho con gái một thứ gì đó giúp con chút sức lực đủ để chống đỡ mấy năm bảo bối sau này cha dẫn con đi tìm mẹ nhé thẩm lãng hỏi yêu yêu dùng sức gật đầu yêu yêu biết mẹ ở đâu không thẩm lãng hỏi yêu yêu gật đầu thế nhưng sau đó lại nhanh lắc đầu thẩm lãng hiểu hiện tại bảo bối không biết Đợi bảo bối lớn lên thì sẽ tự biết, chỉ mong Medusa không lừa bảo bối, chỉ mong nàng không thật sự rời đi. Thẩm Lãng ôm yêu yêu, rời khỏi căn phòng không bụi, bảo bối lần đầu rời khỏi căn phòng đó, đi ra thế giới bên ngoài. Đứng trên chỗ cao nhất vương cung, đôi mắt to của yêu yêu tràn đầy hiếu kỳ nhìn thế giới đầy màu sắc này. Bảo bối cũng rất may mắn, lần đầu nhìn thế giới bên ngoài, chính là một tòa thành xa hoa lộng lẫy, làm cho bảo hối hận không thể lập tức vẽ hết cả tòa thành. Nếu vương Medusa đã rời đi mười mấy ngày, hoàn toàn không tin tức, không trở về nữa. Thẩm Lãng cũng không ở lại thành Quyên, hắn ôm tiểu bảo bối rời đi, hắn không đi đến bến tàu của thành Siva, mà là đi về phía đông, nơi đây không có bến tàu, chỉ có đá ngầm, bãi biển chật hẹp. Quân đoàn Amazon xây một ngôi nhà lá ở chỗ này để cho Thẩm Lãng và Yêu Yêu vào ở. Hai người ở lại mấy ngày, đường như đang đợi ai đó. Ba ngày sau, một thân ảnh mỏi mệt chậm rãi xuất hiện, nàng lội trong nước. Cơn sóng đánh đến, nhìn như muốn nhấn chìm nàng nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn ngôi nhà của thẩm lãng và yêu yêu điên cuồng bơi tới nàng chính là cừu yêu nhi nữ trung hào kiệt tràn ngập anh hùng khí trăm phần trăm cừu yêu nhi thậm chí giống hệt năm xưa khi hai người chia tay cừu yêu nhi từng là người như thế nào nàng là một anh hùng vô dục vô cầu tràn ngập lãng mạn và ấm áp trời sinh nàng tính tình chính nghĩa tâm ngoan thủ lạt câu thơ thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành còn không đủ để hình dung hiệp khí của nàng nàng là một thiên tài sở hữu hoàng kim huyết mạch, không cần luyện võ cũng vô cùng mạnh. Nàng dũng mãnh vô địch, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã, nàng chưa từng lùi lại, hơn nữa bách chiến bách thắng, cho tới bây giờ thẩm lãng vẫn không thể quên tư thế oai hùng của nàng. Có lẽ còn người mạnh mẽ hơn nàng, nhưng người như nàng thì chỉ có một, dũng cảm bất khả chiến bại. Nàng không cần bất cứ thì gì, chỉ muốn nhìn ngắm, khám phá thế giới, làm một người lưu lạc, ngày đây mai đó. Công chúa Helen cũng lưu lạc, như nàng lưu lạc bởi vì dần vật bản thân, một quá trình tìm hiểu bản thân. Mà Cửu Yêu Nhi thì đơn giản rất nhiều, nàng lưu lạc bởi vì nàng muốn tự do ngắm nhìn thế giới, nhưng nàng lại bị sự hiệp nghĩa của mình ràng buộc. Cho nên trên đường đến phương Tây, nàng không ngừng cứu vớt, không ngừng giải phóng, không ngừng bị ràng buộc. Một lúc sau, Cửu Yêu Nhi lên bờ, chạy đến ngôi nhà đơn sơ, xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng và Yêu Yêu. Thời điểm nhìn thấy nàng, trong đầu Thẩm Lãng không khỏi hiện lên thân ảnh Cửu Yêu Nhi của ngày xưa, tóc ngắn và thần hình bùng nổ. Hai thanh quỷ đầu đao nhẹ động, lấy tư thế nghiền ép, giết sạch địch nhân. Tính cách của chị Hila cũng phóng khoáng hào sảng cai liệt như thế, nhưng trong lòng của chị ấy có vết thương, tâm hồn rất yếu ớt. Mà Cừu Yêu Nhi thì chân chính cường đại. Vài năm trôi qua, nhưng tất cả lại như ngày hôm qua. Trong lúc hắn hoảng hốt nghĩ ngợi lung tung, Cừu Yêu Nhi chợt xông đến, ôm lấy Thẩm Lãng và yêu yêu. Nàng kích động đến mức hít thở không thông. Ba người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, chưa nói một lời, nhưng giá trị còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Mẹ, yêu yêu kêu một tiếng ừm cừu yêu nhi không biết nên biểu đạt làm sao chỉ lặng lẽ ôm chặt hai người hơn mấy năm qua thân thể của nàng bị linh hồn khác chiếm lĩnh nhưng nàng biết hết thảy chứng kiến và nghe thấy tất cả vì vậy không cần phải giải thích nhưng trận chiến giữa medusa và solon như thế nào nàng lại không biết bởi vì lúc nữ vương medusa rời đi đồng thời còn đem luôn đoạn ký ức kia rời đi khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đi đến một nơi rất xa cách đây khoảng vạn dặm nàng dùng hết tất cả sức lực vội vàng chạy trở về. Chọn 12 ngày, không ngủ không nghỉ, nàng hết chạy rồi lại bơi. Nàng dùng đôi chân dài của mình, đi chọn một vạn dặm, cường đại như thể dùng BUG, dù cho rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh sở hữu đấu khí, vẫn không cách nào sánh bằng thể lực của nàng. Thẩm lãng nhìn khuôn mặt của cửu yêu nhi một lúc lâu. Medusa rời đi, không để lại một chút vết tích nào. Khi thái mị hoặc như ma thuật theo đó biến mất, nhưng lại đổi cứu yêu nhi hoàn chỉnh, nàng quả nhiên thực hiện lời hứa của mình như vậy tốt nhất mỗi người đều là cá thể độc nhất vô nhị nhất là nữ nhân như cửu yêu nhi ngủ đi thẩm lãng nói ngủ một giấc thật ngon rồi nói sau cửu yêu nhi gật đầu đi thẳng đến ngôi nhà đơn sơ kia ngã đầu xuống giường nằm ngủ chú thích thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành ý nói võ công cái thế mỗi lần đi 10 bước là có thể giết được một người dù có đi ngàn vạn dặm thì cũng không ai có thể ngăn cản thơ của lý bạch mấy chương trước khi medusa đi quyết chiến với solon có nói với yêu yêu một câu khi con lớn lên, sẽ biết tìm mẹ ở đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua một ngày một đêm. Cứu yêu nhi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy bảo bối yêu yêu như tiểu thiên sứ, đang chăm chú nhìn mình, tay cầm bút nghiêm túc vẽ. Cứu yêu nhi sững sờ. Nàng nên làm gì bây giờ, tiếp tục giả bộ ngủ, hay nằm yên không nhúc nhích, để cho yêu yêu vẽ xong. Nhưng làm vậy thì rất không được tự nhiên. Yêu yêu bước tới, nép vào trong lòng mẹ, đưa bức tranh cho cứu yêu nhi, chỉ thấy trên giấy trắng có hai nữ nhân. Một người là cứu yêu nhi, vẽ vô cùng giống uy phong lẫm lẫm người khác là nữ vương medusa mặt mũi mơ hồ nhưng lại bộc lộ sắc đẹp vừa mỹ lệ vừa thần bí lại ma huyễn yêu yêu là một thiên tài nàng con nhỏ như vậy khả năng hội họa đã vượt qua thẩm lãng thậm chí thẩm lãng còn chưa từng thấy ai có năng khiếu hội họa ưu tú như thế nàng vẽ hai mẫu thân một người mẹ cho nàng thân thể người còn lại thì cho nàng linh hồn và tinh thần của mình nhìn bức tranh của con gái cừu yêu nhi trầm ngâm thật lâu rồi nói vẽ rất đẹp Tiểu bảo bối im lặng không nói, nàng nhìn con gái của mình, trong lúc nhất thời tìm không được lời nào để nói. Yêu yêu đưa cho cửu yêu nhi khối Rubik, để cho nàng hoàn thiện các mặt. Cửu yêu nhi nếm thử, nhưng nàng thất bại nhiều lần, nàng rất muốn bỏ cuộc, khi nhìn thấy ánh mắt thuần khiết không tì vết của con gái, lại không đành lòng bỏ dở nữa chừng. Lúc này thẩm lãng bưng thức ăn đi tới. Cửu yêu nhi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa khối Rubik cho thẩm lãng, nàng cầm miếng thịt lên ăn. Trong lúc thẩm lãng hoàn thành khối Rubik, Cứu yêu nhi ăn hết ba miếng thịt to, miếng thịt cuối cùng chỉ còn phân nửa. Nàng chợt nhớ đến yêu yêu, tay cầm thịt đút cho tiểu bảo bối. Yêu yêu hả miệng nhỏ nhắn, cắn một ít thật nhỏ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập hạnh phúc. Ngươi ăn đi, con gái cần ăn đồ đặc biệt. Thẩm lãng nói, bảo bối, đến giờ ăn rồi. Yêu yêu leo lên, ngồi trong lòng của cửu yêu nhi, vui vẻ ăn đồ do cha đút cho. Cửu yêu nhi kinh ngạc, sau đó cánh tay ôm chặt con gái, ngửi mùi hương đặc biệt của con, cảm nhận thân thể mềm mại của con trong lòng cứu yêu nhi dâng trào cảm xúc hạnh phúc. Nhưng nàng không cách nào nói sự hạnh phúc của mình thành lời, thậm chí không thể dùng ánh mắt để biểu đạt. Thức ăn của yêu yêu rất đặc biệt, dùng mười mấy loại nấu thành, hầu như nhạt nhẽo vô vị, mỗi một bữa nàng đều phải ăn loại thức ăn này, không thể đổi. Trước khi Medusa rời đi, nàng để lại mấy năm cách nấu thức ăn cho yêu yêu, phải nghiêm khắc làm theo, không thể sai dù chỉ một chút. Nhưng mà dù cho thức ăn không mùi vị, yêu yêu lại ăn một cách rất thích thú, nàng ngoan đến mức khiến người ta đau lòng thẩm lãng phát hiện kỳ thực tính cách của yêu yêu khá giống cửu yêu nhi cả hai đều ít nói yêu yêu còn thừa hưởng trí khôn và khí chất của medusa nhất là đôi mắt to như thể biết nói chuyện hầu như biểu đạt ra hết mọi thứ hắn thấy yêu yêu như một tinh linh ăn xong bữa cơm yêu yêu ngoan ngoãn đi theo công chúa dora ngắm biển để lại thẩm lãng và cừu yêu nhi ngồi trong nhà cừu yêu nhi tắm xong nhìn mình trong gương nàng thấy mình xinh đẹp hơn tóc dài hơn ăn mặc bó sát người để lộ dáng người gợi cảm đến bạo liệt đôi chân dài mang sát thương trí mạng nàng lắc nhẹ máy tóc dài tìm kiếm cảm giác của nữ vương medusa loại cảm giác tràn ngập ma mị rất nhanh sau đó nàng từ bỏ phong cách kia không phải của nàng nàng hơi do dự nên cắt tóc ngắn lại không quay lại chính mình nhưng nàng vẫn quyết định không hớt tóc để vậy tốt vô cùng dù để tóc hay không nàng vẫn là nàng sau đó hai người ngồi yên lặng không nói người lạ quen thuộc nhất rất phù hợp cho quan hệ giữa hai người một lúc lâu sau, Cửu Yêu Nhi mở miệng nói, ngươi viết đấu phá thương khung xong chưa? Ách, ngươi còn băn khoăn chuyện đó sao? Ừm, viết xong rồi, khi nào về phương đông ta sẽ đưa cho ngươi. Thẩm Lãng nói, mặc dù do Kim Mộc Thông viết, nhưng nội dung còn tình cảm hơn ta. Được, Cửu Yêu Nhi nói, hai người không còn gì để nói. Qua thêm hồi lâu, nàng mở miệng hỏi, khi nào chúng ta về? Thẩm Lãng nói, chờ Helen và Solon quyết đấu xong, chờ tình hình phương Tây lắng xuống. Cửu Yêu Nhi muốn nói lại thôi, chỉ im lặng gật đầu. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một lát sau, bàn tay của thẩm lãng bắt đầu trở nên không đứng đắn. Cứu yêu nhi hô hấp dần dần nặng nề. Thẩm lãng hôi nhẹ lên đôi môi của nàng. Sau đó nàng chợt quay người lại, đẩy thẩm lãng té xuống đất. Bầu không khí trở nên rất lúng túng, không biết nói gì. Vậy thì hai mươi. Cứu yêu nhi và thẩm lãng nằm trên giường, một lần nữa rơi vào im lặng. Kỳ thực trong lòng của nàng, có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như liên quan đến sứ mệnh nhân sinh. Mấy năm qua, nàng trải qua quá nhiều, nhưng ý nghĩa của cuộc sống càng trở nên mơ hồ. Chuyện không hiểu thì không cần nghĩ, nàng cũng không muốn hỏi. Còn thẩm lãng thì đang đắm chìm trong dư vị. Cứu yêu nhi quả nhiên đặc biệt. Vì vậy thẩm lãng hỏi, lần nữa không? Cứu yêu nhi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, được. Lại qua thời gian rất lâu. Thẩm lãng mệt mỏi tiêu tụy, nằm nghỉ cả canh giờ. Chúng ta về thành quyên trước. Thẩm lãng nói, được. Cứu yêu nhi đứng dậy, bước vào trong thùng tắm rửa. Hơn một canh giờ sau, thẩm lãng dẫn theo Cửu yêu nhi và Tiểu Bảo bối yêu yêu quay về Thành Quyên. Cửu yêu nhi vẫn là Cửu yêu nhi, không quản xảy ra chuyện gì, tính cách của nàng sẽ không bao giờ thay đổi. Thành Quyên sắp nên đón sự kiện lớn, thời khắc vĩ đại nhất hơn 100 năm lịch sử của Đế quốc lần. Hai vị hoàng tộc quyết chiến định ra người kế thừa. Công chúa Helen tiến vào Thành Quyên từ phía nam, còn Solon thì tiến vào Thành Quyên từ phía bắc. Không thiếu một bước, không nhiều hơn một bước, hai người gặp nhau ngay trước Vương cung. Helen điện hạ muôn năm, muôn năm. Vô số quý tộc phía nam hô to, vạn dân thành quyên hô to, phảng phất như đang thị uy. Xô Long điện hạ muôn năm, muôn năm. Quý tộc phương Bắc, quân đội phương Bắc cũng không tỏ ra yếu kém, liều mạng hô to. Tiếng hộ của hai bên càng lúc càng vang dội, cuối cùng đinh tai nhức óc như biến thành lôi đình. Hơn 100 vạn nhân dân đang chứng kiến lịch sử. Bởi vì, lần gặp này, quyết định vận mệnh của phương Tây. Vì chuẩn bị cho lần gặp mặt này, phương bắc và phía nam hầu như dốc hết tất cả lực lượng vùng biển phía nam một lượng lớn hạm thuyền đang hội tụ đến thành Siva, vô số quý tộc phía nam dốc toàn bộ lực lượng dẫn theo quân đội của gia tộc chạy đến thành quyên quý tộc phương bắc cũng không yếu kém mỗi một gia tộc đều điên cuồng tập kết binh lực hận không thể đem hết đi chưa kể những người khác một mình công tước đi bos lại tập kết 23 vạn đại quân của hành tinh jadeway toàn bộ phía nam đều ủng hộ công chúa helen tuyệt đối không để cho nàng thiếu sức mạnh Lúc này nếu đàm luận không ổn, vậy trực tiếp đánh. Mà một khi khai chiến, toàn bộ phía Nam sẽ không năm bè bảy mảng như lúc đế quốc Wich thống trị, tuyệt đối sẽ hợp lại thành một, vì lợi ích của mình chảy đến giọt máu cuối cùng. Nó sẽ trở thành trận nội chiến đáng sợ nhất từ trước tới nay, binh lực vượt quá 100 vạn, chiến tranh cấp bậc như thế sẽ không dừng lại cho đến khi một bên đạt được mục đích của mình. Thậm chí đánh tới đế quốc do lần hủy diệt. Nhưng chỉ khi đàm phán không thành, mới xảy ra chiến tranh, còn cơ hội cho hòa bình. muôn năm muôn năm vạn vạn tuế tiếng hô gọi vang vọng mấy trăm dặm công chúa helen cưỡi chiến mã chậm rãi đi tới vương cung khi thẩm lãng và cừu yêu nhi đến nơi công chúa helen đang được mấy chục vạn người hộ tống hắn không lộ diện mà lẳng lặng làm quần chúng mặc dù hắn là em trai của helen nhưng không có quyền lên tiếng can thiệp chuyện nội bộ của đế quốc jolin ngay lúc này hắn cảm nhận sâu sắc câu nói kia phương đông về phương đông phương tây về phương tây dù cho thân phận của khách nhân tôn quý thì cũng chỉ là khách mà thôi, khách không thể can thiệp chuyện của chủ, bất quá nhóm của hắn vẫn rất nổi bật. Trước sự chứng kiến của hơn 100 vạn người, Helen và Solong đồng thời đi vào trong vương cung. Số lượng hai phe tương đương nhau, một phe là hơn 1.000 quý tộc phương Bắc, một phe là hơn 1.000 quý tộc phía Nam. Hai bên nho nhã lễ độ, đối chọi nhau gay gắt, đồng hành phía sau điện hạ của mình. Helen, đã lâu không gặp. Solong, đã lâu không gặp. Chúng ta đánh một trận, được, tất cả mọi người lui ra. Tức thì quý tộc Hai Be rời khỏi vương cung, để lại không gian cho Helen và Solon. Bởi vì đây là một trận luận võ, mà không phải quyết đấu. Nếu vương cung là kiến trúc kỳ diệu của đế quốc Solon, nghệ thuật có một không hai, không quản ai trở thành hoàng đế đều không được phá hủy vương cung, nếu không thì là tội nhân của cả đế quốc Solon. Theo trình độ nào đó mà nói, cũng là quy củ để hạn chế mức độ tỷ võ. Xin mời, xin mời, Helen và Solon khai chiến. Đây là một trận chiến đặc biệt, hơn 100 vạn người đều có mặt nhưng không một ai nhìn thấy tận mắt trận chiến giữa solon và nữ vương medusa kinh thiên động địa kỳ quan của thiên hạ nhưng cũng không có ai nhìn thấy chỉ có thiên địa làm chứng bây giờ ngọn núi tuyết kia đổ sụp để lại dấu hiệu của trận chiến ác liệt còn trận chiến của helen và solon thì lại diễn ra trong yên tĩnh không xảy ra chấn động thậm chí còn không có âm thanh đao kiếm quyền cước va chạm nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được trận chiến này một cách rõ ràng bởi vì không khí đang run rẩy cảm giác nặng nề bao phủ cả thành quyên hai người họ không ưu bước đến nổi làm cho không gian bị đè nén. Tương tự như khi nhiệt độ quá cao, không gian sẽ oi bức đến mức độ tựa như sắp vặn vẹo bốc cháy, khoảng cách càng xa tầm nhìn của chúng. Ta sẽ càng trở nên mơ hồ không rõ, bởi vì không khí bị đun nóng. ầm 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 không khí chấn động. Nó giống như một vụ nổ thầm lặng, trong phạm vị rất nhỏ, uy lực rất nhỏ. Nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được mắt đất hơi rung động, tựa như một cơn bão bên trong chén trà. Hơn 100 vạn người nhìn vương cung trầm chằm, chằm chờ đợi kết quả của trận chiến này tiểu bảo bối yêu yêu trợn to hai mắt tràn đầy phấn khởi nhìn chọn nửa canh giờ sau long đi ra đầu tiên mấy chục vạn người phương bắc phấn khởi hô to điện hạ muôn năm mua năm muôn năm long chậm rãi nói trận chiến này ta không thắng người phương bắc nghe vậy hoảng hốt điện hạ có ý gì long điện hạ không phải vô địch phương tây sao không phải chỉ dùng lực lượng của mình diệt cả thành sao chẳng lẽ công chúa helen mạnh như thế ngay sau đó công chúa helen xuất hiện trước mặt quý tộc phía nam công chúa mua năm mua năm mua năm tiếng hô gọi như tiếng biển gầm thanh thế còn vượt qua bên phương bắc công chúa helen chậm rãi nói trận chiến này ta thua nàng và solon lại nói ra kết quả khác nhau mấy chục vạn người phía nam hoảng hốt nhưng sau đó bọn họ hô gọi càng thêm kịch liệt công chúa helen mua năm mua năm mua năm vốn dĩ người phía nam chưa từng muốn công chúa helen đánh thắng solon bọn họ chỉ hy vọng nàng đứng lên đánh một trận chiến vì người phía nam chứng minh tộc nhân vinda phủ định sự thống trị của người jolan thậm chí trong thâm tâm bọn họ còn sùng bái người jolan thứ bọn họ muốn chỉ là tôn nghiêm và quyền lực của mình công chúa muôn năm muôn năm dù cho nàng nói mình thua vạn chúng vẫn hô gọi ủng hộ nàng như cũ đánh xong sau đó bắt đầu đàm phán đây không phải đàm phán để ngoại giao hoàn toàn không cần đoàn đội chỉ cần hai người chủ chốt công chúa helen và solon lần nữa đi vào trong vương cung bắt đầu đàm phán vẫn không có người nào chứng kiến càng không có ai biết hai người nói cái gì cuộc đàm phán này quyết định vận mệnh của đế quốc jolan đế quốc jolan 3 có thành lập được hay không nam bắc phân chia hay nam bắc nhất thống nội chiến hay hòa bình đều phụ thuộc vào quyết định của hai người nếu không thể tìm thấy tiếng nói chung nhất định sẽ xảy ra nội chiến đại siêu cấp kỳ thực cựu yêu nhi vốn muốn nói cho thẩm lãng biết công chúa helen không phải đối thủ của solon nhưng ngẫm lại nàng vẫn không nói nàng không biết helen mạnh bao nhiêu nhưng vẫn khó mà bằng solon công chúa dora bỗng nhiên nói chúa quân tình hình không giống như ta nghĩ nàng vốn tưởng rằng helen và solon sẽ đánh tới người chết ta sống ai sống sẽ ngồi lên ngôi vị của đế quốc jolan cuối cùng tình hình lại hoàn toàn khác thế nhưng tình hình như thế lại giống suy đoán của thẩm lãng chúa quân chờ chúng ta trở lại phương đông sẽ làm thế nào công chúa dora hỏi ngươi chết ta sống chảy đến giọt máu cuối cùng chúng ta không chết hết thì đại viêm toàn diệt thẩm lãng nói đế quốc dulun thì khác nam và bắc xảy ra mâu thuẫn nhưng dù sao cũng là người một nhà đổi thành người tham luyến quyền thế thì tất phải ngươi chết ta sống nhưng hai người kia sẽ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau bởi vì bọn họ có chung một quyền lợi mà mâu thuẫn của chúng ta và đại viêm không thể hòa giải trừ phi thiên địa diệt vong nếu không sẽ đánh đến cùng bởi vì chúng ta có lòng thù nhà hận nước đấu tranh cho chủ nghĩa xét đến cùng thì helen và solon vẫn là hoàng tộc chảy chung dòng máu thẩm lãng không hiểu solon nhiều nhưng hắn hiểu được Helen, lúc này nàng vì quyền lợi của Jolan, quyền lợi của phía nam thì đứng thứ hai. Quyền lợi của bản thân nàng cực kỳ bé nhỏ, cho nên kết quả đàm phán sớm đã có. Nhìn một số hành động đã đủ biết, đại quân của công tước rắt sổ lui khỏi thành Siva, tiến đến khu vực phía bắc thành Quyên, trả thành Siva lại cho công tước Siva. Không chỉ như thế, hầu như tất cả quân đội phương Bắc đều đang lui khỏi phía Nam. Từ đấu hiệu đó, không khó đoán ra kết quả đàm phán, kết cục vốn đã định. Qua thêm nửa canh giờ. Helen và Solon đàm phán xong, hai người đồng thời xuất hiện. Đầu tiên công chúa Helen đi theo Solon tới bên quý tộc phương Bắc. Solon chậm rãi nói, đế quốc Solon cần hòa bình, không nên nội chiến. Ta tuyên bố, đế quốc Solon ba chính thức thành lập. Công chúa Helen nói, ta nguyện ý phụng Solon làm hoàng đế, phía nam nguyện ý thuần phục Solon. Lời này vừa ra, mấy chục vạn người phương Bắc hoan hô. Solon đại đế muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đế quốc Solon ba muôn năm, muôn năm, muôn năm. Người phương bắc nhận được tin tức mà bọn họ mong muốn. Tiếp đó, Soloong đi theo Helen tới bên quý tộc phía nam, đối mặt mấy vạn người phía nam. Mấy vạn người phía nam ngừng thở, ngưng mắt nhìn Soloong. Soloong hô lớn: Con dân phía nam, ta tuyên bố Đế quốc Jolin ba thành lập. Mấy chục vạn người lẳng lặng không lên tiếng. Soloong tiếp tục nói: Tất cả quý tộc phía nam đều hợp pháp, có vinh dự của hoàng tộc. Nữ hoàng Helen vì Đế quốc mà lập công huân bất hủ. Toàn bộ Đế quốc Jolin, dù nam hay bắc đều bình đẳng như nhau những thứ vốn thuộc về các ngươi sẽ mãi là của các ngươi thậm chí sẽ còn có nhiều hơn mấy chục vạn người phía nam lẳng lặng không tiếng động như cũ solon tiếp tục nói helen ta phong cho ngươi chức vị phó hoàng thống trị phía nam công chúa helen khom người nói tuân chỉ trong nháy mắt người phía nam chỉnh tề quỵ xuống solon bệ hạ muôn năm helen bệ hạ muôn năm muôn năm muôn năm hiện tại bọn họ đã nhận được kết quả mà mình mong muốn đế quốc lần ba muôn năm muôn năm vạn vạn tuế phía bắc và phía nam thành quyên hơn 100 vạn người đồng thời hô to âm thanh vang vọng đất trời đinh tai nhức óc kết quả như thế đúng như thẩm lãng dự đoán bos cũng đã đoán ra được từ lâu nàng từng nói helen sẽ trở thành phó hoàng của đế quốc jolan tình hình này tương đương một đế quốc tạm thời thi hành hai chính sách thậm chí bước tiếp theo chính sách của phương bắc sẽ dần dần thay đổi theo xu hướng của phía nam dùng thời gian mười mấy năm để thủ tiêu chế độ nô lệ dùng mười mấy năm để đánh vỡ ngăn cách giữa hai chủng tộc thúc đẩy người lần thông hôn với tộc nhân Vinda. Cuối cùng Nam Bắc chính thức thống nhất. Như vậy hai tộc thông hôn hữu hiệu không? Nói một lời khắc nghiệt nhất, để người da trắng thông hôn người da đen, cơ hồ nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng người lần và tộc nhân Vinda, xác suất thành công rất cao. Bởi hai tộc tương cận nhau, tóc và nhan sắc, ngũ quan đường nét đều gần nhau. Tới đây, đế quốc lần ba chính thức thành lập. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đế quốc Jolan hai tan rã vài thập niên, cuối cùng đi lên con đường thống nhất. Vương triều Du Lần phân liệt chính thức xây dựng lại. Thẩm Lãng nhìn vô số người đang hoan hô, hôm nay sẽ trở thành ngày quốc khánh của đế quốc Du Lần 3. Đại nghiệp của chị Helen tương đương hoàn thành phân nửa, thu được giai đoạn thành công. Vậy đến lượt của hắn, thực hành giai đoạn kế tiếp của đại nghiệp báo thù. Thẩm Lãng ôm yêu yêu nói, "Bảo bối, chúng ta về nhà, về phương Đông, đi gặp em trai và em gái nhé." Yêu yêu dùng sức gật đầu. Trở về nhà, trở về nhà. Kết thúc như vậy sao? Tạm thời đúng vậy đấy. Nhưng vẫn còn một mối thù. Thù của thẩm lãng và Solong. Solong từng nói Medusa hoặc thuần phục trở thành hoàng hậu, hoặc chết. Quả thật Medusa không phải thê tử của thẩm lãng, nhưng nàng vẫn là mẹ của yêu yêu, là một nam nhân bụng dạ hẹp hòi. Thẩm lãng nhất định phải nhớ thù này, nhất định phải báo thù cho Medusa, vì mình báo thù. Bất quá không phải hiện tại. Thẩm lãng từng muốn trợ giúp Helen tranh đoạt hoàng vị, nhưng khi hai người gặp nhau, hắn nhìn thấy rõ nội tâm của Helen. Helen không muốn làm hoàng đế Jolan, chị ấy chỉ muốn bảo vệ vùng phía nam, bảo vệ thành quả cải cách của nữ hoàng Helen, đồng thời ngăn cản đế quốc Jolan phân liệt nội chiến. Thật ra Helen không cần thẩm lãng trợ giúp, chí ít hiện tại không cần. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây, không chỉ có Debo suy nghĩ như thế, Helen cũng suy nghĩ như vậy. Helen là một người có ý chí vô cùng kiên định, sẽ không bị bất luận kẻ nào làm thay đổi. Nàng không giống như Ninh Chính. Ninh Chính nhỏ yếu ngay từ đầu, Thẩm Lãng giúp đỡ đứng lên từng bước một. Helen mạnh mẽ cuột cường ngay từ đầu, được toàn bộ phía Nam ủng hộ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Lãng khéo léo né tránh, không can thiệp chuyện nội bộ của Đế quốc lần. Khi còn tại Việt quốc, Thẩm Lãng tiết thị và thái tử Ninh Dực kết thành thù hận, vì báo thủ hắn giúp đỡ Ninh Chính, mượn tên của Ninh Chính tiêu diệt tiết thị, phế bỏ Ninh Dực. Như vậy nếu hắn muốn báo thủ lông, nhất định phải mượn danh nghĩa của công chúa Helen, đá lông khỏi hoàng vị, sau đó tiêu diệt nhưng bây giờ Helen không cần hắn giúp đỡ. Dù làm thân đệ đệ, thẩm lãng không thể không biết tiến thối, vượt qua giới hạn. Còn nhớ trận đại chiến cùng Nam Tước Bloody không? Thẩm lãng lăng trì Nam Tước Bloody, giết sạch mấy vạn hải tặc. Hành động của hắn làm trái bản tâm của Helen, nhưng nàng chưa từng can thiệp nửa câu, không nghi ngờ cách làm của hắn. Bởi vì nàng cảm thấy đó là chuyện riêng của thẩm lãng, nàng không thể quản thẩm lãng nên làm thế nào, nàng không có quyền can thiệp. Như vậy đổi lại, quyết định của nàng, thẩm lãng cũng không có quyền can thiệp đã như vậy thẩm lãng mất tư cách báo thù Solong. hiện tại hắn là ai là một người phương đông sống ở phương tây là một quân chủ lưu vong mà thôi được công chúa helen che chở nhận ân huệ của đế quốc jolan Solong là chủ của jolan thẩm lãng chỉ là khách khách có quyền báo thù chủ sao không có tư cách vậy lúc nào thì thẩm lãng có tư cách báo thù đợi hắn trở lại phương đông đánh hạ một mảnh đất trở thành quân chủ danh tránh ngôn thuận sở hữu địa vị ngang hàng Solong, vậy hắn có thể báo thủ. Mục tiêu của hắn là thiên hạ không thù, đương nhiên bao gồm cả Solong. Solong và Helen tiến vào trong vương cung, triệu kiến quần thần, quý tộc bắc và nam tề tụ thương lượng đại sự. Ví như sau khi định đô tại phương bắc, thành quyên sẽ trở thành để đô thứ hai của Zolun ba. Còn có đại điển đăng cơ của Solong cử hành ở đâu, tổ chức lúc nào, thời điểm Solong lên ngôi, công chúa Helen tiến hành lễ nghi như thế nào, hai người cùng nhau đăng cơ trên lệch nửa bậc hay quân thần chi lễ, vân vân. Một đống lớn cần thảo luận để quyết định. Những chi tiết cụ thể khiến cho quý tộc hai miền Nam Bắc phải tranh cãi quyết liệt, nhưng cơ bản đã được ấn định, Solon là quân, Helen cũng là quân. Hai bên gây gổ nhau chỉ vì chuyện nghi thức lên ngôi tiến hành cách nhau hay cùng nhau tiến hành. Phía Nam cảm thấy nên tiến hành cách nhau, Solon đăng cơ tại đế đô phương Bắc, Helen thì đăng cơ tại thành Quyên. Thế nhưng quý tộc phương Bắc quả quyết không chấp nhận, bọn họ nói Helen là phó hoàng của Zolan ba mà không phải nữ hoàng của phía nam là một đế quốc thống nhất sao lại có hai lần nghi thức lên ngôi quý tộc phía nam thỏa hiệp lùi lại mà cầu việc khác bọn họ yêu cầu helen và solon cùng nhau đăng cơ chiều cao ngai vàng của solon không được cao hơn ngai vàng của helen quá một mét không được lớn hơn 20%. hơn nữa thời điểm tiến hành nghi thức solon lên ngôi nữ hoàng helen không cần quỳ xuống vân vân và mây mây liên quan đến chi tiết cụ thể hai bên cãi lộn dùng beng thẩm lãng ở lại một biệt viện trong thành quyên chỗ này vốn xây dựng cho sứ thần của phương đông hắn không đi vào vương cung dù cho yêu yêu từng sống ở đó rất lâu cũng là cung điện của medusa thẩm lãng đại nhân xô Long bệ hạ mời ngài tham gia yến hội công tước giắt sổ tiến đến hai tay dâng lên thiệp mời đây là làm theo lễ nghi của phương đông bởi vì phương tây không thông dụng thiệp mời thẩm lãng nói đa tạ nhưng ta muốn làm bạn với con gái công tước rất sổ nói rất hoan nghênh tiểu công chúa yêu yêu cùng tham gia nàng nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của yến hội thẩm lãng nói thật xin lỗi đứa nhỏ này rất nhút nhát không quen gặp nhiều người như vậy công tước giắt sổ cầu khẩn nói thẩm lãng đại nhân nể tình bạn của hai ta ngài tham gia được không thẩm lãng nói gắt sổ đại nhân ta ghi nhớ tình bạn của hai ta thành tâm mời ngài đến thăm phương đông công tước giắt sổ nói yến hội này lông bệ hạ muốn tuyên bố tình hữu nghị với phương đông biểu thị chính sách cởi mở hơn nữa ngài là đệ đệ của công chúa helen sẽ được sắc phong làm công tước thẩm lãng nói thay ta cảm tạ lông nhưng ta không có công không thích hợp làm công tước hắn không để bụng tước vị khi thân phận của hắn còn chưa ai biết ninh nguyên hiến ba phen mấy bận muốn thăng quan cho hắn danh chính ngôn thuận gã công chúa ninh diễm cho hắn kết quả thẩm lãng từ chối hắn nói sẽ ở dễ nhà họ kim và nhà họ ninh lúc đó xém chút làm ninh nguyên hiến tức chết hận không thể đánh chết hắn từ đó về sau không nói đến chuyện thăng quan nữa về thân phận địa vị thẩm lãng nhìn rất thoáng hoàn toàn không để bụng nhưng hắn hiện tại lại đại biểu cho phương đông dù hắn ở rể nói thế nào cũng là quân chủ chân chính của Đại Càn, người cạnh tranh Nhân Hoàng làm sao lại trở thành công tước? Hành động như thế đã không tôn trọng hắn. Thẩm Lãng không quan tâm chuyện đó. Khương Ly có thể trở thành Ly ông, trở thành Loki, chuyện hắn trở thành công tước không thành vấn đề. Nhưng bây giờ có người muốn phân chia rõ ràng như vậy, phương đông về phương đông, phương tây về phương tây. Thẩm Lãng không có ý định nhận bất luận cái gì của phương tây. Vậy quá đáng tiếc. Công tước rót xô thở dài nói. Sau đó hai người trò chuyện hồi lâu công tước dắt số cáo từ rời đi yến hội kết thúc helen đi tới chỗ của thẩm lãng ôm tiểu bảo bối vào trong ngực yêu yêu quá xinh đẹp ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến như thế cả công chúa helen mỉm cười nói nghe nói em cự tuyệt tước vị ừm um, thẩm lãng nói helen trầm mặc chốc lát solon từng nói lời bất kính với nữ vương medusa ta muốn solon đến xin lỗi người nhưng lại bị cự tuyệt sao lại không cự tuyệt solon hiện tại ngồi lên ngai vị còn hắn là ai chỉ là một tên lưu vong chạy đến phương tây chó nhà có tăng mà thôi, có tư cách gì để cho Solon xin lỗi, chờ hắn trở thành nhân hoàng mới có tư cách nói chuyện ngang hàng. Đối với Dibos mà nói, hắn là nhân hoàng cao quý, trưởng phu có được huyết mạch cao quý nhất. Như đối với toàn bộ quý tộc Solon mà nói, thẩm lãng chỉ là em trai của công chúa Helen, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy đế quốc Solon che chở thẩm lãng, có ân với hắn. Ta biết em không thoải mái. Helen nói, ta biết em muốn giúp đỡ ta trở thành nữ hoàng, thậm chí ta biết chỉ cần cho em đầy đủ thời gian, em sẽ làm được. Nhưng ta chỉ muốn hòa bình, đế quốc dù lần tử phân ngũ liệt lâu lắm rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thống nhất. Thẩm lãng nói, chị lựa chọn chính xác, bất kể là công hay nghĩa, hay là đạo đức cá nhân, chị hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chị phải biết, chuyện xô lông làm, em sẽ không tính như vậy, cần phải trả giá thật lớn. Helen khổ sở nói, ta cuối cùng đã hiểu ý nghĩ của câu thiên hạ không thủ. Thẩm lãng nói, em và chị khác nhau, chị suy nghĩ cho Roland, mà em lại không quan tâm những như đó em chỉ vì báo thủ, một mục tiêu duy nhất thiên hạ không thủ vậy chúc em thành công, em trai yêu dấu của ta Helen nói, khi nào em đi thì nói cho ta một tiếng ta sẽ đi cùng em, đưa người nhà của chúng ta rời khỏi chỗ đó thẩm lãng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói không được, đế quốc dô lần không thể thiếu chị hơn nữa chị cũng không biết cách rời khỏi tam giác quỷ Helen không nói gì thêm, nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm thẩm lãng, em nhớ kỹ em và Hila là người nhà duy nhất của ta, rất thương rất thương hai người. Nữ vương Medusa biến mất, còn những thủ lĩnh đi theo nàng thì sao, bọn họ đi đâu? Mấy ngàn kỵ sĩ phương Đông sẽ đi theo thẩm lãng, bọn họ được nữ vương Medusa cứu vớt, nhưng chúa quân chân chính của bọn họ là thẩm lãng, không quản lên núi đao biển lửa, bọn họ đều sẽ theo thẩm lãng. Còn võ sĩ đoàn phương Đông, tuy có hai chữ phương Đông, nhưng bọn họ không liên quan gì đến đại viêm. Hầu hết bọn họ đều đến từ phía đông nam, là nơi ở vùng biển phía nam cách xa Đại Viêm, chính là chỗ mua bán bị tiết triệt lũng đoạn. Lục địa nơi đó có đến mười mấy quốc gia. Võ sĩ đoàn Phương Đông tổng cộng có mấy ngàn người, cầm đầu là Mạch Trần tướng quân. Lúc này Mạch Trần đang đứng trước mặt Thẩm Lãng. "Chúng ta sẽ ở lại phương tây, trở thành lính đánh thuê, tìm kiếm nữ vương Bệ Hạ." Nói cách khác, võ sĩ Phương Đông sẽ không đi theo Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, "Ta biết. Sau đó là kỵ sĩ đoàn Roland, các nàng là chiến binh Amazon, bởi vì quá yếu cho nên bị lưu vong. Lần trước có một phần kỵ sĩ Roland thuần phục thẩm lãng, số còn lại thì ở lại cùng Popo Roland. Popo Roland đang đứng trước thẩm lãng, nàng khó khăn đắn đo thật lâu, chẳng biết nên đi theo thẩm lãng hay không, bởi vì quan hệ giữa hắn và Amazon rất thân mật. Popo Roland tướng quân, ngài không cần cảm thấy khó xử, nên làm theo tâm ý của mình. Thẩm lãng nói. Popo Roland trầm tư một lát, nói, chúng ta muốn ở lại, tìm nữ vương Medusa, ta không tin nữ vương đã biết mất khỏi thế giới này, nàng mạnh mẽ như một vị thần, ta không tin nàng sẽ chết. Thẩm lãng gật đầu nói, ta biết, chúc phúc Popo Roland tướng quân, chúc phúc cho kỵ sĩ đoàn Roland. Nữ vương Medusa sở hữu mị lực không gì sánh nổi, tuy đế quốc Witch chỉ treo cờ hiệu của nàng, nhưng vô số người chân chính tín ngưỡng nàng, nguyện ý vì nàng buông tha tất cả, dù cho nàng đã biến mất. Quân đoàn hải tặc Blackbone không cần phải nói, bọn họ là người thân của đảng Long nhất định muốn đi theo thẩm lãng. Người cuối cùng, thân phận phi thường đặc biệt, nàng chính là An Ninh, đại học sĩ của Thiên Nhai Hải Các, bị nữ vương Medusa bắt làm tù binh, nàng cũng trở thành đại học sĩ của Đế quốc Witch. Sau khi nữ vương Medusa biến mất, nàng cũng mất đối tượng thần phục. Hẹn gặp lại. An Ninh nói. Nàng không thể đi theo Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng cũng không tin tưởng nàng, dù sao nàng cũng là người của Thiên Nhai Hải Các, thậm chí Thẩm Lãng còn không muốn mang nàng trở về. Tạm biệt đại học sĩ. Ngay kế, Thẩm Lãng dẫn theo mấy ngàn người rời khỏi thành quyên đi ra mười mấy dặm về sau thẩm lãng nghĩ đến hưu đồng hành cùng hắn đứng trên ngọn núi kia nhìn về thành quyên từ xa thẩm lãng ôm yêu yêu đi lên ngọn núi đó nhìn từ chỗ này sẽ thấy thành quyên hoàn mỹ nhất yêu yêu sống trong thành quyên từ nhỏ đến lớn trước khi rời đi hắn muốn để cho con gái nhìn lại lần cuối mấy năm qua nữ vương medusa và yêu yêu đều sống trong vương cung nhưng hai người không phải chủ nhân của tòa thành kia mà là công chúa helen công chúa helen không có mặt ở đó nữ vương Medusa tạm thời thay nàng bảo vệ tòa thành này. Hiện tại công chúa Helen trở về, nàng tự nhiên sẽ phải rời khỏi. Chỗ này tuy tốt, nhưng không phải quê hương của hắn và nàng. Yêu yêu trợn to mắt, nhìn tòa thành xa hoa kia, dường như muốn nhớ hết từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tiểu bảo bối, cha cho con một nhiệm vụ. Thẩm lãng nói, yêu yêu nhìn sang cha, cha ngập chờ mong. Thẩm lãng nói, chúng ta về nhà, cha sẽ xây cho tiểu bảo bối một thành phố xinh đẹp hơn tòa thành đằng kia nhưng sức tưởng tượng của cha có hạn, không bằng con gái thiên tài, cha giao nhiệm vụ thiết kế cho con nhé. Yêu yêu hưng phấn gật đầu. Thẩm lãng nói, chờ chúng ta xây xong, sẽ đi tìm mẹ, được không? Ân, yêu yêu hôn cha, sau đó nhếch miệng hôn mẹ cứu yêu nhi. Thật là một tiểu bảo bối đáng yêu, luôn nhớ mẹ mới, không để nàng tuổi thân. Cứu yêu nhi cười cười, nàng là người hào phóng, nàng sẽ không để tâm chuyện nhỏ như vậy. Cứu yêu nhi nhìn thành quyên một lúc lâu, mở miệng nói, không cần Helen, ta bảo vệ ngươi đi vào tam giác quỷ. Thẩm lãng kinh ngạc. Đại tỷ, dây thần kinh phản xạ của tỷ không khỏi quá dài à. Chuyện ngày hôm qua, bây giờ tỷ mới nói ra. Thẩm lãng trêu chọc, làm hắn không khỏi nhớ đến một câu chuyện cười. Thẩm lãng, ta thấy mình không sai. Cứ yêu nhi nói, trước đây ta muốn du hành, ngắm nhìn thế giới mới. Hiện tại phải trở về, nhưng không phải vì ta không muốn tiếp tục, mà do thực lực của ta chỉ đủ đi đến nơi đây. Nếu muốn khám phá thế giới thần bí hơn, bản thân phải mạnh hơn nữa thẩm lãng gật đầu nói ừm đại tỷ nói đúng cừu yêu nhi nói ta muốn tự do không muốn bị ràng buộc nhưng ta phải báo thù rửa hận cho cha của chúng ta đoạt lại đại càn như vậy ta mới có thể tiếp tục du hành không thì ta chẳng khác nào một người ích kỷ nói rất hay đại tỷ thẩm lãng nói nhưng ta phải nói rõ một chuyện chúng ta là chị em kết nghĩa cho nên chúng ta ngủ với nhau là hợp pháp cừu yêu nhi nín lặng hắn thật quá bẩn thỉu nàng đang nói chuyện nghiêm túc kết quả hắn lại kéo chuyện nam nữ lên. Nhưng không sao, chuyện đó không ảnh hưởng đến lòng trung thành của nàng, càng không thể làm lỡ chuyện hai người ngủ với nhau, đi thôi, thẩm lãng nói. Sau đó hắn thừa dịp yêu yêu đang chăm chú nhìn thành quyên, hắn nhanh tay vỗ cái mông đĩnh kiều kinh người của cửu yêu nhi. Nếu đổi lại mấy năm trước, cam đoan cửu yêu nhi sẽ vỗ một bạt tai tới, đánh chết thẩm lãng. Nhưng bây giờ thì, mà yêu yêu lại cười khúc khích, dùng đôi tay nhỏ bé che mắt, biểu thị hành động của cha không thích hợp để trẻ con nhìn thấy. Thẩm Lãng vốn nghĩ Yêu Yêu sẽ không nhìn thấy, nhưng đôi mắt của Yêu Yêu sáng cực kỳ. Tiếp đó, Yêu Yêu giang hai tay về phía Cửu Yêu Nhi. Cửu Yêu Nhi kinh ngạc, ôm lấy Yêu Yêu, thân thể nhẹ như không. Thẩm Lãng nói, bảo bối ghét bỏ cha sao? Yêu Yêu ôm cổ mẹ, ngượng ngùng cười. Công chúa Dora đứng bên cạnh, nhịn không được, nói, "Chúa quân, thân thể của ngài quá yếu, Yêu Yêu sợ ngài bế lâu sẽ mệt chết." Nữ nhân chết bầm, nói cái gì? Còn âm dương quái khí, Chẳng lẽ của ngươi cũng bị ngứa, muốn ăn đòn sao? Không lâu sau, bọn hắn lên hạm đội Skeleton, rời khỏi bến tàu Siva, lên đường trở về thành Golden Jay. Lúc mới đi lên chiến hạm, Hila vọt thẳng đến, đoạt lấy tiểu bảo bối yêu yêu. "Ôi trời, thiên sứ hạ phàm sao? Ta thật không dám tin, ngươi sao lại sinh được một tiểu bảo bối xinh đẹp như thế? Yêu yêu của chúng ta không phải nhân loại, con mau nói cho cô cô nghe, đôi cánh của con đâu rồi? Con bay cho cô cô xem được không?" Yêu yêu nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng. Gọi cô cô, Hila nói, cô cô, ngoan lắm. Hila nói, ngươi đừng trách Helen, em ấy chỉ có một phần nhỏ thuộc về ngươi, phần lớn thuộc về đế quốc Zolun. Mà ta thì khác, toàn bộ đều thuộc về ngươi, sau này ta và ngươi sẽ quay lại chém chết tên Solon kia. Tiếp đó, nàng che miệng nói, ta nói như vậy, Helen lại trở thành người không biết tình thân lắm. Helen đương nhiên coi trọng tình thân, thậm chí còn nặng lòng hơn bất kỳ kẻ nào, con người của chị ấy rất hoàn mỹ cho nên chị ấy hiểu được vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, không vì tự bỏ công. Hila nói đúng, Helen có 80% thuộc về Jolan, 20% là chị của hắn, bởi vì nữ hoàng Helen cho chị ấy thừa kế hết thảy, mà không phải Khương Ly cho. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây, nhưng không cần vội vàng quay về. 20 ngày sau, thẩm lã ngồi thuyền, về đến bến tàu thành Golden Jay. Nếu đã phương Đông về phương Đông, phương Tây về Tây Phương, vậy ta không đi lên. Hila nói, Hiện tại ta là người phương Đông, mẹ của ta phản bội Jolan, cha của ta là người phương Đông. Em trai của ta là người phương Đông, yêu yêu của ta là người phương Đông, cho nên ta cũng là người phương Đông. Hila dùng hết lực lượng muốn lấp đầy vết thương vốn không tồn tại trong lòng thầm lãng. Nàng kỳ thực hơi trách cứ Helen, vì sao không đứng bên cạnh em trai của mình, không đấu đến cùng. Như nàng biết Helen quyết định như thế, bản thân cũng hy sinh, trên lưng của nàng gánh lấy trách nhiệm của người dân phía Nam, không thể cô phụ bọn họ. Không phải ai đều như thầm lãng, chỉ lo cho bản thân, không quan tâm bất luận kẻ nào khác. Làm hải tặc tốt nhất, muốn thế nào thì thế đó, muốn làm người phương Đông hay phương Tây đều được, chỉ cần bản thân thích. Hila ôm yêu yêu nói, em mau đi chào đi Bos, chúng ta không đi, đỡ phải làm nữ nhân kia vắt hết óc tìm từ khích lệ chúng ta, cứu yêu nhi cũng không được đi, ta là đại tỷ, do ta quyết định. Cứu yêu nhi mộng, ngươi trở thành đại tỷ của ta từ lúc nào? Thôi được, nếu ngươi muốn thì cứ làm đại tỷ, chuyện này không thể dùng võ công để quyết định, nếu không ta mới là đại tỷ. Sau đó bọn họ trở về thành dây thai, thẩm lãng thì tiến đến phủ công tước, hắn cần cáo biệt đi dù nói thế nào nàng cũng là vợ hợp pháp của hắn tại phương Tây. Thẩm lãng rất nhanh hối hận, bởi vì đi quá hung mãnh, làm hắn nhiều lần mất nửa cái mạng. Ta xin, người đang mang thai đó. Cuối cùng đi nằm trong lòng thẩm lãng, ôn nhu nói, nhanh vậy sao, theo kế hoạch, mấy tháng sau chàng mới đi mà, cũng chế tạo được nhiều hỏa pháo hơn. Thẩm lãng nói, ta đi sớm một ngày, Helen sẽ nợ Jolan ít hơn một ngày. Bây giờ ta chỉ là một con trùng, liều mạng hút máu ở đất Jolan mà thôi. Không đúng, thiếp mới là con trùng kia, liều mạng hút khô máu của chàng. Dibos mềm mại ôn nhu nói, nếu vậy, quan hệ giữa chàng và Helen sẽ có vết rách sao? Sẽ không, thẩm lãng nói, chị ấy làm không sai. Hơn nữa cho đến bây giờ, chỉ có ta thiếu chị ấy, chứ chị ấy không nợ ta gì cả. Dibos nhìn trầm lãng, nắm lấy tay của hắn đặt lên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Công chúa Helen cho chúng ta nhiều thứ, nhưng vinh quang của con chúng ta, vinh quang của gia tộc Russo đều nằm trong tay của chàng. Sau khi trở về, chàng nhất định phải thắng, để cho bọn họ ngẩng đầu lên mà nhìn. Những lời này quá hiện thực, lại vô cùng chân thực, nói ra lời như vậy mới là sự chân thành của Dibos. Ngày trở về phương Đông càng ngày càng gần. Thành Golden Age và thành Jade Thai đều đang chuẩn bị, hạm đội của thẩm lãng càng ngày càng lớn. Đại quân của thẩm lãng chỉ có 5 vạn, một vạn thợ thủ công, thợ rèn, vân vân vẫn còn bốn ngàn con chiến mã của bộ lạc amazon cho nên cần vô số hạm thuyền vô số lương thảo tại bến tàu thành dây thai và bến tàu thành golden dây vật tư trồng chất như ngọn núi chỉ riêng lễ vật của dibosa lại vượt quá năm chiếc thuyền lớn người nhà của thẩm lãng đều được nàng tặng lễ vật ngay cả kim hối và trịnh hồng tuyến đều có nàng còn yêu cầu thẩm lãng lập một danh sách của gia đình viết rõ tên và tuổi của từng người thành dây thai ngừng lại mọi việc toàn lực sản xuất chế tạo hỏa pháo xưởng thuốc nổ cũng vậy điên cuồng chế tạo thuốc nổ, hơn nữa chủ yếu chế tạo loại tình nguyện trẻ, bởi vì cái đồ chơi này thật sự quá ổn định. Không chỉ như thế, Thẩm Lãng còn khai thác quặng kali nitrat chứa đầy 30 chiếc thuyền, bởi vì phương Đông rất khó tìm quặng kali nitrat. Sau đó đợi chiến hạm cải tạo hoàn tất, đồng thời lắp đặt hỏa pháo lên truyền. Thời gian trôi nhanh, lại qua 20 ngày. Hôm nay là một ngày vĩ đại, 100 chiến thuyền của Thẩm Lãng đã cải tạo hoàn tất, lắp đặt hơn 1300 hỏa pháo, ít hơn kế hoạch khoảng 200 khẩu, nhưng vẫn là một con số kinh người. Bến cảng thành Golden Gate bị phong tỏa, không ai được đến gần, rời bến. Mệnh lệnh hạ xuống, 100 chiến thuyền rời bến, hướng về biển cả mênh mông. Không chỉ bến tàu, hôm nay ngoài biển cũng bị phong tỏa, không cho phép đội thuyền nào được đi qua. Khi đội quân của thẩm lãng cách đất liền ngoài mấy trăm dặm, kéo vải xuống, một mệnh lệnh được hạ xuống. Tất cả vải dùng để che đậy hỏa pháo đều bị kéo xuống, để lộ ra hỏa pháo đe nhánh. Nhiều vô số kể. 100 chiến thuyền trang bị hỏa pháo. Trong số đó có 20 chiến thuyền lớn, còn lại là thuyền cỡ chung và thuyền cỡ nhỏ. Thế nhưng đầy đủ làm người khác chấn động. Cuối cùng hoàn tất. Thẩm lãng đến phương Tây lắc lư một năm rưỡi, chỉ vì chi hạm đội này, hiện tại đại công cáo thành. Hắn cuối cùng đã tạo ra hạm đội vô địch, không cách nào tưởng tượng nổi, thế giới này còn có hạm đội gì địch nổi hạm đội của hắn. Từ khi kế hoạch được định ra, chi hạm đội này đã định trước sẽ quét ngang biển cả, làm cho cả thế giới khiếp sợ, khai hỏa, lại thêm một mệnh lệnh hạ xuống, mấy trăm hỏa pháo đồng thời bắn, ầm ầm âm, âm. tiếng nổ chấn thiên địa. mấy trăm đạn pháo bay như sao băng, dễ dàng bắn xa hơn trăm mét. Sau đó, một chiếc thuyền lớn nơi xa được chuẩn bị để làm bia ngắm, bị mưa đạn cuồng oanh loạn tạc, chết để tử phân ngũ liệt. trong sát na phảng phất như bị cự nhân vỗ một trưởng đánh chìm. thẩm lãng thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. có người an gian, hỏa pháo tinh chuẩn hơn máy bắn đá nhiều lắm, nhưng muốn bắn một lần liền trúng đích hầu như hoàn toàn không thể ít nhất phải bắn thử mấy chục lần mới dần dần ngắm chuẩn được đồng thời trúng mục tiêu có người đặt thuốc nổ trên thuyền cho nổ thuyền phải không rất nhanh thẩm lãng phát hiện không phải an gian bởi vì đám hải tặc scatterlong và kỵ sĩ đoàn phương đông đang đứng ngây người bọn họ kinh ngạc nhìn nhau thấy thấy quỷ sao lần đầu bắn thử lại trúng đích còn bắn nát thuyền bia nhưng theo kế hoạch kế tiếp còn phải bắn thêm mấy chục lần bây giờ thuyền bia không còn không có mục tiêu kế tiếp còn bắn thử cái giám đây đây là kỵ sĩ đoàn phương đông phấn chấn chuyện này chứng minh cái gì chứng minh ông trời đang giúp bệ hạ trở về phương đông đại nghiệp tất thành ý trời là ý trời trong nháy mắt mấy vạn người đồng thời hô to trời phù hộ bệ hạ trời phù hộ đại càn muôn năm muôn năm vạn vạn tuế bảy ngày sau một ngày tốt lành thời gian lên đường chính thức chạy thẩm lãng dẫn dắt quân đoàn amazon dẫn dắt đảng sketlerlong dẫn dắt hạm đội vô địch ly khai phương Tây. Chàng không được quên lời thiếp nói, vinh quang của gia tộc Russo phụ thuộc vào chàng. Con của chúng ta cũng dựa vào chàng. Còn nữa, nhất định phải viết thư cho thiếp. Công tước đi xa ôn nhu nói lời từ biệt. Thẩm lãng xoa bụng của nàng, sau đó bước lên chiến thuyền Skaterlong, xuất phát, thẩm lãng hạ lệnh, hạm đội khổng lồ rời bến. Ngay lúc này, trên đất liền xuất hiện một thân ảnh. Công chúa Helen cưỡi bạch mã chạy đến. À không đúng, hiện tại phải gọi nàng là phó hoàng lấy tu vi của nàng hoàn toàn có thể lướt sóng đi thẳng đến chiến thuyền của thẩm lãng nhưng nàng không làm như vậy mà cưỡi ngựa chạy theo hạm đội của thẩm lãng hạm đội của thẩm lãng nhanh nhưng lại không nhanh bằng ngựa của nàng cứ đưa tiễn như vậy đưa đến phần cuối của hành tỉnh way đưa tiễn hơn 200 dặm sau đó nàng giơ tay lên cao phất phất tay tạm biệt em trai của ta em đừng trách chị chị rất yêu thương em thẩm lãng ôm yêu yêu vẫy vẫy tay chào helen tạm biệt chị em không trách chị thật sự không trách chị đâu. Mà ngay lúc này, phía tây hành tỉnh Jade cạnh bờ biển vẫn còn một nữ nhân lặng lẽ vẫy tay chào hắn. Nàng chính là hắc quả phụ hưu, tình nhân của thẩm lãng. Tạm biệt tình nhân yêu dấu của ta. Hưu lẩm bẩm, ta hy vọng chàng thành công, ngày sau ngẫu nhiên nhớ đến ta, vậy ta thỏa mãn lắm rồi. Nàng đưa mắt nhìn hạm đội của thẩm lãng, biến mất nơi xa. Đô thành Việt Quốc, thiên Việt thành. Bên trong lãnh cung, Ninh Nguyên Hiến đang ngồi run lẩy bẩy. Chứng bệnh Parkinson nghiêm trọng hơn xưa, chẳng những không thể đi lại, không cách nào đứng lên, hai tay nhấc không nổi, còn mỗi ngày đều run rẩy. Ông mới 60, nhìn như một lão già 80 tuổi, tóc bạc trắng bị rụng còn lại không nhiều. Một nữ nhân đang vắt khô khăn lông nóng, nhẹ nhẹ lau sạch thân thể gầy gò của Ninh Nguyên Hiến, nàng không phải biện phi, mà là Tô Phi, mẹ của hoàng tử Ninh Cảnh. Thân thể của Ninh Nguyên Hiến gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, không đủ 70 cân. Trà lau sạch sẽ thân thể, Tô Phi cẩn thận mặc quần áo cho ông, sau đó cầm sách đọc cho ông nghe. Ninh Nguyên Hiến không phản ứng gì, ánh mắt đờ đẫn, thân thể run rẩy, ngẫu nhiên còn chảy nước miếng. Đọc sách hơn nửa canh giờ, Tô Phi khẽ nhíu mày, sao còn chưa đưa cơm đến, muộn hai khắc rồi. Lại qua thêm một khắc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một thân ảnh đi tới, quỳ xuống trước mặt Ninh Nguyên Hiến, dập đầu nói, nhi thần tham kiến phụ vương. Người này chỉ còn một tay, là thái tử Ninh Dực, từng bị vua căng bắt giữ trong thời gian dài. Tô Mẫu, con đưa cơm cho phụ hoàng. Ninh Dực nói. Tô Phi thận trọng nói, Ninh Dực có tâm, hay để ta làm cho. Ninh Dực nói, phận làm con, phải hiếu thuận, đút chút cơm thì tính là cái gì. Tô Phi lập tức khiếp đảm, thối lui sang một bên. Ninh Dực cầm chén cháo đặt lên bàn, dùng muỗng múc cháo đưa đến miệng Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến không phản ứng chút nào, mở miệng ăn theo bản năng, như một kẻ ngốc, không biết mọi thứ chung quanh. Phụ vương biết không, Việt Quốc cải cách, không còn thượng thư đài, chỉ có nội các, chúc hoàng chủ trở thành thừa tướng. Ninh Nguyên Hiến vẫn không phản ứng chút nào. Ninh Dực tiếp tục đút cháo cho Ninh Nguyên Hiến, một muỗng lại tiếp một muỗng, Ninh Nguyên Hiến thì đờ đẫn mà nuốt. Khương quốc đã diệt vong, sau khi nữ vương Arunana rời đi không lâu, nội bộ Khương quốc xảy ra nội chiến, đánh hơn một năm, những thủ lĩnh bộ lạc kia vì tranh đoạt vương vị, đánh tới đầu rơi máu chảy. Càn quốc xuất binh tiêu diệt, Khương quốc hoàn toàn chìm xuống dòng sông lịch sử, nếu con nhớ không lầm, phụ vương chút xuống vô số tâm huyết nâng đỡ Khương quốc, hiện tại nó diệt vong, người cảm thấy thế nào? Ninh nguyên hiến vẫn không phản ứng đại nam quốc cũng đã diệt vong rơi vào tay giặc di tích thượng cổ bị thiên nhai hải các chiếm lĩnh người còn không biết sở dĩ vua căng quật khởi nhanh như vậy đều nhờ di tích thượng cổ kia gã đi vào không tốn chút sức nào bởi vì di tích đó Khương ly đã khai phá vua căng nào có bản lãnh lớn như vậy thống nhất tộc sa man chỉ trong vòng mấy năm nhưng mà phải nói vua căng thật sự lợi hại sau khi thẩm lãng chạy trốn gã dám dẫn theo mấy vạn người chống đỡ hơn một năm sau khi đại nam rơi vào tay giặc gã lui đến tộc Saman, ẩn núp trong núi rừng, bởi vì nơi đó là nhà của tộc Saman, bọn họ cứ như đám khỉ, trốn trong sơn động, tránh trong rừng, làm người ta khó lòng phòng bị. Ninh Kỳ xuất lĩnh 30 vạn đại quân, đánh trọn nửa năm cũng không thành công. Thế nhưng bọn họ không biết gì về quân lực của Đại Viêm, hoàn toàn không biết gì về thiên nhai hải các và phù đồ sơn, chỉ dựa vào núi rừng thì làm sao chống đỡ được. Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh một vạn huyết hồn quân, quét ngang tung hoành vô địch, vua căng thảm bại tử thương vô số tộc sa man cũng gặp tai họa ngập đầu con được trúc hồng tuyết cứu ra nói thật con rất cảm kích bây giờ muốn nịnh bợ cũng không được người biết không vua căng cuối cùng chạy đến phía nam tộc sa man trốn tới quỷ hồn sơn nơi đó bị trúc hồng tuyết phóng hỏa đốt chọn mấy tháng chỉ sợ vua căng đã bị thiêu thành cho rồi khu rừng mấy ngàn dặm của tộc sa man đều bị cháy hết sạch thật là thảm bây giờ đất sa man cần cỗi cỏ cây không sống nổi trúc hồng tuyết thật độc ác giết mấy vạn người đốt hết khu rừng mấy ngàn năm đó là kết quả khi trung thành với thẩm lãng ninh nguyên hiến vẫn không phản ứng tựa như không nghe được đúng rồi còn biện tiêu người còn nhớ không ông ta rất trung thành với người 10 vạn đại quân của ông ta không phải mạnh nhất việt quốc sao Vèn vẹn bị diệt trong vòng 3 ngày trúc hồng tuyết xuất lĩnh không đến một vạn quân huyết hồn lại dễ dàng đánh bại 10 vạn quân của biện tiêu ông ta cũng không biết gì về thiên nhai hải các cả thẩm lãng nghĩ rằng mình nghiên cứu huyết mạch rất sâu tạo ra hai đội quân nết bàn nhưng mấy ngàn năm trước thiên nhai hải Các đã bắt đầu nghiên cứu huyết mạch bọn họ còn nghiên cứu sinh mệnh bản lĩnh cải tạo huyết mạch của thẩm lãng đứng trước mặt thiên nhai hải Các, lại ngây thơ đến buồn cười biện tiêu và trương sung đều bị giam trong tù nghe những lời này ninh nguyên hiến vẫn không phản ứng như cũ ninh dực nói không phải chứ người quên luôn hai người họ rồi sao không nên không nên ninh nguyên hiến vẫn đờ đẫn như cũ ninh dực nói phụ vương người bệnh thật hay đang giả vờ những người khác thì không nhớ lại nhớ tên ninh chính kia đến bây giờ ninh chính vẫn không chịu phản bội thầm lãng nghe thấy hai chữ ninh chính ánh mắt của ninh nguyên hiến hơi động phảng phất như đang nhớ lại ninh ninh chính ninh nguyên hiến lắp bắp nói tiếng nói rời rạc lập lại không nên lời đúng đúng là ninh chính đứa con mà người thương nhất người biết nó bây giờ ra sao không ninh rực hỏi ninh nguyên hiến như đang cố gắng nhớ lại nhưng nhớ không nổi sau đó buông xuôi ánh mắt đờ đẫn thêm lần nữa ninh chính bị thẩm lý công khai nhưng dù chết vẫn không nhận tội, không thừa nhận thẩm lãng phản bội, không thừa thẩm lãng là kẻ thù của mình. Cho nên bị phán tội chết, không lâu nữa sẽ bị chém đầu, dù sao Ninh Hàn chỉ đảm bảo tính mạng của người, chứ không quan tâm đến Ninh Chính. Phụ vương, người nhanh tỉnh lại, đứa con mà người thương nhất sắp bị chém đầu rồi, người còn thờ ở sao? Chém, chém, Ninh Nguyên Hiến vẫn không thể nói thành lời. Ninh rực nhau mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của Ninh Nguyên Hiến, chẳng lẽ thật sự điên rồi sao? lại múc thêm một muỗng cháo, đút cho Ninh Nguyên Hiến. Ninh Dực nói tiếp, đúng vậy, còn Thẩm Lãng, khi hắn tiến vào tam giác quỷ, bị xét đánh chết rồi. Thẩm, Thẩm Lãng, chết, chết. Ánh mắt của Ninh Nguyên Hiến chợt động, liều mạng nhớ lại, cuối cùng vẫn không nhớ được gì. Ninh Dực nhìn Ninh Nguyên Hiến, theo dõi một lúc lâu. Phụ vương ăn nữa không? Ninh Dực hỏi, ăn, ăn, Ninh Nguyên Hiến nói theo bản năng. Ninh Dực đút cho một muỗng nữa, Ninh Nguyên Hiến lại ăn tiếp. Ninh Dực nói, phụ vương à, Cháo này để mấy ngày rồi, sớm đã thiêu mốc, người còn muốn ăn sao? Ăn, ăn, Ninh Nguyên Hiến lắp bắp nói. Ninh Dực cười to, vậy phụ vương phải cố gắng ăn hết nha. Sau đó gã đổ bát cháo thiêu lên đầu Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến ngẩng đầu lên, lè lưỡi liềm, ăn rất ngon. Trong vương cung Ninh Thiệu hỏi, điên thật hay giả? Ninh Dực nói, chắc là thật, không thì lão già đó giả bệnh làm cái gì. Chẳng lẽ chờ thẩm lãng đánh trở lại sao, chờ hắn chạy ra tam giác quỷ sao, hắn đã sớm chết rồi, thi thể không còn. Ninh Thiệu không nói gì, im lặng trầm tư. Từ xưa đến nay đều như vậy, Ninh Thiệu vốn trầm mặc ít nói, làm người ta không biết hỉ nộ ái ố của bản thân. Ninh Dực nói, bệ hạ, thẩm lãng đã chết, mãi mãi không về nữa, ngài có chúc hồng tuyết chống lưng, có thiên nhai hải các ủng hộ, có thông thiên tự giúp đỡ, còn có đại viêm, cho nên buông tay làm thôi. Ninh Chính bên kia không cần thẩm vẫn nữa, còn biện tiêu, trương sung, cứ giết cho xong, nếu ngài không muốn làm, vậy giao cho ta. Sau khi thẩm lãng rời đi, Việt Quốc tiến hành bắt giữ quy mô lớn. Ngày đầu bắt mấy ngàn người, về sau tăng lên mấy vạn người, mười mấy vạn người, nhiều người bị liên lụy, thậm chí học sinh của quốc tử giám, ai quan hệ tốt với Kim Mộc Thông đều bị bắt. Nói chung ai liên quan đến thẩm lãng, đều bị nhổ tận gốc. Ninh Thiệu nói, chúng ta còn bao nhiêu quân? Ninh Dực nói, chúng ta còn 20 vạn quân, cộng thêm liên quân, thì có hơn 30 vạn. Ninh Thiệu nói, hải quân thì sao? Ninh Dực nói, có một vạn năm ngàn quân và hai ngàn chiến thuyền. Việt quốc vốn không có nhiều hải quân như vậy, chi hải quân này bao gồm nhiều quân đoàn tạo thành, hải quân của Việt quốc trên danh nghĩa mà thôi. Bệ hạ, hoàng đế đích thân sắc phong ngài làm Việt vương, ngài chỉ cần thanh thản làm đại vương của mình thì được rồi, thẩm lãng đã chết, hắn không trở về được đâu, vị trí của ngài vững như Thái Sơn. Sao ngài không hạ chỉ, giết hết những người liên quan đến thẩm lãng, giữ bọn họ lại làm cái gì, nuôi không uổng lương thực sao? Việt vương ninh thiệu lại im lặng, Ninh Dực âm thầm oán hận trong lòng, vương vị này vốn dĩ là của gã, bây giờ lại nằm trong tay của Ninh Thiệu, con của một cung nữ. Thế nhưng Ninh Dực lại tràn ngập sợ hãi Ninh Thiệu, thậm chí còn không biết cảm xúc sợ hãi này đến từ đâu, thành nộ chiều. Chiến lợi phẩm đắc ý nhất của Thẩm Lãng, trong kế hoạch cách biển làm vua, hắn xây dựng nơi đây thành cơ nghiệp trăm năm của gia tộc Kim Thị, kết quả bởi vì biến cố kinh thiên kia, thân phận của hắn bị lộ, gia tộc Kim Thị đánh mất thành nộ chiều, đánh mất tất cả đất đai. Hôm nay thành nội triều đã trở thành căn cứ hải quân của Việt Quốc. Một năm rưỡi trước, Đại Viêm vận dụng hải quân phong tỏa hai vạn dặm hải vực, Đại Hải quân trùng điệp xuống Nam, phong tỏa đường biển, muốn giết chết Thẩm Lãng. Đại Hải quân do mười mấy quốc gia, mười mấy thế lực kết thành liên quân, sau khi Thẩm Lãng biến mất, Đại Hải quân giải tán, nhưng vẫn còn một phần ba quân lực chiếm giữ hải vực phía Đông, bố trí thiên la địa võng. Bởi vì Thẩm Lãng cuối cùng chỉ biến mất trong Tam Giác Quỷ, sinh tử còn chưa biết, 15 vạn hải quân phải giám thị vùng biển này, mỗi thời mỗi khắc, không buông tha dù gió thổi cỏ lay. Vạn nhất thẩm lãng quay lại, 15 vạn hải quân sẽ dễ dàng đập chết hắn. Như vậy ai thống soái chi hải quân này? Chính là Yến Nan Phi, đại tông sư của Việt Quốc, trưởng môn của Nam Hải Kiếm Phải, nhân vật số 2 của gia tộc Tiết Thị, thủ lĩnh của chi thế lực Phù Đồ Sơn ở Việt Quốc. Năm xưa thẩm lãng và Tiết Thị đánh một trận hải chiến. Thẩm Lãng lợi dụng thiên tai làm cho hạm đội của gia tộc Tiết Thị bị diệt. Sau trận chiến đó, Thẩm Lãng tiến hành đại lùng bắt, thành công bắt được thế tử tiết bàn nhưng từ đầu tới đuôi không tìm thấy yến nam phi lúc đó yến nam phi đi đâu ông ta cầm theo cổ độc của phù đồ sơn dự định len lén ẩn núp đến thành nội triều diệt toàn tộc kim thị cho thẩm lãng một kích trí mạng nhưng mà ông thất bại bị ngăn cản rất nhanh sau đó xảy ra biến cố kinh thiên kia thẩm lãng biến mất yến nam phi thì nhờ quan hệ của phù đồ sơn trở thành thống soái của chi hải quân này tiết triệt chết yến nam phi trở thành bá tước vũ an đồng thời đổi tên thành tiết nan phi nhưng người ta vẫn gọi ông ta là Yến Nam Phi như trước. Gia tộc Tiết Thị không thể lấy lại đảo Nam Châu bởi vì Phù Đồ Sơn phát hiện di tích to lớn trong lòng đất, cho nên đảo Nam Châu bây giờ trở thành lãnh địa của Phù Đồ Sơn. Nhưng không thể làm Yến Nam Phi lạnh lòng, liền giao thành nội triều và toàn bộ quần đảo Lôi Châu cho gia tộc Tiết Thị. Bây giờ Yến Nam Phi chẳng những là thống soái của 15 vạn hải quân, còn là chủ nhân của quần đảo Lôi Châu. Không chỉ thế, ông ta còn là phó sứ su mật viện, coi như nhân vật số 2 của Việt Quốc. Nhờ thẩm lãng, thành nội triều mới trở thành trung tâm thương mại của hội thiên đạo mà bây giờ hội thiên đạo không còn quyền mua bán tại thành nội triều nữa quyền mua bản đã rơi vào trong tay hội ẩn nguyên không chỉ thành nội triều kỹ thuật làm gương cũng bị hội ẩn nguyên cướp đoạt hội thiên đạo vừa sắp quật khởi lập tức bị đánh vào bụi bậm thật sự đúng như câu nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bây giờ thành nội triều vẫn là trung tâm thương mại ngoài biển của việt quốc thậm chí còn trở thành trung tâm thương mại vùng biển phía nam của đại viêm mua bán tấp nập phồn vinh hơn trước nhưng hết thảy đều không liên quan đến hội thiên đạo hoàng đồng và cao tầng hội thiên đạo bởi vì quan hệ với thẩm lãng đều bị bắt giam hội thiên đạo nhận đà kích trí mạng bên trong pháo đài lớn của thành nô triều yến nan phi đứng chỗ cao ngắm nhìn hướng đông nam chưa thấy xác của thẩm lãng yến nan phi vẫn tin hắn còn sống nhất định sẽ trở về sau ngài lại mặt ủ mày trau như thế thẩm lãng chết rồi không thể về nữa đâu người nói chuyện là một nữ nhân cũng là một người quen nàng là trác chiêu nhan thân phận mặt ngoài của nàng là ngoại thất của thái tử ninh dực thân phận chân thật thì đại biểu cho công chúa ninh hàn thân chịu sứ mệnh tìm kiếm dư nghiệt của khương ly thân thế của thẩm lãng bị vạch trần trác chiêu nhan cũng có công cho nên được thưởng gia tộc trác thị khôi phục tước vị ba tước an đình phủ sống lại một lần nữa em trai của trác chiêu nhan là trác nhất tâm trở thành an đình bá của tân việt quốc nhưng gã chỉ là an đình bá trên danh nghĩa mà thôi người nắm quyền nói chuyện vẫn là trác chiêu nhan đất phong của gia tộc trác thị ở đâu chính là huyền vũ hầu phủ tòa thành mấy trăm năm của gia tộc kim thị bây giờ về trong tay của trác chiêu nhan hết thảy sau khi nhận được đất phong của gia tộc kim thị trác chiêu nhan và yến nam phi kết thành minh hữu chính trị nàng thường đến thành nội triều bàn chuyện tiết tức ra ngài nghe không chúng ta nên thúc đẩy mộ dịch của thành nội triều thêm nữa thẩm lãng chết rồi không bao giờ về đâu trác chiêu nhan nói chuyện mộ dịch của hai nhà chúng ta tiếp tục không toàn bộ ruộng dâu của kim thị đều về tay của trác thị Bây giờ Trác thị đã trở thành thương nhân buôn bán tơ lụa lớn nhất. Nàng muốn thông qua Yến Nam Phi bán tơ lụa đến Trư quốc ở vùng biển phía nam. Ngươi quên thật sao, Thẩm Lãng đi chưa lâu, các ngươi đều quên hắn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Yến Nam Phi cười lạnh nói, các ngươi coi thường hắn, nhưng ta không dám, 15 vạn quân của ta sẽ không lơ là. Nghe Yến Nam Phi nhắc đến 15 vạn hải quân, chắc Chiêu Nhan không khỏi đố kỵ đến thổ huyết. Hạn đội 15 vạn quân lấy danh nghĩa của Việt quốc, thực tế thì là liên quân của nhiều nước thậm chí còn có hải tặc và lính đánh thuê của các nước phương Bắc, nhưng bây giờ tiện nghi cho Yến Nan Phi. Chi hải quân này còn mạnh hơn gấp 5 lần hải quân của gia tộc Tiết Thị thời đỉnh phong, hơn nữa quân phí đều do hội ẩn nguyên trả. Con, con, con. Ngay lúc này, bên ngoài khơi vang lên tiếng chuông. Một chi hạm đội nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, che khuất cả vùng biển, lít nhá lít nhít. Đó chính là hải quân của Việt Quốc. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, giám thị vùng biển này mỗi thời mỗi khắc, nhất là phương hướng tam giác quỷ, nếu thấy bất cứ chiếc thuyền nào, bọn họ sẽ tấn công tiêu diệt. Nhìn thấy hạm đội to lớn của mình, Yến Nam Phi cảm nhận được sức mạnh không gì sánh được. Thẩm Lãng, ta không biết ngươi sống hay chết, dù bất kể thế nào, ta đã bố trí xong Thiên La Địa Võng, chờ ngươi đến, chỉ cần ngươi xuất hiện, 15 vạn quân của ta sẽ nhấn chìm ngươi, chết không chỗ chôn. Phương Tây cách phương Đông thật sự quá xa. Hạm đội của Thẩm Lãng đi chọn 3 tháng, trong tầm mắt vẫn chỉ là biển rộng mênh mông, phảng phất như mãi mãi không đến chỗ muốn đến. Tình hình như thế, hầu như làm cho bất luận kẻ nào đều sẽ hỏng mất. Lúc này, đảng Skeeterlong và quân đoàn Amazon hiển lộ rõ ràng chỗ cường đại. Bọn họ nhìn như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi ngày đều tràn đầy phấn khởi, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Không chỉ như vậy, các nữ chiến binh Amazon mỗi ngày đều nhảy xuống biển luyện võ, nhất là công chúa Dora, mỗi ngày đều nhảy xuống biển luyện đao. Cách phương Đông càng gần, các nàng luyện võ càng điên cuồng, khát vọng chiến đấu đám hải tặc Sketalong thì tính toán chặng đường và ngày tháng, chỉ hận thời gian trôi qua quá chậm, bọn họ muốn chạy đến phương đông ngay lập tức để đại khai sát giới. Bọn họ muốn thử vũ khí mới, chiến hạm hỏa pháo, uy lực vô song. Còn chưa đến phương đông sao, ta muốn phá hủy hết chiến hạm mà ta nhìn thấy trên biển đông, ta muốn cho bọn chúng biết thế nào là hủy diệt, cái gì là tuyệt vọng. Đây là câu nói hàng ngày của Hila. Nói đến người chờ mong nhất, không ai khác ngoài tiểu bảo bối yêu yêu. Mộc Lan tiếp nhận tẩy tủy dịch, huyết mạch thuế biến, nàng thức tỉnh năng lực cảm nhận thiên nhiên, biết trước địa chấn và bão táp sẽ xuất hiện khi nào ở đâu. Mà tiểu bảo bối yêu yêu thì càng kinh người hơn, phảng phất như bảo bối là thiên thần của đại dương. Ban đầu thẩm lãng không để ý lắm, cá voi cá heo bơi theo hạm đội của hắn, càng ngày càng nhiều. Cả heo vốn thích bơi theo thuyền, nhiều người tưởng rằng bình thường, nhưng thật sự nhiều cá heo cá voi lắm, lít nha lít nhít vô số kể, không chỉ cá heo và cá voi, còn có những sinh vật biển khác. Về sau Hila phát hiện, những sinh vật biển này đều bơi theo hướng của bọn họ. Hơn nữa mỗi khi tiểu bảo bối yêu yêu xuất hiện, đám sinh vật biển liền bị kích thích, nhất là cá heo, liều mạng phóng lên, hưng phấn kêu to. Làm thẩm lãng nghĩ đến một hình ảnh. Hải thị thận lâu kia, thời điểm hình ảnh nữ hoàng Medusa xuất hiện, vô số hải quái đều trầm mê, ngơ ngác nhìn nàng mà rơi lệ. Yêu yêu có hai mẹ, cứu yêu nhi và Medusa, linh hồn và trí tuệ của yêu yêu hoàn toàn di truyền từ Medusa. Cho nên thẩm lãng không khỏi nghĩ đến khả năng nào đó thân thể của yêu yêu rất yếu thầm lãng luôn lo lắng bởi vì phải đi biển mấy tháng dài người khỏe mạnh còn chịu không nổi huống chi yêu yêu nhưng mà không ngờ sau khi rời bến ra khơi tiểu bảo bối yêu yêu chẳng những không mệt mỏi ngược lại còn rất vui vẻ tinh thần sáng láng lúc này yêu yêu được hila la ôm đang vẻ tranh trước hạm đội một đàn cá heo đang nhảy lên khỏi mặt biển bơi lội tung tăng như đang nhảy múa vui sướng kêu to tiểu bảo bối nâng bút vẽ chúng nó kỹ năng hội họa của bảo bối đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa làm thẩm lãng phải xấu hổ khi cầm bút lên bảo bối dùng nét vẽ đơn giản nhất phát họa thế giới bảo bối không thể như cha vẽ ra bức họa chân thật như ảnh chụp nhưng bức tranh của bảo bối lại tràn ngập linh khí đang chăm chú vẽ yêu yêu đột nhiên dừng lại cha yêu yêu gọi thẩm lãng bảo bối sao vậy thẩm lãng đưa tay bế yêu yêu cánh tay nhỏ của yêu yêu chỉ phía trước thẩm lãng kinh ngạc phía trước không có gì cả mấy giờ sau một kỳ cảnh thiên địa xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Đến tam giác quỷ, thẩm lãng lần nữa nhìn thấy một màn chấn nhiếp nhân tâm. Như thể bọn họ đi đến nơi tận cùng của thế giới, bóng tối vô tận bao phủ hải vực phía trước, tựa như một bức tường ngăn cách giữa bầu trời và hải dương, dài hàng ngàn dặm. Vô số sấm sét lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, giống như lôi long, ánh mặt trời đều không thể chiếu xuống, như thể ánh sáng bị bóng tối thôn phệ, cả hải vực vĩnh viễn u ám, như ngày tận thế. Thủy hình khu vực này như hình tam giác, lần trước thuyền của Mộc Lan đi vào từ phía bắc, vị trí hiện tại của Thẩm Lãng thì ở phía đông. Cục cưng Mộc Lan đang ở trong Tam Giác Quỷ, gia tộc Kim Thị, Bảo Bảo Thẩm Mật, Thẩm Giã, Thẩm Lực đều đang chờ hắn. Giác Tang thúc, thông soái toàn bộ hạm đội ở lại bên ngoài. Thẩm Lãng nói, "Được." Giác Tang nói. Sau đó Thẩm Lãng đổi qua một chiếc thuyền đặc chế, phòng ngự sấm sét. Hila và cừu Yêu Nhi làm bạn bên cạnh hắn, hơn trăm thủy thủ Long dũng cảm nhất sẽ điều khiển chiếc thuyền này đi vào trong Tam Giác Quỷ. Bỗng nhiên, yêu yêu giang hai cánh tay ra, muốn thẩm lãng bế. Thẩm lãng lắc đầu nói, không được, bảo bối không thể đi, cha sẽ dẫn em trai em gái đi ra gặp con, được không? Thế nhưng yêu yêu lại ôm lấy bắp đùi của thẩm lãng, đôi mắt biết nói hiện lên vẻ kiên định không gì sánh được, làm cho người ta quên rằng bảo bối chỉ có 7 tuổi. Hila nói, em à, yêu yêu rất phù hợp với đại dương, hơn nữa tam giác quỷ tương tự như phế tích Lost, đều được nữ hoàng Medusa thống trị, yêu yêu tới đây có lẽ là ý trời. Nhưng Thẩm Lãng thật không nỡ để Yêu Yêu mạo hiểm. Hila nói, ta rất thương Yêu Yêu, nhưng thẩm lực, thẩm dã, thẩm mật đều đi vào trong tam giác quỷ, còn không phải bình an vô sự sao? Thẩm Lãng do dự một lúc lâu, hắn biết Hila nói đúng, nhưng đó là bất đắc dĩ, nếu có sự lựa chọn khác, hắn tuyệt sẽ không bao giờ để cho người thân của mình đi vào trong đó. Bảo bối rất muốn đi theo cha sao? Thẩm Lãng hỏi. Yêu Yêu dùng sức gật mạnh đầu, giang hai cánh tay về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trượt cắn răng, ôm lấy Yêu Yêu đi qua chiếc thuyền đặc biệt kia hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích yêu yêu là tinh linh do ông trời gửi xuống cho cha xuất phát thẩm lãng hạ lệnh chiếc thuyền chậm rãi đi vào trong tam giác quỷ cục cưng mộc lan ta đến đây nếu như nói từ khi thẩm lãng đến thế giới này nữ nhân nào xui xẻo nhất vậy chẳng còn ai khác ngoài từ thiên thiên nàng toàn sống trong bi kịch nàng bị hai cha con trương sung làm cho cửa nát nhà tan bị trầm lãng hại tán ra bại sản sau đó nàng mượn tiền của thẩm lãng thật vất vả đông sơn tái khởi khôi phục vinh quang kết quả thẩm lãng lại gặp chuyện không may sau khi thân phận của thẩm lãng bị vạch trần từ thiên thiên phản ứng giống như những người khác cái cái gì tên cặn bã kia là con của bệ hạ khương ly thật sao ông trời bị mù rồi hả hắn là một tên lưu manh chính cống người như vậy sao xứng đáng làm con của bệ hạ khương ly hắn còn không xứng làm chồng của kim mộc lan nhiều lắm thì xứng với từ thiên thiên ta sau đó từ thiên thiên đối mặt một lựa chọn có nên chạy nạn theo gia tộc Kim Thị không? Cuối cùng nàng quyết định không làm vậy, bởi vì nàng không phải người của Thẩm Lãng. Hơn nữa nàng còn người nhà, không thể ích kỷ. Nàng chọn bỏ trốn theo cách khác, quăng bỏ tất cả gia nghiệp vất vả kinh doanh được. Trái tim của nàng hỏng mất. Tên hỗn đàn kia, trời sinh người xuống khác ta. Nàng dẫn theo người nhà chạy trốn, ẩn cư trong núi, nơi vắng vẻ thế này, địch nhân chắc sẽ không tìm tới. Hơn nữa nàng cảm thấy mình và Thẩm Lãng cũng không có quan hệ gì, nhưng nàng vẫn xem nhẹ. Chuyện của thẩm lãng liên lụy rất đáng sợ, đừng nói đến quan hệ giữa hắn và nàng, ngay cả bạn học của Kim Mộc Thông còn bị bắt. Chỉ mới hơn một năm, hơn một vạn người bị giết, kế tiếp còn rất nhiều sẽ chết. Nàng trốn được ba tháng, toàn bộ gia đình của nàng bị bắt, chắc chiêu nhan phải người đến bắt. Từ thiên thiên vốn thông minh, nàng biết phải làm thế nào để bảo vệ người nhà. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp chó thì sủa tiếng chó. Nàng quả quyết mắng mỏ thẩm lãng, nói hắn là kẻ thù sống còn của mình dù nàng mắng chửi thế nào, vẫn không thể tự cứu, ngay lúc đó bị Trúc Văn Hoa phán tội chém đầu. Không sai, chính là cái tên Trúc Văn Hoa kia, công tử của Lan Sơn Phủ, từng là một đại tài tử, viết một bản uyên ương mộng, kết quả bị phong nguyệt vô biên của thẩm lãng đè xuống đất ma sát ma sát. Về sau Lan Sơn Phủ bị thẩm lãng dẫn đại hồng thủy nhấn chìm, Trúc Lan Đình cũng bị thẩm lãng giết chết. Sau khi gia tộc gặp tại họa, Trúc Văn Hoa tham gia thi hội, đậu cao chúng tiến sĩ, trở thành một ngự sử thất phẩm vừa nhậm chức liền công kích thẩm lãng nói xấu gia tộc kim thị cấu kết ngô quốc muốn làm phản kết quả bị thẩm lãng vỗ một tát chết nửa cái mạng còn bị ninh nguyên hiến hạ lệnh do hình bị tống giam trong ngục của đại lý tự theo bình thường trúc văn hoa sẽ sống cả đời trong tù nhưng khi thân phận của thẩm lãng bị lộ hết thảy đều thay đổi những địch nhân của thẩm lãng chỉ cần còn sống đều sẽ trở thành công thần bị tù tội sẽ được thả ra những ai bị bãi quan đều được phục chức trúc văn hoa được thả ra ngoài hơn nữa còn được điều đến làm thành chủ của thành huyền vũ xem như trở thành quan phụ mẫu của quê hương thẩm lãng vẫn còn một người thần kỳ hơn nữa đó chính là đường duẫn con của tấn hải bá đường thị từng tranh đoạt đảo kim sơn với gia tộc kim thị sau khi kế hoạch cách biển làm vua của thẩm lãng thành công ninh nguyên hiến vũ một tát đập chết tấn hải bá tước hầu như chém đầu toàn tộc tấn hải bá tự biết đại họa lâm đầu nên để cho đường duẫn tố giác mình nhờ đó đường duẫn giữ được mạng nói cho đúng hơn thì nhờ tổng đốc trúc nhung bảo vệ gã thế nhưng khi ninh nguyên hiến còn trị vị đường dẫn không có cơ hội lên chức thủy trung không có tiếng tăm gì nhìn như đời này sẽ kết thúc như thế nhưng không nghĩ tới vậy mà xảy ra một chuyện lớn làm tất cả đều thay đổi thẩm lãng trở thành phản nghịch của đại viêm đường dẫn bởi vì từng làm địch nhân của hắn cho nên cũng trở thành công thần hơn nữa khởi điểm từ rất cao mấy năm trước thi hội bài danh thứ ba thám hoa làng chỗ mấu chốt nhất đường dẫn dựa lưng trúc nhung ninh thiệu lên ngôi làm vua chỉ mới qua mấy tháng Đường Duẫn liền trở thành thái thú của quận Nộ Giang, một thái thú trẻ tuổi nhất Việt Quốc. Tất cả mọi người đều nhìn ra, gia tộc Trúc Thị muốn bồi dưỡng Đường Duẫn, trong vòng 20 năm sẽ để gã tiến vào nội các, trở thành một trong các tể tướng. Thế giới này thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nói trở về từ thiên thiên, nàng vốn bị liên lụy, chém đầu toàn tộc, nhưng nàng vẫn sống sót. Bởi vì nàng hiến toàn bộ gia sản cho chắc chiêu nhan, nhưng công hiến của nàng lại không quá quan trọng, then chốt nhờ tài hoa kinh doanh của nàng, mang đến ích lợi thật lớn cho gia tộc trác thị thân phận của thẩm lãng bị vạch trần trác chiêu nhan cũng có công lao gia tộc trác thị quật khởi nhưng muốn đông sơn tái khởi vẫn cần rất nhiều vốn liếng bởi vậy trác chiêu nhan tiếp nhận từ thiên thiên nhờ đó từ thị rốt cuộc giữ được tánh mạng từ đó về sau từ thiên thiên bán mạng kiếm tiền cho trác thị tân tân khổ khổ quản lý ruộng dâu dệt thành sợi bán thành tiền nhưng nàng lại không thể hưởng một xu nàng nguyên rủa trác chiêu nhan mỗi ngày nhưng vô ích nàng là một cô gái yếu đuối còn phải bảo vệ người nhà chỉ có thể mặc cho người khác chèn ép mà bây giờ nàng cảm thấy nguy hiểm một lần nữa bởi vì chắc chiêu nhan phái trưởng quỹ đến xưởng dần dần thay thế nàng rất nhiều sinh ý bọn họ đều tự quản lý được tá ma giết lừa đến một ngày từ thiên thiên không còn giá trị chính là tử kỳ của nàng hơn nữa nội tâm của chắc chiêu nhan vốn đen tối từ thiên thiên biểu hiện kính cẩn trung thành đến đâu đều không được tín nhiệm cảm giác tai họa lâm đầu càng ngày càng rõ ràng nhưng từ thiên thiên hoàn toàn vô kế khả thi tình hình hiện tại của nàng tựa như một con cừu đang nằm trong hang sói mà ngay lúc này có người đến tìm nàng thẩm lãng có chạm vào người không trúc văn hoa hỏi từ thiên thiên nói thẳng đương nhiên chạm qua tên cận bã như hắn sao lại tha cho ta nàng nói xạo thẩm lãng chưa từng chạm vào nàng cho đến bây giờ thân thể của nàng vẫn còn thuần khiết không tì vết nàng lo lắng khi mình nói vẫn còn trong trắng sẽ làm cho trúc văn hoa thèm nhỏ dãi quá tốt rồi trúc văn hoa nói ta muốn nếm thử mùi vị nữ nhân của thẩm lãng tây môn thiên thiên trong phong nguyệt vô biên chính là ngươi bức họa kia làm cho người xem muốn ngừng mà không được sắc mặt của từ thiên thiên trắng bệch trúc văn hoa nói ngươi cũng biết gia tộc trúc thị của ta có một trang viên mấy ngàn mẫu đất sinh ý tơ lụa ta cũng làm được ta thiếu một trưởng quỹ một nhân tài buôn bán ngươi rất không tệ từ thiên thiên hiểu rõ làm thành chủ huyền vũ trúc văn hoa không cam lòng để cho gia tộc trác thị lũng đoạn sinh ý tơ lụa muốn chia một chén canh dù sao ai mà không thiếu tiền đâu nhất là trúc văn hoa muốn leo lên cao thì cần số lớn tiền tài. Trúc Văn Hoa nói, ta biết, ngươi sống không tốt lắm, ngươi còn sắp hết giá trị lợi dụng, chỉ cần trưởng quỹ của gia tộc Trác Thị thuận lợi tiếp quản hết mọi việc, ngươi sẽ bị tá ma giết lửa. Trác Chiêu Nhan tâm ngoan thủ lạt, nhất là đối với nữ nhân, ngươi chẳng những xinh đẹp còn có quan hệ nam nữ với thẩm lãng, ngươi sống không nổi, người nhà của ngươi cũng thế. Từ Thiên Thiên im lặng không nói một lời. Trúc Văn Hoa nói tiếp, ngươi theo ta, để ta bảo vệ ngươi, bảo vệ người nhà của ngươi, ta là nam nhân, sẽ không tá ma giết lửa, ngươi chẳng những sẽ trở thành trưởng quỹ, còn sẽ trở thành tiểu thiếp của ta. Như vậy tiền mà ngươi kiếm được đều sẽ là của gia đình chúng ta. Từ thiên thiên sắp bạo nổ. Thế giới này thật không có thiên lý sao, không có con đường nào cho nàng sống sao. Trúc Văn Hoa nói, thế nào, làm tiểu thiếp của ta, rất ủy khuất sao. Ta là tiến sĩ của Việt Quốc, còn là thành chủ huyền vũ, con của Lan Sơn Phủ. Từ thiên thiên là mỹ nhân điển hình, từng nở nang, nhưng hai năm qua vất vả nhiều lắm, cho nên hơi gầy thân thể mềm mại có vẻ càng thêm yểu điệu động tình, năm nay nàng 27 tuổi, đang trong độ tuổi xinh đẹp nhất. Tuyệt đối làm cho người ta thèm chảy nước miếng, bởi vì tên hỗn đàn thầm lãng, cho nên từ thiên thiên vẫn xem như nữ thần của thiên hạ vạn dân. Trúc Văn Hoa tham lam liếc mắt nhìn thân thể của nàng, ảo tưởng tư vị của nàng tuyệt vời bậc nào. Hít một hơi thật sâu, từ thiên thiên nói, Trúc Đại Nhân, hiện tại ta là người của An Đình Phủ. Trúc Văn Hoa nói, ngươi ký kết khế ước bán thân rồi sao? Từ thiên thiên nói, không có, ta là đại trưởng quỹ buôn bán tơ lụa của gia tộc Trác Thị, thân tự do. Trúc Văn Hoa nói, vậy tốt, tự do còn chưa kết hôn, dù ngươi làm tiểu thiếp của ta, chắc Chiêu Nha nói không được cái gì, còn chuyện chúng ta mua bán tơ lụa là việc riêng của chúng ta. Từ Thiên Thiên định nói, Trúc Văn Hoa lại phất tay ngăn cản. Ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trở thành tiểu thiếp của ta, hai là ngươi và người nhà chết hết. Ta phải đi thành nội triều một chuyến, một thời gian nữa sẽ trở lại, lúc ta trở lại ngươi phải cho ta câu trả lời từ thiên thiên không ai cứu được ngươi đâu ngay cả đại nhân vật như ninh chính biện tiêu trương sung đều phải chết huống chi ngôi nhà nhỏ của ngươi may mà nhà của ngươi nhỏ nên còn chỗ trống để thao tác trở thành nữ nhân của ta thì không cần chết suy nghĩ cho cẩn thận chẳng lẽ ngươi muốn người nhà của mình chết hết sao từ thiên thiên rời đi như một thể xác không hồn trong lòng đầy tuyệt vọng nàng cảm thấy cả thế giới tối tăm không chỗ nào để dung thân Nàng không khỏi nhìn bầu trời phía đông, khi nào thì ngươi mới trở về? Ngươi còn sống không, Tam Giác Quỷ? Chiếc thuyền đặc chế càng đi càng sâu. Trong sát na, phảng phất như bọn họ tiến nhập địa ngục, hắc vân che kín bầu trời, thiên địa u ám. Ầm, ầm, ầm. Sấm sét chiếu sáng hắc ám, lôi long lôi xà, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng oanh loạn tạc. Sóng lớn, voi rồng thay nhau nổi lên. Căn bản không thể tránh né sấm sét, bởi vì thật sự nhiều lắm chiếc thuyền bình thường một khi bị sấm sét đánh chúng nhất định bị phá hủy nhưng thuyền của thẩm lãng trải qua cải tạo chống sét nên không cần quá lo lắng chỉ cần tìm chỗ chống tránh né vòi rồng vòi rồng trong tam giác quỷ ẩn chứa uy lực kinh người coi như thuyền của thẩm lãng to lớn hơn nữa vẫn sẽ bị xé nát dễ dàng mộc lan né tránh vòi rồng nhờ năng lực cảm nhận tự nhiên vô cùng mạnh mà bây giờ thẩm lãng lại muốn dùng vũ khí bí mật để đối phó hải tặc skeeterlon bị vây khốn trong phế tích lost nhiều năm bọn họ tìm thấy rất nhiều bảo vật trong đó có la bàn đặc thù cảm ứng cơn bão thẩm lãng muốn dùng la bàn để tránh né vòi rồng la bàn không thể phán đoán khi nào thì vòi rồng xuất hiện vị trí chỗ nào mà nó chỉ cảm ứng được ba động đặc thù của vòi rồng khoảng cách cảm ứng tầm 10.000 thước chỉ thị rõ hướng đó có vòi rồng thẩm lãng nhờ đó mà đổi sang hướng khác nếu gặp phải vòi rồng đột ngột xuất hiện vị trí cách bọn họ quá gần đồng thời cuốn tới vậy chỉ trách một tiếng không may khó mà tránh khỏi hạ tràng nát thịt tan thuyền còn chuyện đá ngầm thì hắn giao cho công chúa Dora và mấy chiến binh Amazon, các nàng nhảy xuống biển, đi trước dò đường, dù vậy vẫn rất nguy hiểm, thuyền hủy người chết, xác suất không nhỏ. Nhưng vì tìm người nhà, Thẩm Lãng chỉ còn cách mạo hiểm. Thế nhưng, thật không ngờ, những chuẩn bị của Thẩm Lãng, toàn bộ đều không cần dùng đến. Sau khi thuyền của hắn tiến nhập Tam Giác Quỷ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Một con chim đặc thù từ trong biển bay lên, toàn thân phát sáng, tương tự như đom đóm. Nó bay lượn quanh yêu yêu sau đó bay về phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, thuyền của thẩm lãng dễ dàng tránh khỏi đá ngầm và vòi rồng, chậm chậm tiến đến thế giới trong tam giác quỷ. Tiểu bảo bối yêu yêu thật sự quá thần kỳ. Cảnh vật chung quanh như địa ngục, sấm sét to lớn nổ đùng đoàng đánh xuống, vòi rồng thì cách thuyền của hắn không đến trăm mét. Chiếc thuyền của thẩm lãng phảng phất như chiếc lá trong cơn bão, an an ổn ổn, hữu kinh vô hiểm. Chọn một ngày một đêm, thuyền của thẩm lãng đi qua bức tường bóng tối dài mấy trăm dặm, tiến đến bên trong tam giác quỷ, Chứng kiến tân thế giới, sau đó, hắn kinh ngạc đến ngây người, dù cho đã nghe công chúa Helen miêu tả, không sai, nơi này và phế tích Lost tương tự nhau, chỉ bất quá nơi đây càng thêm mộng ảo. Vô biên vô tận phế tích thành thị, một nửa bị chìm trong biển. Thẩm Lãng chưa từng thấy thành thị lớn như vậy, hoàn toàn nhỉ không thấy bến bờ, dù cho thế giới địa cầu vẫn không thành thị nào lớn như thế. Con chim kia hình như sống trong hắc ám, sau khi dẫn thuyền của Thẩm Lãng ly khai khu vực hắc ám đáng sợ, tràn đầy sương mù dày đặc kia, nó trực tiếp biến mất, vô ảnh vô tung. Chiếc thuyền của Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đi vào phế tích thành thị. Thực sự quá đẹp, thành thị mộng ảo. Hơn nữa nơi đây không tồn tại vết tích của văn minh sau thời thượng cổ, một thành thị thượng cổ chân chính còn sót lại trên thế giới. Phế tích Lost bên kia, 4000 năm trước từng có một văn minh, Thẩm Lãng gọi đó là đế quốc Lost hai, mà nơi đây vẫn duy dáng vẻ hủy diệt từ vạn năm trước. Nơi này quá an tĩnh. Helen nói, nơi đây hải quái khắp nơi, còn nhiều hơn đế quốc Lost, đủ loại hải quái cường đại. Vì sao hiện tại không thấy một con nào? Thẩm lãng không biết, hắn chỉ biết mình còn cách chỗ của người nhà, không đến 5.000 dặm. Vị trí của hắn ở phía đông tam giác quỷ, còn Mộc Lan thì ở phía tây. Thuyền của thẩm lãng tăng tốc, hướng về phía chỗ của Mộc Lan. Thẩm lãng lo lắng, càng ngày càng cảm thấy không ổn. Mấy ngày qua, thuyền của hắn liên tục đi qua phế tích, nhưng không thấy một con hải quái nào. Tuyệt đối không bình thường, quá quỷ dị. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Thẩm Lãng hạ lệnh, chiếc thuyền nhanh chóng lao nhanh, không hề cẩn thận. Chọn 6 ngày, đi hơn 5000 dặm, rốt cuộc sắp đến mục tiêu. Thẩm Lãng nhìn thấy một màn rợn cả tóc gáy, hắn rốt cuộc biết vì sao không thấy một con hải quái nào, toàn bộ chúng nó đều chạy đến đây. Một màn trước mắt so sánh với hải quái ở đế quốc Lost làm cho hắn chấn động hơn rất nhiều. Trong vòng trăm dặm đều là hải quái, nhiều loại hải quái, nhỏ thì như nhân loại, mà lớn thì như một con thuyền nhìn qua nhất định trở thành cơn ác mộng, đơn giản là địa ngục. Quái vật biển, thiên văn sổ tự, vô biên vô hạn. Chỉ ít hắn chỉ thấy khoảng trăm vạn con hải quái, nhưng số lượng thật sự vượt xa trăm vạn. Làm cho người ta hít thở không thông, hơn nữa hải quái ở đây mạnh hơn hải quái ở phía tích Lost rất nhiều. Thẩm lãng nhìn thấy nhiều loại hải quái, ở phía tích Lost không có. Hila run rẩy nói, em à, mau nói cho chị biết, đây là ảo giác, không phải thật. Thẩm lãng cũng hy vọng là ảo giác, nhưng đáng tiếc hết thảy đều là thật. Chi chít hải quái đang vây quanh một tòa kim tự tháp, chỗ đó được công chúa Helen khen là thánh điện, cũng chính là chỗ mà nàng an trí cho người nhà sinh sống. Bởi vì tòa kim tự tháp này đối với hải quái mà nói, là một cái cấm địa, chúng nó không dám đi vào. Tòa kim tự tháp này rất cao, phi thường to lớn, bên trên có đất, có hoa viên, có thể cung cấp lượng lớn thức ăn. Dù cho còn cách hơn trăm dặm, Thẩm Lãng vẫn nhìn thấy rõ tòa kim tự tháp rộng lớn vô cùng. Trời ơi, Tòa kim tự tháp kia còn lớn hơn kim tự tháp của bộ lạc chúng ta. Công chúa Dora Kinh Hô nhất định lớn bằng một ngọn núi. Thẩm lãng nhìn ra, chỉ là bộ phận nằm trên mặt biển, đã cao hơn 700 mét. Thảo nào dễ dàng để cho mấy ngàn người sinh sống. Nhưng bây giờ, đám hải quái đang vây quanh kim tự tháp, làm cho nó trở thành một hòn đảo biệt lập. Hơn nữa càng đến gần kim tự tháp, thực lực của hải quái càng mạnh, càng kinh người. Người nhà đang ở bên trong kim tự tháp, nhưng lại bị mấy trăm vạn hải quái ngăn cách, đi vào bằng cách nào? Đơn giản đi tới, chẳng khác nào xông vào địa ngục. Em trai yêu dấu, chị nguyện chiến đấu vì em, vì em mà chết. Hila nói, thế nhưng tình hình trước mắt, chị cam nguyện chịu chết, cũng không nguyện ý đánh với đám hải quái này đâu. Hila không muốn, thẩm lãng càng không muốn. Chiếc thuyền của hắn chỉ có 100 người, mà số lượng hải quái lại hơn 100 vạn. Chúng nó dễ dàng xé nát bọn hắn, ăn không chừa chút cặn bã. Thế nhưng vì sao? đám hải quái lại vây quanh tòa kim tự tháp kia. Hơn nữa chúng nó không tấn công, chỉ lặng lặng nhìn kim tự tháp, làm cho người ta giận cả tóc gáy. Thẩm lãng hít một hơi thật sâu, nói, đột tiến, đi đến kim tự tháp, rõ. Hải tặc Skeeterlon điều khiển con thuyền, tiếp tục tiến lên, xông vào trăm vạn con hải quái. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Đám hải quái vậy mà tránh ra một lối đi. Lần này không giống với lần ở phế tích đế quốc Lost. Lần kia vô số hải quái là bị ảo ảnh Medusa hấp dẫn thần trí trầm mê mà lần này đám hải quái tỉnh táo nhưng lại không phát động công kích còn nhường đường chuyện này thật sự quá thần kỳ chẳng lẽ yêu yêu của chúng ta là tiểu hải vương sao hay là tam giác quỷ đã xảy ra chuyện gì khiến cho đám hải quái không còn hung tính cứ như vậy chiếc thuyền của thẩm lãng đi đến đâu vô số hải quái né tránh đến đó khoảng cách kim tự tháp càng ngày càng gần đi đến đây thẩm lãng đã hít thở không thông bởi vì hải quái càng lúc càng to lớn chỗ gần kim tự tháp nhất còn có hải quái to hơn cả chiếc thuyền của hắn vừa nhìn liền biết thuyền của hắn căn bản không đủ nhét răng thế nhưng đám hải quái vẫn không có động tác công kích bọn hắn chỉ đơn giản né tránh thuyền của hắn đám hải quái này dường như có một ít trí tuệ thẩm lãng nhìn thấy trong đôi mắt của chúng nó tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng chính là đôi mắt khi chứng kiến ngày tận thế sao lại vậy thẩm lãng biết sở dĩ hải quái không công kích hoàn toàn không phải do bảo bối yêu yêu mà do bên trong kim tự tháp xảy ra chuyện lớn không biết tại sao tim của ta lại đập rất nhanh. Hila nói, thẩm lãng nhắm mắt lại, rất nhanh hắn cảm nhận được trong hư không có một loại sóng ngắn đặc thù, không nghe được nhưng cảm nhận được, tích 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 tích. qua quá trình trí não phân tích, thẩm lãng phát hiện sóng này có tần suất truyền mỗi giây một lần, nhưng là càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao. rất nhanh thẩm lãng nhận ra, đây là đang đếm ngược thời gian hủy diệt, không tốt, việc lớn không tốt. tòa kim tự tháo kia sắp nổ nói cho đúng là năng lượng hạch tâm sắp bạo tạc lần trước nếu tòa kim tự tháp của bộ lạc amazon nổ tung toàn bộ amazon sẽ triệt để biến mất mà tòa kim tự tháp trước mắt còn to lớn hơn rất nhiều một khi bạo tạc uy lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần phạm vi ảnh hưởng không tưởng tượng nổi thảo nào toàn bộ hải quái đều chạy đến đây chúng nó coi kim tự tháp như thánh điện bây giờ thánh địa sắp nổ chúng nó căn bản không thể ngăn cản cho nên chạy tới chết chung chúng nó dự định chết thảo nào mất hết hung tính Thời điểm ngày tận thế tới, các quốc gia trên địa cầu, cho dù là kẻ thù sinh tử không đội trời chung, chắc cũng sẽ ngừng chiến. Nhưng người nhà của thẩm lãng vẫn còn ở bên trong kim tự tháp, một khi nó phát nổ, người nhà của hắn sẽ tiêu tán. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Cứu yêu nhi không nói hai lời, ôm thẩm lãng lao tới kim tự tháp, mà Hila thì ôm yêu yêu, bám sát theo hai người, còn công chúa Dora thì xuất lĩnh vài cao thủ Amazon cực nhanh xông tới. Lối vào kim tự tháp rất lớn, cao hơn hàng chục mét trên cửa có một bức tranh chạm khắc nữ hoàng Medusa nửa người nửa rắn nhưng thẩm lãng không có tâm tư dừng lại chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ này Vọt thẳng vào bên trong tiến vào hành lang dài Cửu yêu nhi ôm lấy thẩm lãng lao nhanh tới thánh điện bên trong kim tự tháp trăm vạn hải quái vẫn không ngăn cản ánh mắt tuyệt vọng như cũ lẳng lặng chờ đợi thời khắc hủy diệt đến trong lúc lao nhanh trong hành lang thẩm lãng cầu khẩn trong lòng người nhà phải bình an hành lang này thật sự rất dài hơn nữa tối tăm đưa tay không thấy năm ngón bỗng nhiên trong bóng tối hiện lên ánh sáng kích thích ánh mắt của hắn hắn tiến vào bên trong kim tự tháp đỉnh kim tự tháp vậy mà trong suốt ánh mặt trời chiếu xuống toàn bộ bên trong kim tự tháp sáng như ban ngày tiếp đó thẩm lãng nhìn thấy người nhà nhìn thấy đại ngốc nhìn thấy thần nữ tuyết ẩn nhìn thấy kiếm vương lý thiên thu công chúa ninh diễm vân vân trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ các nàng đồng thời đưa tay dụi mắt bởi vì các nàng đang hoài nghi mình nằm mơ thẩm lãng sao lại bỗng nhiên xuất hiện hai năm qua các nàng nằm mơ vô số lần trong mộng đẹp các nàng luôn thấy thẩm lãng xuất hiện thế nên hiện tại nhất thời khó mà phân biệt rốt cuộc trong mộng hay chân thật ngươi tên cặn bã công chúa ninh diễm thận trọng hỏi mông to thẩm lãng nói sau đó vô số người sôi trào lên đây không phải mộng đây không phải mộng thẩm lãng thật tới thật phát sinh kỳ tích ông trời đưa thẩm lãng đến trước mặt bọn họ trong khoảnh khắc ninh diễm và tuyết ẩn xông tới vẫn là võ công của tuyết ẩn cao hơn chút nàng vọt thẳng đến trước mặt thẩm lãng vùi đầu vào trong ngực của hắn thế nhưng rất nhanh nàng cảm thấy chỗ nào đó không đúng mau chóng sửa đổi lại tư thế giang hai tay của mình ôm chặt thẩm lãng vào trong tâm hồn to lớn của mình ân như vậy thoải mái hơn nhiều nàng quá vui mừng hạnh phúc đến hỏng mất rồi gia đình thẩm lãng đoàn tụ thế nhưng không có thời gian ôn chuyện tích 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 tiếng điểm ngược vang vọng trong đầu thẩm lãng càng ngày càng nhanh nhất định phải nhanh kim tự tháp sắp nổ nếu không nhanh chóng rời khỏi, sẽ tan thành mây khói. Đi, đi, đi mau. Lập tức rời khỏi kim tự tháp, lập tức ly khai tam giác quỷ. Nhưng mà, trong đầu thẩm lãng nhận được một đáp án, căn bản không thể đi được. Dựa theo tần suất sóng xung kích, hắn đại khái tính toán ra, tối đa còn khoảng 15 phút. Vẹn vẹn 15 phút, chạy đến đâu? Đại kim tự tháp bạo tạc, uy lực kinh người đến mức nào? Hơn trăm vạn hải quái còn lựa chọn tìm chết, hủy diệt theo kim tự tháp. Đừng nói 15 phút, coi như một tiếng, năm tiếng, thẩm lãng căn bản không thể đưa người nhà chạy ra khỏi phạm vị của vụ nổ. Tích 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 tích, tiếng đếm ngược hủy diệt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hiện tại thẩm lãng chỉ có một lựa chọn, chính là ngăn cản kim tự tháp phát nổ. Như vậy chẳng những cứu được người nhà, còn cứu vớt được trăm vạn hải quái. Thấy quỷ rồi, thẩm lãng chưa bao giờ ngờ tới, mình vẫn còn tâm tư suy nghĩ cứu vớt hải quái. Không kịp giải thích, nhất định phải giành giật từng giây thẩm lãng chạy như điên xuống tầng dưới kim tự tháp bởi vì tất cả năng lượng hạch tâm đều ở dưới lòng đất kim tự tháp nhất định phải ngăn nó bạo tạc nhưng lần này thẩm lãng không có mật mã để tiến vào chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm càng không có mật mã để ngăn cản quá trình tự hủy nhưng không còn lựa chọn nào khác vì cứu người nhà hắn nhất định phải liều một lần hoặc thành công hoặc thịt nát xương tan cứu yêu nhi ôm thẩm lãng chạy xuống tầng thấp nhất bỗng nhiên hy la ôm yêu yêu đuổi theo nhất định phải dẫn yêu yêu theo bởi vì bảo bối là thiên sứ của chúng ta. Lãng nhi sao vậy? Thần nữ tuyết ẩn đuổi theo, ngay sau đó Lý Thiên Thu cũng chạy đến. Trầm lãng nói, không có thời gian giải thích, cô cô, mộc lan đâu. Tuyết ẩn nói, vẫn khỏe. Hai bên đều có nghi vấn to lớn, nhưng không có cơ hội hỏi ra lời, chỉ có thể liều mạng chạy. Tòa kim tự tháp này thật sự quá lớn, cứ như sâu không thấy đáy. Chạy xuống hơn 200 mét, mới tới tầng cuối. Trước mắt chính là cánh cửa đi vào trong chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm, nơi đây có một bức tượng nữ hoàng Medusa. Nhưng thẩm lãng lại mộng, hắn không biết cách mở cửa. Tòa kim tự tháp của bộ lạc Amazon có chỗ bấm mật mã để mở cửa, thế nhưng cánh cửa trước mắt không có chỗ để bấm mật mã. Cũng không có màn sáng gì, thậm chí không có cơ quan. Bức tượng Medusa làm bằng đá, nhìn rất bình thường, không thấy chỗ nào đặc biệt, cao không đến 3 mét. Nơi nào để mở ra cơ quan. Thẩm lãng tỉ mỉ quan sát, vẫn không phát hiện cái gì. Cặp ngực, hai cánh tay, cái đuôi đều không phản ứng nhưng vô cùng kỳ quái chính là bức tượng medusa đang nhắm mắt thẩm lãng biết đôi mắt của medusa ẩn chứa ma lực lớn nhất bất kỳ sinh vật gì chỉ cần nhìn vào mắt của nàng sẽ triệt để trầm luân thậm chí như trong truyền thuyết chỉ cần medusa liếc mắt người đó sẽ hóa đá vậy vì sao bức tượng medusa này lại nhắm mắt chẳng lẽ chỗ then chốt ở con mắt thẩm lãng đưa tay đụng vào mắt của medusa nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì thời gian trôi qua từng giây một Khoảng cách hủy diệt chỉ còn 13 phút, Thẩm Lãng vẫn chưa tìm thấy chỗ mở cửa. Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu lên, nói, "Bảo Bối sờ đôi mắt thử xem." Yêu Yêu hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vươn hai tay nhỏ chạm lên mí mắt của Medusa, nhưng mà vẫn không phản ứng. Lẽ nào sự thần kỳ của tiểu Bảo Bối đến đây liền kết thúc sao? Tích 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 tích, âm thanh đếm ngược càng ngày càng nhanh, càng ngày càng kinh tâm động phách. Thẩm Lãng thì thu hồi tâm tình, nhắm hai mắt để cho mình bình tĩnh trở lại. Chọn một phút sau, thẩm lãng mở mắt một lần nữa nhìn bức tượng Medusa. Nàng rũ một cánh tay xuống, cánh tay còn lại xòe ra như muốn cầm thứ gì đó. Nàng muốn chạm vào cái gì? Là đồng loại? Hay là hậu duệ của nàng? Vậy nàng làm sao để cảm ứng? Là máu? Hay là dùng tinh thần lực? Tiểu bảo bối yêu yêu kế thừa linh hồn và tinh thần của mẫu thân Medusa. Thẩm lãng ôm yêu yêu để cái chán của cô bé chạm đến lòng bàn tay của Medusa. Tức thì, Medusa chậm rãi mở mắt đôi mắt của Medusa chạm khắc từ bảo thạch, phóng xuất hào quang mỹ lệ, kinh tâm động phách, phảng phất như hai viên long châu, bức tượng vốn bình thường, chờ sinh động như thật, mị hoặc vô song, ủng ủng. Kỳ tích phát sinh, từng âm thanh vang lên, bức tường cứng rắn chậm chậm xoay tròn, để lộ ra một con đường. Đây chính là lối vào chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm dưới lòng đất. Tiểu bảo bối quả nhiên là tinh linh mà ông trời ban cho chúng ta, quá lợi hại. Đơn giản là ý trời. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, phát hiện nơi này không giống kim tự tháp của Amazon, nơi đây đã nằm dưới biển, nhưng vẫn tràn đầy không khí. Lao nhanh trong con đường đi xuống lòng đất, Hila ôm yêu yêu đuổi sát theo, mất chọn 2 phút mới đến chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm. Thẩm lãng nhìn cảnh trước mắt, lại một lần nữa mộng. Căn bản không thấy lõi năng lượng hạch tâm, hoàn toàn khác kim tự tháp của Amazon. Ở đây chỉ có một quả cầu kim loại, mà bên trong quả cầu thì có một bức tượng Medusa to lớn. Bức tượng này lớn đến không cách nào tưởng tượng, cao hơn 100 mét, cao bằng tòa nhà 30 tầng, mà thẩm lãng thì đang đứng bên trên bàn tay của nàng. Tích 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 tích, âm thanh đếm ngược đáng sợ, vẫn tiếp tục như cũ, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gấp rút, thời gian còn lại không đến 9 phút. Nhưng thẩm lãng không tìm thấy lõi năng lượng, thì ngăn cản hủy diệt thế nào. Cứu yêu nhi không nói hai lời, ôm thẩm lãng chạy quanh lòng bàn tay một vòng, để cho thẩm lãng nhìn thấy toàn bộ bức tượng Medusa. Bởi vì bức tượng quá lớn, chỉ đứng một chỗ thì không nhìn thấy hết. Hiện tại thẩm lãng đã thấy rõ ràng. Bức tượng Medusa này còn kỳ lạ hơn. Nàng không có mắt, không phải nhắm, mà là không có tròng mắt. Trong mắt của nàng ở đâu? Trên tay trái và tay phải. Chuyện này quá quỷ dị, đôi mắt là vũ khí của Medusa, chẳng lẽ nàng lại tự khoét đôi mắt của mình? Bởi bức tượng này quá lớn, hai bàn tay đều lớn hơn 10 mét, trong mắt trong lòng bàn tay cũng to hơn 3 mét. Có nghĩa là gì? Thẩm lãng vắt hết óc, đây là điểm mù kiến thức của hắn, hắn thấy rất nhiều sách cổ liên quan đến đế quốc Lost thời thượng cổ tích 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 đếm ngược vẫn tiếp tục sau đó thẩm lãng nghĩ hết biện pháp để cho yêu yêu chạm lên tròng mắt của medusa không được để yêu yêu đưa chán chạm xuống lòng bàn tay của nàng cũng không được thậm chí hila ôm yêu yêu đi lên chán của medusa để cái chán của yêu yêu chạm lên cái chán khổng lồ của medusa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào khoảng cách hủy diệt chỉ còn 6 phút 5 phút 4 phút thẩm lãng vẫn không tìm được gì nếu không thể ngăn cản quá trình tự hủy Cả nhà thẩm lãng sẽ tan tành mây khói, trăm vạn hải quái cũng chết sạch, thẩm lãng nhắm mắt lại một lần nữa. Đầu tiên, phế tích Tân Đế quốc Lost bên kia xuất hiện màn sáng hư ảnh của Medusa, chuyện đó có liên quan gì đến quá trình tự hủy của kim tự tháp này không? Còn có quá trình tự hủy, khẳng định không phải do người làm ra, bởi vì căn bản không ai vào đây được, nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Muốn ngăn cản quá trình tự hủy, khẳng định liên quan đến hai tròng mắt của Medusa. Vừa rồi thẩm lãng cẩn thận xem xét toàn bộ bức tượng phát hiện hai bàn tay của nàng nhìn tựa như một chiếc cân. Không sai, chính là một cái cân. Thẩm lãng bắt đầu dùng trí não, tính toán đo lường kỹ lưỡng sự cân bằng của tay trái và tay phải. Nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ nhìn không ra được cái gì, hai bàn tay hoàn toàn thăng bằng, nhưng thông qua trí não tính toán về sau, thẩm lãng phát hiện không thăng bằng. Hai cánh tay của Medusa tạo thành chiếc cân, nghiêng qua bên phải khoảng 0,1. Sự chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, chỉ có trí não tài năng của hắn mới tính ra được. Như vậy mọi chuyện rõ ràng, muốn ngăn cản hủy diệt, phải làm cho hai bàn tay của Medusa cân bằng trở lại. Nó đã nghiêng qua phải 0,1 độ, cho nên cần tăng trọng lượng bên trái lên. Vừa may yêu yêu đang đứng trong lòng bàn tay bên trái, nhưng vô ích. Cho nên gia tăng trọng lượng không đơn giản như vậy, không thể dùng cân nặng của con người. Vậy thì dùng cái gì chứ? Cũng không thể dùng máu à. Lúc này, khoảng cách hủy diệt chỉ còn chưa tới 3 phút. Thẩm lãng nhắm mắt lại cảm thụ. Không thể chỉ nghe âm thanh đếm ngược, còn phải nghe âm thanh ẩn đằng sau tiếng tích tích. Muốn nghe thì phải dùng tâm để lắng nghe. Rất nhanh thẩm lãng thật sự nghe được, nói cho đúng hơn thì hắn cảm nhận được. Hắn nghe thấy tiếng khóc và tiếng ca của Medusa, dùng một loại sóng âm kỳ lạ để phát ra, hai tay không nghe được, nhưng đại não lại cảm nhận được. Làm cho thẩm lãng nghĩ đến một chuyện, lúc còn ở thành Queen, nữ vương Medusa hát du thống yêu yêu ngủ. Buổi tối đó, tất cả bé con trong thành đều cảm nhận được, sau đó toàn bộ đều mơ thấy mộng đẹp, dù cho bé con có tính nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn ngủ. Bởi vì ôm chấp niệm này, cho nên thẩm lãng cảm nhận được tiếng khóc của bức tượng. Trăm vạn hải quái ở bên ngoài chính là bị tiếng khóc của bức tượng hấp dẫn tới, cho nên ánh mắt của hải quái đều lộ ra bi ai rõ ràng. Tiếng khóc, tiếng khóc. Như vậy làm sao để bàn tay bên trái tăng trọng lượng lên, đã phi thường rõ ràng, nước mắt, hơn nữa không thể dùng nước mắt của hắn, không thể dùng nước mắt của bất kỳ ai, chỉ có thể là của yêu yêu. Bảo bối, con có thể chảy một giọt nước mắt rơi lên quả cầu to kia không?" Thẩm Lãng hỏi. Hắn nói quả cầu to kia chính là trong mắt bên trái của bức tượng Medusa. Tiểu Bảo bối tức thì rơi vào bi thương, chuyện này quá dễ dàng, chỉ cần nhớ đến mẹ Medusa thì được rồi. Một giọt nước mắt như bảo thạch rơi xuống, tong, giọt nước mắt rơi lên con ngươi, vang lên âm thanh vô cùng thanh thúy. Trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh. Tích 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 tích, đếm ngược dần dần chậm lại. Hai bàn tay của Medusa chậm rãi cân bằng tiếng khóc của nàng đình chỉ hết thảy chung quanh an tĩnh lại hủy diệt giải trừ đếm ngược ngưng hẳn rốt cuộc thành công cứu mọi người thậm chí cứu vớt trăm vạn hải quái nhưng lần này không phải thẩm lãng cứu mà là yêu yêu cứu mọi người yêu yêu thật sự quá ghê gớm bản thân bảo bối tựa như hóa thân của kỳ tích thẩm lãng nhịn không được ôm yêu yêu vào trong lòng xin lỗi bảo bối cha làm cho con khóc thẩm lãng ôn nhu nói yêu yêu giang hai tay quấn lấy cổ của cha rúc vào trong ngực hắn tiểu bảo bối quả nhiên là thiên sứ của cha. Đi thôi, chúng ta đi lên. Thẩm lãng rời khỏi chỗ cất chữ năng lượng hạch tâm, quay lại theo đường cũ, về tới đại sảnh kim tự tháp. Hắn nhìn ra bên ngoài, hơn 100 vạn hải quái vẫn còn bao quanh kim tự tháp. Thời điểm thẩm lãng ôm yêu yêu xuất hiện trước cửa, vô số hải quái nhìn sang thẩm lãng và yêu yêu. Chúng nó không làm cái gì, không gào thét, không tấn công, chỉ an tĩnh ngưng mắt nhìn. Khoảnh khắc sau, bọn chúng lui lại như con thủy triều, biến mất vô tung vô ảnh. Chúng nó lặng xuống biển sâu, trở lại đáy biển. Cô cô, nói cho con biết, Mộc Lan sao rồi? Trầm lãng hỏi. Vừa rồi Tuyết ẩn nói hết thảy đều tốt, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp, Tuyết ẩn không muốn làm cho thẩm lãng phân tâm. Vừa rồi trăm vạn hải quái vây quanh kim tự tháp, Mộc Lan có lực chiến đấu mạnh nhất gia tộc, làm sao lại không ở trong đại sảnh. Tuyết ẩn nói, lãng nhi yên tâm, Mộc Lan quả thật mạnh khỏe, không gặp chuyện không may, chỉ bị mang đi. Trầm lãng kinh ngạc, bị mang đi. Sao lại thế? Tuyết ẩn nói, lần trước Mộc Lan tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, dẫn dắt thuyền của chúng ta bình an đi vào trong tam giác quỷ, sau đó ngủ say vài tháng cũng không tỉnh lại. Chuyện đó thẩm lãng đã biết, chị Helen từng nói với hắn. Hơn nữa chị ấy còn nhấn mạnh, thời điểm Mộc Lan đang ngủ say, sinh cơ rất ổn định, không có bất kỳ nguy hiểm nào, tinh thần lực của nàng đột phá cực hạn về sau, dường như muốn tiến thêm một bước. Nhưng còn kém một tí, từ đầu đến cuối nàng không thể niết bàn, cũng không tỉnh lại. Công chúa Helen đi tìm ngươi, Mộc Lan vẫn ngủ say như cũ, chúng ta vô cùng lo lắng. Tuyết ẩn nói, mãi cho đến khi nàng đột nhiên biến mất, trong phòng của nàng chỉ có một tờ giấy. Tuyết ẩn đưa tờ giấy cho hắn. Thẩm lãng chỉ liếc mắt nhìn, cảm thấy chữ viết dường như muốn tung bay. Ta đưa Kim Mộc Lan đi, nàng cần đột phá, không lâu sau sẽ trở về. Nội dung vô cùng đơn giản, lại làm cho người khiếp sợ. Thẩm lãng đưa tờ giấy cho Cửu yêu nhi. Đây là chữ viết của sư phụ. Cửu yêu nhi nói, Sư phụ của Cửu Yêu Nhi là ai? Là Hồng Nhan tri kỷ của Khương Ly ở phương Đông, là mục tiêu truy đuổi cả đời của Tả Từ các chủ Thiên Nhai Hải Các. Nàng là Lạc Tổ, một trong mấy người mạnh nhất phương Đông. Tuy người là sư phụ của ta, nhưng chỉ dạy ta được mấy lần. Cửu Yêu Nhi nói, mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt nhất, người sẽ tới chỉ điểm ta, mười mấy năm qua ta chưa từng gặp lại. Lai lịch của Lạc Tổ phi thường thần bí, chỉ ít thẩm lãng và tuyết ẩn, còn có Cửu Yêu Nhi không biết, chỉ biết người đó là Hồng Nhan tri kỷ của Khương Ly mà khương ly mang tiếng si tình phần lớn do lạc tổ mà ra lời đồi rằng lạc tổ si mê khương ly nhưng khương ly vì thê tử mà cô phụ lạc tổ cho nên người trong thiên hạ cảm thấy bệ hạ khương ly si tình nhất thiên hạ ngay cả thẩm lãng cũng từng nghĩ như vậy nhưng mà khi đến phương tây mở rộng tầm mắt hắn không ngờ phụ thân còn từng trải qua sóng to gió lớn ở đây cho đến khi gặp mẫu thân về sau thì mới trở thành người si tình đệ nhất thiên hạ lạc tổ sao lại xuất hiện bên trong tam giác quỷ không khó đoán lắm bởi vì nàng là hồng nhan tri kỷ của khương ly thân phận của thẩm lãng bại lộ chuyện lớn như vậy khẳng định truyền khắp thiên hạ sau khi nàng biết được lập tức chạy tới nhưng không kịp vì vậy khi nàng nghe nói thẩm lãng biến mất trong tam giác quỷ nàng liền mạo hiểm tiến vào ta đi theo nghĩa huynh nhiều năm nhưng chưa từng gặp mặt lạc tổ nàng rất thần bí hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai người gặp được nàng lác đác không có mấy tuyết ẩn nói kiếm vương lý thiên thu cũng chưa từng gặp ở đây chỉ có cửu yêu nhi là biết lạc tổ ngay sau đó thẩm lãng phát hiện phía sau tờ giấy còn có một hàng chữ ta dẫn theo thẩm giã không thể để huyết mạch của nó mai một hiện tại tiến hành võ đạo vỡ lòng hơi muộn ký tên lạc tổ huyết mạch nghịch thiên của thẩm giã chỉ có thẩm lãng và mộc lan biết mới vừa sinh ra đã là hoàng kim huyết mạch còn tỏa sáng trói mắt hơn cả hoàng kim huyết mạch của đại ngốc và cừu yêu nhi nhưng không lâu sau hoàng kim huyết mạch trong cơ thể thẩm giã lại biến mất thẩm lãng và mộc lan đều biết huyết mạch của thẩm giã nghịch thiên nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cho bé con nhà mình tiến hành võ đạo vỡ lòng, mỗi ngày chỉ biết mù chơi, cho đến khi chơi tới 3 tuổi. Sau khi thẩm lãng gặp chuyện không may, Mộc Lan dẫn theo thẩm giã tiến vào tam giác quỷ, càng thêm không có ai tiến hành võ đạo vỡ lòng. Kiếm vương Lý Thiên Thu và Tông Sư Tuyết Ẩn từng nỗ lực qua, nhưng cuối cùng từ bỏ. Bởi vì thật sự không thể dạy nổi cậu bé nghịch ngợm phá phách này. Bây giờ cậu bé bại hoại này đã 4 tuổi, thảo nào lạc tổ nói hiện tại tiến hành võ đạo vỡ lòng đã hơi muộn. Mộc Lan và thẩm giã bị đưa đi, thẩm lãng rất thất lạc bởi vì hai người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng của hắn hầu như chiếm giữ phân nửa cuộc đời hắn nhưng hắn biết đó là cơ duyên của mộc lan và thẩm giã sau đó toàn bộ đại sảnh rơi vào khoảng thời gian vui mừng chỉ có lấy sai tên chứ không đặt sai biệt hiệu băng nhi một lần nữa thi triển thần kỹ của nàng hơn nữa đây là nữ nhân duy nhất mà thẩm lãng có thể khoe uy phong của mình cũng là nữ nhân duy nhất hắn có thể đánh bại bé con thẩm mật đã 6 tuổi rụt xe nhìn thẩm lãng con quên cha rồi sao cha thương thẩm mật nhất nhà, lúc con còn nhỏ, cha bế con không rời, còn đập hạt dưa cho con ăn nữa. Thẩm mật mở to hai mắt, như đang cố hết sức nhớ lại, nhưng khi đó vẫn còn quá nhỏ, không nhớ nổi. Thẩm lãng nhìn bé thẩm mật, thật là một tiểu công chúa, mọi cử động đều yêu nhã đoan trang. Từ khi gặp Helen, thẩm mật luôn kể cận nàng, Helen cũng một mực dạy cho thẩm mật đủ loại lễ nghi của công chúa, thẩm mật học rất vui vẻ, một số bé gái, trời sinh yêu thích làm công chúa thẩm mật của chúng ta là công chúa thật sự. Băng Nhi ôn nhu nói, thẩm lãng ôm yêu yêu bên trái, ôm thẩm mật bên phải, ở giữa còn ôm thẩm lực. Kỳ thực, yêu yêu lớn hơn vài tháng, nhưng trông yêu yêu nhỏ hơn thẩm mật một tuổi, thẩm mật giống chị hơn. Mật Nhi, Lực Nhi, đây là đại tỷ của hai con, tên là thẩm yêu yêu. Thẩm lãng nói, mau kêu đại tỷ, đại tỷ, thẩm mật cao giọng hô, sau khi hô xong lập tức mím môi, bởi vì tiểu công chúa đang thay răng, còn thiếu một cây. Nói đến chuyện này hắn lại cảm thấy kỳ lạ, Yêu Yêu đã 7 tuổi, đúng ra cũng đã đến thời điểm thay răng, nhưng không có dấu hiệu rụng răng. Thẩm Lực nhỏ nhất, bây giờ mới 2 tuổi rưỡi, lúc Ninh Diễm mang thai rất khổ cực, nằm trên giường trong thời gian dài, e sợ xảy ra chuyện, lúc sinh ra, thẩm lực cũng yếu ớt. Cho nên ngoại tổ phụ Ninh Nguyên Hiến mới đặt tên là Thẩm Lực. Hoàn cảnh bên trong tam giác quỷ đặc biệt, thể chất của Thẩm Lực tốt hơn rất nhiều, có vẻ hơi trầm tính, thậm chí có chút ngượng ngùng, đại tỷ, thanh âm của thẩm dã nhỏ xíu phảng phất như bé gái yêu yêu mở to mắt nhìn em trai và em gái ánh mắt tràn ngập hạnh phúc thẩm lãng cảm thấy tiếc nuối hắn rất ít ôm thẩm giã bây giờ bé con bị lạc tổ đưa đi sau này không có cơ hội để ôm bởi vì đến lúc trở lại có thể đã là lớn rồi không cần hắn ôm thẩm lãng cuối cùng nhìn thấy thế thân của mình thật sự rất giống phảng phất như đang soi gương thân thể của người này yếu ớt lúc đầu không thể sống lâu từ khi đi vào tam giác quỷ rất nhiều căn bệnh trong cơ thể dần dần biến mất Mặc dù bây giờ còn yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta tên Kính Tử." Trong giọng nói mang theo bất an, "Ta gọi Thẩm Lãng." Tiếp đó hai người lặng lặng không nói gì. Dù cho đi tới Tam Giác Quỷ, mỗi ngày Kính Tử đều ngồi ngây ngẩn trong phòng, rất ít ra ngoài, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của mình. "Ta thiếu ngươi một mạng, ta có thể vì ngươi mà chết." Kính Tử bỗng nhiên nói. Thẩm Lãng lắc đầu nói, "Không, ngươi không nợ ta." Hai người một lần nữa không nói gì. Một lúc lâu sau, kính tử lấy hết dũng khí nói cám ơn người thẩm lãng vấn an nhạc phụ nhạc mẫu hắn làm khổ nhạc phụ nhạc mẫu quá nhiều nếu không phải vì hắn gia tộc kim thị sẽ không mất hết tất cả đương nhiên có thể nói nếu không có hắn gia tộc kim thị đã sớm diệt vong cho nên người một nhà không có sự tính toán đến bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ mình đang nằm mơ lãng nhi về rồi nhạc mẫu tô bội bội chiều mến nói con chịu nhiều cực khổ còn phải gánh chịu sứ mệnh lớn như vậy ông trời thật bất công lúc đầu tô mẫu dự định mắng cả ông trời nhưng cảm thấy làm vậy thì quá bất kính nên coi như thôi nhạc phụ đại nhân nhạc mẫu đại nhân chúng ta sẽ giết trở về đoạt lại thành nội chiều đoạt lại đất đai của gia tộc họ kim nhạc phụ gật đầu hiện tại ông không biết nên đối mặt thẩm lãng thế nào ông vốn xem thẩm lãng như con ruột của mình nhưng về phần khác thẩm lãng là nhân hoàng tương lai gia tộc họ kim sẽ thuần phục hắn coi hắn như quân chủ cho nên không biết xử sự, sự làm sao cho đúng mực Huống chi Kim Trác là một người bảo thủ, coi trọng lễ tiết. Tô bội bội lại không quan tâm, cái gì là nhân hoàng, trong mắt của nàng, thẩm lãng chính là đứa con rể mà nàng thương yêu nhất. Hơn nữa nàng thấy thẩm lãng không thay đổi gì, hoàn toàn như trước, bộ dáng tinh xảo chi kỷ. Lãng nhi có sứ mạng của mình, không thì mẹ thấy chỗ này vô cùng tốt, như thế ngoại đào nguyên. Tô bội bội nói, nhưng vì báo thủ, chúng ta nhất định phải trở về, giết hết sạch cừu nhân, chảm thảo trừ căn. Lời này làm cho Kim Trác nhức đầu, rõ ràng là sự nghiệp vĩ đại của nhân hoàng làm sao qua miệng của thê tử lại biến thành người giang hồ ẩu đã mấu chốt nhất là thẩm lãng còn biểu lộ táng đồng liều mạng gật đầu con không cần lo lắng chuyện của mộc lan và tiểu giã mẹ tin mộc lan sẽ về nhanh thôi tôi bội bội nói kim trác gật đầu phụ họa không sai hơn nữa tiểu giã quá nghịch ngợm không ai dạy nổi hiện tại có người dạy bảo cũng rất tốt tương lai có thể kế thừa đại nghiệp cầu con vâng không ngờ qua hai năm rồi thẩm lãng và nhạc phụ đại nhân vẫn không có gì để nói, lạc tổ mang Mộc Lan và thẩm giã rời khỏi bằng cách nào. Đáp án rất đơn giản, Helen ly khai tam giác quỷ từ đâu? Từ con đường dưới đáy biển. Lạc tổ cũng ra vào bằng con đường dưới đáy biển, bất quá lạc tổ mạnh hơn Helen rất nhiều, chẳng những có thể ra vào, còn mang theo hai người. Thẩm lãng lẳng lặng ngồi bên trong căn phòng của Mộc Lan, người mùi hương của nàng còn đọng lại. Mộc Lan, phu quân sẽ chờ hai mẹ con trở về. Cục cưng còn muốn nếp bàn, không ngừng mạnh mẽ phu quân không phải đối thủ rồi, khi gặp lại, nàng phải thủ hạ lưu tình, đừng làm cho phu quân thua quá thảm. Lúc này, công chúa Dora ở bên ngoài nói, "Chủ quân, đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi." "Đúng vậy, phải đi. Hiện tại không cần dừng lại quá lâu, Việt quốc chắc đã lâm vào bóng tối, chờ đợi hắn về cứu vớt. Tất cả mọi người đã lên thuyền, chỉ chờ ngài." Công chúa Dora nói. Thẩm Lãng nhịn không được hôn lên chiếc giường của Mộc Lan, thẩm lãng rời khỏi phòng, ly khai kim tự tháp người nhà của thẩm lãng ba ngàn quân niết bàn đều lên thuyền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng thẩm lãng hạ lệnh xuất phát rời khỏi tam giác quỷ giết trở lại việt quốc thẩm lãng lên chiếc thuyền lớn của người nhà chiếc thuyền này không có hỏa pháo nhưng đầy đủ kiên cố đủ để chở hơn ba ngàn người theo một tiếng lệnh xuống hai chiếc thuyền lớn lên đường ly khai kim tự tháp bình thường thì không cách nào rời khỏi helen từng thử bơi ra làm đủ cách nhưng thất bại không một lần nào ngoại lệ đều trở lại vị trí cũ bởi vì thẩm lãng thành công cứu vớt đảng Long đưa bọn họ rời khỏi hải vực bị nguyền rủa, cho nên hắn cũng có thể mang theo người nhà rời khỏi tam giác quỷ, cùng lắm thì mất thời gian hơn chút thôi. Nơi đây hoàn toàn khác phế tích đế quốc Lost, bên kia có công chúa tác quái, nhưng tam giác quỷ chưa chắc đã có, mặc dù hải quái ở đây mạnh hơn, thậm chí lớn hơn con bạch tuộc bên kia. Nguyên lý quỷ đả tường cũng khác nhau. Hắn cảm thấy sở dĩ không ai rời khỏi chỗ này được, bởi vì phòng ngự của kim tự tháp dưới đáy biển có vấn đề, cho nên cần phá giải từng bước một nhưng hiện tại xem ra không cần thẩm lãng luôn lo lắng sau khi giải trừ nguy cơ hủy diệt trăm vạn hải quái sẽ trở mặt tấn công nhất là khi hai chiếc thuyền rời đi sẽ bị chúng nó chặn lại nếu xảy ra chuyện đó bọn hắn không thể ngăn cản nổi nhưng mà tất cả an tĩnh không thấy một con hải quái nào chúng nó đều lặn xuống đáy biển khoảng lúc sau một điểm sáng xuất hiện ngoài khơi đó không phải một con vật mà là xúc tu của loại hải quái nào đó chẳng những phát sáng còn đang lấp lóe, trông rất đáng yêu. Nhưng chỉ riêng cái xúc tu phát sáng nhìn đáng yêu mà thôi, bên dưới mặt biển là một cơn ác mộng. Toàn bộ thân thể của nó còn lớn hơn chiếc thuyền của thầm lãng, sâu xí si dữ tợn đến mức, không thể tả bằng ngôn từ. Nó bơi ở phía trước, dẫn đường cho thuyền của thầm lãng. Có lẽ chúng nó đang trả ơn hắn. Giết, giết, giết. Thanh âm non nớt không ngừng vang lên, tràn ngập hung hãn. Chính là Aru Tráng, con trai của Đại Ngốc và Aru Nana, đứa bé này mới 6 tuổi, đã cao tới 1 m sáu làm cho người ta giận sôi hơn nữa chiến đao trong tay của aru tráng lại nặng hơn 100 cân đang luyện đao lực lượng kinh người khí thế biêu hãn hình dung sức chiến đấu của aru tráng thế nào đây người giống như thẩm lãng một mình aru tráng có thể đánh 100, phải biết đứa bé này mới 6 tuổi aru nana đang huy đao đối chiến aru tráng liều mạng huấn luyện đao pháp cho con trai đại ngốc đầu, trong tay đang ôm một đứa con nít vẻn vẹn một tuổi không sai Đại Ngọc và Arunana sinh thêm một đứa, thật sự ngưu bức, chạy đến tam giác quỷ còn xanh con. Lần này là một bé gái, tuy chỉ có một tuổi, nhưng lại cao hơn mấy đứa bé cùng tuổi. May mà bé gái giống mẹ, không giống cha, cho nên mi thành mục tú, cường tráng như một hổ con. A à nha nha, nhìn thấy mẹ và ca ca đang luyện đao, bé gái hưng phấn vỗ tay, không ngừng kêu là. Hai năm trôi qua, đại ngốc vẫn như trước đây, nhìn thấy thẩm lãng cũng chỉ cười ngây ngô, nói một tiếng nhị ngốc ngươi tới rồi, sau đó không nói gì nữa võ công của đại ngốc tiến bộ lớn cụ thể lợi hại đến mức nào thẩm lãng nhìn không ra nhìn thấy thẩm lãng đang nhìn con gái của mình trong đầu đại ngốc chợt nhớ đến mình và lão bà làm cách nào có đứa bé này lập tức mặt đỏ tới mang tai thật sự quá xấu hổ luyện chọn một canh giờ aru tráng dừng lại được rồi có thể đi chơi aru nana nói aru tráng hoan hô khiêng đại đao chạy tới mấy tiểu đồng bọn để đao xuống aru nana nói aru tráng ném đao xuống vang lên một tiếng lớn Xin lỗi, Aru, thẩm lãng nói, liên lụy người mất Khương Quốc. Tuy thẩm lãng không biết một tin tức nào, nhưng hắn đoán ra Khương Quốc nhất định đổi chủ. Quốc gia dã man, người mạnh làm vua, không có sự trung thành. Sau khi Aru nanadi, khẳng định những thủ lĩnh kia sẽ nội đấu chiếm lấy vương vị, tiếp đó sẽ bị địch quốc thừa cơ công chiếm. Việt quốc đại khái sẽ không bị như thế, bởi vì tất cả binh lực của Việt quốc đều phòng bị thẩm lãng trở về. Sở quốc sẽ không vọng động, bởi vì vua đại viêm không thích tân sở vương co đầu rút cổ còn không kịp, sao lại dám bành trướng. Cho nên, khả năng lớn Khương quốc sẽ bị Tân Càn chiếm lĩnh. Sau khi hai cha con doanh nghiễm phản bội Khương Ly, trở thành con chó trung thành của Hoàng đế Đại Viêm, nếu chiếm lĩnh Khương quốc, có thể giám sát sở quốc và Việt quốc mỗi thời mỗi khác. Đừng nhắc lại chuyện đó. Arunana nói, đưa tay bế con gái, mẹ, bé gái vui sướng hồ. Thẩm lãng hỏi, bé tên gì? Arunana nói, Khương đoá đoá. Tên rất hay. Thẩm lãng nói, đoá đoá, thúc thúc ôm một cái, tiểu nha đầu không sợ người lạ, giang hai cánh tay nhào tới, thật sự chịu nặng, còn nghịch ngợm, vừa được Thẩm Lãng ôm, hai tay nhỏ mập mạp đùa bỡn lỗ mũi và con mắt của hắn, ai dùi, Thẩm Lãng kêu đau, nói, "Đóa đóa, không thể nhổ lông mi, nhổ hết sẽ rất khó coi." Hi hi, tiểu nha đầu kích thích, dù chỉ một việc nhỏ cũng làm cho nàng vui vẻ, cười đến run rẩy cả người. Đứa con đầu lòng của Đại Ngốc và Arunana theo họ Aru, đứa con thứ hai theo họ Khương. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, Đại Ngốc và Cửu Yêu Nhi đều là con nuôi của Khương Ly, cho nên Đại Ngốc đúng là ca ca của Thẩm Lãng. Đại Ngốc và Cửu Yêu Nhi không có quan hệ máu mủ, làm cho Thẩm Lãng kinh ngạc. Hai huyết mạch hoàng kim lại không phải chị em. Có lẽ trong đó ẩn chứa bí mật. Thẩm Lãng cảm thấy người cha này còn thần kỳ hơn hắn tưởng tượng. Tỷ phu, nhanh nói cho đệ biết chuyện ở phương Tây đi. Kim Mộc Thông nói. Thẩm Lãng nói, mập, ngươi nghĩ cái gì, chẳng lẽ muốn viết thành tiểu thuyết sao? Kim Mộc Thông nói, sau khi mọi chuyện xong xuôi, để muốn viết thành tiểu thuyết, đến lúc đó nói không chừng sẽ nổ còn hơn đông ly chuyện. Kỳ thực Kim Mộc Thông thon gọn hơn nhiều, thời gian 2 năm giảm xuống 20kg, 200kg còn 180kg. Thân cao 1m8, nặng 180kg. Phảng phất như muốn duy trì con số hoàn mỹ này, mặc cho Kim Mộc Thông cố gắng thế nào đều không thể giảm cân nữa. Cho nên, hiện tại Kim Mộc Thông trở thành một trung mập, Thẩm lãng than thở, nói ta ở phương Tây trải qua cái gì sao? Nói ra rất dài dòng, nhất định viết được một quyển sách. Kim Mộc Thông vội nói, vậy tỷ phu mau nói cho đệ biết, nhất định sẽ rất thú vị và kích thích. Thẩm Lãng nói, ta đến phương Tây bị một nữ công tước ép cưới, nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, võ công cao, sau đó gặp nữ vương Medusa, nàng cho ta một chi quân đội, ta dẫn quân chiếm lĩnh một hòn đảo. Tiếp đó có được quân đoàn Amazon cường đại, chinh phục nữ công tước tuyệt mỹ kia, nàng cho ta mấy ngàn người, vô số tiền bạc châu báu, vô số lương thực vật tư. Về sau ta gặp chị Hila, cứu vớt đảng Skeleton, cuối cùng gặp một người chị khác, chị ấy là công chúa Helen, được người dân phía nam đế quốc Zolun ủng hộ, ta muốn tiền có tiền, muốn vật tư có vật tư. Sau này ta sẽ dẫn theo mấy vạn người đánh trở lại. Kim Mộc thông kinh ngạc, nói: "Quá trình đó rất dài sao, chỉ nói mấy câu đã hết rồi, hơn nữa còn không thấy sự phấn đấu trong đó, toàn bộ dựa vào ăn bám nữ nhân." Đúng vậy, Thẩm Lãng nói, "Người đẹp trai, dáng dấp hoàn mỹ như ta còn cần phấn đấu sao kim mộc thông nói ở nhà tỷ phu đã ăn bám đi phương tây còn ăn bám tỷ phu không thấy chuyện đó có hơi thẩm lãng nói không được sao cơm chùa đưa tới trước mặt ngươi ngươi ăn không để ăn kim mộc thông thống khổ nói đáng tiếc để không có cơm chùa để ăn tỷ phu là nhân hoàng tương lai một mực ăn bám như thế không sợ làm hư hình tượng anh minh thần võ sao thẩm lãng vỗ vỗ vai kim mộc thông nói hết cách rồi ông trời cho ngươi cơm không ăn thì có lỗi với ông trời chuyện đó liên quan gì đến hình tượng của nhân hoàng mập à có muội tử nào thích ngươi không kim mộc thông trực tiếp xoay người rời đi vâng thưa phụ thân tỷ phu phụ thân đang tìm đệ vừa đi kim mộc thông vừa than phiền trong lòng đệ nhớ tỷ phu lắm tỷ phu lại đâm đao đệ như thế thẩm lãng nói mập à tỷ phu sẽ giới thiệu đối tượng tốt cho ngươi tuyệt đối sẽ không như trúc ninh lần này tỷ phu nghiêm túc kim mộc thông lại nói trong lòng lẽ nào không thể giết trở lại kinh thành để chúc hoàng chủ quỳ xuống cầu xin để cưới Trúc Ninh sao? Hila trở thành thần tượng của trẻ con, mỗi ngày đều bị mấy bé con cuốn lấy, nghe nàng kể về các chiến phiêu lưu. Nàng không giỏi ăn nói, nhưng mấy bé con lại thích lời nói đơn giản, tràn đầy sự kích thích. Màn đêm buông xuống, thẩm lãng đứng trên bong thuyền, ngắm nhìn cảnh đêm thật đẹp, đẹp đến không chân thực. Trăng tròn trên trời cao, lớn hơn bên ngoài nhiều lắm. Mặt biển như một tấm kính, hai chiếc thuyền lớn lướt qua vô số phế tích. Thẩm lãng nói, cô cô, phụ thân Khương Ly chết thế nào? Tuyết ẩn lắc đầu nói, không biết, đó là bí mật lớn nhất phương đông. Thẩm lãng thở dài nói, ít nhất phải biết kẻ thù là ai chứ. Thẩm lãng lại nói, lần này tới phương Tây, con mới biết cuộc sống của Khương Ly rất tốt, tại sao lại về phương đông, tranh đoạt vị trí nhân hoàng, đã xảy ra chuyện gì, làm cho Khương Ly thay đổi lớn như thế. Tuyết ẩn lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì lúc đó ta không ở bên cạnh Nghĩa Huynh, lúc ta tiếp cận Huynh ấy, Nghĩa Huynh đã trở thành người vĩ đại, như ánh mặt trời chiếu khắp phương đông. Thẩm lãng nói, vậy cô cô biết gì về mẫu thân không tuyết ẩn nói chúng ta không ai biết thân thể của nàng một ngày nọ phụ thân của người dẫn theo nàng xuất hiện từ đó trở thành thê tử duy nhất của hắn tuyết ẩn phảng phất như rơi vào hồi ức nàng rất đẹp băng cơ ngọc cốt ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế nữ nhân chúng ta mỹ lệ qua vẻ bề ngoài mà thôi còn vẻ đẹp của nàng từ trong xương cốt mà ra thẩm lãng nói mẫu thân là người của bạch ngọc kinh sao chắc vậy tuyết ẩn nói bởi vì nàng quá trắng tựa như tuyết khi đứng bên cạnh nàng, còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, cho nên không ít người buông lời rèm pha. Nghĩa huynh lấy nàng vài năm chưa sinh con, rất nhiều người nói cơ thể của nàng tỏa ra khí lạnh, tử cung không thể mang thai. Ta cũng nghĩ như vậy. Lúc nàng sinh hạ các ngươi, thật sự quá khó khăn. Sau khi sinh ra tiểu Ninh Ninh, cơ thể suy yếu nhiều bệnh, cha mẹ của ngươi mạnh như vậy, kết quả lại sinh ra ngươi, tay chói gà không chặt. Ban đầu thẩm lãng chỉ chú ý khương ly, hiện tại hắn phát hiện mẫu thân còn thần bí khó lường hơn. Tuyết ẩn nói. Lãng nhi, ngươi không thích phương Tây sao, ta thấy được sự mệt mỏi trong mắt của ngươi. Nàng đương nhiên khác kim mộc thông, thấy nhiều thứ hơn. Nơi đó dù tốt, nhưng không phải quê hương của chúng ta. Thẩm lãng nói. Tuyết ẩn nói, quê hương của chúng ta bị hổ báo xài lang chiếm cứ. Lãng nhi muốn thiên hạ không thủ, không phải chuyện dễ. Cha con doanh nghiễm và chúng ta, thù sâu như biển. Nhưng hai người họ quá mạnh, doanh vô minh chẳng những là đệ tử thân truyền của phụ thân ngươi, còn là thiếu chủ của phù đồ sơn. Liên quan tới chuyện đó, thẩm lãng không hiểu. Danh vô minh có gì được phù đồ sơn yêu ái như vậy? Lãng nhi phải chuẩn bị tốt, kẻ địch của chúng ta rất mạnh. Tuyết ẩn nhắc nhở. Thẩm lãng biết rõ ràng, nhìn Adolf thôi cũng đủ thấy được. Adolf đi theo Khương Ly một đoạn thời gian mà thôi, còn danh vô minh là đệ tử thân truyền, thời gian học võ hơn 20 năm. Cho dù vậy, thực lực của Adolf rất mạnh, đơn độc hành tẩu phương Tây, ngoại trừ một vài người, hầu như đến tình trạng độc cô cầu bại, nếu trang bị thượng cổ không bị phá hủy, nữ vương Edda thắng không nổi. Tuyết ẩn nói, ta thử qua võ công của cửu yêu nhi, nàng mạnh hơn ta. Ta hỏi nàng, nàng nói thực lực của mình tương đương Edda và Helen, chỉ đứng sau Solon. lông. Trầm lãng nói, vậy kẻ địch của chúng ta thì sao? Tuyết ẩn nói, võ công của cửu yêu nhi và công chúa Ninh Hàn bất phân cao thấp, danh vô minh thì mạnh hơn chút. Thầm lãng nhíu mày, hắn chỉ gặp danh vô minh một lần, khi hắn đưa tiễn tuyết ẩn, lúc đó danh vô minh đi cầu thân Ninh Hàn. Lúc tuyết ẩn nhìn thấy danh vô minh, lập tức động thủ giết người, kết quả căn bản không thể động tới góc áo của đối phương tuyết ẩn khổ sở nói phụ thân ngươi bồi dưỡng danh vô minh quá mạnh mẽ thẩm lãng biểu môi nói đôi mắt của ông ta quá kém cỏi đù đông hay tây đều bị đệ tử phản bội tuyết ẩn nói nếu hắn không chết thì không ai phản bội lời này không sai người trên thế giới này hoặc là có tài không có đức hoặc là có đức không có tài người có tài lại có đức chỉ điểm được trên đầu ngón tay về phần đại tông sư là do sáu đại thế lực siêu thoát sắc phong xem như lừa gạt cao thủ thiên hạ tuyết ẩn nói kỳ thực người mạnh nhất đều ở trong sáu đại thế lực ở nước đại viêm thẩm lãng nói cô cô đại viêm và sáu đại thế lực có quan hệ gì với nhau sáu đại thế lực mạnh như vậy vì sao phải nghe lệnh của hoàng đế đại viêm tuyết ẩn nói nếu biết chuyện đó chúng ta cách chân tướng của thế giới không xa hai chiếc thuyền của thẩm lãng ly khai tân thế giới trong tam giác quỷ tiến vào hắc vụ mịt mờ con hải quái vẫn tiếp tục dẫn đường bên trong sương mù dày đặc xúc tu của nó càng thêm sáng tỏ hào quang lập lòe chiếu sáng bóng tối thẩm lãng phát hiện một chuyện con đường mà hải quái đi phi thường phức tạp căn bản không phải đi thẳng mà là quẹo qua quẹo lại dường như lạc đường trong mê cung thẩm lãng muốn ghi nhớ con đường này ngày sau muốn ra vào cũng dễ hơn thế nhưng rất nhanh hắn từ bỏ bởi vì nhớ kỹ cũng vô dụng con đường này chỉ đi được một lần năng lượng bên trong tam giác quỷ thời thời khắc khác đều biến hóa di động lúc tiến vào chỉ cần đi qua sương mù dày đặc nhưng khi đi ra, lại mất trọn 9 ngày. Đường xa hơn vạn dặm, đủ thấy con đường này phức tạp cỡ nào, nếu không có hải quái dẫn đường, để thẩm lãng tự tính toán, thật không biết đến ngày tháng năm nào mới đi ra được. May mắn có yêu yêu, tiểu bảo bối quá thần kỳ, chúng ta đều hưởng nhờ phúc của yêu yêu. Tuyết ẩn ôm yêu yêu, nhịn không được hôn một cái. Thẩm lãng thì ôm thẩm mật, đồng thời hôn lên trán cô bé. Hắn không phải thánh hiền, cho nên trong lòng khó tránh khỏi thiên vị, nhưng trước mặt con cái nhất định phải biểu hiện công bằng, nhất là ở trước mặt con gái, u, rốt cuộc lao ra ngoài. 9 ngày qua, bị sấm sét đánh, gặp nhiều vòi rồng, cảm giác áp bách thật sự quá mạnh mẽ. Chẳng qua còn tốt, lần đi qua sương mù này hoàn toàn khác lần trước. Lần này cảm giác an toàn hơn rất nhiều, không cần nơm nớp lo sợ như lần trước. Thuyền của thẩm lãng đi ra ngoài, con hải quái kia cũng biến mất, từ đầu tới cuối không có trồi lên mặt nước, không làm cái gì để biểu hiện cáo biệt bọn hắn. Ý của nó rất rõ ràng, bọn nó đã báo xong ân tình, hai bên không thiếu nợ nhau. Sau đó, hai chiếc thuyền của thẩm lãng đi về phía bắc, hơn mấy nghìn dặm, lần này bọn hắn đi ra từ phía nam. Ba ngày sau, thẩm lãng nhìn thấy hạm đội của mình. Nhìn thấy thuyền của thẩm lãng đi từ phía nam tới, đám người giác tang kinh ngạc, sau đó hoan hồ. Thủ lĩnh mua năm, mua năm, mua năm. Giác tang thở phào một hơi, mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng. Thẩm lãng từng sáng tạo ra kỳ tích, nhưng ông vẫn lo lắng thẩm lãng xảy ra chuyện hoặc tốn thời gian rất lâu mới đi ra được. Hai bên hội hợp, giác tang hô lớn một tiếng tiến về phía đông. Tức thì, hạm đội khổng lồ xuất phát. Khoảng cách Việt Quốc còn hơn vạn dặm, con đường quá xa. Cách thành nội chiều 5.000 dặm, ba chiếc chiến thuyền đang tuần tra. Bọn họ vốn là hải tặc ở phương Bắc, hai năm trước bị đại viêm trưng dụng, biến hóa nhanh chóng, trở thành thủy quân của Việt Quốc. Từ đầu tới cuối bọn họ không thể cự tuyệt. Bản thân bọn họ cũng không muốn cự tuyệt, bởi vì quân lương rất nhiều còn không cần chém giết nhưng mà cuộc sống như vậy lại quá buồn chán mỗi ngày phải tuần tra biển rộng đề phòng thẩm lãng bên trên điên rồi tên thẩm lãng kia sớm đã chết sao đánh trở lại được đúng vậy làm chúng ta tuần tra vô ích một con chim còn không nhìn thấy chán chết chúng ta cũng kiếm được rất nhiều tiền nhờ tên thẩm lãng kia nuôi sống nhiều hải tặc như vậy nghe gì chưa bên trên sắp kiên trì hết nổi rồi bọn họ đều cảm thấy thẩm lãng đã chết Hạm đội của chúng ta cũng sắp bị cắt giảm, chỉ ít giảm hơn phân nửa, hội ẩn nguyên không chịu trả tiền. Hội ẩn nguyên đoạt thành nội triều của Thẩm Lãng, đoạt sinh ý mua bán gương, kiếm nhiều tiền như vậy, lại không chịu trả tiền. Thẩm Lãng đã chết, vô ích tốn tiền nuôi 15 vạn hải quân để tuần tra, bọn họ không phải người ngu, không biết lúc nào thì hạm đội bị giải tán, chúng ta nên chuẩn bị kỹ đường lui. Đến lúc đó sẽ có tín hiệu. Tín hiệu gì? Giết người, Thiên hộ nói, quốc vương bắt Ninh Chính, biện tiêu Trương Sung và mười mấy vạn người, toàn bộ đều là người của Thẩm Lãng, cũng đã giết hơn một vạn người, nhưng còn chưa giết mấy đại nhân vật. Giữ mạng của bọn họ để đề phòng Thẩm Lãng trở về, những người này còn giá trị, một khi giết bọn họ, vậy đại biểu cho quốc vương cảm thấy Thẩm Lãng chết rồi, hạm đội của chúng ta sẽ giải tán. Tiểu tử Thẩm Lãng kia đã chết, không thể về, hắn chết thật thống khoái, liên lụy vô số người, không biết thời điểm kết thúc sẽ chết thêm bao nhiêu nữa. Nghe bọn họ nói chuyện, người canh trên cột buồm cũng ngủ thiếp. Đại nhân, đến giờ về thành nội triều. Nghe vậy, thiên hộ liếc mắt nhìn đồng hồ cát, nói, tuần tra thêm lát nữa, không thể sớm một khắc nào. Đủ thấy Yến Nan Phi trị quân vô cùng nghiêm khắc, hải quân không dám về sớm dù cách xa mấy vạn dặm. Đã đến giờ, xuất phát về thành nội triều, thiên hộ hạ lệnh, quân lính hoan hô. Cuối cùng đến giờ về rồi, tuần tra nhiều tháng trên biển, thân thể sắp bốc mùi, lần này trở về, phải hảo hảo khoái hoạt. Ngay lúc này, người canh gác trên cột buồm, bỗng nhiên dụi hai mắt, thấy ảo giác sao? Gã nhìn thấy nơi xa xuất hiện điểm đen, chẳng lẽ là chim biển sao? Nhìn không giống lắm. Rất nhanh gã nhìn thấy rõ ràng hơn, đó là một hạm đội. Thấy quỷ sao? Lại có hạm đội từ hướng đó chạy tới. Chẳng lẽ là hạm đội đến từ phương Tây? Sau đó, tên canh gác kinh ngạc đến ngây người, dựng cả tóc gáy. Bởi vì chân trời xuất hiện rất nhiều chiến thuyền, càng lúc càng nhiều, cuối cùng vô biên vô hạn, nhìn không thấy điểm cuối. Hết cháp 460.